Bát cô nương nói ra, đại khái là công tử còn tưởng rằng chúng ta với cái thế giới này nhận biết chính là thiên viên địa phương. Công tử yên tâm, đối với cái này địa cầu, vị diện thế giới, chờ một chút hết thảy nhận biết, chúng ta đều là biết. Thế giới bao la chính là ba nghìn thế giới chúa tể, điểm này chúng ta cũng là biết. Chúng ta đại chiêu vương triều, chưa chắc là không biết nên làm sao phát triển công nghệ cao. Chỉ bất quá, đại chiêu phủ hoàng đế có chính mình cân nhắc, mà lại tu pháp thời đại, công nghệ cao cũng khó có thể phát triển. Bây giờ tình như vậy hình, ngược lại là tốt quản lý một chút. La Quân nói ra, cái kia tốt, dạng này ta nói đến, không biết như vậy cố hết sức. Nhân loại sớm nhất hóa thạch là 7 triệu năm trước. Cái này, mọi người hẳn không có tranh luận a. À. La Quân theo rồi nói ra. Bát cô nương nói ra, không có tranh luận. La Quân nói ra, thế giới bao la các khoa học gia làm qua nghiên cứu, tại 6.000 vạn năm trước, Địa cầu một mực là khủng long thống trị. Mà khủng long thống trị địa cầu dài đến 170 triệu năm. Nhân loại thống trị địa cầu đến cùng bao nhiêu năm, cái này ta không rõ ràng. Nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng khủng long tướng, 100 năm thời gian có thể để thế giới phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa. Như vậy 170 triệu năm thống trị, địa cầu đã từng đến cùng phát sinh qua cái gì, rõ ràng tới trình độ nào. Thật là chúng ta nhận biết như thế nhỏ hẹp sao? ta nhìn chưa hẳn, bây giờ địa cầu, một chút thần thông lão quái, lợi hại nhất, ta nhìn cũng bất quá mấy vạn năm thọ mệnh. Cùng cái kia 170 triệu năm lên, căn bản không có có thể tính. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bát cô nương hỏi. Là quân nói ra, ta muốn nói cho các ngươi, không phải tất cả khủng long đều là ngu dốt. Không phải tất cả khủng long đều là đại hình động vật bò sát, quái vật này, là đứng đấy đi bộ, có tư tưởng, thông lời nói, có độ cao rõ ràng. Những quái vật này nhóm, là khủng long thời đại người thống trị, bọn họ tự xưng là linh tôn. Năm đó địa cầu xác thực tao ngộ vẫn thạch va chạm, toàn bộ sinh linh hủy diệt hầu như không còn, thậm chí địa cầu đóng băng. Nhưng tại địa cầu bị va chạm trước đó, những cái kia cao cấp linh tôn nhóm, sớm đã lấy đế quốc Thiên Chu rời đi địa cầu. Cái này mấy chục triệu năm qua, bọn họ một mực tải vũ trụ tồn tại. Cái này, cái này sao có thể? Bát cô nương bọn người nghe vậy hoảng sợ. Không thể nào, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ta biết rõ tin tức là như thế. La Quân nói ra, cái này là trước mắt các ngươi cỗ thi thể này chính miệng nói cho ta biết. Mấy chục triệu năm, công nghệ cao cần nguồn năng lượng, cái này đế quốc thiên chu làm sao có thể tại vũ trụ chi phiêu lưu mấy chục triệu năm. Bát cô nương nói ra, nghe nói, đế quốc thiên chu có vô cùng lớn, mà lại có thể thôn vệ hành tinh. Bọn họ thôn vệ ức vạn khỏa hành tinh, dùng cái này để duy trì sinh thái. La Quân nói ra. Bát cô nương bọn người trầm mặc đi xuống. Chuyện này, thật là quá mức bạo tạc tính. Ngươi là làm sao phát hiện bọn họ? Bát cô nương đột nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta tại tầm tìm bảo tàng, kết quả bảo tàng không tìm được, bị mấy người cao thủ cho quấn. Về sau, chúng ta triển khai kịch đấu, về sau động tĩnh lớn, kinh động những thứ này linh tôn. Bọn họ một mực tại tìm tu sĩ làm nghiên cứu, đại khái cũng là chuẩn bị đem chúng ta chộp tới nghiên cứu chỉ bất quá bọn họ không nghĩ tới sẽ bị ta cho trốn tới mà lại ta còn bắt bọn họ một cái linh tôn cái này tương đương chọc tổ ong vò vẽ một dạng bọn họ bắt đầu không ngừng truy sát ta bát cô nương nói ra những quái vật này nhóm cực thần thông chi năng ngươi phải biết chúng ta đại chiêu phủ thần vệ mỗi một tên thần vệ đều là tuyệt đỉnh cao thủ cũng đều có đặc thù mới có thể liền là như vậy bị bọn họ giống giết dưa thái thịt một dạng cho giết bốn cái Bát cô nương theo rồi nói ra, tha thứ ta nói thẳng, là công tử bản sự tuy nhiên siêu quần. Nhưng tựa hồ cần phải rất không có khả năng theo trong tay bọn họ trốn tới. La quần nói ra, rất không có khả năng đồng thời không có nghĩa là không có khả năng. Giống cái này Lục Diệp sẽ, cái này đại chiêu phủ cũng là cao thủ như mây. Nhưng nếu như ta muốn đi, các ngươi một dạng ngăn không được ta. Bát cô nương còn có hắn ba tôn nguyên thần nhất thời biến sắc cái kia một tên nam tính nguyên thần liền nói ra, ta ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút là công tử thủ đoạn đặc thù. Là quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là các hạ muốn cùng ta hoa hoa, ta tự nhiên phụng bồi. Cái kia nam tính nguyên thần giọng nói nhất thời bịt lại. Bát cô nương thì là cười một tiếng, nói ra, là công tử thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không chút nào dây dưa dài dòng. Nàng đón đến, nói ra, là công tử, người hôm nay nói tới sự tình xác thực quá mức không thể tưởng tượng ta còn không có cách nào cho ngươi một cái cụ thể trả lời chắc chắn ta cần báo đi la quân khẽ nhíu mày hắn biết lại là như thế kết quả nhưng là lúc này la quân cũng không có cái gì hắn biện pháp tốt cũng chỉ có thể trước yên lặng nhìn biến hắn không quên nói ra ta chỉ ở chỗ này đợi nhiều nhất một ngày thời gian một ngày sau đó các ngươi bên này nếu như không có dự tính hay lắm ta sẽ rời đi lục diệp sẽ Ta tin tưởng Lục Diệp có thể hay không cố ý đến gây khó dễ tại ta đi." Bát cô nương nói ra, đó là tự nhiên, Lục Diệp lại là làm ăn. Sinh ý đại môn chỉ có thể mở ra, làm sao có thể đóng lại. Nàng sau đó còn nói thêm, "Cái kia mời công tử đi xuống trước nghỉ ngơi, một ngày sau đó, ta sẽ đích thân tới gặp La công tử ngươi cùng Kiều cô nương." La Quân gật đầu, nói ra, "Tốt." La Quân cùng Kiều ngưng suốt các lầu về sau liền bị lục diệp hội một tên nữ quan an bài vào ở đến khách quý trong xương phòng. Khách quý phòng nhỏ là tại hoa viên bên trái, đẩy mở cửa sổ có thể gặp cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi rực rỡ. Mà trong sương phòng xa hoa nhưng lại điệu thấp, hết thảy trang trí đều cực chi coi trọng. Nữ quan an bài một tên gọi là Tiểu Thiên Nha Hoàn chuyên môn phục thị La Quân cùng Kiều Ngưng, La Quân vẫy lui Nha Hoàn, để ở bên ngoài chờ lấy được. Về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng liền ngồi xếp bằng giả bộ như là tại tính dưỡng bộ dáng. Thực tế, hai người bắt đầu ý niệm giao lưu. Kiều Ngưng nói ra, việc này, không tốt lắm xử lý. La Quân cười một tiếng, nói ra, người thế nào cảm giác? Kiều Ngưng nói ra, ta nhìn lục diệp hội cùng Hoàng Cung bên kia, khẳng định là có thân mật liên hệ. Dạng này sự tình, riêng là lúc này, Hoàng Cung cao thủ cũng bị giết. Đây là đại sự kiện, lục diệp hội khẳng định sẽ đi kỹ càng cáo chi. Đến lúc đó, chỉ sợ hiện nay đại triều phủ hoàng đế đều phải gặp ngươi Là quân nói ra Điểm này ta nghĩ đến Nhưng chúng ta muốn về thiên châu Còn thật đến mượn nhờ lục diệp sẽ Kiều ngưng nói ra Vấn đề mấu chốt là Những cái kia linh tôn ăn thiệt thòi Cũng khẳng định biết Bọn họ sự tình là triệt để tiết lộ ra ngoài Không thể giết chúng ta diệt khẩu Người nói bọn họ cái tiếp theo sự tình hội làm cái gì Là quân nói ra Chuyển di ổ điểm Kiều ngưng nói ra Không sai la quân nói ra đến lúc đó nếu là đại chiêu phủ hoàng đế để cho chúng ta mang theo đi tìm ổ điểm chúng ta chỉ có thể tìm ngư không vâng kiều ngưng nói ra la quân sau đó cười một tiếng nói ra đây cũng là ta muốn Ừm, kiều ngưng nhất thời nghi hoặc la quân nói ra những cái kia linh tôn mặc dù sẽ chuyển di ổ điểm nhưng cũng sẽ lưu lại linh tôn đến giám thị ta là muốn triệt để hướng những cái kia linh tôn phóng ra một cái tín hiệu đó là biết các người bí mật người đã có rất nhiều. Cho nên, người giết ta diệt khẩu là vô dụng, cứ như vậy, chúng ta nguy cơ có lẽ giải trừ. Kiều ngưng nhãn tình sáng lên, nàng thoảng qua hưng phấn, nói ra, vẫn là người muốn sâu xa. Là quần khoát khoát tay, nói ra, đi một bước, nhìn một bước mà thôi. Đại triều phủ hoàng đế, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Còn không biết hội làm xảy ra chuyện gì tới. Kiều ngưng nói ra, vậy cũng đúng la quân nói ra trước mắt vấn đề thực còn không phải khó khăn nhất nhất làm cho ta lo lắng kiều ngưng cùng la quân tâm ý tương thông nàng lập tức nói ra người lo lắng là những cái kia linh tôn la quân nói ra những cái kia linh tôn không thiên châu cùng trước đó ương thế giới thiên châu cùng ương thế giới đã từng muốn thay thế thế giới bao la nhưng thiên châu cùng ương thế giới đều là tại thiên đạo chi cho nên cuối cùng là thiên đạo khống chế mà những cái kia linh tôn nhóm năm đó từng thoát đi thiên đạo, chính là lấy thiên đạo ở giữa có cửu hận. Càng có thôn phệ vô số hành tinh lực lược, lược, cho nên, linh tôn chính là là địa cầu đại địch. Kiều Ngưng nói ra, linh tôn thực cũng là tại thiên đạo chi, bởi vì bọn hắn căn là tại địa cầu mặt. Rất nhiều đại thần thông giả, tức liền rời đi địa cầu, cũng thoát đi không thiên đạo. Ta xem bọn hắn cũng giống như vậy. Linh tôn đối với địa cầu dự định đến cùng là cái gì đây? la quân lại là lâm vào khổ tư linh tôn ý tưởng chân thật la quân không đoán ra được bất quá la quân cũng biết mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì nhưng đối với con người mà nói cái này đều không phải là chuyện tốt linh tôn nhóm chưa chắc là muốn hủy diệt địa bóng nhưng làm địa cầu đã từng chủ nhân bọn họ hiển nhiên là dung không được bây giờ địa cầu chủ nhân nhân loại la quân cùng kiều ngưng cũng chỉ là trao đổi lẫn nhau một chút hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến về sau, hai người y phục hàng ngày ăn đan dược, tĩnh tâm tĩnh dưỡng, để lẫn nhau tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Một ngày này xuống tới, hai người tinh thần cũng xác thực đến đỉnh phong trạng thái. La Quân đồng thời còn cẩn thận phỏng đoán thiên đạo bút. Càng là phỏng đoán, La Quân càng là cảm thấy thiên đạo bút chi lợi hại. Thiên đạo bút thiên đạo chi khí, ẩn chứa vạn vật, nhưng lại bao trùm tại vạn vật chi. Ba nghìn đại đạo, thiên đạo bút, toàn bộ đều lấy thiên đạo cùng một nhịp thở. Thiên đạo, quả nhiên là đời này kinh khủng nhất chi vật. Là quân biết, chính mình tuy nhiên nắm giữ thiên đạo bút, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới, tinh thần cực hạn, còn không có thể phát huy ra thiên đạo bút chi vạn nhất lực lượng. Tránh thức thiên đạo bút, lực lượng phát huy đến cực hạn. Đó là thiên đạo chi thủ, thiên đạo chế định quy tắc, ai có thể phá. Là quân càng là lĩnh ngộ, liền càng là kinh hãi. Đồng thời cũng biết, chính mình còn phải cố gắng địa phương quá nhiều. Tại ngày thứ hai, đại chiêu phủ bên này đột nhiên mưa to. Khắp nơi tối tăm, mưa to đùng đùng sao không dứt Lúc này, bên trong thiên địa liền chính xác là một mảnh không rõ, từ trường cũng là hỗn loạn. Tại mưa to chi, ám sát tuyệt đỉnh cao thủ chính là thời cơ tốt nhất. Mà lúc này đây, bát cô nương cùng huyền bá tới chơi. Bát cô nương là chân thân tiến đến, nàng quả nhiên là dài đến xinh đẹp rung động lòng người một thân tu vi cô nương ra nhóm, vậy là không có một cái xấu. Đây là một loại sinh vật tiến hóa bản năng. Nhân loại phổ thông tiến hóa là thích ứng sinh tồn, tu sĩ tiến hóa, cái kia là dựa theo chính mình yêu thích. Bát cô nương lấy một thân màu đỏ thấm cao quý váy đỏ, vừa vào cửa, chính là mùi hương thoang thoảng bay tới. Huyền bá thì là một thân trường sam màu xanh, cung kính cùng ở một bên. Là công tử, kiều cô nương, đêm qua nghỉ ngơi được chứ? bát cô nương sau khi đi vào, mỉm cười, hỏi. Là quân cùng kiều ngưng gật đầu, la quân cười một tiếng, nói ra, nơi này rất tốt, hoàn cảnh rất không tệ. Ta đều có chút không muốn đi. Nhà hoàn tiểu thiên rất nhanh đến mức trả đến, mọi người phân biệt ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, bát cô nương cười cười, nói ra, la công tử thật sự là sẽ nói cười, nếu là la công tử muốn đợi ở chỗ này, chúng ta lục diệp hội hoan nghênh đã đến a. À? Lục Diệp lại là thiếu là công tử dạng này nhân tài. La Quân thì cười, nói ra, nhân tài hai chữ không dám nhận, nhưng ta thật là người chuyên gây họa, ta cử nhân, nhiều nhiều vô số kể. Nếu như ta thật lưu tại Lục Diệp sẽ, đoán chừng các ngươi Lục Diệp hội cũng sẽ đau đầu muốn khóc. Bát cô nương cười cười, nói ra, Lục Diệp hội đã dám lưu công tử, có vì công tử che gió che mưa bản sự. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không nói trước cái này, Cô nương thương lượng với mặt đến thế nào? Bát cô nương cũng nghiêm mặt nói ra, công tử nói tới sự tình, chúng ta không dám không tin. Lúc này vị cũng cao độ coi trọng, ta lục diệp hội vị đã cùng hiện nay đường đế thương lượng một phen. Chuyện này, theo công tử nói, liên quan đến toàn nhân loại. Công tử hẳn là sẽ không trách chúng ta lắm miệng A. Là quân tự nhiên không ngoài ý muốn, đây đều là hắn đoán được sự tình. Không trách, là quân nói ra bát cô nương nói ra đa tạ công tử thông cảm chúng ta vị đã hướng đường đế muốn một cái đặc cách lệnh là công tử có thể tự do tới lui đại chiêu vương triều không nhận chúng ta quản chế đương nhiên cái tiền đề này là công tử không muốn làm bất luận cái gì có hại đại chiêu vương hướng sự tình là quân tâm hơi hơi vui vẻ nói ra đương nhiên ta hội tôn trọng đại chiêu vương hướng phong tục cùng thói quen bát cô nương nói ra mà lúc này đường đế muốn muốn gặp công tử la quân nào nào nói tiếp tốt bát cô nương thở phào một hơi sau đó nói nếu như thuận tiện chúng ta bây giờ đi thôi la quân nói ra tốt bát cô nương còn nói thêm bất quá đường đế vẫn chưa muốn gặp kiều cô nương la quân nói ra không sao kiều ngưng tại ta phòng bị tu di bên trong vào ở là đủ hắn là tuyệt đối không yên lòng đem kiều ngưng một người nhét vào lục diệp hội tổng bộ bát cô nương có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, vậy được rồi. Nàng là người thông minh, cũng biết là quân phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù mọi người mặt là hòa hợp êm thấm, sắc màu rực rỡ. Nhưng lẫn nhau ở giữa, thực là không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Về sau, Kiều Ngưng đến là quân phòng bị tu di bên trong. Là quân thì cùng bắt cô nương một cỗ có chút xe ngựa sang trọng. Huyền bá cũng cùng đi một bên, sau đó, mã phu đánh xe xe ngựa một đường lung la lung lay hướng về đại chiêu phủ hoàng cung mà đi tuy nhiên mưa to như cược nhưng mưa to lại là gần không được bát cô nương cùng la quân thân thể chính là liền xe ngựa đều chưa từng nhiễm nước mưa loại này xem đại chiêu phủ dân chúng thì là không cảm thấy kinh ngạc cổ đại phong kiến hoàng cung tại la quân trong mắt lớn nhiều đều là cơ bản giống nhau mà đại chiêu phủ hoàng cung tự nhiên cũng là rộng rãi hùng vĩ lộng lẫy tiến vào hoàng cung lúc huyền bá đẩy ra màn xe lấy ra thủ lệnh bọn thị vệ lập tức cung kính cho đi là quân ngồi ở trong xe im lặng không nói hắn thần niệm lại tại lạng yên không một tiếng động dò xét cái này chỉnh tòa hoàng cung hoàng cung bốn phương thông suốt có chiếm diện tích rộng lớn ngự hoa viên ngự hoa viên chi thế mà trồng trọt vô số linh thảo cùng linh dược mà lại tại địa phương khác còn có dưỡng thần thú vân vân là quân cái này mới tỉnh ngộ lại cái này hoàng cung đồng thời không phải bình thường hoàng cung. Cái này đại chiêu phủ hoàng cung, thế nhưng là không kém cỏi bất luận cái gì tiên môn tồn tại. Là quân một đường đi vào phía trong, tại ngự hoa viên phía trước, xe ngựa ngừng bước. Là quân cùng bắt cô nương xuống xe, huyền bá thì tại xe chờ đợi. Đại chiêu phủ hoàng cung lưới sao dày đặc, liền như bàn cờ một dạng, phòng ốc ngang dọc, các cung các viện, ngay ngắn trật tự. Tại hoàng cung chi, rất nhiều hoàng tử cùng cao thủ chấn thủ, đồng thời bố trận pháp, làm cho cả hoàng cung xâm nghiêm không, chim trùng đều không thể tới gần. Mà toàn bộ đại chiêu phủ, hoàng cung cũng không phải là duy nhất lực lượng. Hoàng cung chỉ là đại biểu hoàng quyền. Tại khác một bên, còn có thiên đô quân phủ tồn tại. Thiên đô quân phủ chi, đông đảo tu sĩ tồn tại, đồng thời bị thiên đô quân thần huấn luyện được thiết huyết trận pháp. Thiên đô quân thần cũng không phải là chỉ một người nào đó, thiên đô quân thần là một cái chức vị. Muốn đạt tới nào đó loại năng lực cùng tu vi về sau, đồng thời thông qua khiêu chiến một nhiệm kỳ thiên đô quân thần thành công, mới có thể trở thành thiên đô quân thần. Thiên đô quân phủ là đại chiêu vương trong chiều giao nhọn. Mà tại đại chiêu phủ phía tây, còn có thiên cơ phủ. Thiên cơ phủ liền là bố trí thiên tồn tại, toàn bộ đại chiêu phủ giám sát, đều từ thiên cơ phủ đến hoàn thành. Thiên cơ phủ nhân tài đông đúc, chi thiên đều quân phủ thực lực còn cường hãn hơn chính là thiên cơ phủ thiên đô quân phủ cùng hoàng cung bố thành đại chiêu vương hướng thiết tam giác cái này giang sơn như thùng sắt duy trì mấy ngàn năm mà không bại la quân cùng bắt cô nương tại cung công công chỉ huy phía dưới cử khúc tám chỗ ngoặt đi vào trong ngựa thư phòng cái kia ngựa thư phòng trước là một tòa đình viện vừa mới tiến đình viện la quân cảm nhận được một loại quyền lực uy nghiêm đây là một loại giữ kín như bưng cảm giác chính là la quân bực này tu vi cũng cảm thấy áp bách cùng mất tự nhiên đại chiêu vương hướng thực lực xem ra còn tại đại khang vương triều chi la quân nói thầm bất quá cái này cũng không trách hiên chính hạo đại khang vương triều mới bao nhiêu năm mà đại chiêu vương hướng lại là bao nhiêu năm tin tưởng cho đại khang một thời gian ngàn năm nhất định cũng có thể vượt qua đại chiêu vương triều đây là hoàng muốn gặp bát cô nương cùng la công tử cái kia mang lộ công công đối giữ cửa công công nói ra dưới cửa công công gọi là Hoàng Công Công, Hoàng Công Công đang muốn khởi bẩm đường đế. Mà bên trong đường đế đã mở miệng trước, để bọn hắn vào. Đúng, Hoàng, Hoàng Công Công lập tức cung kính trả lời. Hoàng Công Công sau đó mở cửa ra. Là Quân cùng bắt cô nương đi vào. Là Quân sau khi đi vào liền nhìn thấy đường đế đường bá chiêu. Cái này đường đế thân mang minh hoàng tú long bào, đầu đội tử kim quan, uy nghiêm cùng cực. Hắn xem ra mới 50 tuổi khoảng chừng nhưng là ấm nhĩ nhã, không giận tự uy. La quân nhìn một chút đường đế, lập tức thu hồi ánh mắt. Cái kia nhìn một cái, lại là căn bản nhìn không rõ ràng. Chỉ cảm thấy đối phương uy nghiêm không hiểu, lòng hắn cũng biết, đối phương tuyệt đối là không thể tưởng tượng cao thủ khủng bố. Lúc này, bắt cô nương trước tiên quỳ một chân trên đất, nói ra, tại tử câm tham kiến hoàng, hoàng vạn phúc. Đường đế ôn hòa cười một tiếng, nói ra, tử câm không cần đa lễ, bình thân đi bát cô nương liền là nói ra đa tạ hoàng la quân ngẫm lại tuy nhiên hắn hiện tại thực tình không thích quỳ người nhưng tình thế người mạnh tối thiểu lễ nghi phải có liền cũng quỳ một chân trên đất nói ra là quân tham kiến đại chiêu hoàng đế đường đế cười nhạt một tiếng nói ra là công tử không phải ta đại chiêu người cũng không cần đa lễ bình thân đa tạ hoàng la quân liền là đứng dậy đường đế theo rồi nói ra ban thưởng ghế ngồi bên cạnh biên thị vệ lập tức chuyển ghế dựa. La quân cùng bắt cô nương ngồi xuống. Đường đế ngay sau đó liền nói ra, là công tử, chấm muốn gặp một lần cỗ thi thể kia. La quân nói ra, tốt, hoàng. Hắn ngay sau đó đem cái kia tân thi thể rời ra ngoài. Đường đế ngay sau đó vung tay lên, liền vung ra một sợi màu tím. Cái này màu tím chui vào đến tân thi thể chi. La quân biết, đây là đường đế đang kiểm tra tân thi thể. Cái này màu tím trong nháy mắt liền trải rộng tại tân toàn thân phía dưới, đường đế sau đó thu hồi màu tím. Lòng hắn đối với tân thân thể cấu tạo, mạch lạc chờ một chút, liền nhất thanh nhị sở. Cái này thi thể, xác thực rất là đặc biệt, đường đế trầm giọng nói ra. Là quần nào nào, nói ra, hoàng chỉ đặc biệt, không biết là chỉ cái gì. Đường đế nói ra, nhân loại chính là vạn vật chi linh, cho nên cho dù không tu luyện, cũng cỗ nhanh nhạy. Mà hắn sinh vật nhanh nhạy, nếu không phải đi qua nhật nguyệt chi tinh hoa tẩy luyện, đi qua thời gian dài tu luyện, quả quyết làm không được nhanh nhạy hai chữ. Chấm xem cỗ thi thể này đồng thời không cái gì tu vi tại thân, nhưng nhanh nhạy trình độ, thế mà còn tại nhân loại chi. Loại sinh vật này, chấm chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Như thế nói đến, như lời ngươi nói linh tôn sự tình, ngược lại là 89 phần 10 là thật. Là quân vui mừng trong bụng, nói ra, Hoàng Minh dám tại hạ bội phục. Đường đế nói ra, như thế nói đến, sự kiện này thật là việc này lớn. Cũng không phải là la công tử ngươi sự tình, cũng không phải lục diệp chuyện xảy ra tình, càng không phải là ta đại chiêu vương hướng một nước sự tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, những chuyện này đều cần có người đi làm. Chấm cũng cần càng nhiều chứng cứ tới lui liên hợp hắn thế lực, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. La quân ngừng lại sinh ra sự kính trọng, nói ra, hoàng tâm hệ thiên hạ, đây là vạn dân chi phúc. Đường đế nói ra, việc này chuyện rất quan trọng, chấm không thể chỉ bằng vào một cỗ thi thể đi thuyết phục mọi người. Cho nên, chấm còn cần càng nhiều chứng cứ. Như vậy đi, là công tử, chấm cùng lục diệp hội đều ra một số cao thủ, tùy ngươi tiến về cái này linh tôn chỗ ẩn giấu, nhìn có thể hay không làm chút chứng cứ trở về. Là quân nói ra, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Hắn cũng không nói đối phương khả năng đã đào tẩu sự tình, chỉ bởi vì hắn là cần phải đi hướng Linh Tôn phóng thích dạng này một cái tín hiệu. Đến mức đến tiếp sau sự tình, như hành kỳ, chính là muốn nhìn đối phương phản ứng. Dạng này chuyện lớn, là quân một người khiêng không xuống, nhất định phải phát động đông đảo đại năng lực lượng. Xem như về sau gặp Tinh chủ, hắn cũng phải đem việc này bẩm báo tại Tinh chủ. Sau đó, Đường đế điểm binh điểm tướng. Hắn ra lệnh cho thủ hạ Tam hoàng tôn chỉ huy hoàng tộc 10 tên cao thủ lại để cho thiên đô quân phủ thiên đô quân thần cùng đi, đồng thời mang 10 tên cao thủ. Lục Diệp biết cái này một bên, bắt cô nương tự mình dẫn đội, cũng điểm đủ 10 tên cao thủ. Sau đó một hàng hơn 30 người xuất phát, hỏa tốc chạy tới linh tôn chỗ ở mảnh này vùng biển. Bây giờ đường đế bên người, lớn nhiều đều là hoàng tôn, hoàng trọng tôn đang quản sự tình. Mà hắn nhi tử nhóm, hoặc các thúc bá chỉ có những cái kia tu vi đặc biệt cao còn lưu tại hoàng cung chi. Càng nhiều, đều bị phân phối đến quân cơ trong phủ, đãi ngộ cùng hắn tu sĩ một dạng, không có có chỗ đặc thù. Đại Chiêu Vương hướng cường thịnh là bởi vì loại này tàn khốc thiết quy chế tạo ra tới. Cái này Tam Hoàng Tôn gọi là Đường Thanh, Đường Thanh tu vi tại hư tiên cảnh, thần thông vô địch. Đừng nhìn là Tam Hoàng Tôn, tuổi thật cũng có hơn 100 tuổi. Chỉ bất quá xem ra mới 20 tuổi mà thôi. Đường Thanh tại Đông Đảo Hoàng Tôn chi, tu vi là tài năng xuất chúng nhưng lợi hại hơn là thập hoàng tôn đó là một vị thiên tri kiêu tử tại hoàng trọng tôn chi cũng có phá lệ lợi hại hạng người đường đế phái đường thanh đến đây cũng là đối với chuyện này rất xem trọng đường thanh năng lực lãnh đạo cùng thấy rõ năng lực vẫn là rất mạnh đường đế còn đem tự thân một món pháp bảo tinh không đồ ban cho đường thanh để đường thanh lần này đến đây bắt giặc một khi xong chuyện về sau tinh không đồ là muốn trả lại cho đường đế đến mức dưới cờ mang theo các cao thủ, cũng toàn bộ đều là tài năng xuất chúng hạng người. Đường đế coi trọng linh tôn những địch nhân này, cho nên là phái ra đại chiêu vương hướng bộ đội tinh anh. Ngày đó đều quân thần cùng cùng một chỗ, càng là bất phàm. Lần này, xem như là quân cũng là có lòng tin đến diệt đi linh tôn phương thiên thuyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phương thiên thuyền cũng không có đào tẩu. Thiên đô quân thần gọi là đạm thai kính, xem ra 50 tuổi khoảng chừng cao to dáng người, một thân áo xanh. Giống như là uy nghiêm tư thuộc tiên sinh, cũng không giống như là quân thần nhân vật. Là quân theo mặt bên hiểu được, đạm thai kính gia tộc đạm thai ra tại đại chiêu vương hướng cũng là ngàn năm gia tộc. Đã từng vì đại chiêu hoàng tộc lập xuống qua công lao hãn mã. Đạm thai gia tộc đối hoàng tộc thể sống chết hiệu chung, rất được tín nhiệm. Đạm thai ra cơ hồ đem thiên đô quân thần chức vị này nhận thầu mấy trăm năm lâu dài. Giờ phút này, đạm thai kính vận chuyển ngũ hành thuyền, đem mọi người gánh chịu tại thuyền, từ la quân chỉ rõ ràng phương hướng. Một đoàn người nhanh như điện chấp, cấp tốc tiến về. Mặt biển khí trời thế mà cũng rất ác liệt, mây đen dày đặc, lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt mưa to mưa như chút nước. Bên trong thiên địa, một mảnh tối tăm. Thủy triều mãnh liệt, giống như là ngày tận thế tiến đến. Ở chỗ này phía dưới, nhưng là điện hạ, ta không xác định đối phương phải chăng đã rời xa la quân tại ngũ hành thuyền nói với đường thanh đường thanh cẩm y đai lưng ngọc phong độ nhẹ nhàng hắn quét mắt một vòng la quân sau đó nói cho dù đào tẩu cũng nên có chút dấu vết để lại đi xuống xem một chút đi la quân nói ra được hắn đón đến đối đạm thai kính nói ra làm phiền đạm thai kính nhàn nhạt gật đầu sau đó điều động ngũ hành thuyền chui vào đại hải chỗ sâu ngũ hành thuyền còn như lưu ly ngọc chu tinh mỹ không Mọi người tại ngũ hành thuyền, ngũ hành thuyền bao bọc lên một tầng lưu ly li màn ánh sáng bảy màu. Ngũ hành thuyền mọc ra chừng 30 mét, mọi người đứng tại, hơi có vẻ chen chúc. La Quân cũng cảm giác được, ngũ hành thuyền có thể trở nên càng lớn, chẳng qua là Đạm Thai Kính không có làm như vậy mà thôi. Ngũ hành thuyền nhanh chóng hướng đáy biển tìm kiếm, La Quân không để cho Kiều Ngưng đi ra, hắn tại yên lặng nhìn biến. Bát cô nương, Đường Thanh, Đạm Thai Kính đều là sắc mặt nghiêm túc ai cũng không biết, nghênh đón mọi người lại là cái gì. Ngũ hành thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh tới đáy biển. Đáy biển chỗ sâu, tự thành thế giới. Ở chỗ này, liền hải để sinh vật đều biến thiếu. Không ít rong biển, cùng các loại thực vật ngược lại là tại nước biển chi chập trơn. Nói cho đúng, đáy biển chỗ sâu giống như là một tòa phản chiếu rừng rậm. Ngũ hành thuyền sau khi rơi xuống đất, đường thanh nhíu mày hỏi La Quân, là Tiên Sinh, tựa hồ nơi này đồng thời không hề có sự khác biệt chỗ. Người có phải hay không là tính sai? Đạm thai kính thì nói ra, đoán chừng là bọn họ biết tin tức để lộ, đã thoát đi. Là quân thần niệm bắn phá, đã xác định nơi này không có bất kỳ cái gì phương thiên thuyền khí tức. Phương thiên thuyền thật là đã thoát đi. Là quân liền nói ra, bọn họ thật là đã đào tẩu, bất quá điện hạ, ngài nhìn cái này bốn phía đáy biển, vẫn là có đã từng phương thiên thuyền hạ xuống lúc dấu vết. Đường Thanh liền bắt đầu tại ngũ hành thuyền lấy thần niệm tìm kiếm. Rất nhanh, Đường Thanh đạt được đáp án, thật là có cùng loại đại hình cung điện đồ vật ở chỗ này tồn tại qua, xem ra phương thiên thuyền sự tình, xác thực không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là ta phụ hoàng muốn là chứng cứ, bây giờ tay không mà quay về, làm sao cùng phụ hoàng bàn giao? Đường Thanh cũng không phải là đang hỏi La Quân, hắn là đang cùng Đạm Thai kính thương lượng. Đạm Thai kính thì là từ Tốn nói điện hạ không cần lo lắng chúng ta chỉ có thể sẽ thấy đồ vật chi tiết hiện ra tại hoàng trước mặt hắn không phải chúng ta có thể quản được đường thanh gật gật đầu nói ra tốt a à, cũng chỉ có thể như thế hắn theo rồi nói ra phân phó mọi người bốn phía tìm kiếm một phen lời này là đường thanh hướng bên người tâm phúc đại tướng quý nhất kêu nói quý nhất kêu lập tức đem đường thanh mệnh lệnh truyền xuống tiếp xem như bát cô nương nàng giờ phút này cũng là nghe theo đường thanh mệnh lệnh. Đương nhiên, bát cô nương cũng không có đi tìm kiếm, mà chính là để cho thủ hạ đi cùng tìm kiếm. Ngũ hành thuyền lưu ly hộ cháo thu hồi, nước biển đè ép tới. Nhưng la quân lập tức tế ra kim quang che trở thể, người khác cũng mỗi người thi triển thần thông hộ thể. Cho nên cho dù là tại cái này thâm hải chi, lại là không có một người bị đánh ướt áo. Mặt biển chi, gió dục mây vần, cái này đáy biển chỗ sâu, Ngược lại là rất bình tĩnh. Là tiên sinh, bản điện ngược lại có một chuyện tốt. Đường Thanh đứng tại Ngũ Hành thuyền, đột nhiên hỏi La Quân. La Quân cùng bát cô nương còn có Đạm Thai Kính đều hầu ở Đường Thanh bên người, La Quân nghe vậy nhân tiện nói, "Điện hạ xin hỏi." Đường Thanh nói ra, nơi này, bản điện quan sát một phen, có chút vắng vẻ, lại vô tiên núi. Tiên sinh như thế nào ở cái địa phương này, phát hiện linh tôn tung tích? la quân sớm đoán được vấn đề này sẽ bị thường xuyên hỏi hắn không kiêu ngạo không tự ti không chút hoang mang nói ra bẩm điện hạ tại hạ tới đây là vì tìm kiếm bảo tàng bảo tàng đường thanh mỉm cười nói ra ta nghe bắt cô nương nhắc qua tựa hồ tiên sinh rất là giàu có chẳng lẽ tiên sinh là chuyên môn tầm bảo la quân nói ra tại hạ cũng coi như khó lường giàu có bất quá là có chút tích xúc mà thôi tới nơi này tìm kiếm là trùng hoàng bảo tàng không biết điện hạ có biết hay không trùng hoàng. Đường thanh nói ra, trùng hoàng, hắn sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, uy chấn chư thiên, tiên giới thiên quân cái kia đám nhân vật còn cao hơn nhất đẳng trùng hoàng. Là quân nghe vậy, không khỏi ngầm líu lưỡi, hắn cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong trùng hoàng câu thông nói, con chó, nguyên lai nhanh nhạy ngươi lợi hại như vậy. Linh tuệ hòa thượng nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, bần tăng trước kia vẫn còn có chút mặt mũi, lúc đó rất nhiều thiên quân đều không phải là bần tăng đối thủ bần tăng còn nô dịch hôm khác quân cho bần tăng luyện chế đan dược đây bất quá cái kia đều là trước kia sự tình không đề cập tới cũng được la quân nói ra không nghĩ tới cái này tam hoàng tôn đều nghe qua ngươi tên hào ta làm sao trước kia chưa từng nghe qua đâu linh tuệ hòa thượng nói ra ách có thể là đạo hữu ngươi cấp bậc quá thấp đi la quân trợn mắt chừng một cái đường thanh lúc này nhìn về phía la quân La Quân liền lập tức nói ra, chính là điện hạ miệng nói tới trùng hoàng. Nghe đồn chi, trùng hoàng xác thực có thật nhiều bảo tàng. Đường Thanh nói ra, năm đó trùng hoàng tập đến vô số 3.000 đại đạo, thu chiếm thiên hạ bảo tàng, muốn nhất thống 3.000 thế giới. Chỉ tiếc, về sau thân tử đạo tiêu, qua nhiều năm như vậy, khắp nơi đều có người đang tìm kiếm trùng hoàng bảo tàng, có thể cơ hồ không có người có thể tìm tới. Là tiên sinh, người như vậy đi tìm đến, là có đầu mối gì sao? La Quân nói ra, thật là có một ít manh mối, bất quá. Bất quá cái gì? Đường Thanh lập tức hỏi. Cái kia Bát cô nương cùng Đạm Thai Kính cũng vỉnh tai nghe. Bát cô nương lòng không khỏi ảo não, trước đó tại sao không có hỏi chuyện này? Cho nên tại để Đường Thanh đoạt tiên cơ. La Quân lập tức nói ra, tại hạ ở trên trời châu thời điểm, theo một vị chết đi tu sĩ miệng bên trong biết được Trùng Hoàng bảo tàng khả năng giấu ở chỗ này nhưng lúc đó trong miệng hắn nói nơi đây chính là dãy núi liên miên có thể đang rơi xuống nơi đây phát hiện nơi này lại là đại hải minh mông đời này biến cố hóa thương hải tăng điền khiến người ta thật sự là thổn thức không thôi bát cô nương hơi kinh hãi nàng nói ra theo ta được biết trước kia nơi này xác thực là núi non trùng điệp cái này tại ta đại chiêu vương hướng mặt đất đồ trí bên trong là có ghi chép đường thanh thì nói ra cứ việc địa chất biến hóa nhưng trùng hoàng đồng thời người phi thường. Hắn bảo tàng nhất định là tầng tầng cấm chế, đồng thời có trận pháp bảo vệ. Đã dãy núi biến thành biển, như vậy bảo tàng cũng nên tại đáy biển chỗ sâu. La Quân nói ra, tại hạ xác thực là nghĩ như vậy. Bát cô nương nói ra, cho nên La Công Tử nghĩ đến đi chúng ta lục diệp hội mua hóa sắt đá. La Quân nói ra, không sai, cái này đáy biển chỗ sâu biển áp quá mạnh, ta phải dùng hóa sắt đá đến tìm kiếm lòng đất. Chỉ tiếc, còn chưa bắt đầu tìm lấy những cái kia linh tôn nói đạm thai kính liền nhìn về phía la quân nói ra người nói là người đã từng cùng những cái kia linh tôn giao thủ qua la quân nói ra không sai đạm thai kính nói ra những cái kia linh tôn pháp thuật vô cùng đặc biệt thần quang hư tiên phía dưới căn bản không thể ngăn bổn tọa rất là tốt ngươi là làm sao thoát thân hắn nói đến đây thời điểm giọng nói bắt đầu lăng lệ giống như là đang ép hỏi la quân đạm thai kính uy nghiêm rất nặng hắn hồ nghi nhìn về phía la quân đồng thời sát cơ ẩn hiện la quân cười nhạt một tiếng nói ra xem ra quân thần không tin lắm đảm nhiệm tại hạ đạm thai kính nói ra bổn tỏa cùng những cái kia linh tôn giao thủ qua nhưng vẫn chưa cùng ngươi giao thủ qua xem ra bổn tỏa tất yếu thử xuống ngươi sâu cạn la quân nói ra quân thần muốn chỉ giáo tại hạ vui lòng phụng bồi la quân tâm lý rất là rõ ràng hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như không thể hiện ra một chút thực lực đến, liền rất khó chiếm được những người này tôn trọng. La quân mặc dù biết cái này quân thần đảm thai kính thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng hắn có ngày nói bút nơi tay, tự tin vẫn là có thể tự vệ. Tiên sinh không được vô lễ, đường thanh lập tức quát lớn La quân. Hắn lại là có chút bận tâm La Quân sẽ chết tại đảm thai kính tay, bởi vì đường thanh hiện tại đối La Quân đã sinh ra hứng thú. Đồng thời, Đường Thanh cũng cảm thấy cái này là quân quá không biết nói trời cao đất rộng. Điểm ấy không quan trọng bản sự, lại dám cùng đạm thai kính khiêu chiến. La quân cười nhạt một tiếng, nói ra, điện hạ không cần thay tại hạ lo lắng. Hắn đón đến, nói ra, linh tôn lợi hại, quân thần là lãnh hội qua. Mà tại hạ đã từng theo linh tôn tay đào thoát, đây là quân thần nghi hoặc, tại hạ hôm nay còn phải thay quân thần giải hết sự nghi ngờ này. Tốt, rất tốt, đạm thai kính cười lạnh, Điện hạ, bổn tòa hôm nay hào hứng đến, cùng người trẻ tuổi này qua mấy chiêu. Đạm thai kính nói với đường thanh. Đường thanh cực kỳ khó xử, hắn trầm giọng nói ra, không thể gây thương hòa khí. Đạm thai kính tự nhiên hiểu đường thanh ý tứ, liền nói ra, điện hạ yên tâm, bổn tòa không biết giết hắn. La quân lập tức nói ra, còn mời quân thần không cần thiết lưu thủ, không phải vậy lời nói, ngược lại dạy quân thần chuyện gì cũng từ từ. Nhóc con người muốn chết, đạm thai kính nhất thời giận dữ. Hắn đột nhiên bỗng nhiên nhất trưởng hướng la quân đánh ra. Một trưởng này đánh ra, nhìn như thường thường không, nhưng cũng quỷ mị cùng cực. Không có không một tiếng động, đột nhiên, lôi đình mà động. Ừm, la quân nhất thời lãnh hội đến đạm thai kính chỗ kinh khủng. Đạm thai kính một trưởng này chi, tựa hồ ẩn chứa một khỏa ngôi sao lực lượng. Đem tinh thần chi lực áp xúc đến một điểm, sau đó đột nhiên bạo phát. Mà lại, một trường này lại quá nhanh, quá mức bí hiểm, khiến người ta căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến La Quân kịp phản ứng lúc, một trường này đã bao phủ lại La Quân. Tiên sinh tiểu, đường thanh thấy thế không khỏi hoảng sợ, hắn muốn xuất thủ cứu giúp đã không kịp. Bát cô nương vốn còn muốn nhìn xem La Quân bản sự, nhưng lần này cũng là thất sắc. Bởi vì đạm thai kính nghiêm chỉnh là động thật giận, một trường này thật đúng là không có nương tay. Thật nhanh, La Quân cũng là hoảng sợ. May mắn là, hắn một mực tại chuẩn bị, tại đạm thai kính vừa muốn xuất thủ trước một cái chớp mắt, là quân đem thiên đạo bút tế ra tới. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, là quân đại bút gấp vung, viết một cái ẩn chữ. Sau đó, đạm thai kính nhất trưởng đánh giống như là đánh tại không khí chi. Chàng hoàn toàn mất đi la quân tung tích. Ta một chiêu này, không biết quân thần có thể phá không. La quân đứng tại đạm thai kính trước mặt, nhạt lạnh nói ra. Ẩn thân thuật, Đạm Thai kính nhướng mày. Đường Thanh cùng Bát Cô nương cũng là kinh dị. Lại có bực này ẩn thân thuật, Đường Thanh nói ra. Bát Cô nương trầm giọng nói ra, là công tử thủ bút có chút cổ quái, chẳng lẽ là. Chẳng lẽ là cái gì? Đường Thanh lập tức hỏi. Bát Cô nương nói ra, ta không dám khẳng định. Cứ nói đừng ngại, Đường Thanh nói ra. Truyền thuyết chi thiên nói bút, Bát Cô nương nói ra. Đường Thanh Kinh hãi, thiên đạo bút không phải đã bị hủy sao? Bát Cô Nương nói ra, cho nên ta không dám khẳng định. Đường Thanh mắt nhất thời lóe qua một sợi tham lam quang mang, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. La Quân ở một bên đem những người này đối thoại, thần sắc thu sạch tại trong mắt, liền biết mình lúc này tình cảnh không ổn, muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, khả năng không lớn. Nếu như tiếp tục tiếp tục chờ đợi, đó là tai họa ngập đầu không bằng đi tính toán, cái này thông hướng thiên châu thông đạo, cũng không ngừng lục diệp sẽ có. Thực sự không được, lão tử đổi xe trước hướng hắn vị diện không gian, sau đó lại đổ đường ra. Là quân ám đạo, hắn thực cũng không nghĩ tới sẽ ở vừa ra tay dùng ra thiên đạo bút, cái này đạm thai kính thực lực, hắn tưởng tượng chi khủng bố hơn nhiều. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, những người này lòng nghi ngờ rất nặng, cho dù ta không lộ ra thiên đạo bút đến, bọn họ vì trùng hoàng bảo tàng, cũng sẽ không như thế buông tha ta. nhưng ta nếu không nói ra cái như thế về sau, bọn họ càng thêm sẽ không tin tưởng. nhân tâm sự khủng bố thắng qua linh tôn, la quân trong nháy mắt này tâm lóe qua vô số suy nghĩ. sau đó hắn quay người liền muốn bay khỏi nơi đây. nhưng tại lúc này cái kia đạm thai kính đột nhiên mắt hàn quang lóe lên, lăng không lại nhất trưởng đánh ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu liền hướng về la quân chém giết mà đến. chuẩn xác không. La Quân nhíu mày. Oanh! Cỗ này trưởng lực chi, ẩn chứa diệu đạo ý, đột nhiên, liền đem La Quân ẩn chữ vòng phòng hộ đánh thành phấn vụn. La Quân lập tức hiển hiện ở trước mặt mọi người. La Quân không khỏi thất sắc, ngầm cả kinh nói, đây là cái gì chiêu số? Đạm thai kính lạnh lùng nhìn lấy La Quân, nói ra, bằng điểm này ẩn thân thuật, người trẻ tuổi, người cho rằng người có cùng bổn tọa khiêu chiến thực lực. La Quân sắc mặt nghiêm túc cái kia đón thêm bổn tọa nhất trưởng, đạm thai kính đột nhiên xuất thủ lần nữa. Hắn lại là nhất trưởng, vẫn là cái kia hung mãnh nhất trưởng, giống như nắm ngôi sao nhất trưởng. Đạm thai kính, người thật mạnh như vậy sao, là quân trong lòng đại hận, cùng lúc đó, thiên đạo bút cấp tốc giết ra. Phong, là quân tia chấp viết ra một cái phong từ tới, nhất thời, chữ cổ phong hóa thành ngàn đầu sợi tơ đem trưởng lực kia bao trùm, cấp tốc liền đem quấn làm kén tầm. Oanh, đạm thai kính trưởng lực cấp tốc oanh phá kén tầm, là quân xuất chiêu càng nhanh. Đại linh hồn lôi kiếm, ầm ầm, một đạo hung hãn lôi quang thẳng hướng đạm thai kính ngôi sao trưởng lực. Bằng ngươi cũng xứng, đạm thai kính cảm nhận được la quân đạo kiếm quang này, cười lạnh một tiếng. Hắn một trưởng này nhìn như không đáng chú ý, nhưng là hắn tinh hoa lực lượng vị trí. Này trưởng gọi là luyện tinh trưởng, đạm thai kính tu luyện luyện tinh thần công, đối với tinh thần vũ trụ có sâu đậm lĩnh ngộ. Mộ. Một trường này luyện tinh trưởng chi, ẩn chứa hắn thâm hậu vô cùng công lực, mà lại vũ trụ tinh thần tinh thần, hảo hãn vô biên, rồi rào khủng bố. Hư tiên cảnh phía dưới cao thủ, dính chi tức tử. Đương nhiên, một trường này cũng không phải là đạm thai kính toàn lực. Hắn thi triển toàn lực, là bình thường hư tiên cao thủ cũng không tiếp nổi một trường này. Chỉ là lúc này, cái kia đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới. Đạm thai kính cảm nhận được đại linh hồn lôi kiếm lực lượng, hắn nhất thời biến sắc. Cái kia đại linh hồn lôi kiếm chi, ẩn chứa rồi rào linh hồn lực lượng, lội ý cùng linh hồn chi lực dung hợp, cỗ lực lượng này vô cùng vô tận, vô hạn cuồn cuộn. Bất luận cái gì quy tắc tại trước mặt, tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Oanh! Đạm thai kính luyện tinh trưởng tại đại linh hồn lôi kiếm phía dưới, thế mà không thể chống đỡ một chút nào, trong nháy mắt bị chảm thành phấn vụn. Đương nhiên, đây không phải luyện tinh trưởng xa xa yếu tại đại linh hồn lôi kiếm, mà chính là luyện tinh trưởng tại phá thiên đạo bút phong tự lúc, đã hao tổn không ít lực lượng. Là quân xuất chiêu quỷ thần diệu, lúc này mới phá luyện tinh trưởng. Hừ, đạm thai kính đại hận, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Là quân lại là cười ha ha, nói ra, lại đến. Hắn thân thể tại nước biển một trong chuyển, liền hư lập hư không. đồng thời hắn một tay cầm ở thiên đạo bút lạnh lùng nhìn về phía đạm thai kính. đạm thai kính mày nhân lại. là quân liên tục hai lần ngăn cản được đạm thai kính công kích, khiến đạm thai kính rất mất thể diện. đạm thai đại nhân dừng ở đây đi. đường thanh mở miệng. đạm thai kính hít sâu một hơi, hắn không nói thêm gì nữa. đường thanh nói ra là tiên sinh không phải là địch nhân, trước đó đạm thai đại nhân ngài có hoài nghi hiện tại cần phải nghi ngờ biến mất Ha. Đạm Thai kính nhìn về phía La Quân, nói ra: người trẻ tuổi, người xác thực rất không tệ. Bất quá, người thật sự cho rằng bổn tọa bắt ngươi không có cách nào sao? La Quân nói ra: Đạm Thai đại nhân chính là quân thần, ta sao dám làm càn? Chỉ bất quá, cho dù ta là tiểu nhân vật, cũng có tiểu nhân vật tôn nghiêm. Đạm Thai kính trầm giọng nói ra: việc này dừng ở đây đi. Là quân lúc này cũng không tiện quay người chạy đi, mà lại hắn biết, có đạm thai kính ở chỗ này, muốn chạy đi là không thể nào. Cái này là quân cảm thấy mình thật sự là phong tương bên trong sách cũ, hai đầu đều muốn bị khinh bỉ. Đường đế mặc dù tốt nói chuyện, nhưng là phía dưới tiểu quỷ khó chơi a. À. Xem ra lão tử vẫn là quá manh động, là quân ám đạo. Ngay tại là quân suy nghĩ ở giữa, lúc này đạm thai kính đột nhiên sắc mặt đại biến. Hà phương kẻ trộm, cho bổn tọa lăn ra đến. Cái này một cái trước mắt, đạm thai kính triệt để bộc phát ra thuộc về hắn quân thần uy nghiêm. Hắn một người đã đủ giữ quan ải, cái này mãnh liệt giống, nhất thời để phương viên hơn 10 dặm vùng biển âm ba chấn động, nước biển quay cuồng lên. Là quân cùng đường thanh còn có bát cô nương đều là bị kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Đạm thai đại nhân, chuyện gì xảy ra? Đường thanh lập tức hỏi đạm thai kính đạm thai kính trầm giọng nói ra điện hạ có cao thủ đang dò ngó chúng ta đường thanh nói ra chẳng lẽ là linh tôn đạm thai kính nói ra không xác định ha 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 ngay vào lúc này một tiếng lệ cười truyền đến sau đó vô số điều bóng người thoáng hiện cảnh giới đường thanh thấy thế lập tức hét lớn một tiếng sau đó rất nhiều cao thủ toàn bộ trong nháy mắt về đơn vị đến đường thanh sau lưng những cao thủ động tác Đều là điện quang thạch hỏa. Cùng lúc đó, 20 đạo bóng người xuất hiện tại là quân đoàn người này phía trước 20 mét chỗ. Cái này thâm hải chi, biển sức chịu nén. Nhưng đám người này tại cái này thâm hải chi chỗ, lại là giống như đi bộ nhàn nhã. Người đến cầm đầu là nhân loại. Là quân mắt sắc, hắn tại nhân loại bên cạnh nhìn đến. Linh Tôn. Cái kia thừa tướng cùng ba tên thủ hạ đều tại, còn một người khác là quân chỗ không biết Linh Tôn cái này linh tôn thân hình cao lớn, ánh mắt băng hàn. Thừa tướng ở bên người đều lộ ra cung cung kính kính. Cùng với nhân loại, chuyện gì xảy ra, là quần trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ. Nạp Lan Vân Thiên, ngay vào lúc này, đạm thai kính thấy rõ ràng cầm đầu tên lão giả kia về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nạp Lan Vân Thiên, ly hận thiên cung cung chủ, bát cô nương ở một bên cũng là giật mình không nhỏ. La Quân lúc này mới nhìn về phía cầm đầu tên lão giả kia. Lão giả kia xem ra thất mười mấy tuổi, nhưng dáng người cứng rắn, toàn thân áo đen, không giận tự uy. Đầu hắn râu tóc bạc trắng, một đôi điện nhãn tựa hồ nhưng nhìn xuyên thế gian hết thảy nhân tâm. Ly hận thiên cung hùng cứ ở nước ngoài, thực lực hùng hậu. Cung chủ nạp lan vân thiên càng là tại ương thế giới chi số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe nói nạp lan vân thiên sớm đã là động tiên cảnh cao thủ, Toàn bộ ương thế giới, tuy nhiên vô số cao thủ, nhưng đạt tới động tiên thủy bình vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là thuộc về một chút vương triều lão tổ tông bên trong nhân vật. Giống như là ở trên trời châu, cũng chỉ có những cái kia sáng lập ra môn phái cao thủ, như vũ hóa môn tiêu linh, trời cao tông tạo hóa chân nhân những khả năng này là động tiên cảnh cao thủ, hoặc là càng mạnh. Nhưng bình thường đều không xuất hiện ở nhân gian. Mà cái này nạp lan vân thiên lại là thật sự động tiên cảnh cao thủ, đây cũng là vì cái gì nạp Lan Vân Thiên vừa xuất hiện, Đạm Thai Kính sẽ như thế giật mình nguyên nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Thanh sắc mặt cũng là đại biến. Bát cô nương trầm giọng nói ra, là bẫy dập. Đường Thanh nhất thời đại hận, hắn oán độc nhìn La Quân liếc một chút. La Quân lập tức tâm một cái lộp bộp. Thì ra là thế, đây là linh tôn đánh trả, bọn họ biết tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, cũng biết chúng ta hội dẫn người tới. Sau đó bọn họ đem sự bố trí này thành ly hận thiên cung nhằm vào đại chiêu vương hướng bẫy dập. Mà ta là giữa bọn họ điệp viên, kể từ đó, cái gì Linh Tôn muốn công hãm địa cầu sự tình liền thành lời nói vô căn cứ. Thật độc ác kế sách, là quân tâm nhất thời đem đây hết thảy trải làm rõ. Nếu như ta đoán không nói bậy, ly hận thiên cung cùng đại chiêu vương hướng nhất định có thủ quốc tồn tại. Là quân tâm đạo, là công tử, người nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại người chi bằng rời đi, người nữ nhân, chúng ta đã thả. Nàng sẽ ở Thiên Châu chờ ngươi. Lúc này, Nạp Lan Vân Thiên Đại Đệ Tử Hạ Hầu mềm dai tách mọi người đi ra, trầm giọng nói ra. La Quân không khỏi cười khổ, hắn hướng đường thanh cùng bát cô nương còn có đạm thai kính nói ra, giả dụ ta nói, ta nói hết thảy đều là thật, các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Đường thanh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? La Quân thở dài một hơi, hắn hướng cái kia thừa tướng nói ra, tốt, các ngươi thắng. Ta phục, thừa tướng từ tốn nói, là công tử thật sự là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, vì mỹ nhân, thế mà có thể nghĩ ra dạng này kế sách đến dẫn đại chiêu phủ làm. Bội phục, là quân thở dài, nhóc con, người đáng chết, đạm thai kính triệt để nổi giận, hắn một trường vỗ ra, bỗng nhiên thi triển ra một đạo đại thủ ấn tới. Đạo này đại thủ ấn như màn trời một dạng, trong nháy mắt đem la quân bao phủ lại. La quân ngẩng đầu một cái, liền gặp tay kia ấn mới, tựa như màn trời, đồng thời ngôi sao trải rộng. Ngôi sao cuồn cuộn, thiên địa minh mông. Đạo này đại trưởng ấn lấy xuống, khiến người ta bất lực chạy trốn. Là quân hơi động lòng, lại là không có chống cự, mặc cho đại trưởng ấn bắt lấy hắn. Cái kia đạm thai kính nao nao, vốn là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết tiểu tử này biến hóa đa dạng. Nhưng không nghĩ tới, thế mà dễ dàng như vậy đem bắt lấy. Đạm thai kính đem la quân vồ lấy, sau đó lấy mạc đại pháp lực rót vào la quân trong thân thể hắn muốn tại cái này một cái trước mắt đem la quân kinh mạch toàn thân chấn vỡ la quân tại cái này một cái trước mắt đã cùng kiều ngưng câu thông tốt hai người trong nháy mắt linh lực âm dương dung hợp một đạo diệu thông đạo liền này mở ra không gian trận pháp tự thành không bị bên ngoài hết thảy pháp lực quấy nhiễu la quân cùng kiều ngưng cấp tốc chui vào thông đạo sau đó đạm thai kính vốn là đã chuẩn bị phế la quân đột nhiên cảm thấy tay không còn sau đó la quân con hàng kia như thế thần tiêu mất đạm thai kính kinh hãi giật mình vô cùng nhưng trong mắt người ngoài la quân đã bị hắn khống chế lại đạm thai kính cũng không nói chuyện sau đó thu đại thủ ấn xem ra tựa hồ là đem la quân khống chế lại đồng thời vồ bắt đến pháp bảo chi nạp lan vân thiên mấy người cũng không nói nhảm lúc này trực tiếp động thủ trong chớp nhoáng này, Nạp Lan Vân Thiên Động Tiên Pháp tác trực tiếp buông xuống, đem các cao thủ toàn bộ bao phủ. Đây là động tiên cảnh cao thủ bá đạo chỗ, một cái pháp tác buông xuống, vô cùng không gian dày đặc, liền đem đối phương rất nhiều cao thủ toàn bộ đánh tan, để mỗi người xa vào đến vô tận không gian chi. La Quân cùng Kiều Ngưng thì là chạy trốn tới nơi xa, nhưng La Quân vẫn chưa triệt để đào tẩu, mà chính là núp trong bóng tối quan sát. Kiều Ngưng cũng đã biết bên này tình huống. Làm cái gì? Kiều Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, không đùa, những thứ này linh tôn vốn là khó có thể đối phó. Thêm lại tới cái nạp lan vân thiên, cái này động tiên pháp tắc buông xuống, ta đoán chừng đại chiêu phủ cùng bát cô nương bên này, không sai biệt lắm muốn toàn quân bị diệt. Kiều Ngưng nói ra, đại khái, đạm thai kính cần phải có thể chạy đi. Không sai, La Quân nói ra, chỉ có đạm thai kính chạy đi, mới hợp lẽ thường mà đạm thai kính sẽ đem ly hận thiên cung âm mưu nói cho đường đế nghe kể từ đó ta thành đại chiêu vương hướng muốn truy sát tội nhân còn cái gì linh tôn công hãm địa cầu câu chuyện từ đó sẽ trở thành một chuyện cười kiều ngưng nói ra chúng ta bây giờ đi đại chiêu phủ viện binh còn kịp sao la quân thở dài nói ra không kịp chúng ta lại trở về đại chiêu phủ chỉ sợ là đi đến đi khó lường cái kia kiều ngưng cũng cảm giác đau đầu đi thôi trước nghĩ biện pháp rời đi ương thế giới nơi này không thích hợp đợi tiếp nữa la quân nói với kiều ngưng cái kia phía trước chiến trường đã không phải là la quân có thể can thiệp đồng thời la quân cũng biết mình cái này tình cảnh quả thực là ngày chó hiện tại thật sự là kẻ thù khắp thiên hạ đi dưới đáy chữ liền quảng bá vị la quân cũng không tính vì đường thanh cái này một đám người đến không màng sống chết bởi vì la quân cùng đám người này vốn là đều là khuôn mặt suy nghĩ lúc này đại nạn lâm đầu cái kia còn có thể không mỗi người bay a à. giảng nghĩa khí cũng không phải là như thế cái cách nói la quân cũng không có như thế không coi trọng tính mạng mình cái kia vùng biển chi âm ba chấn động năng lượng cuồn cuộn một trận kịch chiến chính đang phát sinh đến mức kịch chiến đến tiếp sau như thế nào la quân không được biết hắn cấp tốc thoát đi vùng biển sau đó dự định cùng Kiều Ngưng tìm kiếm hắn phương thức cấp tốc thoát đi ương thế giới. Vị diện không gian, ba nghìn thế giới. Lấy bảy đại giới đặc thù nhất, xuyên thẳng qua bảy đại giới cũng là lớn nhất hao phí tu vi. Theo bảy đại giới tiến về hắn thế giới dễ dàng, theo hắn thế giới tiến về bảy đại giới lại là không dễ. La Quân đã từng nghĩ tới chuyển trạm phương thức đến rời đi ương thế giới, như đi trước mất phương hướng đại lục, sau đó theo mất phương hướng đại lục chuyển trạm thiên châu nhưng là về sau, hắn phát hiện một cái tàn khốc sự thật. Là quân phát hiện ương thế giới đã cùng thần nông thế giới một dạng, đóng lại đi bên ngoài thông đạo. Bây giờ, mỗi cái thế giới, vị diện không gian ở giữa, cũng bắt đầu tại chặt chẽ quản chế. Giống như là hiện nay thế giới bao la bên trong, các loại quốc gia một dạng. Mọi người bắt đầu ý thức được vấn đề, liền chế tạo chính mình phòng tuyến. Đại quốc đều có chính mình phòng tuyến, có nghiêm ngặt quản chế. Chỉ có những cái kia tiểu quốc gia, hỗn loạn quốc gia mới có thể để ngoại nhân dễ dàng xâm nhập. Lúc này, không chỉ là ương thế giới, sự thật, Thiên Châu trước đó có loại này quản chế, mà lại Thiên Châu quản chế cũng tại tăng cường. Đến mức thế giới Bao La, thế giới Bao La ngược lại là không có mạnh như vậy quản chế. Nhưng thế giới Bao La rất khéo léo, thế giới Bao La là thiên đạo quản khống lớn nhất nghiêm địa phương. Người bình thường cũng không biết vị diện thế giới cũng vô pháp xé rách không gian đến thế giới bao la. Mà lợi hại cao thủ một khi tiến đến, lại dễ dàng bị thiên kiếp xử lý. Cho nên cơ bản, thế giới bao la bên trong, cũng không có cao thủ gì nguyện ý tới. Những cái kia thuộc về thế giới bao la viễn cổ thật thần đều chạy đến trong hư không, hoặc là trốn đến hắn vị diện thế giới đi. Thế giới bao la chính là nhất phương tịnh thổ. Loại này phòng tuyến chế tạo là tất cả thế lực ngầm thừa nhận, cũng sẽ cộng đồng xuất lực, chế định quy tắc lúc này sát kiếp mãnh liệt người nào cũng không nguyện ý ngoại lai thế lực mang đến sát kiếp phòng tuyến không nhất định chống đỡ được tuyệt đỉnh cao thủ nhưng lại nhất định chống đỡ được đại hơn cao thủ la quân cùng kiều ngưng tại cảm ứng chi đã chỉ cảm thấy tất cả vị diện thế giới đều là không rõ một mảnh không có cửa vào về sau la quân cùng kiều ngưng còn thử quá âm dương dung hợp ý đồ lấy loại phương thức này mở ra một cái cửa ra nhưng là hiển nhiên loại này âm dương dung hợp phương thức cũng không phải vạn năng. Vẫn là không cách nào đi hướng hắn vị diện thế giới. Cũng là nói, bây giờ là quân muốn rời khỏi ương thế giới, nhất định phải dựa vào truyền tống trận. Chỉ có truyền tống trận phân tử, tin tức mới là rõ ràng, hoàn chỉnh. Như thế mới có thể đến hắn vị diện thế giới. La quân cùng kiều ngưng thân thể khí tức đã bị linh tuệ hòa thượng linh thai quyết che giấu, cho nên cho dù là Đường đế cũng khó có thể nhìn ra La Quân mệnh cách chính là Thiên mệnh chi vương. Nhưng La Quân vẫn cảm giác bất an, bởi vì cho dù khí tức bị che đậy kín, cái kia thừa tướng một đoàn người còn có thể chuyển xác tìm tới. Chúng ta trước tiên cần phải tiến vào Đại Chiêu phủ bên trong, mặc kệ như thế nào, Đại Chiêu phủ vẫn là để những cái kia linh tôn kiêng kỵ. Mà lại, chúng ta che giấu khí tức, Đường đế cũng khó có thể phát giác chúng ta. La Quân như thế nói với Kiều Ngưng, Kiều Ngưng nói ra, chúng ta có thể đi hắn vương triều hoặc đi giới ngoại. La Quân nói ra, không được, ta lo lắng thừa tướng bọn họ hội tùy thời truy giết tới. Và lại, ta muốn hỏi thăm một chút trận chiến này sau cùng tình huống. Kiều Ngưng nói ra, vậy được rồi, theo ngươi. Sau đó, hai người liền tiến về đại chiêu phủ. Cái kia đường đế là ban cho La Quân đặc cách lệnh, nhưng giờ phút này La Quân đã đem đặc cách khiến vỡ nát thành cho tàn, cái này đặc cách khiến sẽ trở thành đường đế truy sát mà đến đồ vật. Tại Đại Chiêu phủ hư không, La Quân lần nữa sử dụng Huyền Hoàng dịch hóa thành chìa khóa, sau đó đem cái kia bảo vệ trận pháp mở ra một đầu lỗ hồng nhỏ. Đón lấy, La Quân cùng Kiều Ngưng chui vào. Lúc này chính là buổi chiều, Đại Chiêu phủ là mưa sau sơ tình. La Quân cùng Kiều Ngưng tìm Đại Chiêu phủ vùng ngoại ô khu vực, tại một mảnh rừng trúc chi ở lại. Tại rừng trúc chi, La Quân đem phòng bị tu di ẩn tàng sau đó cùng kiều ngưng tiến vào cái kia phòng bị tu di biệt thự lớn chi cũng chính là nhanh nhạy bảo tàng giấu cái viên kia to lớn phòng bị tu di sau đó la quân cùng kiều ngưng nằm tại thoải mái dễ chịu giường lớn cái này từ khi tiến vào ương thế giới về sau la quân một mực tại độ cao để phòng chi kinh lịch trùng điệp nguy hiểm bây giờ chẳng những bảo tàng không thấy được cái cái bóng ngược lại sự tình là đến càng phát ra hỏng bét cấp độ kiều ngưng quay đầu sang cùng La Quân ở giường bốn mắt nhìn nhau, Kiều Ngưng gặp La Quân cao mày liền nói ra, có phải hay không có chút hối hận đến đoạt bảo tàng? La Quân nhìn Kiều Ngưng liếc một chút, nói ra, tính toán không hối hận, phải nói là thiên ý đi. Thiên ý, Kiều Ngưng nghe vậy cảm thấy quái. La Quân nói ra, cho đến nay, Linh Tôn nên tính là thiên đạo địch nhân lớn nhất. Thiên đạo tại trong mắt chúng ta, luôn luôn đều là trí cao không mà cái này đế quốc thiên chu là có thể thôn vệ hành tinh tồn tại. Kiều ngưng một cái ngồi xuống, sau đó lại đứng lên bước đi thong thả hai bước, nói ra, không thể nói như vậy. Nàng đón đến, nói ra, trước đó chúng ta nói qua cái đề tài này, đế quốc thiên chu tuy nhiên thôn vệ hành tinh vô số, nhưng thiên đạo không có nghĩa là hành tinh. Thiên đạo mặc dù chỉ là địa cầu thiên đạo, nhưng vô số đại thần thông giả cũng là có thể bóp nát tinh thần hành tinh cao thủ. Nhưng bọn hắn tại thiên đạo trong mắt, y nguyên không có ý nghĩa. Cho nên, địa cầu không phải hắn hành tinh có thể nghĩ. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là, nhưng linh tôn thủy chung là thiên đạo đại địch. Kiều Ngưng nói ra, cho nên, thiên đạo mới an bài cơ duyên, để ngươi phát hiện cái này cái đại bí mật. La Quân nói ra, thiên đạo tuy nhiên trí cao không, nhưng đồng thời không phải có thể nắm vững thắng lợi. Không phải vậy lời nói, thiên đạo không biết làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Cho nên, cũng không phải là nói linh tôn nhất định không thể chiếm cứ địa cầu. Nếu như ta phát hiện bí mật này mà thở ơ, không đi làm một ít chuyện. Có lẽ tương lai, nhân loại thực sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Linh tôn chiếm cứ địa cầu, có lẽ thiên đạo hội một lần nữa trưởng khống linh tôn. Đối tại thiên đạo tới nói, địa cầu bất quá là đổi người chủ nhân. Nhưng thảm nhất sẽ còn là nhân loại. Kiều Ngưng nói ra, xem ra, thiên đạo tựa hồ vẫn là đứng tại chúng ta bên này không phải vậy lời nói không sẽ an bài ngươi đến phát hiện chuyện này la quân nói ra có lẽ là bởi vì linh tôn nhóm mục đích đồng thời không đơn giản có lẽ là đúng bóng có hại thiên đạo muốn bảo vệ đồng thời phi nhân loại mà là địa cầu kiều ngưng nói ra nói đến nhân loại đối với địa cầu thương tổn cũng là không nhỏ la quân nói ra cho nên sẽ có thiên tai nhân họa nhưng mặc kệ nhân loại làm sao làm đều tại có thể phạm vi khống chế bên trong thực sự không được thiên đạo cũng có thể phong bế ngũ hành phong hỏa, đóng băng thiên hạ. Chờ cái trăm vạn năm, nặng hơn nữa mở ngũ hành phong hỏa. Kiều Ngưng nói ra, lúc này người có ý nghĩ gì? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, chỗ đó còn có ý nghĩ gì, cái này linh tôn nhóm xuất chiêu thật là đầy đủ kén ăn độc. Trước đó ta còn trách bọn họ giết tiến đại chiêu phủ, không làm bất luận cái gì ngụy trang. Nhưng hiện tại xem ra, có thể là cố ý vi chi. Kiều Ngưng nói ra, xem ra chúng ta hàng đầu là biết rõ ràng linh tôn nhóm vây giết đạm thai kính bọn họ tình huống như thế nào la quân nói ra không sai tại đại chiêu phủ hoàng cung trong ngự thư phòng đường đế đối mặt thụ thương trở về đạm thai kính đạm thai kính chật vật cùng cực nguyên khí tổn hao nhiều hắn lui lấy khí thô hai mắt huyết hồng quỳ hướng đường đế bẩm báo tình huống ngươi nói là thanh nhi chết tử câm các nàng sống chết không rõ trừ ngươi, toàn bộ đều là chết sống không biết. Liền chấm tinh không đồ cũng mất đi, đường đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, trùng thiên lửa giận tại hắn mắt ấp u. Chấm, chấm tinh binh tướng tài, nhiều như thế cao thủ, còn có thanh nhi, tinh không đồ, ngươi đều cho chấm mất. Đường đế bỗng nhiên vỗ một cái bản đọc sách, âm thanh nghiêm khắc sắc nói ra, đạm thai kính, ngươi không cho chấm một hợp lý giải thích, chấm hôm nay bảo ngươi đạm thai gia tộc diệt môn. Hoàng bớt giận, đạm thai kính lập tức cúi đầu dập đầu. Ngày bình thường, đường đế đối đạm thai kính tuyệt đối là lễ ngộ có thừa. Chưa bao giờ lớn tiếng quát lớn qua. Chỉ là lần này, đạm thai kính biết tình thế nghiêm trọng. Cho nên, hắn cũng là từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Hoàng, vi thần, lần này, hoàn toàn là ly hận thiên cung một cái bẫy. Căn bản không có cái gì linh tôn câu chuyện. Vi thần cùng tam điện hạ tiến về cái kia đáy biển chỗ sâu, vừa vặn nạp lan lão tạc mà tính toán nạp lan vân thiên lão tặc này một mực ghi hận năm đó chúng ta giết hắn nhi tử cừu hận cho nên lần này thiết kế dẫn chúng ta đi qua hắn mang một đám cao thủ mấy cái kia được xưng linh tôn quái vật tu vi cũng là khủng bố nạp lan lão tặc đã đạt tới động tiên đỉnh phong hắn động tiên pháp tác buông xuống vi thần thực sự không địch lại sau cùng vi thần vẫn là dựa vào tự vệ tam hồn châu mới miễn cưỡng trốn tới ngươi nói là linh tôn công hãm địa cầu là một cái ngụy trang cái kia la quân là một tên gian tế, hết thảy hết thảy, đều là vì dẫn chấm làm, đường đế nghiêm nghị hỏi. Đạm thai kính nói ra, sự thật thật là như thế. Tốt, đường đế đốt ngón tay bóp kéo kẹt kéo kẹt vang, hắn hai mắt bắn ra khủng bố sát cơ tới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu đùa chấm, chưa từng có. Đường đế nói ra, cái này là quân, hắn là cái thứ nhất. Đạm thai kính, người trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Hoàng, vi thần tu dưỡng một chút thời gian liền có thể. Hoàng có dùng đến lấy vi thần địa phương, vi thần nguyện hiệu tử lực. Đạm thai kính lập tức nói ra. Đi trước tu dưỡng đi, đường đế phất phất tay. Đạm thai kính sau khi lui xuống, đường đế mất nộ khí dần dần tán đi. Yến hỏi ý kiến, người thấy thế nào? Đường đế trầm mặt sau một hồi lâu, hỏi. Cái này ngự thư phòng vốn là không có một ai, nhưng mà, nhất tôn nguyên thần hiển hiện ra, lại là theo đường đế mi tâm chi dần hiện ra tới. Cái này yến hỏi ý kiến toàn thân áo đen, giống như u linh. Hắn thoạt nhìn là cái chừng 30 tuổi nam tử. Yến hỏi ý kiến trầm giọng nói ra, chủ nhân, ngài đối đạm thai kính có hoài nghi. Đường đế nói ra, chấm không thể không hoài nghi. Yến hỏi ý kiến nói ra, bởi vì một mình hắn trở về. Đường đế nói ra, sự kiện này, tràn ngập quỷ dị chấm chỗ lấy tin tưởng cái kia la quân, là dựa vào những cái kia linh tôn chỗ đặc thù. Audio điện tử võ tấn bền Yến Tuân nói ra, tiểu nhân cũng nhìn qua cái kia mấy cỗ linh tôn thi thể, thật là tràn ngập cổ quái. Đường đế nói ra, sự kiện này, càng phát ra cổ quái. Ly hận thiên cung lại có bực này lá gan dám đến cùng chấm động thủ, sau lưng cũng nhất định là có chỗ ỉ lại. Chấm cũng không sợ ly hận thiên cung chỉ là việc này không tra rõ ràng hậu hoạn vô cùng yến tuân nói ra tiểu nhân nguyện ý đi hướng ly hận thiên cung là chủ nhân phân yêu đường đế nói ra không dùng ngươi đi chấm từ có sắp xếp yến tuân nói ra đúng chủ nhân liền cũng tại lúc này đường đế đột nhiên nói a à, tiểu tử này làm sao còn tại đại chiêu phủ bên trong yến tuân nói gấp chủ nhân ngài phát hiện cái gì đường đế cười lạnh một tiếng nói ra chấm trước đó lưu thêm cái tâm nhãn tại cái kia là quân thân thể lưu lại một sợi thần diệu khí tức lúc này chấm đột nhiên cảm ứng được cái này sợi khí tức tồn tại là quân tiểu tử này thân thể có một loại nào đó thuật pháp có thể đem khí tức che giấu bất quá chấm lưu lại khí tức độc nhất vô nhị cho dù là cái kia loại thuật pháp cũng vô pháp hoàn toàn che giấu kẻ này thế mà còn dám trở lại đại chiêu phủ đến việc này thật đúng là càng phát ra cách yến tuân nói ra đường đế nói ra chấm muốn đích thân đi gặp hắn một chút. Yến Tuân nói ra, đúng, chủ nhân. Đường đế sau đó để Yến Tuân hóa thành một sợi thần diệu nguyên thần, trở lại hắn lông mày trong nội tâm. Về sau, đường đế thân hình lóe lên, cũng đã biến mất tại ngự thư phòng. La quân cùng kiều ngưng tại vùng ngoại ô ẩn núp, lúc này chính là đêm khuya. La quân tính toán đợi đến ngày thứ hai lại đi đại chiêu phủ phồn hoa khu vực nghe ngóng. Chỉ là đây là, tình huống bên ngoài bỗng nhiên có biến cảm giác nguy cơ theo la quân đáy lòng sinh ra la quân theo giường kinh hãi ngồi mà lên kiều ngưng vốn đang say ngủ thấy thế lập tức ngồi dậy hỏi làm sao la là quân nói ra gặp nguy hiểm kiều ngưng nói ra khó nói chúng ta bị phát giác vẫn là những cái kia linh tôn truy giết tới la quân lắc đầu nói ra ta còn không rõ ràng lắm hắn sau đó cùng kiều ngưng cấp tốc mặc quần áo ra phòng bị tu di hai người là ẩn thân tại rừng trúc chi, cái này rừng trúc có phương viên ngàn mét, xanh um tùm, được không ẩn nấp, tựa như trúc như biển. Gió đêm thổi, trúc hải chập trùng. Tại lúc này, đường đế nhạt lạnh giọng âm theo rừng trúc hư không chuyển đến, ra đi, là quân. Là quân nào nào, vạn không nghĩ tới là đường đế đích thân tới. Làm cái gì, Kiều Ngưng hỏi La Quân, nói ra, chúng ta sử dụng linh tu chi thuật đào tẩu. La Quân nói ra, sự kiện này, nhất định phải giải thích rõ ràng nếu như là đường đế thủ xuống tới tự nhiên không thể cùng đi theo nếu là đường đế đích thân tới cái kia còn có nói hắn là cùng kiều ngưng ý niệm giao lưu hay tâm tư người trong nháy mắt trao đổi kiều ngưng nói ra có thể ngươi cảm ứng được nguy hiểm la quân nói ra có lẽ ta giải thích về sau đường đế sẽ tin hắn sau khi nói xong nói ngươi vẫn là trước tiên ở phòng bị tu di bên trong đợi ta không gọi ngươi đi ra, ngươi đừng đi ra. Tốt, Kiều Ngưng trốn vào phòng bị tu di. Kiều Ngưng mất đi cổ lôi phù về sau, nàng chiến đấu lực cũng có chỗ yếu bớt. Đối mặt giống đường đế dạng này cao thủ, nàng thật đúng là có chút không đáng chú ý. Là quần sau đó mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người cấp tốc bay đến rừng trúc hư không. Cái kia đường đế nhất thân thể minh hoàng áo choàng liền tại lá trúc nhẹ nhàng đứng thẳng. Hắn bộ dáng này xem ra, giống như là bất thế gia võ lâm cao thủ la quân cũng đứng tại trúc hải mặt cùng đường đế đứng đối mặt nhau hoàng la quân ôm quyền hành lễ đường đế nhìn về phía la quân hắn ánh mắt lạnh lẽo nói ra ngươi cũng đã biết chấm giờ phút này muốn giết ngươi giống như là bóp chết một con kiến la quân nói ra hoàng hẳn là lòng đầy nghi hoặc cho nên mới sẽ tự mình đến đây nếu không lại phái thủ hạ đến đây Đường đế nói ra, nếu như ngươi không cho chấm một hợp lý giải thích, chấm hôm nay nhất định giết ngươi. La quân nói ra, hoàng, tại hạ có thể hay không hỏi trước hoàng một chút tin tức. Ngươi hỏi, đường đế nói ra. La quân nói ra, tam điện hạ bọn họ thế nào? Đường đế lạnh hừ một tiếng, nói ra, đều là bởi vì ngươi làm việc tốt, bây giờ chỉ có đạm thai kính một người trọng thương trở về. Quả là thế, La quân nói ra. Đường đế lông mày dựng lên, nói, có ý tứ gì? La Quân nói ra, Hoàng, ta biết ngài hiện tại mang trong lòng nghi, cũng không tín nhiệm ta. Chỉ là, tại hạ khẳng định Hoàng có thể nghe thần giải thích. Ngươi nói, đường đế nói ra. La Quân nói ra, linh tôn sự tình, tại hạ tuyệt không phải bịa đặt. Vốn là tại hạ là nghĩ đến linh tôn nhóm phát hiện sự tình bại lộ, liền sẽ đào tẩu. Không nghĩ tới bọn họ động tác càng nhanh, nhanh như vậy đi cấu kết ly hận thiên cung người, sau đó làm ra một bộ giả tưởng. Để hết thảy chân tướng đều bị che giấu, làm ra là ly hận thiên cung dùng quỷ kế đến dẫn ngài làm. Chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, đường đế trầm giọng nói ra. Là quân nói ra, đạm thai kính chỗ lấy có thể còn sống trở về, là vì để ngươi triệt để tin tưởng. Bọn họ sợ người toàn bộ chết, ngài biết nhận định là linh tôn nhóm làm. Cái này rõ ràng nhất chứng cứ, như tại hạ thật sự là gian tế, giờ phút này vì cái gì còn muốn chạy về đại chiêu phủ đến? đó là bởi vì người không biết chấm có thể tìm tới ngươi. đường đế nói ra, người tự cho là cái kia che giấu khí thức phật pháp thiên hạ vô song. là quân nói ra, tại hạ trở về xác thực chưa từng nghĩ hoàng ngài có thể tìm đến. nhưng tại hạ chỗ lấy ẩn núp đại chiêu phủ cũng là sợ những cái kia linh tôn truy sát. tại hạ là muốn tại đại chiêu phủ bên trong tìm một mảnh dung thân chỗ. nếu là ở phía dưới chính là gian tế. Tội gì muốn tới đại Chiêu phủ đến. Đó là bởi vì, chỉ có người trở về, mới có thể dẫn tới cái này ngu xuẩn hoàng đế làm, một mình đi ra nhận lấy cái chết. Ngay vào lúc này, một cái băng hàn thanh âm theo bầu trời đêm chỗ sâu truyền đến. Người nào, đường đế nhất thời bị kinh ngạc. Là quần cũng là hoảng sợ. Bầu trời đêm chi, đột nhiên nồng đậm động thiên pháp tác buông xuống. Động thiên pháp tác chi, còn có một tầng úy lam sắc quang mang thoáng hiện đây là trụ quang. là quân không khỏi tâm phát lạnh, hắn biết, người đến chính là ly hận thiên cung cung chủ nạp lan vân thiên. Mà lại, đi theo nạp lan vân thiên cùng đi, còn có linh tôn cao thủ. Trong chấp nhóm này, mảnh này rừng trúc đã bị triệt để bao phủ lại. Sau đó, nạp lan vân thiên xuất hiện. Đi theo nạp lan vân thiên bên người còn có một vị linh tôn, chính là tại đáy biển rảo sát đạm thai kính vị kia địa vị tối cao linh tôn. Liền cái kia thừa tướng tại vị này linh tôn trước mặt, cũng muốn cung cung kính kính. La Quân gặp qua Linh Tôn sụp đổ vương, nhưng La Quân có thể khẳng định là, trước mắt vị này Linh Tôn cũng không phải là sụp đổ vương. Đường bá chiêu, người không nghĩ tới đi, hôm nay lại là người tử kỳ. Nạp Lan Vân Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía đường đế. Đường đế ánh mắt rét lạnh. Hắn ý thức đến chính mình mà tính toán. Nạp Lan Vân Thiên tiếp tục nói, bổn tỏa cái này động thiên pháp tắc ra thân một bên vị này bruna tiên sinh trụ quang pháp tắc hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau các ngươi đại chiêu phủ xem như ngỗng chín nương đến không có nửa canh giờ nàng cũng không phá nổi cái này pháp tắc hôm nay ngươi là tai kiếp khó thoát nạp lan vân thiên bên cạnh ngươi bruna rốt cuộc là ai đường đế trầm giọng nói ra chúng ta đều là người biết chuyện các ngươi làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế là muốn che giấu chân tướng Chấm tuy nhiên cùng người có mối hận cũ, nhưng còn chưa tới ngươi nhất định phải đưa Chấm vào chỗ chết cấp độ. Ngay vào lúc này, cái kia lạnh lùng không Bruna mở miệng. Hắn từ tốn nói, Đường Bá Chiêu tiên sinh, chúng ta đối ngươi làm qua rất nhiều nghiên cứu. Chúng ta biết, làm linh tôn chân tướng bị để lộ về sau, mặc kệ chúng ta làm sao che giấu chân tướng, ngươi đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên, đáy biển giảo sát là bước đầu tiên, đạm thai kính trở về là bước thứ hai mà lấy người đa nghi, nhất định sẽ tại La Quân thân thể lưu lại một ít gì đó, mà La Quân đi vào loại này hiểm địa, nhất định sẽ đến đại chiêu phủ đến tránh né. Còn ngươi, ngươi vì biết rõ ràng chân tướng, thì nhất định sẽ đơn độc tới gặp La Quân. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, cuộc này là vì ngươi mà bố. Chỉ cần ngươi vừa chết, La Quân lại vừa chết, như vậy linh tôn chân tướng, từ đó hội bao phủ. Cũng là nói, linh tôn hết thảy, đều là thật. Đường đế trầm giọng nói ra. Không sai, Bruna nói ra. Đường đế nhìn về phía nạp lan vân thiên, hắn đột nhiên cười ha ha, sau đó phi một tiếng đi ra, nạp lan vân thiên, người cái này lão cẩu. Vốn là chấm cho là người coi như phải là cái đối thủ, là cái nhân vật, bây giờ xem ra, người cũng bất quá là chó săn một đầu. Nạp lan vân thiên nghe vậy lại là trầm mặc đi xuống. Bruna từ tốn nói, đường bá chiêu, người cũng không cần mắng hắn, có lẽ đợi chút nữa, người hắn chả muốn càng giống một con chó. Vọng tưởng, Đường Đế lệ hống, đại chiến trong nháy mắt xúc động, đường đế trong chớp mắt cũng thi triển ra động thiên pháp tắc. Đây là đại thần đấu pháp, hoàn toàn không phải la quân cấp độ này. La quân chỉ cảm thấy bốn phía vô số động thiên bao phủ, trùng điệp không gian quy tắc biến hóa. Hắn như tại Mang Jekiochi, lại như tại Minh Mông vũ trụ chi phiêu đáng. Hết thải tinh hà biến hóa, từ trường vỡ nát để hắn đặt chân cũng khó khăn đồng thời cũng khó có thể ngưng tụ pháp lực cái này một cái chấp mắt âm dương dung hợp cũng là làm không được bởi vì la quân cảm giác mình giống như biến thành một người bình thường cái kia pháp tắc áp chế quá kinh khủng la quân tại không gian chi không ngừng hướng xuống rơi xuống phía dưới giống như là vũ trụ một dạng không có giới hạn mà ở trên không năng lượng điên cuồng ba động song phương đại chiến hung hãn tới cực điểm Kiều Ngưng nhịn không được đi ra, muốn trợ giúp ta la quân. Chỉ là nàng vừa ra tới, cũng xa vào đến mức độ này. Biển linh hồn, la quân cấp tốc tế ra biển linh hồn. Nhất thời, tại động thiên pháp tác chi, biển linh hồn từ thành thiên địa. La quân rốt cuộc cùng Kiều Ngưng ổn định thân hình. Nhưng đối với ngoại giới đã phát sinh hết thảy, la quân cùng Kiều Ngưng đều không được biết. Đồng thời, ngoại giới pháp tắc bắt đầu điên cuồng xâm nhập vào biển linh hồn chi hỏng bét, la quân không khỏi hoảng sợ cái này động thiên pháp tác lực lượng quá kinh khủng, ta biển linh hồn cũng không ngăn cản được. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Đến, Kiều Ngưng, lần nữa âm dương dung hợp. Tốt, Kiều Ngưng đáp lại. Hai người cấp tốc âm dương dung hợp, mà lúc này biển linh hồn đã bị cường hãn động thiên pháp tác xâm nhập tiến đến. Không được, rất nhanh, La quân cùng Kiều Ngưng phát hiện vấn đề. Tuy nhiên âm dương dung hợp có thể thai ngén vạn vật, đồng thời có thể không sinh ra. Nhưng là cái này động thiên pháp tắc cùng chủ quang pháp tắc dung hợp về sau, đã triệt để bóc ra hết thảy lực lượng cùng thừa số, phần tử. Cho nên, âm cùng dương trước mắt đều là thuộc về không thụ thai trạng thái. Linh tu thai ngén âm dương, âm dương thai ngén vạn vật. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Cái này thật là cực thần diệu chi pháp. Lúc trước la quân cùng áo đen tố trinh cùng một chỗ, liền thần nông đỉnh đều xông ra ngoài được. Nhưng lúc này, la quân cùng kiều ngưng chỗ ngưng tụ lực lượng là kém xa tiết tắp. Mà la quân cùng áo đen tố trinh về sau đã từng bị thế tôn khống chế, không cách nào siêu thoát. Cho nên, bất luận cái gì thuật pháp, đều khó có khả năng là thiên hạ vô địch. Âm dương thai ngén vạn vật là đạo lý, vạn vật tương sinh tương khắc càng là đạo lý. La quân cùng kiều ngưng loại này chạy trốn pháp môn, nhất định phải là ra bất ngờ. Theo cái kia trụ quang trong đỉnh chạy đi chính là thừa dịp không phòng bị. Mà theo đạm thai kính tay chạy đi, cũng là bởi vì ra bất ngờ, giết đạm thai kính một trở tay không kịp. Lúc đó, Nạp Lan Vân Thiên còn không có thi triển ra động thiên pháp tắc. Nếu là lúc đó, Nạp Lan Vân Thiên sớm thi triển ra động thiên pháp tắc, là quân chỉ sợ cũng khó có thể sử dụng linh tu chi thuật đào tẩu. Mà lúc này, Nạp Lan Vân Thiên cùng Bruna song trọng pháp tắc buông xuống. Là quân quả thực là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có biển linh hồn cũng ngăn cản không song trọng pháp tác thẩm thấu. Muốn chạy trốn, cửa nhỏ cũng không có. Dưới sự bất đắc dĩ, La quân chỉ có thể co vào biển linh hồn. Để cái kia biển linh hồn giống là một cái tầm chứng một dạng bao trùm hắn. Đồng thời, La quân để kiều ngưng tiến vào phòng bị tu di. Hắn cần tùy thời mà động. Cái kia biển linh hồn áp xúc về sau, chết bảo vệ la quân. La quân ngược lại là miễn cưỡng ngăn cản được song trọng pháp tắc xâm lấn, cứ như vậy, hắn ở trên không rốt cuộc định trụ thân hình. Sau đó, là quân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn đồng thời không nhìn tới, mà chính là lấy thần niệm bắn phá cái này nguyên một mảnh động thiên. Tại la quân thần niệm cảm ứng xuống, la quân lập tức cảm thấy được cái này động thiên pháp tắc cùng trụ quang pháp tắc cuồn cuộn chỗ. Thần niệm cảm ứng, chỉ cảm thấy như tại vũ trụ hành trình đi, vô cùng vô tận. Cũng là tại lúc này, là quần còn ở lại chỗ này mảnh hảo hán vũ trụ cảm ứng được tranh đấu dấu vết. Đó là một loại dồi dào năng lượng ở giữa chém giết hành vi. Là quần lấy linh hồn chi lực thẩm thấu cái kia phiêu tán ở trên không dư âm năng lượng. Oanh một chút, trong chớp mắt, là quần trước mắt suốt cục rõ ràng, giống như là thời không chuyển đổi, là quần lấy một loại đế thị giác phương thức nhìn đến đường đế cùng Bruna còn có nạp lan vân thiên ở giữa người bị đánh chết. Là quần giật mình trong lòng, đồng thời cảm thấy hoan hỉ. Hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể nhờ vào đó đào tẩu, hắn hiện tại hiển nhiên cũng không phải là quá quan tâm bọn hắn ở giữa người bị đánh chết. Nguy hiểm thời điểm, vẫn là muốn trước bảo toàn chính mình. Vẫn chưa được, loại này năng lượng cảm ứng, chẳng qua là tương đương tại mê vụ chi cho ta một tia sáng. Nhưng bản chất, cái này sợi bóng vẫn là tại động thiên pháp tác bên trong, cho nên ta muốn dựa vào loại phương thức này đào tẩu, y nguyên là không thể nào. La Quân nói thầm. Sau đó lúc này là quân cũng đem ánh mắt chính thức dò xét đến chiến trường chi. Tại cái kia không gian hư vô chi, đường đế cùng nguyên thần Yến vân Chính đang khổ chiến nạp lan vân thiên cùng Bruna. Đường đế Tu Vi đã đến không trung cảnh sơ kỳ, hắn tế ra bát quái trận bàn pháp bảo. Tại cái kia hư vô chi, cự đại bát quái trận đem không gian chiếm cứ. Bát quái trận lóe ra vô cùng kim quang, kim quang hình thành bát quái động thiên. Mà đường đế tại bát quái trận ở giữa ngồi xếp bằng. Yến Tuân thì tại bát quái trận bàn chi du tẩu, đồng thời đem pháp lực rót vào bát quái trận bàn chi. Nạp Lan Vân Thiên cùng Bruna hợp lực, bọn họ bốn phía động thiên không ngừng biến hóa. Năng lượng điên cuồng chuyển đổi. Bruna bàn tay to hướng xuống áp, hình thành vũ trụ hắc động. Nạp Lan Vân Thiên thì tế ra nguyên thần chi kiếm, hắn hết thảy năm thanh nguyên thần chi kiếm, chém giết điên cuồng bát quái trận bàn. Mà vũ trụ hắc động thì đang không ngừng thôn vệ bát quái trận bàn kim quang là quân mắt sắc, liền biết như vậy đi xuống, đường đế chỉ sợ là muốn chống đỡ không nổi. Đường đế cùng Yến Tuân liên tục mấy lần xuất thủ, liền lấy ngàn ngụm bát quái kim kiếm phản sát, nhưng đều bị cái kia vũ trụ hắc động nuốt chửng lấy đi vào. Phản sát không được, đại linh hồn lôi kiếm, lúc này, là quân không lo được hắn, hắn phải cứu đường đế, cũng là cứu tự thân. Một đạo hung mãnh vô cùng lôi kiếm hướng về Bruna chém giết mà đến. Là quân nhắm chuẩn Bruna, là biết Bruna mới là nhân vật mấu chốt. Lấy nạp lan vân thiên bản sự, còn đối phó không đường đế. Bruna đang toàn lực công sát đường đế chi, hắn chủ quang lực lượng đều đối phó không đường đế. Đây là Bruna các loại một đám linh tôn kiêng kỵ húy sự tình. Đại bộ phận nhân loại, cùng nhân loại khoa học kỹ thuật trong mắt bọn hắn, đều là trẻ con đồ chơi, có thể để Bruna bọn họ đau đầu là, người địa cầu này loại, có ít người pháp lực thật sự là quá kinh khủng. Xem như bọn họ tại vũ trụ đi thuyền mấy chục triệu năm, rõ ràng vũ trụ quy tắc sau đó tu luyện trụ quang đều phá không giải được. Đừng nhìn trụ quang kiền La Quân rất lợi hại, nhưng làm đường đế cấp bậc này, hoàn toàn không đáng chú ý. Bruna đột nhiên cảm giác được lôi kiếm đánh tới. Ừm, Bruna hơi kinh hãi, vạn không nghĩ tới Như La Quân loại này con kiến hôi, lại có thể chém giết ra dạng này cỗ có thâm ý cùng uy lực một kiếm tới. Hừ, may mắn ngươi công lực chưa đủ bruna nhìn cũng không nhìn cong ngón búng ra liền bắn ra một đạo trụ quang tới trụ quang lóe lên trực tiếp chạm giết tới oanh trong nháy mắt đó đại linh hồn lôi kiếm cứ việc có rất nhiều đạo lý tinh thần ảo nghĩa nhưng trụ quang chạm giết tới trong tích tắc nhất thời vật sở hữu chất nhiều bị tan giã đây là đánh tan khí thế mà lại đạo này trụ quang chẳng những bất diệt còn hướng lấy la quân vồ giết tới cái này Bruna chủ quang chi lực cái kia thừa tướng chủ quang chi lực đều mạnh hơn không chỉ một lần. Phong, là quân trong nháy mắt xuất thủ. Hắn cảm giác được Bruna chủ quang đã tu bổ một ít quy tắc, cho nên ẩn thân thuật đã ngăn cản không nổi. Đám này linh tôn, tiến hóa cùng tiến bộ là cực nhanh chóng. Bọn họ bắt nhiều như vậy tu sĩ đến nghiên cứu, là muốn tìm ra bản thân lỗ thủng sau đó sửa đổi, tiến hóa. Một cái phong tự trong nháy mắt đem cái kia trụ quang quấn chặt lấy nhưng là phong tự hiển nhiên ngăn cản không nổi trụ quang, là quân liên tục xuất thủ, lại một cái đoán chữ viết ra. Cái kia đoán chữ cũng là không có ngăn cản được trụ quang. Bất quá lúc này, là quân có thể không khách khí, lần nữa một đạo đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới. Oanh! Suốt cục, cái kia trụ quang đi qua mấy tầng rào sát, sau cùng ngăn cản không nổi đại linh hồn lôi kiếm, bị chảm thành phấn vụn. Chiếc này phía dưới đại linh hồn lôi kiếm phát ra, cơ hồ đem la quân pháp lực tiêu hao sạch sẽ mẹ chứng lão tử theo suốt đạo về sau làm sao mỗi lần đều tận cùng loại này lão yêu quái đạo sức la quân tâm đều muốn thổ huyết cũng không lo được hắn trước thôn vệ thuần dương đan cấp tốc bổ sung pháp lực bruna lúc này công sát đường đế đến thời khắc mấu chốt nhất cũng không lo được thu thập la quân hắn vũ trụ hắc động chi đột nhiên xuất hiện một cái ngôi sao cái kia ngôi sao chính đang giải thể ầm ầm vô cùng tận hủy diệt lực lượng hướng cái kia bát quái kim quang đánh giết tới. Đã từng hành tinh rơi vào đến hắc động chi, đồng thời bị hắc động thôn phệ, rảo sát. Đây là lúc trước ngôi sao hủy diệt lúc phát tán ra tuyệt vọng cùng lực lượng. Đường đế cùng Yến tuân toàn lực ngăn cản, thế nhưng bát quái trận bàn kim quang dần dần xuất hiện vết rách. Giống, đường đế bi phẫn không hiểu, bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên toàn thân không gió từ nâng lên tới. Nạp Lan Vân Thiên, chấm vĩnh viễn không biết như ngươi, nhìn công thiên hạ sinh tử, đi làm một đầu chó săn. Đường đế thân thể bộc phát ra một loại khí tức khủng bố. Hỏng bét, hắn muốn tự bạo nguyên thần đan hạch, Nạp Lan Vân Thiên thấy thế, không khỏi thất sắc. La Quân, tại lúc này, đường đế thanh âm đột nhiên lặng yên không một tiếng động bay tới La Quân trong lỗ tai, chấm hôm nay tai kiếp khó thoát, liền tự bạo nguyên thần đan hạch, đem cái này động thiên nổ tung. Người trốn sau khi ra ngoài, phải tất yếu đem chuyện hôm nay nói cho lục diệp chiếu cố chủ ngống chín nương phải tất yếu ngăn cản linh tôn âm mưu nhớ lấy nhớ lấy tiền bối cái này một cái chớp mắt là quân rốt cục động dung hắn bị đường đế loại này khẳng khái chịu chết bi tráng rung động đường đế thân có cao vị tu vi thông thiên nhưng hắn tâm nhưng lại có thiên hạ có nhân loại điểm này là quân đều mặc cảm chính hắn đều tại tu luyện con đường này trở nên càng ngày càng hiện thực càng ngày càng vô tình. Âm âm, tại lúc này, đường đế cùng Yến Tuân cùng một chỗ nổ tung. Đó là một loại trước đó chưa từng có ánh sáng, là ánh sáng vô lượng, là hết thải quang. Đi, cái kia một cái chớp mắt, Bruna cùng nạp lan vân thiên cái gì đều không lo được, thủ động thiên pháp tắc cùng trụ quang pháp tắc, tia chớp rời đi đại chiêu phủ. Dạng này bạo tạc lực, quá mức khủng bố. Tại cái này một cái chớp mắt, la quân cũng lập tức thi triển đại na di thuật nhanh chóng nhanh rời đi vùng ngoại ô hắn cũng không hề rời đi đại chiêu phủ hiện tại ra đại chiêu phủ la quân biết mình tình cảnh hội càng thêm gian nan những cái kia linh tôn nhóm có truy tung đến la quân biện pháp điểm này la quân tâm lý rất rõ ràng la quân biết mình nếu như tự tiện rời đi đại chiêu phủ khả năng vừa đi ra ngoài rơi xuống bruna tay bây giờ đường đế đã chết nếu như mình lại vừa chết như vậy linh tôn công hãm địa cầu âm mưu từ đó muốn đá chìm đáy biển. Chỉ có làm linh tôn nhóm chuẩn bị tốt hết thảy thời điểm, khi bọn hắn lộ ra giữ tận thời điểm, nhân loại mới có thể phát giác. Toàn bộ đại chiêu phủ vùng ngoại ô, đột nhiên sáng như ban ngày. Toàn bộ đại chiêu phủ, như động đất, kịch liệt đung đưa. Loại này lắc lư, tiếp tục khoảng 3 phút. Toàn bộ vùng ngoại ô, tử thương vô số, tường đổ, phế tích vô số. Là quân rời đi vùng ngoại ô về sau, liền đến đại chiêu phủ bên trong. Đại chiêu phủ bách tính đã sôi trào, tất cả mọi người đang nghị luận vùng ngoại ô bạch quang cùng nổ tung là chuyện gì xảy ra. Mà trong hoàng cung thần vệ, còn có thiên cơ phủ, cùng thiên đô quân phủ đều đã hành động. Cái này tam đại thế lực các tổ chức, cấp tốc ổn định cục thế. Cái này tam đại thế lực tại rất nhanh thời gian bên trong đã biết một việc, đó là đường đế quy thiên. Rất hiển nhiên, đường đế đột nhiên quy thiên nếu như không xử lý tốt, liền sẽ để đại chiêu vương hướng lâm vào hắc ám thâm nguyên chi. Có lẽ sẽ đem đường thị gia tộc ngàn năm giang sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên đô quân phủ còn có thiên cơ phủ chi, chưa hẳn không có người muốn làm hoàng đế. Tu sĩ cao thủ, chỗ đó hội nói cái gì trung thành sự tình, bọn họ chỉ tôn lực lượng. Cho tới nay, hoàng tộc lực lượng vi tôn, bọn họ mới bị ép nghe lời. Đây cũng là đường đế thống soái giang sơn lúc, tại sao muốn dùng dạng này thiết huyết thủ đoạn nguyên nhân đối đãi tu sĩ không có cách nào dịu dàng thắm thiết la quân tùy tiện tìm một cái khách sạn khách sạn phía trước có rất nhiều khách nhân đi ra tất cả mọi người đang đàm luận vùng ngoại ô đến cùng chuyện gì phát sinh bất quá những dân chúng này đều còn không biết đường đế đã chết đường đế đường bá chiêu đã từng chém ra thân thể chấp niệm đem cái này sợi chấp niệm luyện thành nguyên thần cái này sợi chấp niệm nguyên thần chính là yến tuân yến tuân có thể độc lập tồn tại nhưng lại là đường bá chiêu nguyên thần về sau, Yến Tuân tu vi dần dần tăng nhiều, thế mà cũng tu luyện tới động tiên địa bước. Đây là bởi vì đường bá chiêu thường xuyên tại giao cho Yến Tuân. Mà lần này, đường bá chiêu tự bảo nguyên thần đan hạch là đem Yến Tuân cùng hắn thân thể cùng một chỗ tự bảo. Chỉ có loại này tự bảo mới có thể sinh ra đầy đủ lực sát thương, cũng mới có thể đem nạp lan vân thiên còn có Bruna đánh lui. Đường đế đột nhiên rời đi, mang cho đại chiêu vương hướng vô cùng hậu hoạn nếu như lúc này đại chiêu vương hướng không xử lý tốt nguy cơ lần này như vậy rất có thể tai họa ngập đầu hội buông xuống ly hận thiên cung bây giờ tụ hợp linh tôn thực lực tăng nhiều bọn họ sớm không muốn tại ở nước ngoài mỏi mòn chờ đợi nạp lan vân thiên cùng bruna tạm thời sẽ không xuất thủ bọn họ hội trước yên lặng nhìn biến nhưng chỉ cần bọn họ phát hiện đại chiêu vương hướng vương thất cùng các quý tộc bắt đầu tàn sát lẫn nhau như vậy bọn họ tất nhiên sẽ mài đao xoèn xoẹt nhưng mà nạp lan vân thiên cùng bruna cuối cùng vẫn thất vọng bởi vì tại ngày thứ hai sớm đại chiêu vương triều chính quyền đã vững chắc như thái sơn đường đế đường bá chiêu đêm đó lúc hừng đông về sau lục diệp chiếu cố chủ ngỗng chín nương đăng lâm đế vị trở thành đại chiêu vương hướng từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hoàng đế ngỗng chín nương lục diệp hội thực lực hùng hậu mà ngỗng chín nương bản thân càng là tu vi thông thiên ngỗng chín nương tu vi là tại đường bá chiêu chi nếu không có như thế, ngống chín nương cũng không có khả năng thành lập được lớn như vậy lục diệp sẽ đến. Một đêm kia, không có người biết trong hoàng cung phát sinh cái gì. Nhưng khi muộn hoàng cung, thật là chết một số người. Mà tham dự qua hoàng quyền tranh đấu người, đối đêm nay sự tình đều là không nhắc tới một lời, giữ kín như bưng. Ngỗng chín nương xương đế về sau, cũng không có đại phong lục diệp hội người. Mà chính là để cho nàng đại đệ tử tần khả khanh tiếp trưởng lục diệp chiếu cố chủ chi vị lục diệp hội người, chưa cho phép, không được đi vào Hoàng Cung. Là quân cùng Kiều Ngưng tại trong khách sạn ngủ lại một đêm, cái này một đêm, hắn nuốt đan dược, khôi phục công lực. Đợi đến sớm, đã công lực toàn bộ đầy áp, tinh thần cũng là vô cùng tốt. Đồng thời, hắn biết được ngỗng chín nương xưng đế tin tức. Đại chiêu phủ vẫn là bình tĩnh không lay động, chính là liền đường bá chiêu tang lễ cũng là điệu thấp cử hành. Là quân biết, cái này ngỗng chín nương quả nhiên là thủ đoạn cao minh lúc này nàng đi ra ngăn cơn sóng dữ vì là ổn định đại chiêu vương hướng giang sơn là quân thương lượng với kiều ngưng ta cảm thấy cái này ngỗng chín nương đồng thời không phải bình thường người ta cần phải nghĩ biện pháp đi gặp nàng kiều ngưng nói ra có thể cái này quá nguy hiểm vạn nhất ngỗng chín nương không tin ngươi ngươi không có cơ hội mà lại lúc này ngươi là đại người hiểm nghi ta tin tưởng hoàng thành đã đối ngươi phía dưới lệnh truy nã mà lại chúng ta muốn đi trong hoàng cung nhìn thấy ngỗng chín nương, rất khó khăn. Là quân nói ra, người đừng quên, lục diệp hội trước hội chủ là ngỗng chín nương. Lục diệp hội người nhất định có biện pháp liên hệ đến ngỗng chín nương. Ta cần cải biến một xuống thân phận. Kiều ngưng nói ra, làm sao cải biến. Là quân mỉm cười, sau đó xuất ra vẫn luôn chuẩn bị điểm cao mặt nạ. Hắn đem điểm cao mặt nạ mang tốt về sau, lại để cho Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa giúp hắn cải biến thân thể khí tức. Kiều Ngưng, người tạm thời đừng đi ra. La Quân về sau nói với Kiều Ngưng. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. La Quân hoàn toàn biến hóa bộ dáng, cũng đem chính mình thanh âm bước thành vịt được tiếng nói. Hắn mặc lấy một thân trường sam màu đen, xem ra chừng 30 tuổi. Như thế cũng có vẻ phổ thông. Dạng này ngụy trang về sau, La Quân mới hướng lục diệp hội tổng bộ mà đi. Hôm nay khí trời y nguyên âm trầm, đại buổi trưa, giống như là trạng vạng tối một dạng tuổi xế chiều. La Quân lúc này đi vào lục diệp hội tổng bộ. Hắn đưa một viên đan dược cho cái kia giữ cửa thị vệ, sau đó thu hoạch được nhập môn giấy phép. Về sau, La Quân như trước đang lầu các chờ đợi. Đối với cái này lục diệp hội tổng bộ, La Quân cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hắn các loại không bao lâu, huyền bá tới. Huyền bá sắc mặt có chút tiểu tụy, hiển nhiên một đêm này hắn cũng qua không quá bình tĩnh. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lục Diệp sẽ xảy ra ý vẫn là muốn làm. Huyền bá một thân huyền áo, sau khi đi vào, mỉm cười, nói ra, lão hủ triệu huyền, khách khí người tiếng kêu huyền bá. Là cái này Lục Diệp hội tiểu quản sự, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. La quân lập tức ôm quyền, tỉ mỉ lấy cuống họng nói ra, tại hạ lâm đông. Huyền bá quan sát tỉ mỉ la quân, lại là chỉ cảm thấy la quân thâm bất khả chắc, hoàn toàn nhìn không ra đầu mối hắn không khỏi buồn bực, làm sao gần đây đại chiêu phủ trong này như thế không bình tĩnh đâu. Loại này cao thủ thần bí, tầng tầng lấp lấp. Cái này một cái chớp mắt, huyền bá muốn rất nhiều. Nhưng hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói ra, lâm công tử tốt, không biết lâm công tử đến ta lục diệp sẽ, là muốn làm cái gì giao dịch. Là quần ngay sau đó nói ra, ta nghe nói đêm nay, đại chiêu phủ thậm chí đại chiêu vương hướng phong vân biến sắc, đường đế bỏ mình trước hội chủ ngỗng chín nương xưng đế huyền bá nói ra chính như công tử nói bất quá những tin tức này công tử không phải đã biết không huyền bá nói chuyện với la quân ở giữa có nha hoàn dâng trà tiến đến nha hoàn kia buông xuống trà sau liền quay người ra ngoài đồng thời đóng kỹ cửa phòng la quân nói ra ta muốn gặp mặt tân nhiệm hội chủ tần khả khanh không biết huyền bá phải chăng có thể vì ta dẫn kiến đến mức cần thiết điều kiện dễ nói Huyền bá nao nao, nói ra, công tử muốn gặp ta nhà mới hội chủ. La quân nói ra, không sai. Huyền bá nói ra, nhà ta hội chủ, đồng thời sẽ không tùy tiện gặp người. La quân nói ra, ta muốn gặp tần hội chủ, chính là có chuyện khẩn yếu. Huyền bá trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, công tử thành ý. La quân nói ra, nơi này là 10.000 mai thuần dương đan, không biết thành ý này phải trăng đầy đủ. Hắn trong lúc nói chuyện, liền khu động 10.000 mai thuần dương đan đi ra. Huyền bá gặp cái này thuần dương đan, hơi biến sắc, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, phẩm chất rất không tệ, xuất thủ cũng không ít. Bất quá muốn gặp ta ra hội chủ, còn còn thiếu rất nhiều. La quân nói ra, ta muốn gặp tần hội chủ, chính là vì gia quốc đại sự. Nếu là về sau tần hội chủ không hài lòng, ta lại phụng 99 vạn thuần dương đan, như thế nào? Thật chứ, huyền bá nhất thời tâm động. La Quân nói ra, ta lại sao dám mở lục diệp hội trò đùa. Huyền bá liền nói ra, vậy được rồi, lão hủ cái này liền đi cùng hội chủ thông báo một tiếng. Còn hội chủ đến cùng muốn hay không gặp công tử ngươi, đây không phải là lão hủ có thể quyết định. La Quân liền nói ra, như thế làm phiền. Tần Khả Khanh, một vị linh hồn có hương khí nữ tử. Nàng Tu Vi đã là hư tiên đỉnh phong, đi theo ngỗng chín nương hơn 700 năm. Tần Khả Khanh tại rất lớn trình độ, vẫn luôn đang thao túng lục diệp sẽ, bồi dưỡng lục diệp hội thế lực. Mà ngỗng chín nương thực đã mấy trăm năm không có nhúng tay qua lục diệp chuyện xảy ra tình. Cho nên, tại lục diệp trong hội, đối với tần khả khanh trở thành tân nhiệm hội chủ, dưới đều là không có một chút xíu ý kiến. Giờ phút này, tại lục diệp hội tổng bộ tính tư điện, một thân áo trắng như tuyết tần khả khanh đang tĩnh tỏa tĩnh tu. Tần khả khanh dáng người cao gầy, bộ mặt hoàn mỹ, là điển hình phía đông mỹ nhân nàng xem ra mới 24-25 tuổi, mặt mũi tràn đầy nhựa cao su ban đầu lòng trắng trứng. Có thể ai có thể nghĩ đến, nàng bây giờ đã có hơn 800 tuổi. Toàn bộ tính từ điện chi, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi đàn hương. Tuy nhiên ngoại giới nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vụng trộm đã gió dục mây vần. Nhưng là giờ phút này, tần khả khanh lại là y nguyên bảo trì một loại tĩnh khí. Cũng là tại lúc này, huyền bá đến ngoài điện. Lão hủ tham kiến hội chủ, Huyền bá ở ngoài cửa cung kính nói ra. Tính tư trong miệng, tần khả khanh mở ra Mỹ lệ hai con ngươi. Nàng con ngươi như màu đen mã não một dạng, tinh khiết mà sáng ngời. Lúc này, nàng cũng không kiêu căng, chỉ là từ tốn nói, huyền bá, có chuyện gì sao? Huyền bá nói ra, lão hủ vốn không nên tới quấy giày hội chủ, chỉ bất quá hôm nay đến một vị quái khách người. Hắn phía dưới trọng kim, chỉ rõ muốn gặp hội chủ ngài đồng thời nói có gia quốc đại sứ muốn cùng hội chủ nói đến, nếu là hội chủ không hài lòng, hắn hội dâng tặng một triệu thuần dương đan thuốc. Một triệu thuần dương đan thuốc, tần khả khanh Mỹ lệ khuôn mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc tới. Cũng không phải là nói lục diệp hội chưa thấy qua một triệu thuần dương đan thuốc, mà chính là người này tiêu phí một triệu đan dược chỉ muốn gặp chính mình. Tần khả khanh trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, người này, tên gọi là gì? Nhưng biết là lai lịch gì? Lão hủ chỉ biết là hắn gọi Lâm Đông, mà lại tu vi rất cao. Huyền bá nói ra, về phần hắn, chúng ta cũng không tra được, tựa như là từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc trước cái kia nghịch tặc la quân ngược lại là không có sai biệt. Tần khả khanh trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, tốt ra, à, người đem hắn mang đến ta nơi này. Huyền bá nói ra, đúng, hội chủ. Tại sau 5 phút, la quân tọa nguyện nhìn thấy tần khả khanh. La Quân còn cảm giác được cái này tính tư điện, trận pháp ngang dọc, đồng thời thầm ẩn tàng không ít cao thủ. Có lời gì, có thể nói. Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân, nàng sau đó còn nói thêm, đã các hạ muốn gặp bổn tọa, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra, cái này không khỏi có sai lầm thành khẩn A. À. La Quân bị kinh ngạc. Tần Khả Khanh cười nhạt một tiếng, nói ra, người tuy nhiên ngụy trang rất tốt, nhưng là thân người khí tức một mảnh không rõ, Rõ ràng là bị một loại nào đó thuật pháp ẩn tàng. Nếu không, há có thể cái gì đều muốn ngươi nhìn không rõ ràng. La Quân ngay sau đó nói ra, "Tần hội chủ, ta là La Quân." Hắn trực tiếp đem mặt điểm cao mặt nạ xé rách xuống tới, sau đó nói với Tần Khả Khanh. "La Quân?" Tần Khả Khanh bị kinh ngạc, nàng sau đó mắt lóe qua màu lạnh, nói ra, "Ngươi còn dám xuất hiện?" La Quân trầm giọng nói ra, "Tần hội chủ bớt giận, cái này có thật nhiều hiểu lầm." ta hôm nay đến, cũng là muốn đem sự tình chân tướng cùng tần hội chủ giải thích rõ ràng. Còn hy vọng tần hội chủ có thể hướng ngỗng chín nương tiền bối báo cáo một hai. Tần khả khanh từ tốn nói, đã ngươi muốn giải thích, cái kia đến sư phụ ta trước mặt đi giải thích đi. Bất quá trước lúc này, bổn tọa muốn đem ngươi bắt lại. Bổn tọa khuyên ngươi không nên phản kháng, không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi chính là một con đường chết. Là quân không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới cái này tần khả khanh lại là như thế xử trí cùng dự định trong chấp nhoáng này la quân do dự bởi vì hắn không biết tần khả khanh đến cùng là tốt vẫn là ác vạn nhất tần khả khanh cũng đã là linh tôn người đâu la quân trong nháy mắt này tâm niệm thay đổi thật nhanh hắn cũng biết linh tôn rất không có khả năng đã trưởng khống tần khả khanh nhưng tần khả khanh còn có thể là một chút quyền quý khách khanh cái này lợi ích rắc rối khó gỡ phức tạp không La Quân cũng không biết mình có thể hay không tín nhiệm Tần Khả Khanh. Vừa mới gặp nhau người, vốn không có tín nhiệm có thể nói. Hắn dám đến tìm Tần Khả Khanh là dựa vào tự thân pháp lực không bị hạn chế. Có thể pháp lực một khi bị hạn chế, cái kia thật cái là cái thất gỗ thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. La Quân ngay sau đó hít sâu một hơi, nói ra, Tần hội trưởng, ta lời nói thật muốn nói với người đi. Đường đế trước khi chết, ta ở bên người, hắn nguyên thần tự bảo. Chính là vì ta giết ra một đường máu. Để ta đem chân tướng đến nói cho các ngươi, hiện tại ta là một người thế đơn lực bạc, các ngươi như không tín nhiệm ta, ta tùy thời đều có họa sát thân. Mà dưới loại tình huống này, ngươi còn muốn giam cầm ta pháp lực. Đây không phải ta không có thành ý, mà chính là ngươi căn bản không muốn giải, cũng không muốn nói. Ta luôn không khả năng một thân một mình đến hành thích ngỗng chín nương tiền bối a. À. Tần khả khanh nhạt lạnh nói ra, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng người. Người cũng đã biết, người bây giờ thân thể phạm hạng gì trọng tội. Bổn tỏa chịu cho người đi gặp mặt sư tôn giải thích cơ hội, đã là đối ngươi lớn lao ban ơn. Người còn muốn làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng đến, thật sự là chuyện cười lớn. La quân nói ra, xem ra, là không có cách nào nói. Hắn cấp tốc cầm ra thiên đạo bút, viết kế tiếp ẩn chữ. Trong nháy mắt, La quân ở vào ẩn thân trạng thái đi được sao, tần khả khanh lạnh hừ một tiếng, cấp tốc co vào trận pháp. Trong chớp mắt, tính thư điện bốn phương tám hướng chi xuất hiện sáng như tuyết tinh bích. Đồng thời, tại tinh bích bên ngoài xuất hiện bốn tên áo đen cao thủ. Đi ra, tần khả khanh hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền cong ngón búng ra. Lại là bắn ra nàng pháp bảo, lửa mẫu chi khí. Nhất thời, một đạo hỏa diễm bắn ra mà ra, đồng thời ở trên không trong nháy mắt hóa thành ngàn sợi hỏa diễm những ngọn lửa này ở trên không phiêu tán như hoa tuyết một dạng la quân ẩn chữ vòng phòng hộ lập tức bị nhiễm từng tia từng tia hỏa diễm những ngọn lửa này lập tức bốc cháy lên ẩn chữ vòng phòng hộ không chỉ có đồng hóa không lửa này mẫu chi khí ngược lại bị lửa mẫu chi khí cấp tốc thiêu đốt sau đó la quân ẩn chữ vòng phòng hộ biến mất la quân xuất hiện tại tần khả khanh trước mặt la quân không khỏi giật mình thầm nghĩ cái này tần khả khanh như thế nào lợi hại như vậy ta cái này ẩn chữ vòng phòng hộ trước đó để cái kia thừa tướng đều trở tay không kịp. Làm sao tại nàng nơi này, trong chớp mắt bị phá. Khiến La Quân có chút nghĩ không thông, cũng có chút kinh hãi. Mặt đất núi đồi, quả thật khắp nơi đều là tàng long ngọa hổ A. Lửa mẫu tác, tần khả khanh cũng không nói nhiều, ngón tay cấp tốc biến hóa pháp ấn, cái kia ngàn sợi hỏa diễm cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái hỏa diễm dây thừng. Ngọn lửa này dây thừng uyển chuyển như du long, cấp tốc hướng là quân quấn quanh mà đến tốc độ nhanh như thiểm điện là quân bị vây ở cái này tứ phương tinh quang trận chi bên ngoài bốn đại cao thủ bảo vệ là quân trong lúc nhất thời căn bản không trốn thoát được là quân né tránh mấy lần cái kia lửa mấu tác tựa như như roi trong xương đi sát đằng sau mắt thấy là quân muốn tránh tránh không khỏi biển linh hồn là quân chợt quát một tiếng trong chớp mắt tứ phương tinh quang trận chi biển linh hồn dày đặc khắp nơi đều là màu đen linh hồn chi lực, khiến tần khả khanh bọn người thấy không rõ lắm tứ phương tinh quang trong trận tình huống. Không biết tự lượng sức mình, tần khả khanh cười lạnh một tiếng. Đốt cháy, nàng đột nhiên kết pháp ấn. Cái kia lửa mẫu dây thường cấp tốc hóa thành lửa nóng hừng hực bốc cháy lên. Đáng giận, là quân lập tức ý thức được ngọn lửa này không tầm thường, chính là tất cả linh hồn chi lực khắc tinh. Sau đó cái này một cái chớp mắt, là quân nhanh chóng thu biển linh hồn đồng thời, là quân đặt mình vào tại ngọn lửa này chi. Lửa mẫu chi khí, chính là vạn hỏa chi mẫu. Lực lượng, bá đạo không. Là quân ở vào lửa mẫu chi, cái kia lửa mẫu lực lượng cấp tốc xuyên vào đến thân thể của hắn chi. Tốt lực lượng kinh khủng, ta kim cương bất phôi chi thể hoàn toàn ngăn cản không nổi. Là quân cảm thấy thân thể đau đớn không, không khỏi hoảng sợ. Đại hỏa diễm thuật, cái này một cái chớp mắt, là quân thân thể chuyển một cái cấp tốc thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Đại hỏa diễm đem La Quân bao trùm, đồng thời cấp tốc hút sạch La Quân trong thân thể lửa mẫu. Bên ngoài lửa mẫu hướng địa ngục chi hỏa đốt xiết tới, hai cỗ hỏa diễm rào sát cùng một chỗ. Lửa mẫu chính là vạn hỏa chi mẫu, mà đại hỏa diễm thuật chính là thiên địa đại đạo. Chiếc này cỗ lực lượng là có thể liều một trận. Chính là xem ai pháp lực càng sâu, liền càng lộ vẻ thần thông. Mà lúc này rất hiển nhiên là quân pháp lực cùng tần khả khanh ở giữa còn là có tranh lệch thật lớn. Sau đó, là quân đại hỏa diễm thuật thế mà đang bị lửa mẫu hấp thu. Hừ, tiểu tử này thân thể thần thông còn thật không ít. Cái này đại hỏa diễm thuật chính là 3.000 đại đạo thần thông, bổn tọa nếu là hấp thu tinh hoa, liền có thể đem đại hỏa diễm thuật cùng lửa mẫu dung hợp. Đây là đại đạo, tần khả khanh lúc này cũng hưng phấn lên, đồng thời đối la quân càng là nhất định phải được. La Quân lập tức tìm kiếm thân thể thần thông, phát hiện vô luận là đại phong ấn thuật vẫn là đại hỏa diễm thuật hoặc là đại thôn vệ thuật, toàn bộ đều đối phó không lửa này mẫu chi khí. Âm dương dung hợp, La Quân lập tức triệu hoán Kiều Ngưng. Kiều Ngưng cấp tốc đi ra, hai người pháp lực giao nhau, trực tiếp tại hỏa diễm thuật ở giữa chế tạo một cái thông đạo. Một giây sau, La Quân cùng Kiều Ngưng biến mất. Cái kia tần khả khanh vốn là đã nhất định phải được, đột nhiên cảm thấy trước mắt trống không trang liền mất đi la quân cùng kiều ngưng bóng người chuyện gì xảy ra cái này sao có thể tần khả khanh thu lửa mẫu chi khí nhất thời hoảng sợ nàng không dám tin trước mắt đây hết thảy tứ phương tinh quang trận từ xưa tới nay chưa từng có ai phá mất qua tiểu tử này bị bổn tọa lửa mẫu chi khí vây quanh lửa mẫu chi khí đem ngoại giới hết thảy pháp lực phần tử ngăn cách hắn thế mà có thể bỗng dưng đào tẩu tần khả khanh mỹ lệ khuôn mặt âm trầm tới cực điểm sau đó tân khả khanh nói ra tứ đại hộ pháp theo bổn tọa cùng một chỗ toàn lực đuổi bắt kẻ này kẻ này thân thể nhiễm bổn tọa lửa mẫu chi khí hắn là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đừng hòng chạy đi la quân cái này là thật trực tiếp xông ra đại chiêu phủ hắn cũng không ngốc biết mình đã nhiễm đến lửa mẫu chi khí la quân cùng kiều ngưng ra đại chiêu phủ lúc này chính là buổi trưa thiên âm trầm bất quá la quân chuyển rời ra mấy ngàn dặm về sau đi vào một mảnh thanh sơn chỗ. Ở chỗ này, lại là dương quang phổ chiếu. Non xanh nước biếc, làm cho lòng người đều muốn đi theo long lanh không ít. La quân cùng kiều ngưng tìm một chỗ hẻm núi lớn, trực tiếp rơi vào đến trong hẻm núi lớn một chỗ sơn động chi. Cái kia hẻm núi lớn hùng tráng không, hạp gốc mới bốn phía, chính là vách núi đại sơn, phía dưới là dòng nước róc rách. Đây là một cái non xanh nước biếc địa phương. Mà hang núi kia chi, thì là thạch nhũ rủ xuống thạch khắp nơi hiểm trở mà huyền diệu la quân cùng kiều ngưng ngồi xếp bằng đồng thời la quân hô lên linh tuệ hòa thượng nhanh nhạy có biện pháp nào không đem ta thân thể lửa mẫu chi khí bỏ đi la quân hỏi linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng dò xét la quân cùng kiều ngưng nói ra đạo hữu cùng kiều cô nương thân thể đều đã nhiễm lửa mẫu chi khí lửa này mẫu chi khí chính là vạn hỏa chi mẫu trừ phi lấy pháp lực tẩy luyện ba ngày ba đêm mới có thể khu trừ muốn trong thời gian ngắn khu trừ lửa mẫu chi khí, căn bản không có biện pháp. Đây là không có đường tắt có thể tìm ra. Ba ngày ba đêm, là quân vô cớ đau đầu, nói ra, sợ là 30 phút an bình cũng sẽ không có, càng đừng nói ba ngày ba đêm. Kiều Ngưng đột nhiên bí hiểm cười một tiếng, nói ra, ta cũng có cái diệu kế. Ừm, là quân nói ra, có điều hắn phản ứng cũng nhanh, nói ra, thế thì cũng tốt, vừa vặn cái này linh tôn cũng đang đuổi giết ta. Ta kéo tới linh tôn truy giết tới, tốt nhất để bọn hắn chiếc này cỗ lực lượng tự giết lẫn nhau." Kiều Ngưng nói ra, không sai, nàng nói tiếp, cái này Tần Khả Khanh, ngang ngược không nói đạo lý, đến làm cho nàng ăn chút đau khổ." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta đại khái là đại chiêu vương hướng tai tinh đi." Kiều Ngưng nao nao, sau đó cũng minh bạch La Quân ý tứ. Cũng không phải, đối với đại chiêu vương hướng tới nói, gặp phải la quân thật đúng là ngược lại tám đời xui xẻo. Vốn là 30 tên cao thủ toàn quân bị diệt, thần vệ cũng chết mấy cái, liền tam hoàng tử đều sống chết không rõ. Mà thiên đô quân thần cũng bị thương nặng, cái này đều không nói, chuyển tay la quân lại đem nhất quốc chi quân cho liên lụy chết. Lúc này, la quân cảm thấy muốn là lại đem tần khả khanh cho hại chết. Vậy hắn thật sự là đều có chút xấu hổ. Nhưng hết thảy, la quân đều đã là thân bất do kỳ. Muốn tới, Kiều Ngưng, người trước giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, là quân cấp tốc nói với Kiều Ngưng. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, người cẩn thận nhiều. Là quân cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta là đánh không chết Tiểu Cường. Kiều Ngưng hơi nghi hoặc một chút Tiểu Cường là cái gì, nhưng thời gian khẩn cấp, cuối cùng cái gì đều không hỏi. Nàng cấp tốc chui vào đến phòng bị tu di chi. Là quân sau đó cấp tốc ra sơn động, thân hình hắn lóe lên, liền đến hẻm núi lớn hư không cũng là tại tứ phía vách núi ở giữa là quân toàn thân pháp lực cổ động hắn thân pháp lực lưu truyền bành trướng không phi hành thuật ở giữa đứng vững thời điểm dưới chân dẫm là hư không pháp lực phải bay khi đi pháp lực như cao cấp động cơ trực tiếp vận chuyển phần tử từ trường chờ một chút hết thảy nhanh lướt nhanh như gió trước hết nhất đuổi theo cũng không phải là tần khả khanh bọn người ngược lại là linh tôn đám người kia chỉ thấy bầu trời bóng người lóe lên, sau đó, một tên linh tôn xuất hiện tại La Quân trước mặt. Ta dựa vào, La Quân trông thấy người đến, nhất thời thất sắc. Bởi vì người đến không là người khác, lại là Bruna. Cái này siêu cấp biến thái vừa xuất hiện, La Quân cảm giác mình chân đều muốn mềm. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh A? Chui, La Quân cấp tốc tế ra thiên đạo bút, viết kế tiếp chui chữ. Nhất thời, thời không chuyển đổi, như lưu sa sụp đổ, hết thảy không gian đều tại chuyển hóa. La Quân liền muốn đi vào đầu này không gian thông đạo chi. Cái kia Bruna sắc mặt đạm mạc, trực tiếp một đạo trụ quan chém ra. Oanh! Nhất thời, không gian thông đạo vỡ vụn. Hết thảy bình tĩnh lại. Bruna sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói ra, theo ta đi. Tựa hồ La Quân là cái tiểu hài tử, mà hắn là cự nhân. Tiểu hài tử tại cự người trước mặt, chỗ đó có sức hoàn thủ A. Xong đời! la quân trái tim vô hạn chìm xuống cùng lúc đó bruna đột nhiên thân thủ sau đó một nói cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống bao phủ xuống cái kia trưởng ấn chi cũng có trụ quang lực lượng âm dương dung hợp la quân chỉ có một chiêu này kiều ngưng dần hiện ra đến hai người cấp tốc bố trận chỉ là bruna là nhân vật bậc nào mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới nhìn lớn nhất toàn la quân cùng kiều ngưng loại này tiểu động tác chỗ đó có thể giấu giếm được bruna bruna lập tức cảm giác được trưởng ấn chi biến hóa hắn trưởng ấn là một cái tiểu thế giới nhỏ không có biến hóa hắn đều như lòng bàn tay quả nhiên cổ quái cái này một cái chớp mắt bruna tâm ám đạo đồng thời hắn nội kình phun ra nuốt vào liền phát ra một đạo rất nhỏ hào quang trực tiếp đem la quân cùng kiều ngưng tạo thành không gian trận pháp phá hư hầu như không còn sau đó La Quân cùng Kiều Ngưng liền là không thể động đậy. Cái này trưởng ấn chi tiểu thế giới, giống như vũ trụ minh mông, lại như tường đồng vách sắt, chăm chú đẻ xuống La Quân cùng Kiều Ngưng. Loại này đè ép, đi thẳng đến La Quân cùng Kiều Ngưng trong xương tủy, để cho hai người trừ đầu ý nghĩ có thể động, hắn hết thảy cũng không thể động. Về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng lại cảm thấy đến một cỗ điện lưu lui nhập thể nội. ầm âm, âm một chút, trong chấp nhóm này, là quân cảm giác được toàn thân đều bị điện tê liệt, giống như là thân thể bị giải thể. Càng xác thực nói, là quân cảm thấy thân thể giống như không phải mình. Mà Kiều Ngưng trực tiếp đã hôn mê. Cũng may mắn, là quân thân thể đủ mạnh mẽ, còn bảo trì một tia thanh minh. Bất quá là quân đầu óc động rất nhanh, hắn cũng giả bộ như tối tăm ngủ mất. Bruna là dùng rất nhỏ trụ quang kích choáng La quân cùng Kiều Ngưng, không phải vậy lấy La quân thể chất thiên lôi đánh xuống đầu cũng là không hư hao chút nào bruna gặp la quân cùng kiều ngưng choáng chuyển đi qua lúc này mới đem hai người này ném vào đến hắn tùy thân mang theo phòng bị tu di bên trong như thế về sau bruna liền chuẩn bị rời đi cũng là tại lúc này tần khả khanh đám người đã truy giết tới đứng lại tần khả khanh cùng bốn tên hộ pháp trong nháy mắt đem bruna chăm chú vây lại bruna mắt phát lạnh hắn mắt lạnh nhìn về phía tần khả khanh một nhóm người này lại là các người đám này quái vật, tần khả khanh gặp Bruna, nhất thời nhíu mày. Bruna từ trong hàm răng toát ra một chữ, cút. Muốn chết, tần khả khanh cũng là ngạo khí mười phần nhân vật, chỗ đó chịu đựng được Bruna bực này khẩu khí. Nàng lập tức xuất thủ. Tứ phương tinh quang trận. Tứ đại hộ pháp cấp tốc bố trận. Sau đó tia chấp ở giữa, tứ phương tinh quang trận liền đem Bruna bao phủ lại. Lửa mấu tác, tần khả khanh người tại ngoài trận, cấp tốc động niệm Tứ phương tinh quang trận không chỉ là vây khốn Bruna, càng có vạn trượng uy áp đè ép hướng Bruna. Này lại cho đối phương không áp lực thật lớn. Mỗi một giây, mỗi một trong nháy mắt, đối phương đều muốn tiêu hao rất lớn pháp lực để ngăn cản tứ phương tinh quang trận áp bách. Bất quá lúc này Bruna người tại trận, lại là đi bộ nhàn nhã, giống như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng tại áp bách hắn. Cái kia lửa mấu tác trong nháy mắt đem Bruna chói chặt lại. Đốt, tần khả khanh pháp thuật cuồng mãnh thôi vận. Nhất thời, lửa mẫu tác hóa thành thiên ti vạn lũ. Cái kia một cái chớp mắt, hỏa diếm cực kỳ mỹ lệ, lửa mẫu đã xâm nhập vào Bruna trong thân thể. Ừm, vạn hỏa chi mẫu, đồ tốt, Bruna đột nhiên cười một tiếng, liền vui sướng để lửa mẫu toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn. Hừ, nhìn ngươi tiêu thụ, tần khả khanh cười lạnh liên tục, liền vận chuyển lửa mẫu. Nàng lửa mẫu tiến vào thân thể về sau, có thể phát ra khủng bố sức nổ đem đối phương nổ thành cho tàn như thế lực lượng lại đại thần thông cao thủ cũng không chịu nổi cho nên tần khả khanh có cái này tự tin chỉ là lập tức tần khả khanh liền biến sắc bởi vì nàng đã hoàn toàn cảm giác không thấy lửa mẫu tồn tại lửa mẫu giống như là châu đất xuống biển từ đó biến mất không thấy gì nữa cái này tình huống rất là quỷ dị cùng hiếm thấy cơ hồ là không thể nào bởi vì lửa mẫu chi khí là tần khả khanh tinh khí thần dung hợp đi vào, chỉ có lửa mẫu chi khí bất diệt, mặc kệ lửa mẫu chi khí tại ngàn dặm ngoài vạn dặm, tần khả khanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngươi, tần khả khanh không khỏi hoảng sợ. Ngươi, tần khả khanh nhìn về phía Bruna, lại là nói không ra lời. Đi, cái này một cái chớp mắt, tần khả khanh quyết định thật nhanh, liền rút lui trước. Tứ đại hộ Pháp là dưới tay nàng, lúc này tự nhiên muốn trước bọc hậu, nàng đã tuyên bố đi mệnh lệnh chính là nàng sau khi đi tứ đại hộ pháp có thể rút đi tần khả khanh động tác rất nhanh chỉ là nàng nhanh bruna càng nhanh cứ việc tần khả khanh đã là hư tiên đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ nhưng ở bruna trước mặt lại vẫn không đáng giá nhắc tới tần khả khanh vừa quay người lại bruna xuất thủ hắn một trưởng vỗ ra nhất thời tứ phương tinh quang trận trực tiếp phá nát tinh quang bắn ra bốn phía cái kia tứ đại hộ pháp phun máu tươi tung tóe hướng xuống rơi xuống mà đồng thời hắn lại thi triển ra một đạo đại thủ ấn tần khả khanh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen sau đó đại thủ ấn kia bao phủ xuống đừng nhìn bruna cùng nạp lan vân thiên đối phó đường đế có chút cố hết sức nhưng đối phó với lên tần khả khanh là quân người kiểu này đến đây tuyệt đối là phong khinh vân đạm tại thừa tướng mấy cái kia linh tôn đuổi bắt là quân nhiều lần thất bại về sau lần này Bruna không muốn lại ra cái gì ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp tự mình xuất thủ đuổi bắt La Quân. Đối với Bruna tới nói, La Quân là cái mang tính then chốt nhân vật. Gia hỏa này biết cuối cùng bí mật, mà lại công pháp đặc thù, cổ quái, nhất định phải bắt đi thật tốt nghiên cứu. Đến mức tần khả khanh nha, Bruna cũng là gặp nàng tu vi không tệ, nghĩ đến bắt trở về rồi hãy nói. Sau đó, tần khả khanh cũng bị chấn ngất đi. Sau đó, Bruna đem tần khả khanh ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Đến mức cái kia tứ đại hộ pháp, liền là không rõ sống chết. Bruna cũng lười quản cái kia tứ đại hộ pháp. Bruna làm xong đây hết thảy, quay người hướng Đông Hải bay đi. Ly hận thiên cung tại Đông Hải chi. Từ nơi này đến Đông Hải, Bruna chỉ cần không tới một phút thời gian nhưng đến đạt. Mà tại Bruna đối phó tần khả khanh đồng thời, là quân lại đã hoàn toàn khôi phục. Linh tuệ hòa thượng thế nhưng là vẫn luôn ở đây, hắn đúc cho La Quân một cái hỗn độn quả. La Quân thân thể cường hãn, cấp tốc lấy đại phong ấn thuật đem trong thân thể còn sót lại trụ quang phong ấn. Đồng thời, linh tuệ hòa thượng thi triển linh thai quyết che giấu khí tức, để Bruna cũng không biết phòng bị tu di bên trong biến hóa. Đợi đến tần khả khanh bị bắt sau khi đi vào, La Quân biết, sự tình càng phát ra hỏng bét. Tần khả khanh hôn mê bất tỉnh. La Quân trong lòng biết đạo, một khi đến mục đích về sau bruna chỉ cần nhìn chính mình liếc một chút liền có thể minh bạch chính mình cũng không có thụ thương bruna sẽ không lại cho mình cơ hội thứ hai có thể muốn thế nào thoát hiểm đâu đó là cái vấn đề lớn thời gian rất ngắn bruna giờ phút này nhất định là muốn hồi ly hận thiên cung các loại thật đến ly hận thiên cung ta lại muốn thoát hiểm đi ra liền càng không khả năng Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh nhanh nhạy vận dụng ngươi vạn năm trí tuệ a hắn cũng là sốt ruột, liều mạng dùng ý niệm thúc dục huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng cũng là đau đầu, nói ra, thời gian xác thực quá ngắn, tính toán đạo hữu người có thể chạy ra Bruna tay cầm, nhưng thân người loại kia bị bọn họ một mực theo dõi đồ vật không có giải quyết, cũng là không được. La quân nói ra, ta dựa vào, ta chết, người cũng không sống. Linh tuệ hòa thượng cũng là gấp thẳng dậm chân. Thôi, bần tăng thật muốn xuất thủ. Linh tuệ hòa thượng bỗng nhiên nói ra. a à, ngươi xuất thủ, có thể chứ, la quân nói ra, nguyên lai like ngươi một mực che giấu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không phải che giấu, đạo hữu ngươi có chỗ không biết, cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống thần diệu không, bần tăng trong này đợi đã lâu, hiện tại đã khôi phục trước kia một tia thần niệm. Cái này tia thần niệm, bần tăng là thật vất vả mới tụ tập. Hiện tại xem ra, phải dùng, dạng này, bần tăng muốn nhập thân vào đạo hữu thân ngươi, đạo hữu người muốn hoàn toàn dung nạp bần tăng tinh thần để bần tăng đến trưởng khống thân thể ngươi một cái chớp mắt đến lúc đó bần tăng lấy thiên đạo bút đến viết một cái phong tự cũng không biết có thể hay không phong bế hắn một chút thời gian nhưng chỉ có thể như thế liều mạng tốt la quân nói ra la quân đáy lòng còn có rất nhiều nghi hoặc nhưng lúc này đều không thời gian đến hỏi bruna mắt thấy đến đông hải hư không ánh sáng mặt trời chính mạnh đông hải vô biên vô hạn mặt biển sóng nước lấp loáng oanh tại lúc này bruna đột nhiên cảm giác được không ổn hắn tay phòng bị tu di năng lượng ba động một giây sau cái kia phòng bị tu di trực tiếp nổ tung bruna người tại hư không chi sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm mà lúc này la quân đã đem tần khả khanh cùng kiều ngưng đều cất vào chính mình phòng bị tu di bên trong xác thực nói lúc này la quân còn tại trưởng khống thân thể mà linh tuệ hòa thượng đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều muốn xuất thủ. linh tuệ hòa thượng chỉ có thể xuất thủ một lần, cho nên phá giới tu di còn phải la quân tới. la quân liền cũng hư không đứng tại bruna đối diện. ngươi thế mà tỉnh, bruna tràn ngập kinh hãi nhìn trước mắt cái này con kiến hôi. hắn cảm thấy tạo hóa thần tới cực điểm, thế mà sáng tạo dạng này một cái nhiều lần sáng tạo dấu vết con kiến hôi. la quân cười lạnh một tiếng, nói ra, bruna, các ngươi coi là linh tôn thật sự là trí cao không có thể coi con người như kiến hôi sao hình thể lớn không có nghĩa là lực lượng lớn tại thân thể khoa học kỹ thuật các ngươi có thể bằng vào lâu đời năm tháng mà dẫn trước nhưng ở vô hạn nguyên thần pháp lực các ngươi khiến nhân loại sách giày cũng không xứng ngươi muốn chết bruna nhất thời giận dữ phong ngay vào lúc này la quân hét lớn một tiếng đồng thời linh tuệ hòa thượng triệt để trưởng khống la quân thân thể cái này một cái chớp mắt la quân cả người khí chất phát sinh biến hóa tại cái này một cái chớp mắt hết thảy hết thảy đều lộ ra quá nhanh hết thảy phát sinh đều tại trong chớp mắt bruna nén giận phía dưới cũng bảo trì khắc chế biết tuyệt không thể giết la quân hắn tại cái kia một cái chớp mắt thì triển ra trụ quang trưởng ấn một trường này liền tần khả khanh loại này hư tiên cao thủ đều có thể trực tiếp cầm xuống như vậy đến vồ bắt la quân bực này tu vi cũng là cho đủ la quân mặt mũi đây vốn là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng tại lúc này, là quân thân thể tản mát ra một cỗ to lớn, hùng tráng, khí thế mênh mông tới. Đây là một cỗ không cách nào nói nói khí thức, đại biểu tiên giới tồn tại, đại biểu trí cao vô uy nghiêm. Loại này uy nghiêm để Bruna trong nháy mắt đều cảm thấy mình là một con run dế. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a à. Cái này là tiên giới thiên quân khí tức. Ngươi làm sao có thể là thiên quân? Bruna điên cuồng hét lên. Liền cũng tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đã viết kế tiếp phong tự. Cái kia phong tự vừa đến, liền cùng La Quân viết phong tự hoàn toàn khác biệt. Phong tự hóa thành ngàn đầu sợi tơ, mỗi một sợi tơ phiêu miểu chi mang theo cuồn cuộn mà thánh khiết khí tức. Phá, Bruna ý thức được lợi hại, bạo giống một tiếng. Hắn lần này làm thật, cấp tốc ngưng tụ ra mạnh nhất một đạo trụ quang. Đạo này trụ quang lóe lên, liền hướng cái kia ngàn đầu sợi tơ chém giết mà đi. Nhưng lúc này, cái kia ngàn đầu sợi tơ lại là phiêu phiêu miểu miểu, như sông lớn chi thủy, thao thao bất tuyệt, cuốn tới. Chủ quang cấp tốc bao phủ đến sợi tơ chi, tựa như châu đất xuống biển. Sau đó, ngàn đầu sợi tơ tại bầu trời chi tung hoành ngang dọc, đem Bruna cũng quấn quanh ở ở giữa. Vũ trụ hắc động, Bruna lần nữa xuất chiêu, lấy hắc động thôn phệ. Nhưng mà, Lúc này, những sợi tơ này không nhận hắc động khống chế, ngược lại đem hắc động kia cũng quấn chặt lấy. Chỉ một lúc sau, Bruna bị quấn thành một cái to lớn màu trắng tầm trứng. Cái này màu trắng tầm trứng hướng trong nước biển rơi xuống mà đi. Linh tuệ hòa thượng làm xong đây hết thảy, lập tức hư thoát. Hắn cấp tốc chui vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, đồng thời nói ra, nhiều nhất có thể khốn 5 phút đồng hồ, đi nhanh lên. Tốt, là quân không dám chỉ hoãn, lập tức thi triển đại na di thuật đi ra. Hắn mấy cái ngang dọc, liền tại ngoài vạn dặm Là quần cái này đến một cái hoang vu băng tuyết ngập trời chi, cái kia núi hoang băng tuyết bao trùm, ngàn dặm không có người ở. Là quần hạ xuống về sau, liền lập tức bắt đầu cùng linh tuệ hòa thượng câu thông. Ta cùng kiều ngưng thân thể đều có vật gì đó sẽ bị linh tôn nhóm một mực truy tung. Không giải quyết cái này, vừa mới người phong tự tương đương bạch viết thật là muốn chết, linh tuệ hòa thượng suy yếu không, hắn nói ra, theo bần tăng biết, cái này huyền hoàng dịch có thể đem người triệt để gột rửa, quên mất hết thảy trước kia chuyện xưa. Bần tăng đoán chừng, cũng có thể tẩy một ít khí tức thần bí. Là huyền hoàng dịch cho tới bây giờ không có người dùng qua, cũng không biết phục dụng sẽ như thế nào. Muốn không đạo hữu người phục dụng mấy cái, nhìn sẽ như thế nào. Hiện tại bần tăng có thể nghĩ đến biện pháp cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Là quân nói ra, nhưng là cho dù huyền hoàng dịch hữu dụng, tần khả khanh cùng kiều ngưng đâu. Các nàng thân thể đồng dạng sẽ có khí tức. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đưa các nàng trước ném vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đến. Huyền hoàng thần cốc hạt giống có thể ngăn cách hết thảy đây. Bên trong vị trí không quá đầy đủ A, à. là quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái kia có phiền toái nhiều như vậy, ném cái phòng bị tu di tiến đến không thể. Là quân nhãn tình sáng lên xem ra chính mình vẫn là không có linh tuệ hòa thượng thông minh a à. hắn lập tức đem vận chuyển kiều ngưng cùng tần khả khanh phòng bị tu di ném vào phòng bị tu di bên trong nếu như có thể la quân cũng muốn đi theo vào tránh né nhưng đáng chết là huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng la quân hòa làm một thể chính hắn làm sao cũng không có khả năng trốn vào chính mình lông mày trong nội tâm đi a à. sau đó la quân đem huyền hoàng dịch đông lạnh thành một viên to bằng đậu phộng hắn cũng không do dự, quản hắn sống hay chết, nuốt lại nói. Một miệng phía dưới, liền đem huyền hoàng dịch thôn vệ đi vào. Cho tới nay, La Quân theo không nghĩ tới muốn thôn vệ loại này huyền hoàng dịch. Bởi vì La Quân biết huyền hoàng dịch có thể đem người trí nhớ đều cho ăn mòn rơi. Tuy nhiên huyền hoàng dịch thần, nhưng La Quân luôn cảm thấy đây là loại độc dược. Mà lúc này, cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Huyền hoàng dịch là huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong chỗ sinh ra, huyền hoàng thần cốc hạt giống nội bộ trong không gian, lâu dài hỗn độn chi khí lượn lờ. Mà tại loại này vũ khí lượn lờ phía dưới, hạt giống vách trong hội nổi lên từng giọt nước. Những thứ này giọt nước hội tụ, thành huyền hoàng dịch. Huyền hoàng dịch sinh sản tốc độ rất chậm. Huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí, có thể dung hợp vạn vật chi khí, tẩy đi hết thảy trí nhớ. Mà huyền hoàng dịch thì so sánh đặc thù một chút, lúc trước thiên tôn không dám dùng hỗn độn chi khí, là dùng huyền hoàng dịch đến dung hợp la quân nguyên thần theo trình độ nào đó tới nói thiên tôn là có biện pháp tại huyền hoàng dịch gột rửa dung hợp nhưng không mất trí nhớ nhưng la quân cũng không hiểu phương pháp này cho nên hắn đang cho ba đồ gột rửa thời điểm ba đồ là triệt để mất đi trí nhớ cũng may lúc đó ba đồ cũng là mới xuất sinh không lâu vốn là không có gì trí nhớ mà lúc này la quân thôn vệ huyền hoàng dịch về sau hắn lập tức cảm giác được trước mắt ngất đi buồn ngủ cùng đánh cực mạnh gây mê châm một dạng ta dựa vào la quân thầm mắng một tiếng sau đó ngã xuống linh tuệ hòa thượng phát giác được la quân mất đi ý thức hắn cũng giật mình hắn là không có bất kỳ cái gì khí thức bộc lộ bên ngoài cho nên hắn đồng thời không e ngại đi ra linh tuệ hòa thượng ngấm lại nhảy ra huyền hoàng thần cốc hạt giống hắn tại nguyên chỗ cắm rễ sau đó cấp tốc trưởng thành lít nha lít nhít lục sắc đằng mạn liền đem la quân một mực bảo hộ ở ở giữa Thực tế, Linh Tuệ Hòa Thượng cái này thời điểm đã là tinh bì lực tấn. Hắn tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong khôi phục một tia nguyên khí, sau đó mới đến che chở la quân. Cái này núi hoang chi, cũng vẫn là có một chút giã thú tồn tại. Linh Tuệ Hòa Thượng là lo lắng la quân sau cùng không chết ở Bruna tay, phản mà chết ở giã thú miệng. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này thiên mệnh chi vương cũng quá khổ cực. La quân mặc dù là kim cương bất hoại chi thân, nhưng khi hắn sau khi hôn mê, cái này kim cương bất hoại cũng mất đi tác dụng. Bởi vì, tất cả tinh khí thần đều đi theo tán. Linh tuệ hòa thượng lúc này lo lắng hơn cái kia Bruna hội truy giết tới, hắn không biết huyền hoàng dịch có phải là thật hay không có thể đem la quân trong thân thể khí tức cho bỏ đi. Nếu như lúc này Bruna thật đến, như vậy linh tuệ hòa thượng cũng không thể làm gì. Vậy cũng mang ý nghĩa, là quân vị này thiên mệnh chi vương tránh thức đi đến cuối cùng. Oanh! Tại cái kia đại hải chỗ sâu, tất cả phong ấn tầm chứng rốt cuộc bị Bruna trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Bruna giận dữ không thôi, hắn một cái lắc mình hướng ra mặt biển, sau đó hư không đứng ở trời xanh mây trắng phía dưới. Bruna nhìn chung quanh tứ phương, đồng thời cảm ứng huyền quang, cảm ứng lửa mẫu chi khí. Hắn đã thôn vệ tần khả khanh lửa mẫu chi khí, mà tần khả khanh thân thể cũng có lửa mẫu chi khí. Dựa theo đạo lý tới nói bruna là có thể tìm tới tần khả khanh nhưng lúc này bruna không ngừng không cảm ứng được tần khả khanh chỗ càng không cảm ứng được la quân cái này cả đám người chỗ hắn triệt để mất đi tần khả khanh cùng la quân tung tích bruna sắc mặt khó coi tới cực điểm lúc trước hắn còn nói qua thừa tướng cái kia một đám linh tôn là phế vật liền cái tu vi yếu ớt la quân đều nhiều lần bắt không được làm đến còn cần lão tử bỏ ra lập tức Bruna là tại dạng này một cái tình huống dưới xuất thủ đến bắt La Quân. Có thể Bruna vạn vạn không nghĩ đến là, hắn, thế mà cũng thất thủ. Quả thực là hổ thẹn đại nhục A. À. Vì cái gì tiểu tử này thân thể có tiên giới thiên quân khí tức? Chẳng lẽ hắn là tiên giới thiên quân chuyển thế? Bruna tâm tính toán. Cái kia tiên giới chi, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bruna nói thầm, mặt an bài là trước nô dịch địa cầu, lại đồ tiên giới. Khó nói chúng ta sự tình đã kinh động tiên giới hay sao? Nếu như tiên giới cũng nhúng tay vào. Bruna thầm nghĩ, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Sau đó, Bruna liền trở về Ly Hận Thiên Cung. Ly Hận Thiên Cung liền hùng cứ tại Đông Hải chỗ sâu, tại Đông Hải chỗ sâu có một tòa cự đại hòn đảo. Cái kia toàn bộ hòn đảo từ xa nhìn lại, là dãy núi liên nguyên. Mà Ly Hận Thiên Cung tại cái kia dãy núi chi. Giờ này khác này Ly Hận Thiên Cung bên trong sớm đã là mặt khác một bức cảnh tượng. Tại Linh Tôn sự kiện sau khi bại lộ, Linh Tôn nhóm lập tức triệu tập 3 chiếc phương thiên thuyền, vượt qua vị diện thế giới mà đến. Ương ừ thế giới bích chứng có thể ngăn cản La Quân, nhưng ngăn cản mất Linh Tôn nhóm phương thiên thuyền. Lúc này ly hận thiên cung bên trong, đã sớm toàn bộ bị Linh Tôn nhóm khống chế. Rất nhiều ly hận thiên cung đệ tử, vô luận nam nữ, đều là luân làm sủng vật, hoặc là tù nhân linh tôn nhóm thống trị những nhân loại này thủ đoạn là cực tàn khốc chỉ cần không theo đó là cực đoan hình pháp hầu hạ có thể đem tươi sống hành hạ chết bất quá linh tôn nhóm cũng từ trước tới giờ không hội đem nhân loại nữ tử xem như giường che đồ chơi bởi vì tại linh tôn nhóm trong mắt nhân loại là rất xấu mà lại bọn họ cũng không thể tiếp nhận vượt chủng tộc loại chuyện này giống người cũng không làm được cùng chó loại sự tình này một dạng tại ly hận thiên cung chi đã làm lên một cái to lớn lồng giam, trong lồng giam khốn là rất nhiều không theo đệ tử. Mà càng nhiều các đệ tử đã khuất phục, tu vi cao, còn có thể có chút địa vị. Tu vi thấp, hoặc là làm nhân nô, hoặc là làm chó. Lại có chút, dứt khoát thành vi thực vật. Nạp Lan Vân Thiên cùng các trưởng lão ngược lại là đạt được ưu đãi, nhưng cũng là thụ linh tôn nhóm trưởng khống. Bây giờ ly hận thiên cung, tránh thức trưởng khống người chính là linh tôn chi chín tầng vương. Chín tầng vương một mực tại tu luyện chi, chủ yếu sự vụ thì giao cho Bruna đến xử lý. Bruna trở lại Thiên cung Ly Hận Điện. Ly Hận trong điện đã có mấy tên linh tôn quý tộc vào ở. Bruna tại Ly Hận Điện cấp tốc triệu kiến thừa tướng, mặt khác còn triệu kiến một vị linh tôn lão khoa học gia. Vị này linh tôn lão khoa học gia gọi là Nhất Phàm. Tại linh tôn thế giới bên trong, bọn họ đặt tên tràn ngập vị ý. Có chút tên cùng người phương Tây so sánh tương tự có chút tên cùng người Đông Phương so sánh tương tự. Có chút tên thì là không không Tây, dở dở ương ương. Như vị này lão khoa học gia gọi là Nhất Phàm. Nhất Phàm tu vi cũng không có cao bao nhiêu, nhưng cả đời đều tận sức cùng khoa học, vật lý, lượng tử, pháp lực chờ một chút nghiên cứu. Thừa tướng cùng Nhất Phàm đến Ly Hận Điện, tham kiến Bruna. Ly Hận Điện ở vào ngàn trượng vách núi chi, bốn phía vân vụ lượn lờ, trong điện rộng rãi mà hùng vĩ. Bruna ngồi tại cao vị, gặp cái này hai tên linh tôn, liền nói ra, không cần đa lễ. Sắc mặt hắn khó coi. Thừa tướng là cái thông minh ra hỏa, xem xét Bruna cái này thần sắc, biết hắn đi bắt cũng thất bại. Trong lòng của hắn lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thừa tướng, ta biết người bây giờ tâm lý khẳng định đang cười, đúng không? Bruna cười lạnh, nói ra, bởi vì ta bắt, cũng thất bại thừa tướng không kiêu ngạo không tự ti nói ra bruna đại nhân ta cũng không có muốn cười bởi vì ta biết cái kia kỳ lân nhi thân thể tràn ngập nhân loại bí hiểm cổ quái ngài thất thủ cái này cũng không mất mặt bởi vì cái kia kỳ lân nhi không thể theo lẽ thường đến suy đoán ta lo lắng là nhân loại một trong chút pháp lực cao thủ quá mức khó giải quyết chúng ta linh tôn muốn một lần nữa trưởng khống địa cầu độ khó khăn quá lớn bruna lạnh hừ một tiếng nói ra chúng ta đoạn đường này đến, thôn vệ nhiều ít tinh cầu. Cũng nô dịch nhiều ít công nghệ cao tinh cầu. Khó nói chúng ta đối một cái địa cầu thúc thủ vô sách sao. Tại Bruna trong con mắt của bọn họ, qua nhiều năm như vậy, bọn họ sớm được chứng kiến vũ trụ rất nhiều thần. Mà địa cầu bất quá là rất nhiều hành tinh, rất phổ thông một khỏa. Bọn họ gặp qua càng cao hơn độ ngôi sao bóng, nhưng thì tính sao, còn không phải như vậy nô dịch, thôn vệ. Nhưng lúc này, Viên này nho nhỏ địa cầu nhưng lại làm cho bọn họ dừng bước lại. Địa cầu chỗ lấy khác biệt, lúc này, cái kia lão khoa học gia nhất phàm trầm giọng nói ra, đại khái là bởi vì nó là có linh chi vật đi. Có linh chi vật, Bruna cùng thừa tướng nhìn về phía nhất phàm, thừa tướng nói ra, lão đại nhân, ngài lời này nói như thế nào? Nhất phàm nói ra, năm đó, chúng ta tổ tiên đã ý thức được địa cầu mặt có một loại lực lượng vô hình tại thăng bằng toàn bộ địa cầu thế giới đồng thời đối các vị tổ tiên tạo thành uy rất lớn, sau đó các vị tổ tiên muốn đem loại này lực lượng chiếm thành của mình. Nhưng là đáng tiếc, về sau các vị tổ tiên vẫn là thất bại. Cỗ lực lượng này kéo theo vẫn thạch đến đây va chạm địa cầu, dẫn đến toàn bộ địa cầu năng lượng chấn động mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, núi lửa bạo phát, băng sơn hòa tan, thế giới diệt tuyệt. Các vị tổ tiên bối rối chi, lấy đế quốc thiên chu thoát đi. Nhiều năm như vậy, cỗ lực lượng khủng bố kia, thủy chung đều còn tại ảnh hưởng chúng ta linh tôn, đồng thời đối với chúng ta linh tôn vận mệnh, thân thể sinh ra nhất định hình ảnh. Đây cũng là tầng vì cái gì lần nữa muốn đến chinh phục địa cầu nguyên nhân. Chúng ta muốn chinh phục không là người địa cầu, mà là địa cầu có lực lượng khủng bố kia. Ngài nói có lực lượng này, đại khái là người địa cầu loại tu sĩ miệng nói tới. Thiên đạo đi, thừa tướng nói ra. Nhất phàm nói ra, không sai, là thiên đạo. Đã cách nhiều năm, mặt coi là đã có vạn toàn chi pháp đến đối phương giao cái này thiên đạo lực lượng. Lại chỗ đó có thể nghĩ đến, này thiên đạo thế mà bồi dưỡng ra nhiều như thế khủng bố tu sĩ. Bruna nói ra, chúng ta căn, là tại địa cầu. Nhất định phải giải quyết chuyện này, không phải vậy lời nói, đế quốc muốn thiên thu vạn đại đi xuống, căn bản không có khả năng. Không sai, thừa tướng nói ra, cho nên, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, chúng ta đối với địa cầu đều là nhất định phải được thừa tướng đón đến, còn nói thêm, Bruna đại nhân, ta thực sự nghĩ không ra, lần này cái kia kỳ lân nhi lại ra cái gì cổ quái, mới có thể theo ngài tay chạy đi. Bruna lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái kia kỳ lân nhi bản thân bản sự, đồng thời không có cái gì không dậy nổi. Mặc hắn muôn vàn biến hóa, ta chỉ nhất trưởng có thể đem hàng phục. Mắt thấy, muốn đem hắn mang về ly hận thiên cung, không biết làm sao, cái này kỳ lân nhi thân thể toát ra một cỗ tiên giới thiên quân khí tức, sau cùng, hắn dùng hắn tay vậy chỉ đổ thừa bút thi triển ra một cái cổ phong tự. Cái này phong tự đem ta quấn chặt lấy, không thể động đậy. Tiên giới Thiên Quân, Bruna cùng Nhất Phàm bị kinh ngạc. Nhất Phàm nói ra, năm đó chúng ta đem tiên giới thông đạo cho đóng lại, chính là biết tiên giới lực lượng quá mạnh, không thể để cho tiên giới liên thủ với địa cầu. Trưởng lão chúng ta nhóm đã sớm đi tiên giới làm chuẩn bị. Bây giờ không biết vì cái gì, tiên giới thông đạo lần nữa bị mở ra mà chúng ta lại tại thời không chi không may xuất hiện, qua cái này rất lâu mới đến địa cầu. Này thời gian kém, tối tăm chi, giống như là một loại nào đó mệnh số. Lúc này cái kia Kỳ Lân Nhi thân thể xuất hiện tiên giới thiên quân khí tức, càng là không thể tưởng tượng. Bruna nói ra, vì đế quốc, cho dù chết vạn lần cũng không tiếc. Thừa tướng cũng nói, không sai, hết thảy đều là vì đế quốc thiên thu vạn đại. Bất quá, Bruna còn nói thêm cái kia tiên giới thiên quân chỉ còn lại có khí thức cùng một tia quy tắc cũng không có sức mạnh thực sự chỉ là ngày đó quân lực lượng quả nhiên là khủng bố bằng một tia khí thức cùng quy tắc có thể đem ta vây khốn thừa tướng nói ra vậy chỉ đổ thừa bút bản thân tràn ngập thần lại thêm chữ cổ cùng tiên quân quy tắc nhiều như thế thần tổ hợp lại với nhau mới đưa bruna đại nhân ngươi vây khốn một hồi bruna đại nhân ngài không cần phải uể oải cần phải cao hứng mới là bruna thần sắc hơi chậm liền cảm giác nhận biết thừa tướng lâu như vậy đến nay hắn câu nói này xem như êm tai nhất nhưng là lúc này đã triệt để mất đi cái kia kỳ lân nhi tung tích bruna nói ra nếu là đem cái kia kỳ lân nhi bắt lấy có lẽ chúng ta cũng có thể phá giải thiên quân bí mật thừa tướng nói ra bruna đại nhân chúng ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp tìm tới cái kia kỳ lân nhi chúng ta còn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị bruna gật gật đầu tại cái kia băng tuyết ngập trời chi là quân trọn vẹn mê man năm ngày năm đêm năm ngày năm đêm về sau hắn rốt cuộc tỉnh táo lại không nên nói là thanh tỉnh mà chính là ngẩn ngơ Là quân hốt hoảng ngồi xuống hắn ngẩng đầu nhìn thấy lít nha lít nhít lục sắc đằng mạn cái này đây là địa phương nào đây là thứ quỷ gì Là quân lẩm bẩm nói ra linh tuệ hòa thượng lập tức khôi phục nguyên hình biến thành một cái cây giống hắn hoan hỉ nói ra Là quân đạo hiếu người rốt cuộc tỉnh la quân giật mình nói ra ta dựa vào người thứ quỷ gì làm sao lại nói chuyện nơi này là nơi nào lạnh quá lão tử không phải hôm qua còn tại trong quán ba cùng muội tử vui không làm sao đảo mắt chạy đến nơi đây gặp quỷ a linh tuệ hòa thượng nhất thời hoảng sợ đạo hữu ngươi ngươi mất trí nhớ ngươi mới mất trí nhớ la quân đột nhiên nhảy dựng lên hắn cảnh giác nhìn về phía linh tuệ hòa thượng đồng thời từ bên hông tìm tòi trời ạ à, ta thương đâu ngươi là yêu quái gì mẹ chứng thật có yêu quái tồn tại a à? linh tuệ hòa thượng nhất thời ngây người lòng không khỏi thầm nghĩ hết xong cái này là quân đạo hữu mất trí nhớ la quân ngẫm lại mới hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra ngươi đến cùng là cái quỷ gì làm sao một cái cây giống còn biết nói chuyện ngươi còn biết ta gọi la quân linh tuệ hòa thượng uể oải không nói ra đạo hữu Ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ sao? Ta nhớ được rất rõ ràng a, à. La Quân nói ra, ta cần phải tại quán Ba A, ai nha, lão tử nhất định là uống nhiều rượu. Hiện tại nhất định còn đang nằm mơ, không được không được, ngủ tiếp. Con hàng này nói xong nằm trên mặt đất. A, à, tốt đá lạnh, La Quân lần nữa nhảy dựng lên, hắn cóng đến run lập cập, giấc mộng này cũng quá chân thực a. À. Linh Tuệ Hòa thượng bất đắc dĩ tới cực biểm. La Quân đột nhiên lại hú lên quái dị, nói, buồn ngủ quá. Tiếp lấy ngã xuống đất ngủ. Linh tuệ hòa thượng bất đắc dĩ, lần nữa hóa thành cây mây bảo hộ La Quân. Lần này, La Quân lại ngủ một ngày một đêm, hắn sau khi tỉnh lại khôi phục một chút trí nhớ, đã nhớ đến tại thế giới bao la rất nhiều chuyện. Hắn trí nhớ dừng lại tại đến Thiên Châu trước đó. Linh tuệ hòa thượng thấy thế nhất thời đại hỷ. Rất nhanh, La Quân lại tiến vào giấc ngủ hắn liên tiếp ngủ ba lần tỉnh ba lần dạng này lại qua bốn ngày bốn đêm tỉnh lại lần nữa thời điểm la quân khôi phục toàn bộ trí nhớ hắn nhìn về phía linh tuệ hòa thượng nói ra ta ngủ bao lâu linh tuệ hòa thượng nói ra cùng một chỗ chín ngày chín đêm thời gian dài như vậy la quân bị kinh ngạc linh tuệ hòa thượng thở dài một hơi nói ra đạo hữu ngươi có thể nhớ tới tốt trước đó ngươi tỉnh qua mấy lần nhưng trí nhớ đều không được đầy đủ may mắn người bây giờ khôi phục toàn bộ trí nhớ. La quân nghe vậy, không khỏi lòng còn sợ hãi. Hắn nói ra, may mắn ta ăn huyền hoàng dịch không nhiều, như lại nhiều một ít, chỉ sợ muốn từ đó mất đi trí nhớ. Ta hiện tại cảm giác thể nội một chút nhân quả, tạp chất, toàn bộ đã bị huyền hoàng dịch hối luyện sạch sẽ. Cái này huyền hoàng dịch thật có hiệu, có thể dung hợp vạn vật, nhưng tác dụng phụ cũng là khó có thể chịu đựng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vật cực tất phản, là đạo lý này hắn sau đó còn nói thêm đạo hữu người thể chất xem như đặc thù cũng không biết kiểu cô nương hút huyền hoàng dịch có thể hay không khôi phục trí nhớ nhưng nếu không hút huyền hoàng dịch lại không biết làm như thế nào khu trừ nàng thân thể loại khí tức kia la quân không khỏi nhíu mày nói ra thật là cái nan đề không biết nàng hiện tại tình huống thế nào kiều ngưng người tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong lại bị phòng bị tu di bao vây lấy cho nên la quân cũng không làm rõ ràng được kiều ngưng tình huống cái này trong lúc nhất thời la quân cũng không dám đem kiều ngưng thả ra linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng đã đi tra xét kiều cô nương cùng vị kia tần khả khanh cô nương hai người bọn họ tánh mạng cũng không lo ngại chỉ là đều bị chủ quang gây thương tích trong lúc nhất thời không cách nào thức tỉnh cái kia chủ quang cùng bruna cũng có liên hệ muốn các nàng đi ra còn phải trước trừ bỏ chủ quang la quân nói ra một mực đem các nàng đặt ở huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong cũng không được linh tuệ hòa thượng nói ra hiện tại xem ra biện pháp duy nhất là đi gặp ngống chín nương la quân khoát khoát tay nói ra không được không biết ngống chín nương là làm sao nghĩ ta sợ ta còn không có gặp ngống chín nương trước bị người khác khống chế lại mà lại vạn nhất ngống chín nương không tín nhiệm ta vậy ta cũng không có cơ hội nữa đào tẩu tự do kiếm không dễ vẫn là đừng đi tự chui đầu vào lưới có la quân nghĩ đến cái gì hắn nói ra Ta trước mang kiều ngưng đi đại chiêu phủ hoàng cung phụ cận, dạng này dù cho Bruna có thể cảm giác được kiều ngưng chỗ, nhưng là cũng sẽ cho là ta đã đi gặp ngỗng chín nương. Nhưng ngỗng chín nương là không cảm ứng được kiều ngưng. Kiều cô nương thân thể có lửa mẫu chi khí, cái này còn thật không có cách nào khẳng định, đến cùng ngỗng chín nương có thể hay không cảm giác lửa mẫu chi khí đây. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu là công lực khôi phục, trong vòng 3 ngày, có thể khu trừ lửa mẫu chi khí nhưng kiều cô nương một mực hôn mê, lửa này mẫu chi khí chưa từng bỏ đi. Linh tuệ hòa thượng bổ sung nói ra. La quân nói ra, ta phải trước nghĩ biện pháp để kiều ngưng khôi phục lại. Linh tuệ hòa thượng nói ra, như vậy đi, đạo hữu ngươi lại hướng bắc chuyển rời mấy vạn dặm, như thế khoảng cách ly hận thiên cung khoảng cách càng xa. Về sau lại chui vào lòng đất 10.000 10 mét, kể từ đó, Bruna muốn cảm ứng được kiều cô nương, chỉ ít cần nửa giờ thời gian. Tốt, nửa giờ không đủ, lại đổi chỗ, là quần nhãn tình sáng lên như thế về sau là Quân cấp tốc chuyển đổi chỗ trước đó La Quân trong lòng là dối bời cảm thấy thế giới tốt đẹp như thế hắn vốn là lại tìm hai kiện bảo bối sau đó tìm được nhị ca, nhiệm vụ hoàn thành càng muốn nhiều chuyện tới tìm cái gì bảo tàng cái này bảo tàng không có tìm được ngược lại là ngày ngày lo lắng hãi hùng nhưng giờ phút này La Quân cũng muốn thông đây là mệnh số tướng chính mình cuộc sống an giật như vậy đến phát hiện linh tôn âm mưu thì là càng hữu ích hơn tại cả nhân loại. La Quân lần này chuyển rời đến càng thêm hoang vu địa phương, nơi này, nơi xa đầm lầy liên miên, lại có rừng hoang dày đặc, hoàn cảnh cực ác kém. La Quân không lo được những thứ này, lập tức hướng mặt đất cơ sở chui vào đi vào. Hắn bây giờ tay cầm có hóa sắt đá, đào đất cũng không có quá đại nạn độ. Một mực đào đất 10.000m, ven đường chi, gặp phải nham thạch, tại hóa sắt đá thôi vận dưới những cái kia nham thạch phân chia tử tan rã hóa thành nham nước. Các loại la quân xuyên qua về sau, lại lập tức khôi phục thành nham thạch. Tại 10.000 10 mét chỗ sâu về sau, la quân định ra thân hình, sau đó đem phòng bị tu di theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong lấy ra. Đón lấy, hắn tia chấp chui vào đến phòng bị tu di bên trong. Cái này đi vào, lập tức rộng rãi nhiều. Nhưng cùng lúc, la quân cũng cảm nhận được khác biệt. Đó là trong này đặc biệt bị đè nén, bị đè nén đến làm cho người phát cuồng. Tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, vốn là không có có không khí ra vào. Những ngày này, Kiều Ngưng cùng Tần Khả Khanh đều là thuộc về không có có không khí có thể hút trạng thái. Cũng may là, các nàng loại cao thủ này, đều có thể tự mình chứa đựng không khí. Cho nên cũng sẽ không có chuyện gì. Là quân cấp tốc lấy pháp lực cùng Kiều Ngưng câu thông, hắn cùng Kiều Ngưng nhiều lần âm dương dung hợp, cho nên lần này dung hợp cũng rất thuận lợi. Cứ việc Kiều Ngưng là ở vào trạng thái hôn mê, nhưng là Quân pháp lực đã được đến Kiều Ngưng não vực giấy phép. Là Quân có thể nói là thông suốt. Là Quân cùng Kiều Ngưng pháp lực dung hợp về sau, liền phát hiện Kiều Ngưng một mực bị cái kia trụ quang sở khốn nhiễu. Cái kia trụ quang tại Kiều Ngưng trong não vực lóe ra quy tắc cùng quang mang. Cũng may mắn là Kiều Ngưng một mực tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, không phải vậy lời nói, liền bằng những thứ này trụ quang, Bruna có thể cách không giết Kiều Ngưng. Đại thôn phệ thuật, là quân cấp tốc thi triển đại thôn phệ thuật. Chỉ chốc lát về sau, những thứ này chủ quang bị đại thôn phệ thuật cắn nuốt sạch sẽ, sau cùng là quân lấy đại phong ấn thuật đem ngưng luyện thành một khỏa nhỏ bé đan hoàn. Là quân đem những thứ này chủ quang đan hoàn ném vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Giải quyết chủ quang, kiều ngưng lập tức tỉnh lại. Hai người pháp lực dung hợp chi, là quân liền thông qua ý thức giao lưu, đem lúc này chỗ có biến đều nói cho kiều ngưng. Người nói là, huyền hoàng dịch có thể khu trừ ta thân thể khí tức nhưng là hội có rất lớn mạo hiểm ngươi muốn ta trước tiên ở huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đem thân thể lửa mẫu khí hơi thở khu trừ rơi kiều ngưng rất nhanh minh bạch la quân ý tứ la quân liền nói ra không sai chờ ngươi bỏ đi thân thể lửa mẫu khí hơi thở ta mang ngươi hồi đại chiêu phủ tới đó liền không sợ bruna xâm phạm kiều ngưng nói ra tốt sau đó la quân ra phòng bị tu di sau đó đem toàn bộ phòng bị tu di đều ném vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Như thế về sau, là quân nhanh chóng nhanh rời đi sâu trong lòng đất. Hắn tiếp lấy lại chuyển rời 10 ngàn dặm, đến một chỗ non xanh nước biếc địa phương ẩn tàng. Mặt đất núi đồi, muốn tìm cái chỗ ẩn thân vẫn là rất đơn giản. Là quân các loại kiều ngưng khu trừ thân thể lửa mẫu khí hơi thở các loại một ngày thời gian. Bởi vì lửa mẫu khí hơi thở đã tồn tại rất nhiều ngày, cho nên hiện tại khu trừ lên dễ dàng nhiều như thế về sau la quân tiến về đại chiêu phủ cái kia đại chiêu phủ hư không trận pháp to lớn vô cùng cho nên cho dù ngỗng chín nương muốn tu bổ phòng ngừa la quân dạng này người vậy cũng là làm không được la quân dùng huyền hoàng dịch thần không biết quỷ không hay tiến vào đại chiêu phủ bên trong sau đó tại hoàng cung phụ cận một cái khách sạn vào ở lúc này đã là muộn đại chiêu phủ y nguyên bình tĩnh không bầu trời đêm tĩnh mịch Đại triều phủ tuy nhiên đổi hoàng đế, nhưng đối với bách tính cùng xã tắc tới nói, trước mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến. Là ngỗng chín nương vị nữ tử này kịp thời đứng ra, mới chính thức cứu vãn đại triều vương hướng tại Thủy Hỏa Chi. Tại cái kia dạng một buổi tối, một cái sơ sẩy, từ đó đại triều vương triều hội hướng đi chỗ vạn kiếp bất phục. Khách sạn gian phòng rất lớn, bên trong là cổ kính, hoàn cảnh cũng rất tốt. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Kiều Ngưng rốt cục có thể ra đến hít thở mới mẻ không khí, nàng và la quân điểm một chút thịt rượu. Chúng ta đến ương thế giới bất quá nửa tháng có thừa. Kiều Ngưng không khỏi cười khổ, nói ra, nhưng chúng ta cái này hiểm tử hoàn sinh tần suất vẫn là rất cao. La quân nói ra, cũng đúng lúc, làm rõ ràng linh tôn âm mưu. Không phải vậy lời nói, nhân loại chúng ta thủy chung là không có chút nào chuẩn bị. Tiếp đó, người có tính toán gì? Kiều Ngưng hỏi La Quân la quân nói ra ta vẫn là muốn trước trông thấy ngỗng chín nương chỉ là trước mắt còn không dám đi gặp cái này tần khả khanh tại tay ta ta hy vọng có thể coi như một cái thẻ đánh bạc kiều ngưng nói ra tần khả khanh làm thẻ đánh bạc cái chủ ý này không tệ bất quá cũng có tai hại dạng này sẽ có vẻ không có thành ý ngỗng chín nương chưa hẳn tin tưởng chúng ta lời nói la quân nói ra đi một bước tính toán một bước tốt nhất tình huống là chúng ta trước tiên thuyết phục Tần Khả Khanh. Kiều Ngưng nói ra, một khi đem Tần Khả Khanh theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong thả ra, rất có thể sẽ kinh động ngống chín nương. La quân trầm ngâm, những tình huống này, hắn tự nhiên là đều biết. Nhanh nhạy, người có ý định gì sao? Lúc này, La quân đem nhanh nhạy kêu đi ra. Linh tuệ hòa thượng nhảy ra, hắn biến hóa thành một cây nhỏ giống, nói ra, chuyện gì, quá lề mề chậm chạp cũng không tốt quan tâm nàng tần khả khanh có thể hay không mất trí nhớ, thử trước một chút cho nàng cho ăn huyền hoàng dịch, tương đạo bạn ngươi ăn giảm phân nửa. Vạn nhất nàng thật mất trí nhớ, vậy coi như là quân cùng kiều ngưng nhìn nhau, sau đó là quân quyết định dựa theo linh tuệ hòa thượng nói đến. Mọi thứ đều muốn thập toàn thập mỹ, cái kia là không thể nào. Chỉ có thể bốc lên chút hiểm. Là quân liền để linh tuệ hòa thượng tiến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong cho ăn một huyền hoàng dịch cho tần khả khanh như thế về sau la quân cùng kiều ngưng chỉ có thể kiên trì chờ đợi linh tuệ hòa thượng tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong bảo vệ la quân phòng bế huyền hoàng thần cốc hạt giống sau đó cùng kiều ngưng dốc lòng tu luyện hai người âm dương dung hợp được ta rốt cuộc biết la quân tại dung hợp chi bỗng nhiên nói ra kiều ngưng nói ra người biết cái gì la quân nói ra ta một mực đang nghĩ cái kia vượt ngoại tứ kiệt vô tu bọn người là làm sao đuổi theo về sau vô tu bọn người được giải quyết, có thể cái này Bruna bọn họ lại chết truy không thả. Ta ngẫm lại, có thể là chúng ta tại vũ hóa môn lưu lại một ít tung tích. Hoặc là một loại nào đó trận pháp, một loại nào đó diệu khí tức bị hai ta nhiễm. Về sau, vô tù bọn người rơi vào linh tôn nhóm tay, linh tôn nhóm là căn cứ vô tu bọn họ thân thể khí tức tới truy tung chúng ta. Kiều Ngưng nói ra, người kiểu nói này, ta cũng cảm thấy là chuyện như vậy nhưng cái này như thế nào giải quyết ta thân thể khí tức đâu. Là quần nói ra, đợi một chút, các loại tần khả khanh tình huống. Nếu như nàng có thể thành công giải trừ thân thể khí tức, như vậy ta đem cho nàng liều lượng lại giảm ít một chút cho ngươi. Kiều ngưng nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Tần khả khanh tại một ngày sau đó tỉnh lại. Nàng thân thể lửa mẫu khí hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Nhưng là, nàng thân thể trụ quang pháp tác vẫn là không có biện pháp tiêu trừ là quân trước cho Kiều Ngưng ăn một tiểu huyền hoàng dịch, Kiều Ngưng ăn về sau, liền cũng giải trừ thân thể khí tức. Loại khí tức này tại thân thời điểm, bất chi bất giác, nhưng giải trừ thời điểm, bằng vào cao thủ mẫn cảm vẫn có thể phát giác được. Tần Khả Khanh còn là xử nữ tại trạng thái hôn mê, La Quân cũng không dám thả nàng đi ra. Bởi vì La Quân sợ hãi Bruna hội cách không bằng vào trụ quang pháp tác giết Tần Khả Khanh. La Quân tuy nhiên có đại thôn phệ thuật, nhưng cũng không có cách nào đi thôn phệ tần khả khanh não vực chi trụ quang pháp tắc. La quân cùng kiều ngưng là bởi vì lẫn nhau yêu nhau, linh tu dung hợp, cho nên la quân có thể chủ động đi thôn phệ. Nhưng cùng tần khả khanh ở giữa lại là không được. Mà lại, tính toán la quân đem đại thôn phệ thuật dạy cho tần khả khanh, tần khả khanh cũng không có cách nào trong thời gian ngắn tu luyện tới có thể thôn phệ trụ quang pháp tắc cấp độ. Và lại, tần khả khanh hôn mê là bởi vì trụ quang pháp tắc áp chế. Cho nên, giải trừ trụ quang pháp tắc, Tần Khả Khanh mới có thể thức tỉnh. Tần Khả Khanh trạng thái hôn mê phía dưới, cũng không có khả năng học hội đại thôn vệ thuật. Mà theo một cái góc độ khác giảng, là quân cùng Tần Khả Khanh không có chút nào giao tình. Đại thôn vệ thuật chính là tuyệt đỉnh thần thông, là quân cái kia có như thế khẳng khái, hội tùy tiện đem đại thôn vệ thuật dạy cho Tần Khả Khanh đây. Làm sao giải trừ trong cơ thể nàng trụ quang pháp tắc đâu? Là quân cùng Kiều Ngưng vẫn là đối mặt dạng này một nan đề là quân trăm bề không được giải, sau đó đành phải lại tìm Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu thân người không phải có trụ quang hoàn sao. Nếu như người có thể lĩnh ngộ trụ quang quy tắc, có lẽ có thể đem nàng thân thể trụ quang quy tắc bài trừ đâu. Là quần nhãn tình sáng lên. Biện pháp này không tệ. Không sai là không sai, nhưng có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Kiều Ngưng có chút bận tâm hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, loại này chủ quang pháp tắc đã bị đại thôn vệ thuật đem cắn nuốt tinh khiết không, cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Sự thật, Bần Tăng đoán chừng chủ quang hoàn cho dù là tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên ngoài, cái kia Bruna cũng là không cảm ứng được. Chỉ bất quá là quân đạo hữu là cẩn thận người. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, ta thử một chút đi. Nếu như ta có thể phá giải chủ quang pháp tắc, như vậy gặp lại những cái kia linh tôn cũng không có bị động như vậy. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không sai. Ngay sau đó, là quân thôn vệ một cái trụ quang hoàn. Cái này mai trụ quang hoàn nuốt vào bụng, lập tức hòa tan. Hòa tan thành một sợi tinh khí, là quân đem cái này sợi tinh khí đặt vào đến não vực chi. Cái này một cái chớp mắt, là quân đầu oanh một cái. Hắn tại não vực chi nhìn đến hảo hán vũ trụ, đó là vô biên minh mông tồn tại. Ước vạn vạn hành tinh tại hư không chi, mỗi người trôi nổi ước vạn hành tinh, ước vạn đạo ý, ước vạn quy tắc. Cái kia một loại quy tắc là chính đạo, cái kia một loại quy tắc là vĩnh hằng. Cuồn cuộn không? Là quân bỗng cảm giác đau đầu, cái này chủ quang hoàn nhìn như nho nhỏ, nhưng bên trong bao dung đổ vật quá nhiều. Là quân cảm thấy mình chính là cùng cả đời, cũng khó đem lý giải thấu triệt. Không đúng, là quân thầm nghĩ, linh tôn chi, rất nhiều linh tôn đều có thể thi triển ra chủ quang. Chẳng lẽ ta hội bọn họ ngu dốt điều đó không có khả năng, đúng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật chung quy là vừa sinh ra tới. Cho nên, chủ quang chi quy tắc có ức vạn, nhưng nói cho cùng, quy kết lên, vẫn là thuộc về một. Cái này vừa đến cơ sở là cái gì? Ta muốn trưởng khống chủ quang lợi hại, nhất định phải tìm tới cái này một. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hết sức suy nghĩ. Là quân suy nghĩ rất lâu, đều không có đáp án hắn đều tìm tìm không ra đáp án, Kiều Ngưng lại không dám nếm thử. Kiều Ngưng là rất rõ ràng, là quân gia hỏa này thực là tuyệt đỉnh thông minh, riêng là tại pháp thuật mặt lĩnh ngộ lực, cường hãn đến giận sôi. Kiều Ngưng nhận biết là quân lúc, là quân bất quá bát trọng thiên tu vi. Nhưng lúc này mấy năm trôi qua, hắn đã có thể miểu sát Kiều Ngưng. Đương nhiên, cái này là quân có thật nhiều cơ duyên là không giả. Nhưng cơ duyên tức là nguy cơ, cũng là kiếp số. Vượt qua, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ độ không qua đi đây chính là thân tử đạo tiêu vận mệnh a kiều ngưng hiện tại là còn có chút sùng bái la quân la quân dạng này khổ tư một ngày một đêm nhưng không có đáp án tính toán tìm không ra ta không bằng đem cái này trụ quang quy tắc để vào đến biển linh hồn chi nhìn xem hội có cái gì diệu phản ứng hóa học la quân vừa nghĩ đến đây liền lập tức đem cái kia trụ quang thần niệm ném vào đến biển linh hồn chi hắn sau đó đuổi ra biển linh hồn. Sau đó, tại cái này trong cả căn phòng, liền tràn ngập nồng đậm màu đen linh hồn khí tức. Kiều Ngưng cùng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đều xa vào đến. Là quân linh hồn lốc xoáy là phòng cháy vũ trụ hắc động. Cái này tia trụ quang chi niệm tiến đến, là quân nhất thời cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều trở lên rõ ràng. Là quân đối với vũ trụ lý giải, Thủy chung là có hạn. Hắn theo hoa đại đế linh hồn lốc xoáy hấp thu qua kinh nghiệm, tự thân cũng quan sát, hiểu rõ qua vũ trụ. Nhưng hắn cuối cùng chưa từng gặp qua toàn bộ vũ trụ. Cho dù là linh tôn nhóm tại vũ trụ chi đi thuyền mấy chục triệu năm, cũng không có khả năng kiến thức đến toàn bộ vũ trụ. Nhưng bọn hắn đối vũ trụ giải, hiển nhiên là muốn là quân giải thấu triệt được nhiều. Trong chấp nhóm này, là quân toàn bộ thế giới quan bị cấp tốc hoàn thiện, biển linh hồn lần nữa đạt được thăng hoa. Đây không phải lực lượng thăng hoa, mà chính là chế độ hoàn thiện, quy tắc thăng hoa thì ra là thế, là quân đột nhiên minh bạch, mỗi người chỗ lý giải một là khác biệt. Chủ quang cũng không phải là một loại pháp thuật, mà chính là thiên địa vũ trụ chi ngọn nguồn, đem dung nhập vào chính mình pháp thuật về sau, có thể căn cứ tự thân pháp thuật, phát ra bản thân lý giải chủ quang. Chủ quang sở dĩ có thể khắc chế lớn nhiều nhân pháp thuật, là bởi vì đây là dựa vào linh tôn nhóm tại vũ trụ chi ngao du mấy chục triệu năm đặc biệt tính. Bọn họ đối với vũ trụ lý giải, là bất luận cái gì người địa cầu đều không thể nghĩ nhưng là chủ quang lại không cách nào hoàn toàn khắc chế hư tiên cảnh lấy cao thủ bởi vì hư tiên cảnh lấy cao thủ thân thể cùng vũ trụ ở giữa đã có thần diệu liên hệ bọn họ thông qua tự thân thông qua địa cầu có thể đối vũ trụ có khách xem nhận biết cùng nhận biết mà lúc này ta theo chủ quang chi hấp thu kinh nghiệm đem để ta linh hồn lốc xoáy tại tầng lầu từ nay về sau hư tiên phía dưới không đối thủ La Quân sau đó đem Tần Khả Khanh theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong lấy ra, sau đó đem ném vào đến biển linh hồn chi. La Quân tiếp lấy thi triển linh hồn lốc xoáy. Trong chớp mắt, Tần Khả Khanh não vực nguyên thần toàn bộ bị La Quân cấp lấy ra. Sau đó, nàng não vực chi trụ quang bị linh hồn lốc xoáy hấp thu. Một giây sau, La Quân đem Tần Khả Khanh não vực nguyên thần đánh về não vực chi. Lại có thể dạng này. Linh tuệ hòa thượng ở một bên nhìn thấy La Quân như vậy thủ đoạn, không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra, đây là lô hỏa thuần thanh, tạo hóa tỉ mỉ A. À. La Quân đạo hiếu, chúc mừng người pháp lực càng tầng lầu. Kiều Ngưng cũng biết, La Quân lại có tiến bộ. La Quân thì là cười một tiếng. Nếu là ở trước kia, linh hồn hắn lốc xoáy đem người linh hồn rảo sát đi ra, trực tiếp xoắn nát. Chỗ đó còn có thể làm được như vậy tinh xảo A. À. Nhưng là lúc này, dùng hợp chủ quang về sau, là quân chẳng khác gì là một cái thầy thuốc phẫu thuật thủ pháp càng thêm tinh chuẩn vững vàng. Chủ quang cũng không thể gia tăng ta lực lượng, nhưng có thể gia tăng ta kiến thức cùng lý giải. Để ta tri thức, quy tắc càng thêm uyên bác, là quân nói thầm. Hắn tiếp lấy thu hồi biển linh hồn. Cái kia tần khả khanh nằm trên mặt đất, là quân cấp tốc xuất thủ, lấy mạc đại pháp lực đem tần khả khanh kinh mạch toàn thân đều cầm cố lại. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tần khả khanh hội tự bạo mà chết. Lúc này, Tần Khả Khanh cũng rằng giặc tỉnh lại. Sau đó, nàng bỗng nhiên ngồi xuống. Chính là như vậy ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không có yêu nhã dáng vẻ. Cái này, ngươi, Tần Khả Khanh đột nhiên lại đứng lên, chuyện gì xảy ra? Nàng hai mắt trợn lên, lệ xem La Quân. La Quân vùng tay lên, thi triển pháp lực đem bên ngoài gian phòng vây phong bế, miễn cho trong phòng động tĩnh chuyển đi ra bên ngoài. Hắn thành khẩn nói ra, Tần hội trưởng, sự tình nói đến có chút phức tạp trước đó sự tình ngươi cũng biết ta bị các ngươi truy sát ta chạy đi sau đó gặp phải linh tôn bruna ta cùng thê tử của ta không phải bruna đối thủ bị hắn bắt lại về sau ngươi đuổi tới tần khả khanh cố gắng nhớ lại lên nàng sau đó gật gật đầu nói ra ta nhớ lại quái vật kia gọi là bruna không sai la quân nói ra tần khả khanh nói ra hắn tu vi rất lợi hại chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ta nhớ được ta cũng bị hắn bắt lại, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? La Quân sờ mũi một cái, cười khổ nói, việc này nói đến, chỉ sợ ngươi lại không tin. Ta vị bằng hữu này, nhanh nhạy, hắn, hắn có chút đặc thù bản sự, trợ giúp chúng ta ẩn nấp khí tức, trợ giúp chúng ta trốn tới. La Quân cảm thấy việc này có chút gây rối, hắn vốn là muốn nói linh tuệ hòa thượng thân phận chân thật. Nhưng cảm giác nói ra, Tần Khả Khanh hội càng thêm không tin. Dù sao đi, là trốn tới. Hiện tại chúng ta là tại Đại Chiêu Phủ Hoàng Cung Phụ Cận. La Quân nói như vậy. Hồi đến Đại Chiêu Phủ, Tần Khả Khanh nghe vậy thở vào một hơi, nói ra, vậy quá tốt. Thế nhưng là, người tại sao muốn phong bế ta kinh mạch? La Quân nói ra, việc này quá mức cách, ta sợ ngươi sau khi tỉnh lại trực tiếp động thủ. Nơi này là người đại bản doanh, ta không thể không cẩn thận còn mời tần hội trưởng thông cảm. Vậy cũng đúng, tần khả khanh nói ra, bất quá ngươi cũng không cần nhạy cảm, ta là tận mắt thấy ngươi cùng Bruna giao thủ. Điểm này không phải giả, hiện tại chúng ta là một bên. Bruna cùng ly hận thiên cung bên kia, âm mưu không nhỏ. Ta nhất định phải mau chóng nhìn thấy ta sư phụ, hướng sư phụ báo cáo đây hết thảy. Là quân cùng kiều ngưng không khỏi đại hỷ. Nhưng cùng lúc, là quân tâm cũng tràn ngập hồ nghi, này nương môn tựa hồ cũng quá phối hợp, la quân thầm nghĩ chỉ sợ là có trá a à. tần khả khanh thì nghi hoặc nhìn về phía la quân nói ra chẳng lẽ các ngươi không tín nhiệm ta la quân im lặng kiều ngưng liền cười nhạt một tiếng nói ra tất cả mọi người không phải ba tuổi tiểu hài tử tần hội trưởng người tính toán gì chúng ta tuy nhiên không rõ ràng nhưng là ngươi như giáp tâm hại người các loại nhìn thấy ngươi sư phụ vậy chỉ sợ là là chúng ta tử kỳ tần khả khanh nói ra vậy các người muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Kiều Ngưng nói ra, cái này đơn giản, người cũng làm phu quân ta nữ nhân, chỉ muốn các người động phòng về sau, chúng ta tin tưởng. Ta dựa vào, là quân kém chút không có phun ra một miệng lão huyết tới. Hắn vội vàng nói, Kiều Ngưng, người khác nói mò. Hắn lập tức lại nói với Tần Khả Khanh, Tần Hội trưởng, nàng là hồ môn loạn ngữ, người mạc đương thật. Tần Khả Khanh nhìn La Quân liếc một chút, lập tức nói ra, công tử tuy nhiên pháp lực còn chưa đủ cao, nhưng lại mấy lần tại những cái kia linh tôn tay bình yên vô sự chạy ra. Đủ thấy khí vận nồng đậm, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ta nhìn công tử thân thể, còn có rất nhiều diệu thần thông. Chỉ muốn công tử nguyện ý đem đại hỏa diễm thuật truyền thụ cho ta, ta cùng công tử kết cái lương duyên, cũng không có gì không tốt. Kiều Ngưng lập tức nói ra, vậy quá tốt, ta thay là quân đáp ứng ngươi. Im miệng, là quân đột nhiên quát lớn Kiều Ngưng hắn lần này là thật có chút tức giận kiều ngưng hơi hơi ngẩn ngơ la quân chưa từng có cùng với nàng âm thanh nghiêm khắc sắc qua lần này đột nhiên phát tác nàng thế mà cảm giác có chút sợ hãi la quân trực tiếp đem đại hỏa diễm thuật bản nguyên hạt giống phân ra một cái đến hắn nói ra đây là đại hỏa diễm thuật cô nương cầm đi đi còn cái gì kết lương duyên không cần thiết lại sách đừng nói ta cùng cô nương ở giữa đồng thời không cảm tình tính toán có cảm tình cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạo lý. Tần khả khanh nao nao, nàng xem thấy là quân tay cái viên kia phiêu hốt hạt giống, không khỏi mừng rỡ dị thường. Sau đó, nàng mà trịnh trọng tiếp nhận, sau đó nói, đa tả công tử. Nàng lại cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, ta tin tưởng ngươi. Ừm, là quân nói ra. Kiều ngưng nói ra, xem ra vừa mới, tần hội trưởng vẫn là tại diễn trò A. À. Tần khả khanh thẳng thắn, nói ra, không sai, ta vốn là nghĩ đến thoát ly các ngươi, đi tìm tới sư phụ ta. Dù sao, các ngươi nói có thể theo Bruna tay chạy ra, cái này thoạt nhìn là âm mưu. Nhưng lúc này, ta lại là tin la công tử, không nói cái khác, bằng la công tử đối mặt ta mà không động tâm, bằng la công tử đối kiểu cô nương ngươi phần nhân tình này, còn có la công tử tặng ta đại hỏa diễm thuật phần này lỗi lạc, ta tin. La quân cùng kiều ngưng nghe vậy liền buông lỏng một hơi linh tuệ hòa thượng thì là như có điều suy nghĩ tần khả khanh theo rồi nói ra tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả có thể hay không làm phiền la công tử cùng kiều cô nương vì ta nói đến hai vị nếu là không yên lòng liền tại dưới người của ta một đạo cấm chế sau đó ta một mình tiến đến gặp mặt sư phụ ta hướng nàng bẩm báo đã tần hội trưởng tin ta ta tự nhiên cũng tin được tần hội trưởng la quân là thống khoái người lập tức cho tần khả khanh triệt hồi cấm chế Tần Khả Khanh liền khôi phục toàn bộ pháp lực. Linh Tuệ Hòa Thượng muốn nói lại thôi, nhưng hắn trung quy là không nói gì. Tần Khả Khanh ôm quyền, nói ra, đa tạ. La Quân nói ra, sự tình là như vậy. La Quân cũng cảm thấy mình lúc này không thể có tư tâm, hắn liền đem chính mình lai lịch nói hết ra. Đồng thời đem Linh Tuệ Hòa Thượng lai lịch cũng nói. Lần này, La Quân là thẳng thắn, bởi vì hắn biết, chỉ có chính mình nói càng kỹ càng, mới càng có thể thủ tín tại Tần Khả Khanh đây là liên quan đến vận mạng loài người sự tình, là quân không muốn bởi vì vì lợi ích một người mà có chỗ chậm trễ. Là quân ngay cả mình một chút đặc thù công pháp, đặc thù thể chất đều cùng Tần Khả Khanh nói. Linh tuệ hòa thượng ở một bên cũng cái gì đều không xen vào. Đại ước sau một tiếng, là quân mới đưa chân tướng nói được rõ ràng, hắn đem thiên đạo bút cũng cho Tần Khả Khanh tham quan một phen. Phen này sau khi nói xong, Tần Khả Khanh nói ra, nguyên lai đường đế chết thời điểm, là công tử người thật ở một bên. Việc này, quá trọng yếu, ta nhất định phải trước đi gặp sư phụ ta. Là quân nói ra, tốt, như thế làm phiền cô nương. Tần khả khanh nói ra, đây là cả nhân loại đại sự, ta cũng nghĩa bất dung từ. Sau đó, là quân cùng Kiều Ngưng liền đưa mắt nhìn tần khả khanh cấp tốc rời đi. Các loại cái kia tần khả khanh sau khi đi, Kiều Ngưng có chút lo lắng, liền tại khách sạn trong phòng nói với La quân, tần khả khanh thật tin tưởng chúng ta sao. La Quân nói ra, hẳn là không vấn đề quá lớn. Mặc kệ có vấn đề hay không, Bần Tăng đều đề nghị La Quân đạo hữu người bây giờ độn địa 10.000 10 m sau đó Bần Tăng lấy linh thai quyết ẩn tàng các ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Kiều Ngưng nói ra, nhanh nhạy, người không tin tần khả khanh. Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài, nói ra, có lúc, Bần Tăng đều cảm thấy La Quân đạo hữu có thể một đường sống tới ngày nay đến, thật sự là vận khí tốt a. À. Cùng người khác ở chung, không phải ngươi vài câu lấy thành đối đãi có thể không có sơ hở nào. Mặc kệ tần khả khanh có thể tin hay không, các ngươi đều cần phải lưu lại thủ đoạn. Mà không phải đần độn, không giữ lại chút nào, bởi vì, nhân tâm khó dò a. À. Là quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực, hắn luôn luôn đều tự xưng là khôn khéo, nhưng hắn hiện tại cảm thấy, khả năng mình tại linh tuệ hòa thượng dạng này lão giang hồ trong mắt, vậy thì thật là ngốc bạch điềm như chính mình nhìn những cái kia xuẩn manh tiểu cô nương bị lưu manh cho lừa gạt một dạng. Làm sao phán đoán Tần Khả Khanh là thật tâm hay là giả dối? Là quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn nói ra, giả dụ ta cùng Kiều Ngưng như thế một chút, cái kia Tần Khả Khanh chẳng phải là kết luận chúng ta có vấn đề. Cái kia trước đó làm ra nỗ lực liền coi như là toàn bộ uổng phí. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Tần Khả Khanh nếu là thật lòng, như vậy đợi chút nữa nàng hội một người tới. Nếu như nàng là giả ý, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều cao thủ, nói không chừng ngỗng chín nương đều sẽ tới. Là quân nói ra, nhưng nàng dẫn người đến, chưa hẳn nhất định là giả ý ha. Linh tuệ hòa thượng không khỏi gấp rậm chân, nói ra, là quân đạo hiếu, người luôn luôn cũng là thông minh, làm sao có lúc như vậy ngu xuẩn đâu. Nàng một người đến, liền là thật tâm, nàng như mang cao thủ đến, hoặc là ngỗng chín nương đến, đó là e sợ cho ngươi đào tẩu nàng không tin ngươi, thì cảm thấy ngươi khắp nơi âm mưu quỷ kế, nàng như tin ngươi, liền sẽ hết thảy yên tâm. Linh tuệ hòa thượng nói như vậy. Là quân cuối cùng không quá tán đồng linh tuệ hòa thượng nói tới. Là quân, bất kể như thế nào, chúng ta trước trốn vào đi lại nói. Kiều ngưng lại là so sánh tán đồng linh tuệ hòa thượng. Là quân trong lòng cũng biết, chính mình đánh bạc quá lớn. Nếu như xuất hiện lần nữa vấn đề, cũng không có nhiều như vậy may mắn nếu không dạng này, Kiều Ngưng, người cùng nhanh nhạy trốn vào đi. Ta ở chỗ này chờ Tần Khả Khanh tới. La Quân nói ra, hắn cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng cố nhiên là kinh nghiệm phong phú lão giang hồ, nhưng là hắn đem hết thảy đồ vật đều nhìn đến thật không có có tình cảm. Linh Tuệ Hòa Thượng là hoài nghi hết thảy, nghi vấn hết thảy. Bởi vì tại hắn vô tận năm tháng bên trong, hắn nhìn thấy quá nhiều nhân tính chi xảo trá bị ổi. Kiều Ngưng lập tức nói ra, như vậy sao được, muốn đi cùng đi muốn chết cùng chết la quân nhìn kiều ngưng liếc một chút theo rồi nói ra tốt a à? trốn đi tại gần đi xuống thời điểm la quân họa một đạo phù giấu ở gầm giường dưới đạo phù này có thể giúp hắn quan sát được mặt này tình huống mà lại la quân có thể tùy thời thiêu hủy tấm bùa này để cho địch nhân không có dấu vết mà tìm kiếm la quân sử dụng hóa sắt đá cấp tốc lẻn vào đến lòng đất 10 000 m đồ gặp hóa đá thạch gặp nước qua nước về sau hắn cùng kiều ngưng trốn phòng bị tu di chi. Linh tuệ hòa thượng ở bên ngoài dùng linh thai quyết ẩn tàng khí tức, làm xong đây hết thảy về sau, linh tuệ hòa thượng cũng chui vào đến phòng bị tu di bên trong. Mặc dù là tại 10.000 10 mét phía dưới, nhưng là quân thông qua tấm linh phù kia có thể một mực cảm ứng được trong khách sạn tình huống. Hắn không có chờ bao lâu, liền chờ đến tần khả khanh đến đây. Mà chính như linh tuệ hòa thượng sở liệu, tần khả khanh đồng thời không ai đến, nàng đem cùng bruna giao thủ thụ thương tứ đại hộ pháp mang tới đồng thời còn có một người cũng tới người này không là người khác chính là ngỗng chín nương la quân thông qua linh phù quan sát ngỗng chín nương hắn tuy nhiên chưa thấy qua ngỗng chín nương nhưng nhìn thấy nữ nhân này biết nàng chính là ngỗng chín nương ngỗng chín nương xem ra cũng rất trẻ trung tựa hồ tần khả khanh xinh đẹp hơn một chút trẻ tuổi một chút nhưng tần khả khanh tại ngỗng chín nương bên người lại là tất cung tất kính Sư phụ, xem ra tiểu tặc này vẫn là tâm hỏng, đã trước trốn một bước." Tần Khả Khanh oán hận nói ra. La Quân nghe vậy, thân thể chấn động, hắn nhất thời có chút nản lòng thoái chí. "Thật sự là ta quá ngây thơ sao?" La Quân nhịn không được nghĩ như vậy. Liền cũng là tại lúc này, cái kia ngỗng chín nương hướng dưới giường nhìn qua. La Quân bị kinh ngạc, cấp tốc tâm niệm nhất động, hủy diệt linh phù. "Sư phụ, làm sao?" Tần Khả Khanh lập tức hỏi ngỗng chín nương một thân váy đỏ nàng diễm lệ rung động lòng người giờ phút này tại khách sạn này trong phòng khách nàng nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía sau đó đưa tay chộp một cái cái kia vốn đã trải qua hóa thành cho tàn linh phù đột nhiên tự động biến hóa sau cùng thế mà phục hồi như cũ thành trước kia linh phù ngỗng chín nương đem tờ linh phù này bắt vào tay sau đó từ tốn nói bọn họ giấu ở phụ cận đây ta đoán chừng hẳn là giấu trong lòng đất tần khả khanh không khỏi đại hỉ nói ra, sư phụ, ngài bình tĩnh phải bắt được cái này quỷ kế đa đoan tiểu tặc. Ngỗng chín nương gật đầu. Sâu trong lòng đất, la quân vốn là đã cùng mặt mất đi liên hệ. Lúc này, hắn đột nhiên một lần nữa thông qua linh phù cảm giác được mặt tình huống. Cái này, la quân lập tức phát hiện linh phù đã tại ngỗng chín nương tay. Đạo hiểu, làm sao? Linh tuệ hòa thượng cùng kiều ngưng gặp la quân thần sắc khác thường, liền cũng giật mình. Linh tuệ hòa thượng lập tức hỏi la quân vội vàng nói ta đem lưu tại mặt linh phù đã hủy không biết chuyện gì xảy ra lại xuất hiện tại ngống chín nương tay đây là không chung cảnh trưởng khống thời gian trò vặt linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra vậy làm sao bây giờ la quân hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra lại hủy đi a à, chặt đứt liên hệ đơn giản như vậy la quân xứng sờ nói ra nàng sẽ không lại khôi phục sao linh tuệ hòa thượng nói ra nàng cũng không thể đùa bỡn thời gian đây là ngươi linh phù nhỏ, nàng mới có thể khôi phục. Nếu là thời gian dài, lâu, đồ vật lớn, nàng cũng làm không. Ta dựa vào, là quân lập tức lần nữa hủy tấm linh phù kia. Thật can đảm, ngay vào lúc này, ngỗng chín nương lạnh lẽo thanh âm truyền đến phòng bị tu di chi. Là quân cùng kiều ngưng nhất thời như rớt vào hầm băng, là quân thầm nghĩ, hỏng bét, bị phát hiện. Không có, linh tuệ hòa thượng chấn định nói ra, đừng hoảng hốt, nàng là thông qua linh phù truyền tới. Tại khách sạn trong phòng, ngỗng chín nương nhạt lạnh nói với tần khả khanh, tiểu tặc này bên người xem ra thật là có cao nhân đang chỉ điểm. Thế mà còn có gan tử hủy tay ta linh phù. Tần khả khanh nói ra, hắn là nói qua, cái kia quái thụ giống là cái gì trùng hoàng. Trùng hoàng, ngỗng chín nương nhất thời biến sắc, nàng vẫn luôn là không có chút rung động nào, nhưng nghe đến trùng hoàng hai chữ lại là sắc mặt thay đổi. Sư phụ, đệ tử cảm thấy cái này cũng không khả năng. Tần Khả Khanh nói ra, trùng hoàng là tại tiên giới đều có thể dốc hết ra ba dốc hết ra nhân vật cái thế. Về sau thiên đạo đều trực tiếp xuất thủ áp chế hắn, mới khiến cho hắn vẫn lạc. Người cũng nói, trùng hoàng đã vẫn lạc, cho nên, cũng không có gì là chuyện không có khả năng. Ngỗng Chín Nương nói ra, trùng hoàng thân thể, có vô số bảo tàng cùng thần thông. Mặc kệ tiểu tặc kia nói là thật là giả, chúng ta nhất định muốn tìm được trước tiểu tặc kia, lấy biện thật giả. Sau đó, ngỗng chín nương liền còn nói thêm, khả khanh, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm bọn họ. Đúng, sư phụ, tần khả khanh cung kính nói ra. Ngỗng chín nương thân hình lóe lên, liền chui vào tới lòng đất. Nàng người trong lòng đất chi, cái kia lòng đất nham thạch, chờ một chút hết thảy vật chất đều tự động vì nàng tránh ra một lối. Đồng thời, ngỗng chín nương thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng cỗ này thần niệm rất nhanh bắn phá tại la quân bọn họ ẩn thân phòng bị tu di mặt la quân cùng kiều ngưng lập tức cảm nhận được cái này cố kinh khủng thần niệm bắn phá trong nháy mắt la quân cùng kiều ngưng cảm thấy tựa hồ chính mình là trần chuồng hiện ra tại ngỗng chín nương trước mặt la quân đạo hiếu kiều cô nương các người không dùng hoảng bần tăng linh thai quyết làm che giấu nàng thần niệm quét bắn tới chỉ sẽ cảm thấy đây là một khỏa phổ thông nham thạch linh tuệ hòa thượng nói ra la quân cùng kiều ngưng không dám thở mạnh chỉ hy vọng hết thảy đều như linh tuệ hòa thượng nói tới rất rất lâu về sau cái kia thần niệm bắn phá rốt cục biến mất la quân cùng kiều ngưng lúc này mới thở phào một hơi ngỗng chín nương sẽ không dễ dàng bỏ qua bần tăng cơ sở cũng bị đạo hữu ngươi dò dỉ cho tần khả khanh ngỗng chín nương đối bần tăng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú linh tuệ hòa thượng nói ra cho nên bần tăng đề nghị là quần đạo hữu người cùng kiều cô nương ở chỗ này đợi 7 ngày sau đó lại đi. Là quân gật gật đầu, nói ra, cũng được. Hắn sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, không nghĩ tới tần khả khanh hết thảy đều là đang diễn trò, nàng căn bản không tin tưởng ta nói tới. Linh tuệ hòa thượng nói ra, là quần đạo hữu thực ngươi cũng không thể trách tần khả khanh. Ngươi lần thứ nhất nói linh tôn sự tình, đường đế đều tin tưởng ngươi. Nhưng là về sau hết thảy, Khắp nơi đều là tràn ngập quỷ kế cùng biến hóa Lại thêm ngươi theo Bruna tay đào tẩu Đây cũng là nói không thông sự tình Tần khả khanh không tin ngươi Cũng là nhân chi thường tình Vậy ngươi không sớm một chút nhắc nhở ta La quân phiền muộn nói ra Linh tuệ hòa thượng nói ra Không phải là bần tăng không muốn nhắc tới tỉnh Mà chính là la quân đạo hữu ngươi quá tin tưởng chính ngươi Cho nên Bần tăng vẫn là muốn lấy sự thật đến nói chuyện cùng ngươi La quân thở dài trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng, nhanh nhạy, vì cái gì ngươi có thể cùng thân thể ta pháp lực dung hợp. La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Bởi vì tại La Quân trong nhận thức biết, trừ phi là âm dương dung hợp. Hắn, lấy nguyên thần muốn dung nhập hắn thân thể người, đồng thời điều động hắn thân thể người, đây đều là rất khó làm được. Giống như là nhóm máu không hợp nhất dạng làm không tốt, trực tiếp thân thể nổ tung. Linh tuệ hòa thượng nao nao, sau đó nói, bần tăng tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong ở lâu, hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí. Cho nên, cơ bản có thể tùy tiện dung nhập bất luận cái gì trong thân thể đi. Như vậy thần diệu, là quân cùng kiều ngưng bị kinh ngạc. Là quân nói ra, đây không phải nói, ta có thể tìm một bộ không tệ thân thể cho ngươi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo lý này là có thể thành lập. Audio điện tử võ tấn bền Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, nói như vậy, nhân loại hoặc là hắn sinh linh tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đều là không thể đợi. Bởi vì ở lâu, cột rửa không là đơn thuần tạp chất, liền trí nhớ, hết thảy đều sẽ bị tẩy đi. Mà bần tăng bởi vì là thực vật thuộc tính, cho nên mới có thể một mực mỏi mòn chờ đợi. Giống trước đó kiều cô nương các người đều là đợi tại phòng bị tu di bên trong, cho nên mới miễn đi bị hỗn độn chi khí thương tổn. Hỗn độn chi khí tuy nhiên diệu dụng vô cùng, cũng có tác dụng phụ. Hắn đón đến, tiếp tục nói, đến mức là quân đạo hữu nói muốn cho bần tăng tìm cỗ thân thể, bần tăng xác thực là có thể thông qua cỗ thân thể này lại tu luyện từ đầu. Nhưng tu luyện tốc độ sẽ không quá nhanh, mà lại, bần tăng bây giờ cũng không nguyện ý lại đi như vậy sinh hoạt. Như lúc này như vậy, làm một cái cây giống, tại huyền hoàng thần cốc hạt giống loại tư nhuận, thanh tâm quả dục nhạt nhìn thế gian mưa gió. Cái này rất tốt. Sau cùng, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, a di đà Phật. La Quân nhìn nhiều linh tuệ hòa thượng liếc một chút, nói ra, trước kia ngươi có rất nhiều dục vọng, hiện tại thật có thể làm được như thế thanh tâm quả dục sao? Linh tuệ hòa thượng nói ra, nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi. Nhất niệm diệt, thương hải tan biển. Rất nhiều dục vọng đều là trong một ý nghĩ. Bần tăng rốt cuộc biết, mặc dù bần tăng trước kia ngang dọc vạn giới, nhưng tại thiên đạo trước mặt, y nguyên bất quá là một hạt bụi, cái kia rất nhiều dục vọng tựa như gông xiềng một dạng, để bần tăng ngày ngày thụ lấy cha tấn. Bởi vì ngươi mong mà không được, mà lại ngươi liều mạng cầu, là ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Đây là tại cha tấn chính mình. Ngày xưa vinh quang, nhanh nhạy ngươi thật không muốn nặng hơn nữ hiện. Kiều ngưng ý vị thâm trường nhìn về phía linh tuệ hòa thượng, nói ra. Linh tuệ hòa thượng cười nhạt một tiếng, nói ra, bần tăng mới dạy dỗ là quân đạo hữu nhân tâm khó lường, xem ra kiều cô nương cũng hoài nghi bẩn tăng sẽ như tần khả khanh một dạng, mặt ngoài kính cẩn nghe theo, thực nội tâm có khác khác ý nghĩ. Kiều ngưng khuôn mặt không khỏi đỏ lên, tần khả khanh sự tình, thật là cho nàng một tia cảnh giới. Nàng sợ hãi linh tuệ hòa thượng vị này trùng hoàng là có mục đích khác. Là quần khoát khoát tay, nói ra, chuyện này, ta đồng thời không lo lắng. Kiều ngưng người cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta sớm cùng nhanh nhạy nói qua, mệnh ta là hắn cứu hắn nếu muốn như thế nào nói thẳng cũng có thể ta cũng tin tưởng nhanh nhạy trước kia công lực đại thành thời điểm đều có thể bị thiên đạo lôi xuống ngựa hắn hiện tại bộ dáng như vậy còn có thể đối thương sinh vạn dân tạo thành thương tổn linh tuệ hòa thượng nói ra a di đà phật bần tăng ngang dọc nhiều năm một người bạn đều chưa từng có lần này khởi tử hoàn sinh lại có thể được đến la quân đạo hữu hữu nghị cái này trước kia hết thảy đều chân quý hơn la quân cười nhạt một tiếng nói ra, chúng ta vẫn là nói điểm khác, đại lão ra nói những thứ này, chua không kéo mấy cái. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng mỉm cười, nói ra, đến đón lấy sự tình, Bần Tăng lo lắng không. Bần Tăng vẫn là trốn vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, hết thảy đều nhìn la quân đạo hữu người cùng kiều cô nương tạo hóa. Hắn sau khi nói xong, liền trốn vào huyền hoàng thần cốc hạt giống chi. La quân dứt khoát đem huyền hoàng thần cốc hạt giống một phong, kể từ đó, hắn mới có thể cùng Kiều Ngưng làm một chút người yêu ở giữa tư mật sự tình. Nhiệm vụ lần này cũng kém không nhiều hai tháng, La Quân cùng Kiều Ngưng nằm tại ghế sofa, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Kiều Ngưng mặc lấy tử sắc váy dài, nàng dễ chịu nằm tại La Quân thân thể, còn có thập tháng. La Quân nói ra, ta dự định vẫn là trước nghĩ biện pháp trở lại Thiên Châu đi, ở chỗ này, tín nhiệm quá ít. Không bằng đem ánh mắt phóng tới Thiên Châu cùng hắn cao thủ thân thể muốn trở về chúng ta chỉ có đi giới ngoại tìm truyền tống trận kiều ngưng nói ra không sai la quân nói ra nhưng là giới ngoại tuy nhiên hỗn loạn cái kia truyền tống trận vẫn là thuộc về lục diệp sẽ đi thiên châu người không nhiều chúng ta một khi khởi động truyền tống trận chỉ sợ ngỗng chín nương các nàng lập tức hội chạy đến kiều ngưng nói ra càng có khả năng các nàng hội đoán trước chúng ta muốn đi giới ngoại ở nơi đó ôm cây đợi thỏ la quân nói ra khả năng này rất lớn kiều ngưng nói ra đi hướng thiên châu truyền tống trận hẳn là cũng không chỉ là chỉ có đại chiêu vương hướng cùng lục diệp hội mới có đi chúng ta bây giờ đã thoát khỏi bruna truy tung chúng ta đại khái có thể đi hắn vương triều la quân nhãn tỉnh sáng lên nói ra cái này cũng không tệ kiều ngưng nở nụ cười xinh đẹp nói ra xem đi ta người quân sư này tại bên cạnh ngươi vẫn rất có tác dụng a à. la quân cười ha ha một tiếng nói ra đó là đương nhiên Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, ta được thật tốt cảm tạ ngươi. Làm sao cảm tạ, Kiều Ngưng cười mỉm hỏi. La Quân nói ra, lấy thân báo đáp. Kiều Ngưng nhất thời đỏ mặt, nói ra, người tên Lưu Manh này. La Quân cười ha ha, hắn tìm tòi tiến Kiều Ngưng trong quần, sau đó thể nghiệm cái kia mỹ rượu tư vị. Cái này tự nhiên lại là một vòng phiên vân phúc vũ, đẹp không sao tả xiết đồng thời cũng là la quân cùng kiều ngưng đối ngoại ở bên trong tại áp lực một loại phát tiết. Phân thu vũ hiết về sau, la quân thỏa mãn ôm lấy kiều ngưng. Kiều ngưng cũng giống như bạch tuộc quấn lấy la quân. La quân tay tại nàng trắng như tuyết bắp đùi vuốt ve, nói ta lưu manh, người cũng thật thích ta lưu manh sao. La quân diếu cợt kiều ngưng. Kiều ngưng bạch la quân liếc một chút, nói ra, người còn như vậy, lần sau không cho người đụng. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người mới sẽ không đâu, bởi vì người ta còn muốn. Mỗi lần nhìn người bắt đầu còn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, về sau ta còn chủ động, hận không thể cưỡi đến ta thân thể tới. Kiều ngưng nhất thời xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nói ra, là quân, người muốn chết. Là quân ha ha mà cười, hắn ngay sau đó cũng không lại tiếp tục đùa giỡn Kiều ngưng. Hắn cũng biết, Kiều ngưng trung quy là da mặt nhi mỏng. Đúng, Kiều ngưng, cái kia trụ quang hoàn tay ta còn có một viên ngươi lên, ta đem chủ quang hoàn cho ngươi, ngươi tỉ mỉ trải nghiệm quy tắc, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ ra cái gì đến. La quân theo rồi nói ra. Kiều ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt. Nàng ngồi xuống, La quân thuận tay nắm qua nàng váy, nội y, sau đó cười hì hì nói ra, ta giúp ngươi mặc. Cốt, Kiều ngưng một chân đem La quân đạp phía dưới ghế sofa. La quân theo địa lăn lên, hắn nắm qua chính mình y phục, nói ra, người này nương môn, làm sao đem ta ngủ xong trở mặt không quen biết đây kiều ngưng nghe vậy bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng kém chút không có bị la quân cho tức chết hai người nháo thì nháo nhưng vẫn là đến làm chính sự về sau kiều ngưng mặc quần áo tử tế về sau liền thôn vệ cái kia một cái trụ quang hoàn nàng tỉ mỉ trải nghiệm lên la quân ở một bên vì kiều ngưng hộ pháp kiều ngưng trọn vẹn bế quan một ngày một đêm về sau nàng cười khổ nói không có thu hoạch gì chủ quang hoàn bên trong vũ trụ minh mông quy tắc phong phú nhưng ta không có tìm tòi đến ảo diệu cùng quy tắc la quân khẽ nhíu mày nói ra ngươi không có đem cái này chủ quang dung nhập vào ngươi lôi pháp chi sao dung nhập qua nhưng không cách nào dung hợp kiều ngưng có chút xấu hổ nói ra tốt a à, ta thừa nhận ta thật là muốn ngươi đần một chút ngốc cô nương la quân cười một tiếng hắn nói ra dục tốc bất đạt ngươi chậm rãi trải nghiệm đi không nên gấp gáp Kiều Ngưng gật gật đầu, nói ra, ừm. Bảy ngày sau đó, là quân cùng Kiều Ngưng rời đi lòng đất, là trực tiếp theo lòng đất chui vào vùng ngoại ô, sau đó lại theo vùng ngoại ô tới mặt đất, như thế quanh co, cũng coi là cực cẩn thận bảo hiểm. Tới mặt đất về sau, là quân cùng Kiều Ngưng từng ngụm từng ngụm hít thở mới mẻ không khí, cái này mới phát giác được thoải mái cùng cực. Tuy nhiên hai người ở bên trong có thể hút tự thân chứa đựng khí, thế nhưng loại chứa đựng khí làm sao cũng không loại này không khí mới mẻ. Đón lấy, là quân cùng kiều ngưng trong nháy mắt đột phá đại chiêu vương hướng hư không trận pháp, sau đó lấy đại na di thuật tia chớp rời đi. Hai người rời đi trong nháy mắt, ngống chín nương cùng tần khả khanh cũng biết, bọn họ rốt cuộc thoát đi. Nhưng biết cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn cũng vô pháp truy tung đến la quân cùng kiều ngưng. Thiên địa minh mông, nếu như mất đi khí tức, lại muốn đi tìm người, cái kia còn khó hơn lên trời về sau, là quân cùng Kiều Ngưng bay đến phía nam Đại Huyền Vương Triều. Cái kia Đại Huyền Vương Triều quản lý cũng không có Đại Triều Vương hướng nghiêm ngặt, là quân cùng Kiều Ngưng tìm tới cung quyền quý, cho một chút pháp bảo, rất nhanh đổi đến đi Thiên Châu truyền tống trận tư cách. Sau đó, là quân cùng Kiều Ngưng thành công trở lại Thiên Châu. Chuyện này, lại là đơn giản như vậy giải quyết. Trước đó, là quân cùng Kiều Ngưng là không có nghĩ qua đi hắn Vương Triều. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, tại hắn vương triều bên trong, không có đại chiêu vương hướng cái kia loại nghiêm mật giám thị chế độ. Cho nên khả năng đi hắn vương triều, liền bị Bruna truy sát đến, đó chính là chết không táng sinh chi địa. Đại chiêu vương hướng nghiêm mật giám thị đối la quân cùng kiều ngưng vô dụng, nhưng lại có thể giám thị đến Bruna một đám người. Cho nên, vô hình chi, đại chiêu vương hướng có thể đưa đến bảo hộ la quân cùng kiều ngưng tác dụng. Lúc này, la quân cùng kiều ngưng giải quyết thân thể kỳ quặc hơi thở kể từ đó, tự nhiên có thể đến khác phương chiều tìm đến truyền tống trận. Trở lại thiên châu cái kia một cái chớp mắt, là quân cùng kiều ngưng như chút được gánh nặng. Ương ừ thế giới chuyến này, duy nhất thu hoạch là biết linh tôn nhóm âm mưu. Còn hắn chỗ tốt, đó là quả quyết không có. Lần này đến thiên châu truyền tống địa điểm, là tại một mảnh bí ẩn thanh sơn chi. Cái này thanh sơn là thuộc về đông bắc địa khu, cái này đông bắc địa khu, rừng rậm trải rộng, được không ẩn nấp là quân cái địa điểm tốt, quyết định về sau có cần thời điểm lại dùng. Mà lúc này, là quân cùng Kiều Ngưng liền trực tiếp hồi Đại Khang Hoàng Thành. Theo Đông Bắc Thanh Sơn trở lại Đại Khang Hoàng Thành, cũng bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. Khí trời sáng sủa, Hoàng Thành chi y nguyên phồn hoa vẫn như cũ. Là quân cùng Kiều Ngưng vào Hoàng Thành, liền thẳng đến Hoàng Cung đi gặp Hiên Chính Hạo. Mà không khéo là, Hiên Chính Hạo lần nữa bế quan, ai cũng không gặp cái này lập tức để La Quân cảm giác đến đau đầu, chuyện này, thương lượng với người khác không đến A. À. Tại La Quân tâm lý, hắn tuy nhiên cảm thấy Hiên Chính Hạo chưa chắc là tu vi cao nhất. Nhưng Hiên Chính Hạo không thể nghi ngờ là thông minh nhất, hắn có thể mang cho La Quân rất bình phục bình tĩnh cảm giác. La Quân ngẫm lại, nói với Kiều Ngưng, người về trước thiếu uy phủ, ta muốn đi một chuyến Minh Nguyệt Cung. Chuyện này, ta cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nói một chút. Kiều Ngưng nói ra, người gặp hết Tiên Tôn, lập tức trở về tới tìm ta. Nhưng không cho đi đơn độc hành động. Đương nhiên, La Quân nói ra, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, có người ở bên người, ta mới có thể an tâm đây. Cái này còn tạm được, Kiều Ngưng bỗng cảm giác hoan hỉ. La Quân đem Kiều Ngưng đưa về Thiếu Uy Phủ, về sau liền ra Hoàng Thành. Thiếu Uy Phủ bây giờ không có mị nương, La Quân cảm thấy đối với nơi này nhớ nhung cũng ít rất nhiều. Hắn một mực cùng với Kiều Ngưng, cho nên cũng không cần còn tiếp tục vuốt ve an ủi hai ngày. Thời gian xem ra rất sung túc, nhưng thực tế, lớn nhất thiếu thốn, mãi mãi cũng là thời gian. Là quân ra hoàng thành về sau, thẳng đến ở nước ngoài Minh Nguyệt Cung. Giống hắn như vậy thì triển đại na di thuật, hành tung phiêu hốt. Vũ hóa môn muốn tìm được hắn, nhưng cũng là cực không dễ dàng. Là quân tại sau 5 phút, đã đạt tới Minh Nguyệt Cung hư không? Hắn trực tiếp tiến vào Minh Nguyệt Cung bên trong, hắn tay là có minh nguyệt cung thông hành lệnh. Sư phụ ta đi ra ngoài chưa về, không biết là quân người tìm sư phụ ta, thế nhưng là có chuyện gì. Tại nhìn thấy cách như thiên hòa kiếm hồng bụi về sau. Ly thiên nhược nói với la quân. La quân không khỏi nhíu mày. Chuyện lớn như vậy, hắn là muốn tìm chút các tiền bối phân tích. Kết quả cái này cả đám đều không tại, đây là thiên ý vẫn là tại khảo nghiệm ta. La quân rất là phiền muộn, hắn sau đó vẫn là đem tại ương thế giới phát hiện linh tôn sự kiện nói ra. Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi nghe xong cũng là giật mình không nhỏ. La Quân nói ra, ta lần này đến cũng là bởi vì việc này việc này lớn, chính ta không có có ý định gì, cho nên muốn đến cùng tiên tôn thương lượng một chút. Sự kiện này xác thực rất nghiêm trọng, bất quá việc này cũng không phải một người sự tình. Ly Thiên Nhược nói ra, là quân, người cũng không cần quá mức lo lắng. Địa cầu tồn tại ức vạn năm, tự nhiên có tồn tại đạo lý những cái kia linh tôn cũng là xuất từ địa cầu la quân nói ra ta lo lắng không hoàn toàn là bọn họ hội hủy diệt địa cầu mà là bởi vì linh tôn nhóm muốn đem nhân loại nô dịch bởi vì địa cầu là vĩnh hằng nhưng địa cầu chủ nhân cũng không nhất định mãi mãi cũng là nhân loại ly thiên nhược nói ra ta biết ngươi lo lắng các loại sư phụ ta vừa về đến ta hội lập tức hướng sư phụ báo cáo la quân nói ra như thế làm phiền ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi đồng thời nói ra đây là cần phải la quân ngẫm lại nói ra đã như vậy vậy ta cáo từ nhanh như vậy đi kiếm hồng bụi nói ra muốn không ở nơi này ở chút thời gian đi có lẽ sư phụ ta mấy ngày nay trở về la quân nói ra ta còn có hắn việc cần hoàn thành các ngươi giúp ta chuyển cáo tiên tôn liền có thể còn về sau đường làm như thế nào đi ta cũng còn chưa nghĩ ra nhưng đã ta biết sự kiện này ta hẳn là vì sự kiện này nhiều chạy nhanh một chút. Luôn luôn muốn để cho mình thiếu chút tiếc nuối. Kiếm hồng bụi nói ra, sự kiện này, chúng ta cũng sẽ cao độ coi trọng. Ngươi yên tâm. Đa tả, là quân sau đó rời đi minh nguyệt cung. Tại mặt biển, là quân lấy tại kim đan côn bằng mặt, tại vân vụ chi ngao du. Hắn tay vốn là có kiều ngưng ấn ký, thông qua ấn ký, mặc kệ kiều ngưng ở nơi nào, là quân đều có thể tìm tới kiều ngưng. Mà lại, cũng có thể thông qua ấn ký cùng Kiều Ngưng cách không trò chuyện. Đồng thời, Kiều Ngưng cũng có thể tìm tới La Quân. La Quân rất mau trở lại đến Thiếu Uy Phủ cùng Kiều Ngưng đoàn tập hợp một chỗ. Kiều Ngưng nhìn đến La Quân trở về, rất là cao hứng. Vào phủ về sau, vẫn chỉ là lúc xế chiều, trời chiều như lửa. Kiều Ngưng để Bích Nguyệt chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, đồng thời chuẩn bị mỹ tử món ngon. La Quân cùng Kiều Ngưng hai người tại gian phòng uống rượu lên trở về nhanh như vậy, Kiều Ngưng hỏi. La Quân có chút huệ hoài, nói ra, ta không có nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, nghe nói là vừa tốt ra ngoài. Kiều Ngưng nao nao, theo rồi nói ra, vậy kế tiếp, người có tính toán gì? La Quân không khỏi thở dài, nói ra, thực ta có thể có biện pháp nào, bây giờ ta mặc dù có chút bản sự. Nhưng cùng Linh Tôn thực lực lên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia ly hận thiên cung là có thể vũ hóa môn môn phái, còn không phải bị linh tôn nhóm chuyển thủ chi gian khống chế lại. Nhưng chuyện này, ta nếu biết, không thể làm làm không biết. Bởi vì cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Này nhân loại hưng vượng, càng là thất phu hữu trách. Kiều Ngưng nói ra, ta biết, người không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Như là trước kia, ta biết việc này, cũng sẽ không quá để ý. Ừm, La Quân nói ra, nếu như Linh Tôn thật công hãm địa cầu, người cũng sẽ hãm sâu kiều ngưng nói ra nhưng trời sập xuống còn có cao đỉnh lấy a à. còn có người hẳn phải biết bình thường là nhân loại đều có thói hư tật xấu không phải ta không chịu hy sinh nỗ lực mà chính là tất cả mọi người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ta cũng không muốn đi không không chịu chết đây la quân nói ra việc này ta vẫn là không vững vàng nhất định phải đi cùng tinh chủ dự cái cảnh đáng tiếc không thể nhìn thấy lăng tiền bối lăng tiền bối lòng mang thiên hạ như hắn biết chuyện này, nhất định sẽ nỗ lực chạy nhanh. Chính là thần đế, hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng bây giờ, ta một cái đều không liên lạc được. Kiều Ngưng nói ra, người cũng không cần quá lo nghĩ, linh tôn nhóm muốn công hãm địa cầu cũng không phải một sớm một chiều. Mọi người hiện tại cũng cảm giác không thấy nguy cơ, cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì, bọn họ sẽ không quá để ý. La Quân nói ra, ta vẫn là nhanh điểm đem nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó lại đi nói rõ với tinh chủ chuyện này hắn đón đến còn nói thêm đúng ta còn có thể cùng đại ca nhị ca thương lượng la quân ngẫm lại liền nói ra ta vẫn là trước đem nhị ca tìm tới may mà ta tay có tam thập tam thiên trí bảo hẳn là có thể thông qua trí bảo cảm ứng được nhị ca tay cái kia mấy món trí bảo kiều ngưng nói ra cũng tốt người trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành sau đó lại muốn hắn sự tình sau khi ăn cơm xong La Quân trong phòng bắt đầu làm chính sự. La Quân xuất ra mấy món trí bảo, sau đó thông qua trí bảo đi cảm ứng hắn trí bảo. Cái này một cảm ứng, chính là ba ngày ba đêm. Sau ba ngày ba đêm, La Quân đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Trước đó, La Quân tìm kiếm mấy món trí bảo đều rất dễ dàng. Khiến hắn cảm thấy giống như là một cái mê cung trận, hắn rất dễ dàng giải khai phía trước, liền cảm giác đằng sau không có gì độ khó khăn, nhưng là giờ này khắc này, hắn mới kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm sao, Kiều Ngưng một mực tại bên cạnh thủ hộ La Quân, nàng thấy thế không khỏi lo lắng hỏi. Chẳng lẽ một kiện đều cảm ứng không ra, Kiều Ngưng lo lắng hỏi. La Quân nói ra, sau cùng hai kiện trí bảo, hóa thiên giáp, hám thiên chúng ta đều cảm ứng ra tới. Nhưng là ta vô luận như thế nào cũng không cảm ứng được nhị ca thân thể trí bảo. Nhị ca cùng đại ca đến cùng ở nơi nào đâu. Kiều Ngưng Trấn An La Quân, nói ra, người cũng đừng quá gấp. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhất định không có việc gì, chúng ta đi trước tìm hóa thiên giáp cùng hám thiên trung, có lẽ chúng ta tìm trở về về sau, người nhị ca cùng đại ca vừa tốt trở về. La Quân ngẫm lại, nói ra, không được, ta phải trước đi một chuyến thế giới bao la. Ta đi tìm một chút nhị tẩu, nói với nàng một tiếng. Để nhị ca cần phải đem ta cái kia mấy món trí bảo cho ta cầm tới thiếu uy phủ tới. Như thế tới nói, mới sẽ không phạm sai lầm kiều ngưng đôi mắt đẹp sáng lên nói ra cái này cũng được a à, nói không chừng ngươi nhị tẩu có phương pháp tìm tới ngươi nhị ca đâu la quân nói ra ừm đúng lần này ta đi thế giới bao la ta trước một người đi Sự tình xong xuôi ta lại tới tìm ngươi la quân theo rồi nói ra kiều ngưng nói ra ta cùng đi với ngươi đi ta biết ngươi nghĩ như thế nào ngươi còn phải đi xem một chút mặc nùng cùng tiểu niệm từ đúng hay không Nàng theo lại hời hợt cười một tiếng, nói ra, ngươi là sợ ta theo không tiện đúng không? Thực ta ngược lại thật ra không quan trọng, cái kia niệm từ, ta cũng thật thích, cũng muốn gặp gặp đây. Ngươi nếu là có bản sự, muộn để ta cùng mặc nùng cùng một chỗ cùng ngươi, ta cũng là không quan trọng. Cái kia, tốt ta, à, La Quân vừa nghĩ tới cái kia chăn lớn cùng ngủ tràng diện, tâm lý lão kích động. Lập tức đáp ứng, Kiều ngưng nhìn La Quân thần sắc chuyển đổi, không khỏi cười khúc khích sau đó nói, nhìn ngươi đi, có lúc chững chạc đàng hoàng, lúc này bại lộ bản tính A. Là quân vội ho một tiếng, mặt mo cũng là nhịn không được đỏ lên. Giờ này khắc này, tại ương thế giới Caspian si bên ngoài chính đang phát sinh lấy một việc. Ly hận thiên cung hùng cứ ở nước ngoài, vốn là nhất phương bá chủ. Bây giờ có linh tôn nhóm trưởng khống, ly hận thiên cung càng là lợi hại phi phàm. Chỉ bất quá, đây đối với ly hận thiên cung cung chủ nạp lan vân thiên tới nói, Hết thảy đều là ý nghĩa không lớn. Lòng hắn trừ đắng chát, vẫn là đắng chát. Ban đêm thời điểm, minh nguyệt vẩy chiếu vào mặt biển, cũng vẩy chiếu vào hải đảo. Bên trong thiên địa, yên tĩnh mà hắc ám. Nhưng ở cái này nguyên một mảnh hắc ám chi, Ly Hận Thiên Cung chỗ hải đảo lại có bảo quang phát ra. Cảnh ban đêm chi, Ly Hận Thiên Cung giống như là một khối bảo thạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời gào thét lên phóng tới Ly Hận Thiên Cung. Ly Hận Thiên Cung hư không có pháp trận bảo vệ. Bóng đen này không chút nào dừng lại, oanh một tiếng, liền đem cái kia trận pháp oanh ra một đường vết rách. Sau đó, bóng đen này tiến quân thần tốc, tiến vào Ly Hận Thiên Cung. Tại Ly Hận Thiên Cung Ly Hận Thiên trước điện, có một chiếm diện tích cực lớn quảng trường. Này quảng trường tên là Ly Hận Đài. Chính là xưa nay Ly Hận Thiên cử hành đại hình hoạt động lúc căn cứ. Lúc này, đạo hắc ảnh kia trắng trợn xuất hiện tại Ly Hận Đài hắc ảnh đứng vững, này mới khiến người thấy rõ. Chỉ thấy người này toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng. Hắn xem ra bất quá khoảng 40 tuổi, nhưng trên trán tự có một cỗ sắc bén tà khí. Hắn hai con người lãnh đạm băng hàn. Người nào, dám xông vào ly hận thiên cung, lập tức, có đệ tử lớn tiếng quát lớn. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh theo ly hận thiên trong điện bay ra ngoài. Hết thảy sáu tên ly hận thiên điện thạch sùng đệ tử, toàn bộ đều là thái hư cửu trọng thiên lấy tu vi. Thạch sùng đệ tử, nhất định phải ưu tú, không phải vậy thủ cái gì cung. Cái này thạch sùng đệ tử, hết thảy 12 tên, thay phiên phòng thủ. Tại cái này 6 tên thạch sùng đệ tử, kém cỏi nhất cửu trọng thiên sơ kỳ, tối cao là tầng 10 sơ kỳ tu vi. Người đến người nào, cầm đầu thạch sùng đệ tử Trúc Phi phàm hướng người áo đen kia nghiêm nghị quát lớn. Giết ngươi người, người áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Thái ất huyền kim chém, người áo đen đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này nhất thời xẹt qua chân trời, đem tối tăm bầu trời xé rách. Tại đạo kiếm khí này chi, ẩn chứa khủng bố thái ất huyền kim khí, chính là thái dương thần hỏa, đồng thời còn có ngày lôi chi ý. Một kiếm này ra, hung mãnh tuyệt luân. Trúc Phi phàm bị kinh ngạc, lập tức tế ra vô song kiếm. Cũng gặp kiếm quang lóe lên, hắn thích xúc toàn thân tinh thần cùng cảm động chảm giết ra ngoài. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt giao phong. Trúc Phi phàm một kiếm này lực lượng hung hãn tới cực điểm. Hắn tự tin có thể đem đối phương kiếm lực chảm thành cho tàn. Nhưng tại lúc này, hai cỗ kiếm lực ở trên không phát sinh va chạm, liền gặp oanh một tiếng, cái kia một cái trước mắt, Trúc Phi phàm cảm giác được đối phương kiếm lực chi, loại kia như ngục như hải khủng bố tinh thần. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, Chúc Phi Phàm kiếm lực, bao quát vô song kiếm bị chảm thành cho tàn. Cùng lúc đó, người áo đen một kiếm kia tiếp tục chém giết. Chúc Phi Phàm liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị chém nguyên thần đều diệt. Chúc Phi Phàm thân thể trong nháy mắt trở thành cho tàn, đêm gió thổi qua, tan thành mây khói. Sống sờ sờ một người, hơn nữa còn là Ly Hận Thiên Cung đếm ra đến cao thủ. Dạng này, đột nhiên cái gì đều không. Đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình giết, còn lại năm tên thạch sùng đệ tử thấy thế, cấp tốc đồng thời chém giết suốt kiếm lực. Năm đạo vô cùng kiếm quang hung hãn chém tới chàng người áo đen. Người áo đen kia không tránh không tránh. Ầm ầm, năm thanh kiếm quang toàn bộ chém giết tại người áo đen thân thể. Người áo đen kia liền bị chém thành 20 khối. Ừm, như thế giết, chúng đệ tử nhìn lấy địa huyết thịt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không có máu chảy ra, có người đệ tử con mắt rất tinh, lập tức nói ra. "Không tốt, một tên đệ tử giống to. Chạy mau, còn có một tên đệ tử cuồng hống." Sau đó mấy cái tên đệ tử trong nháy mắt cảm nhận được ngập trời nguy cơ, lập tức quay người chạy. Ngay vào lúc này, cái kia địa 20 khối người áo đen huyết nhục đột nhiên nhảy lên. Nhảy lên một cái chớp mắt, hình thành 20 cái giống như đúc người áo đen. 20 cái người áo đen đột nhiên cùng nhau cuồng hống. Sau đó một cỗ âm ba liền giống như lợi kiếm một dạng xoắn giết ra ngoài, liền đem cái kia năm tên đệ tử rào sát thành phấn vụn. Sau đó, 20 cái người áo đen hợp thể, sau cùng hình thành một người áo đen. Người nào, dám can đảm ở ly hận thiên cung dương oai? Tại lúc này, Nạp Lan Vân Thiên còn có thừa tướng một đoàn người thuấn gian di động đi ra, đem người áo đen bao trùm. Các hạ là ai, cùng ta ly hận thiên cung có cùng cửu oán? Nạp Lan Vân Thiên nhìn đến địa đệ tử thi thể, hắn kiêng kỵ nhìn một chút người áo đen, trầm giọng hỏi. Thừa tướng cũng đánh giá người áo đen, hắn ánh mắt quái vô cùng. Người áo đen cười lạnh, nói ra, ta họ Trần, Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai, nạp lan vân thiên trầm giọng nói ra, ma đế Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai nói ra, không tệ. Nạp lan vân thiên nói ra, ly hận thiên cung tựa hồ cùng các hạ làm không thủ oán niệm. Trần Thiên Nhai nói ra, cho nên ta hôm nay đến, không phải tìm ngươi phiền phức. Tìm ta phiền phức, nạp lan vân thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, các hạ tuy nhiên tên tuổi bên ngoài, nhưng người tựa hồ liền hư tiên đỉnh phong cũng chưa tới đạt A. Ở trước mặt lão phu, người nào cho ngươi cái này dũng khí tới nói câu nói này. Trần thiên nhai nhàn nhạt quét mắt nạp lan vân thiên, hắn theo rồi nói ra, đến 10 cái nạp lan vân thiên, ta cũng không để vào mắt. Người như thức thời, ngoan ngoãn hướng phía sau vừa đứng. Người như không thức thời, hủy đạo hạnh, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nạp Lan Vân Thiên giận tím mặt, nói ra, khá lắm cuồng vọng hậu sinh, lão phu hôm nay liền tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Chờ một chút, lúc này, thừa tướng mở miệng, hắn ngăn lại Nạp Lan Vân Thiên, nói ra, cung chủ không cần nóng vội. Sau đó, thừa tướng tách mọi người đi ra, nhàn nhạt nhìn về phía Trần Thiên Nhai, nói ra, đã không phải hướng Nạp Lan cung chủ đến, vậy các hạ là hướng người nào đến. Trần Thiên Nhai nhạt lạnh nói ra, người cũng còn chưa đủ tư cách, để sau lưng người vị kia Bruna tạp chủng ra đi. Người muốn chết, thừa tướng mắt giết qua sát ý, đột nhiên chém ra một đạo hung hãn vô cùng trụ quang. Cái kia trụ quang như thiểm điện mau lẹ, trong nháy mắt chém giết tại Trần Thiên Nhai chán. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Thiên Nhai ánh mắt đều không nháy một chút. Trụ quang chém giết tại Trần Thiên Nhai thân thể, Trần Thiên Nhai động cũng không động. Sau đó, hắn dương mắt từ tốn nói, nói ngươi không đủ tư cách, là không đủ tư cách. Thừa tướng không khỏi biến sắc. Ngay vào lúc này, Bruna theo ly hận thiên điện bên trong đi ra tới. Các hạ muốn gặp ta, Bruna thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại thừa tướng trước mặt, hắn nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng nhìn về phía 20 mét bên ngoài trần thiên nhai. Bruna dáng người khôi ngô, hắn tại linh tôn chi xem như so sánh đẹp trai. Nhưng là tại nhân loại trong mắt, vẫn là một cái quái vật hình tượng bất quá là cái so sánh tư quái vật. Không sai, là muốn gặp ngươi. Trần Thiên Nhai gặp Bruna, lạnh lùng nói ra. Có việc, Bruna hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, thật có sự tình, trước đó, các ngươi mấy lần truy giết một người. Ngươi là chỉ, Bruna hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, là quân. Bruna còn không có được đến hỏi hắn, Trần Thiên Nhai nói tiếp, là quân là nhi tử ta. Há, thì ra là thế, Bruna cười nhạt một tiếng, nói ra, nói như vậy lên, ngươi là muốn vì con của ngươi xuất khí. Trần Thiên nhai ánh mắt rét lạnh, nói ra, ta là tới giết ngươi. Bằng ngươi, Bruna cười khẩy. Bằng ta, Trần Thiên nhai nói ra, hắn đón đến, nói, ngươi có dám đánh một trận. Chiến, đương nhiên có thể chiến, bất quá giữa chúng ta, đến có cái đổ ước, ngươi thua làm như thế nào. Trần Thiên Nhai nói ra, ta như thua, ta chết. Ngươi như thua, người chết. Không không không, Bruna nói ra, người sống giá trị xa chết người phải lớn, người như thua, ta muốn cha ngươi tử từ nay về sau bán mạng cho ta. Ta như thua, kiện bảo bối này là ngươi. Hắn sau khi nói xong xuất ra một kiện bảo bối. Đó là nhất tôn kim quang điện. Đây là kim quang thần điện, Bruna nói ra, phẩm đạo khí, diệu dụng vô cùng. Không có hứng thú, ngươi nếu có thể thắng, ta theo ngươi. Ngươi như thua, ta cũng không cần ngươi kim quang này thần điện. Ta muốn ngươi ở trước mặt ta dập đầu ba cái, sau đó tự vận. Trần Thiên Nhai từ tốn nói. Ồ, Bruna nhất thời đối Trần Thiên Nhai lại nhiều một phần tốt. Các hạ tựa hồ không bao giờ dùng pháp bảo, Bruna bỗng nhiên nói ra. Nói nhảm cái gì, có đánh hay không? Trần Thiên Nhai nói ra. Tốt tốt tốt, Bruna thân hình lóe lên, đột nhiên đến bầu trời chi. Trần Thiên Nhai lập tức cùng, nạp lan vân thiên thừa tướng bọn người cấp tốc cùng các hạ công pháp đặc thù xác thực phá có chỗ cổ quái con của ngươi thân thể cũng khắp nơi tràn ngập cổ quái không hổ là một đôi cha con bruna nhạt lạnh cười một tiếng nói ra chỉ là người cuối cùng không hiểu người cùng ta đến cùng có bao nhiêu tranh lệch ta xác thực không hiểu cũng không muốn giải trần thiên nhai cười lạnh một tiếng kim quang thần điện bruna đem kim quang kia thần điện hướng lên trời một tế nhất thời, kim quang thần điện tách ra vô cùng kim quang. Cái kia kim quang trói mắt tới cực điểm, trong nháy mắt đem phạm vi ngàn giảm chiếu sáng sáng như ban ngày. Giống như là nhất tôn to lớn mặt trời lên ở trên không. Bao bọc, Bruna hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả kim quang co vào lên, hình thành một chùm kim quang. Cái này một chùm kim quang liền đem Trần Thiên Nhai chết bao bọc ở bên trong. Thái dương thần quang, không có gì không hòa tan. Bruna lạnh lùng như đế, nhìn người đặc thù công pháp có bản lãnh hay không đến ngăn cản cái này thái dương thần quang. Lúc này, tại cái kia một chùm thái dương thần quang bên trong, nhiệt độ đã cao đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Chính là 10.000 tấn cốt thép xung nhập cũng sẽ bị trong nháy mắt thiêu hủy thành nước thép. Thân thể càng không chịu nổi. Bruna đem pháp lực thôi vận đến cực hạn, tuy nhiên hắn rất muốn đem Trần Thiên Nhai cha con đều thu đến dưới chướng, nhưng hắn cũng biết Trần Thiên Nhai tả tính vô cùng. Xuất thủ nhất định phải toàn lực ứng phó, không phải vậy làm không tốt thật khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Kim quang này thần điện là lấy diệu huyền sắt chế tạo, lấy trận pháp làm dẫn, hấp thu thái dương thần quang chú tạo mà thành. Theo thi pháp giả pháp lực đến quyết định kim quang thần điện lợi hại trình độ. Nói câu không dễ nghe, nếu như kim quang thần điện cho la quân đến thi triển, cái kiêu uy lực khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Dạng này kim quang chính là minh nguyệt tiên tôn cái này các cao thủ đến cũng muốn không chịu nổi. Đổi lại bất luận cái gì cao thủ, một khi lâm vào kim quang chi, cho dù không thương cân động cốt, cũng muốn rất là đau đầu, hao phí vô số pháp lực. Nhưng là Bruna rất không may, hắn gặp phải là Trần Thiên Nhai. Tại kim quang kia chiếu dọi xuống, Bruna nhìn đến Trần Thiên Nhai đầu bắt đầu biến hình, giống như là kim cương nham thạch đột nhiên gặp phải nhiệt độ cao, bắt đầu hòa tan. Cả người hắn càng giống là một cái ngọn nến đang bị nhiệt độ cao đổ nướng, sau đó dần dần mềm mại đi xuống. Sau cùng, thế mà mềm thành một bãi chất lỏng màu vàng óng. Bruna nghi hoặc nhìn về phía bãi kia chất lỏng màu vàng óng. Nạp Lan Vân Thiên còn có thừa tướng các loại linh tôn cũng nhìn về phía chàng. Dạng này đều không chết sao, Nạp Lan Vân Thiên nói thầm. Nhưng lúc này, không người nào dám nói Trần Thiên Nhai là chết. Bởi vì bình thường tử vong là hội ở bên trong bị khí hóa, có thể cái này bãi chất lỏng màu vàng óng lại là sừng sững bất động ngay vào lúc này bãi kia chất lỏng màu vàng óng đột nhiên bắt đầu biến hóa chỉ một lúc sau chất lỏng màu vàng óng dần dần ngưng tụ sau cùng hình thành một cái kim sắc bộ dáng cái này kim sắc người là trần thiên nhai trần thiên nhai đột nhiên ha ha lệ cười rộ lên cả người hắn đột nhiên banh ra cự đại kim nhân đến thần điện màu vàng óng phía dưới hắn đột nhiên đột phá kim sắc thần quang sau đó lớn đến như một ngọn núi lớn. Hắn hai tay vồ một cái, đem cái kia thần điện màu vàng óng ở tại tay. Sau đó, mãnh liệt lôi kéo. Thần điện màu vàng óng liền bị cứ thế mà làm hai đoạn. Trần Thiên Nhai đột nhiên há miệng, hắn miệng lớn giống như một ngọn dãy núi động khẩu. Giang giác, Trần Thiên Nhai mấy ngụm cắn, giống như là ăn đùi gà một dạng, thế mà dạng này đem chọn tòa thần điện màu vàng óng cho. Xinh xinh ăn, cái này. Cái này còn là người sao? Nạp Lan Vân Thiên không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thừa tướng mắt cũng là phức tạp không hiểu, nhân loại. Nhân loại, đây mới thực là nhân loại sao? Các ngươi đến cùng còn muốn cho chúng ta nhiều ít kinh hỉ. Giờ khắc này, thừa tướng đột nhiên cảm thấy, linh tôn tựa hồ tại dạng này nhân loại trước mặt, không có chút nào cảm giác ưu việt. Chúng ta còn có tư cách đi đem nhân loại xem như chó một dạng đến nuôi nhốt sao? Thừa tướng không nhịn được nghĩ ngươi rất mạnh bruna lạnh lùng nhìn lấy hư không cự đại kim nhân trần thiên nhai lạnh lùng nói ra mạnh đến vượt qua ta tưởng tượng người cái này tạp trùng, nói nhảm quá nhiều trần thiên nhai lệ cười một tiếng sau đó hắn khinh thường nói ra muốn đánh đánh nhất định phải kéo con bê làm gì ngươi bruna không khỏi muốn phun ra một miệng lão huyết cái này trần thiên nhai quá không tôn trọng hắn trần thiên nhai không cho bruna thở dốc cơ hội đón lấy hắn hai chân lăng không đạp một cái liền lấp lóe đến bruna sau lưng sau đó trần thiên nhai duỗi ra dãy núi cự trưởng chụp vào bruna bruna đỉnh đầu tối đen cái kia kim sắc dãy núi cự trưởng áp đem xuống tới bruna lập tức cảm nhận được núi này loan cự trưởng uy lực không có quy tắc thuần túy thái dương chân hỏa bruna liếc một chút xem thấu trần thiên nhai một trưởng này bá đạo chỗ hừ bruna lạnh hừ một tiếng thân hình hắn lóe lên trong nháy mắt tại ngoài trăm thước. Trần Thiên Nhai một trưởng này vốn là đem Bruna triệt để bao phủ, đổi người khác, quyết định khó có thể chạy ra Trần Thiên Nhai trưởng khống. Nhưng Bruna lại như vậy hời hợt chạy đi. Phải nói, Bruna cũng không phải trốn, hắn rất nhanh hướng vào tới, đến Trần Thiên Nhai hư không. Trụ quang pháp tắc, Bruna cũng muốn liều mạng. Cái kia trụ quang pháp tắc buông xuống, lập tức đem bốn phía in nhuộm thành một vùng tăm tối chi sắc hắc ám chi, ngôi sao trải rộng. Bốn phương tám hướng, phương viên trăm dặm, toàn bộ hình thành một bộ hảo hán vũ trụ đồ. Trần Thiên Nhai vừa xài bước trước, tiếp lấy một đạo kiếm quang chém tới Bruna. Bruna trước mặt một khỏa ngôi sao lướt ngang, lập tức ngăn cản Trần Thiên Nhai kiếm quang. Trần Thiên Nhai kiếm quang chém giết tại cái kia ngôi sao, ngôi sao dao động một cái chớp mắt, sau đó liền sừng sững bất động. Bruna lúc này như sáng thế chủ một dạng, hắn đứng tại một khỏa tinh cầu mặt, lạnh lùng nhìn xuống Trần Thiên Nhai. Tinh cầu này tự nhiên không phải chân chính tinh cầu, một khỏa tinh cầu cũng bất quá là bóng đá lớn nhỏ. Lít nha lít nhít tinh cầu ngang dọc trải rộng, bắt đầu thất tinh, rất nhiều ngôi sao, toàn bộ đều một nhóm. Tuy nhiên tinh cầu không lớn, nhưng những tinh cầu này toàn bộ tổ liệt kê cùng một chỗ, lại là có uy lực to lớn. Trần Thiên Nhai, Bruna ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo nói ra, người thật sự cho rằng, dựa vào ngươi công pháp đặc thù liền có thể vượt qua đủ loại tranh lệch cảnh giới sao ngươi vĩnh viễn không biết giải đến ta cảnh giới này chỗ lý giải dựa vào là cái gì trần thiên nhai cười lạnh một tiếng hắn đột nhiên khôi phục nguyên hình cũng một chân đứng tại một khỏa tinh cầu hồ suy đại khí muốn ở trước mặt ta khoác lác người trước thắng lại nói tốt hôm nay ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục bruna cấp tốc thôi động toàn thân pháp lực hắn tay nhanh chóng kết pháp ấn sau đó, cái này toàn bộ vũ trụ mưu toan, bắt đầu lên biến hóa. Ngôi sao lấp lóe, đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển chi, thiên địa tựa hồ cũng tại điên đảo. Cái kia bị bao phủ tại vũ trụ này đồ nạp lan vân thiên, còn có thừa tướng bọn người cảm nhận được vũ trụ đồ khủng bố. Lúc này, bọn họ không chỉ là cảm thấy thiên địa tại đấu chuyển, chính là tự thân huyết dịch, ý chí, pháp lực đều tại chuyển đổi. Nạp lan vân thiên cưỡng ép ngừng thân hình, định trụ tư tưởng hắn thầm hoảng sợ, vũ trụ quy tắc, cư nhiên như thế khủng bố. May mắn giờ phút này, cái này Bruna không phải tại nhầm vào ta, nếu ta tại hắn trận pháp tâm, giờ phút này chỉ sợ nghĩ xong cũng bình tĩnh không được. Trần Thiên Nhai thân hình bắt đầu ở không xoay tròn, đây là hắn không dừng được, bởi vì toàn bộ thiên địa đều tại chuyển động. Sau đó, Trần Thiên Nhai trước mặt, mây đen dày đặc, chỉ một lúc sau, chính là vũ trụ hắc động hình thành cái này hắc động liên miên hơn 10 dặm, bên trong lôi vân nhấp nhô. Bruna vẫy tay một cái, toàn bộ hắc động đem Trần Thiên Nhai bao phủ tại. Rất nhanh, Trần Thiên Nhai bị vũ trụ hắc động nuốt không tiến vào. Bruna ra tốc thôi động vũ trụ hắc động. Hắn muốn đem Trần Thiên Nhai triệt để luyện hóa, mặc cho người công pháp đặc thù, tại điều này đại biểu vũ trụ minh mông hắc động chi, cũng muốn để Trần Thiên Nhai hồn phi phách tán. Bruna có cái này tự tin hắn quá giải vũ trụ minh mông, hắc động khủng bố. Đây là hắn lĩnh hội vũ trụ mấy ngàn năm được đi ra kinh nghiệm cùng quy tắc cùng tinh thần. Thừa tướng các loại linh tôn còn có nạp lan vân thiên nhìn mắt cũng không chấp. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Bruna vũ trụ hắc động chi lợi hại, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng tâm lý đang nghĩ, Bruna cái này khủng bố như thế vũ trụ hắc động đến cùng có thể hay không xử lý trần thiên nhai tên biến thái kia đâu. Giờ khắc này, nạp lan vân thiên tâm tư là phức tạp, hắn vốn là cảm thấy trần thiên nhai là kẻ ngoại lai hy vọng bruna chiến thắng nhưng là hắn hiện tại lại đột nhiên nghĩ đến nếu như bruna bại đâu chết đâu như vậy hắn có phải hay không có thể một lần nữa đoạt lại ly hận thiên điện đâu nạp lan vân thiên tâm tình bắt đầu nóng bỏng lên mà thừa tướng thì là đã lo lắng lại trông đợi lo lắng bruna bị thua trông đợi bruna cầm xuống trần thiên nhai cái này đại địch Thừa tướng ở trong lòng cảm thấy mình phải thừa nhận, hắn cuộc đời gặp phải hai cái lớn nhất của quái người là Trần Thiên Nhai cùng La Quân hai cha con này, mẹ hắn cái bóng, chiếc này hàng, Tu Vi đều giống như không được tốt lắm, hết lần này tới lần khác là làm không thắng bọn họ. ầm ầm, tại lúc này, toàn bộ vũ trụ đồ đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng, đó là Thái Dương Tinh Hệ nổ tung quang mang, cái kia một cái chớp mắt, tại toàn bộ vũ trụ hắc động ánh sáng màu vàng đột nhiên xuyên thấu tất cả hắc ám. Hắc động trong nháy mắt bị tạc thành cho tàn. Vô số kim sắc toái phiến nổ tung ra ngoài, đem vô số viên tinh cầu nổ thành phấn vụn. Nhất thời, toàn bộ vũ trụ đồ loạn thành một bầy. Ngươi, cái này một cái chớp mắt, Bruna đột nhiên rút đi vũ trụ quy tắc. Nhưng cùng lúc, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một cái chớp mắt Bruna sắc mặt như giấy vàng, hắn chịu đến cực nội thương nghiêm trọng, vô cùng kim sắc toái phiến ở trên không tung bay, nhưng rất nhanh, những thứ này kim sắc toái phiến hội tụ vào một chỗ, sau cùng hình thành Trần Thiên Nhai bản thể. Trần Thiên Nhai một lần nữa xuyên toàn thân áo đen, hắn lóe lên ở giữa đi vào Bruna trước mặt. Lúc này sắc mặt hắn dày đặc, một phát bắt được Bruna cổ áo, sau đó âm trầm nói ra, tạp trùng, người thua. Thả Bruna đại nhân, thừa tướng thấy thế, một tiếng quát trói tai. Ngươi cũng phải tìm chết đúng hay không? trần thiên nhai mắt lạnh liếc nhìn hướng thừa tướng thừa tướng nhất thời sợ hãi thừa tướng luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất người nhưng giờ này khắc này tại trần thiên nhai trước mặt hắn lại là chân chính lạnh gan vì cái gì vì sao lại có dạng này người tồn tại hắn đến cùng còn là người sao thừa tướng tâm lẩm bẩm nói về sau trần thiên nhai mang theo bruna hạ xuống cái kia ly hận đài đông đảo đệ tử còn có nạp lan vân thiên thừa tướng các loại linh tôn toàn bộ đều trở lại ly hận đài. Lúc này ly hận đài đã bị bảo quang chiếu sáng. Tại trước mắt bao người, Trần Thiên Nhai buông ra Bruna, hắn lạnh lùng nói ra, tạp trùng, người đã thua. Thực hiện ngươi lời hứa đi. Các hạ, người đã thắng. Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn hùng hổ dọa người? Thừa tướng trầm giọng nói ra, ngươi nếu thật muốn chiến, chúng ta linh tôn không sợ nhất chiến. Cốt, Trần Thiên Nhai nhìn cũng không nhìn thừa tướng hắn nói với bruna người quỳ cùng không quỳ với ta mà nói không quan trọng cực kỳ nhưng nếu là ngươi đã đáp ứng sự tình ta nhìn ngươi xử lý không làm ngươi nếu không xử lý vậy cũng chỉ có thể nói rõ các ngươi cái chủng tộc này liền tối thiểu cốt khí đều không có ta như cũ giết ngươi là hôm nay mặc kệ ngươi quỳ hay là không quỳ ngươi đều là một con đường chết ta quỳ bruna đột nhiên nói ra bruna đại nhân thừa tướng kinh thanh hô Bruna nhìn về phía thừa tướng, nói ra, thừa tướng, đế quốc vinh dự không thể bị ta làm bẩn. Từ đó lúc, giờ phút này bắt đầu, ta Bruna tự mình khu trục, từ đó không còn là đế quốc linh tôn. Đại nhân, thừa tướng cắn răng một cái, nói ra, ta lập tức thông báo sụp đổ vương. Không dùng, Bruna nói ra, sụp đổ vương cũng không phải đối thủ của hắn. Hôm nay, bại tức bại, Bruna sau khi nói xong, liền hướng trần thiên nhai phanh 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 dập đầu ba cái thừa tướng các loại linh tôn lập tức lệ nóng doanh tròng bruna đại nhân đế quốc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sỉ nhục này thừa tướng lại từ trần thiên nhai nghiêm nghị nói ra các hạ làm nhục bruna đại nhân từ nay về sau đế quốc đem cùng các hạ không chết không thôi trần thiên nhai nhìn cũng không nhìn thừa tướng liếc một chút vậy ngươi có thể đi chết trần thiên nhai tiến lên trước một bước nhất trưởng bóp nát bruna đầu lâu Trần Thiên Nhai lòng bàn tay tri ẩn chứa Thái Dương chân hỏa, trực tiếp đem Runa đốt đốt thành cho bụi. Sau đó, Trần Thiên Nhai vừa nhìn về phía thừa tướng, hắn cười lạnh, nói ra, ta lười nhắc quản các ngươi linh tôn có âm mưu quỷ kế gì. Nhưng là, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, không phải vậy lời nói, ta hội để cho các ngươi hối hận vì cái gì còn sống. Còn có, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hoan nghênh các ngươi tới tìm ta trả thù. Sau khi nói xong, Hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đi. Thừa tướng một hàng linh tôn ngây người địa phương. Rất là hiển nhiên, hôm nay Trần Thiên Nhai cho linh tôn nhóm đả kích là tuyệt đối nặng nề. Trần Thiên Nhai xuất hiện, chính là nhắc nhở linh tôn nhóm không nên quá xem thường nhân loại. Tại cái này tu đạo thế giới bên trong, thường thường thế lực thắng bại không phải chú ý nhiều người. Trước đó linh tôn nhóm đánh hạ Ly Hận Thiên Điệt, không cần nhiều người là bruna một người liền có thể lực áp nạp lan vân thiên nạp lan vân thiên không thể không thần phục mà lúc này bruna vừa chết như vậy nạp lan vân thiên lại lần nữa dương mi thổ khí lên hắn lập tức mệnh lệnh ly hận thiên điện chúng đệ tử bắt đầu thanh tẩy hành động nạp lan vân thiên cũng bỗng nhiên hướng thừa tướng xuất thủ thừa tướng bất ngờ không đề phòng trực tiếp chết thảm tại chỗ mất đi bruna chống đỡ linh tôn nhóm lập tức trở nên không chịu nổi một kích Nạp Lan Vân Thiên đem hết thảy 300 tên linh tôn toàn bộ đuổi bắt, mặc kệ là lão khoa học gia vẫn là cái gì cao cấp học giả, chỉ cần là linh tôn, Nạp Lan Vân Thiên đem toàn bộ chặt đầu, sau đó treo ở ly hận đài. Đến tận đây, ly hận thiên điện lại trở lại Nạp Lan Vân Thiên tay. Nhưng thế sự thường thường đặc biệt vô thường, tại Nạp Lan Vân Thiên trưởng khống ly hận thiên điện về sau ngày thứ ba. Một tên linh tôn xuất hiện tại ly hận thiên điện ly hận đài cái này linh tôn gọi là thiên brooklyn chính là bruna sư tôn cùng ngày brooklyn rời đi thời điểm ly hận thiên điện đã toàn bộ hóa thành một mảnh cho bụi nạp lan vân thiên chết thảm ly hận thiên điện đệ tử chết thương tổn thương tổn trốn trốn mà đại bộ phận đều là đã chết ở trên trời brooklyn tay thiên brooklyn đến từ kỷ phấn trắng thế giới tại kỷ phân trắng thế giới chi thiên brooklyn nhìn đến bruna trước khi chết cảnh tượng về sau hắn liền vượt qua kỷ phấn trắng thế giới, đi vào ương thế giới. Mà bước kế tiếp, Thiên Brooklyn là muốn tìm Trần Thiên Nhai, làm đệ tử nợ máu. Tại linh tôn thế giới bên trong, bởi vì bọn hắn chủng tộc số lượng thưa thớt, bọn họ đối đế quốc vinh diệu phá lệ coi trọng. Muốn giải càng nhiều trong quyển sách cho, mời thêm uy chát công chúng hào thiên đạo minh. Linh tôn cảm giác yêu Việt là theo huyết dịch mang đến, bọn họ tại cổ lão thời điểm, là vạn vật chi linh, liền thống trị địa cầu. Mà khi bọn hắn quay về địa cầu lúc, phát hiện nhân loại lấy thay bọn họ trước kia vị trí, cái này để bọn hắn phẫn nộ, cũng để bọn hắn khinh thường. Bọn họ nhìn lấy nhân loại yếu đuối thân thể, còn có sức sẹo khoa học kỹ thuật chờ một chút, đây hết thảy đều bị linh tôn nhóm càng thêm cảm thấy, nhân loại bất quá là chuyện tiếu lâm. Cho nên, bọn họ hội phá lệ châm đối với nhân loại, đả kích nhân loại. Vì là muốn biểu dương bọn họ trí cao không máu thống. Mà mặc kệ là nhân loại, vẫn là linh tôn, làm chủng tộc số lượng không bao lâu đợi, lực ngưng tụ hội phá lệ kiên cố. Đây là thiên cổ bất biến một cái đạo lý, ngược lại số lượng một khi nhiều, thời gian một khi tốt, như vậy tham lam liền sinh, liền họa chiến tranh liên miên. Như tại nhân loại chi người do Thái, tại hơn 2.000 năm lịch sử, từng chịu đựng vô số hãm hại cùng tai nạn. Bọn họ tại các quốc gia lang thang, chỉ là dựa vào một loại ương ngạnh niềm tin cùng tín ngưỡng trèo trống. Về sau, bọn họ rốt cục lập quốc Israel đủ loại này tộc lực ngưng tụ, là cực kỳ khủng bố cùng đáng sợ. Mà sợ nhất là, một chủng tộc không có lực ngưng tụ. Như vậy đến lúc này, diệt tộc chi hỏa, cũng không cửu viễn. Tại ương thế giới đại chiêu phủ trong Hoàng Cung, lục diệp hội tần khả khanh truyền lại một tin tức đến Hoàng Cung. Sư phụ, có ly hận thiên cung đệ tử muốn gặp ngài. Đây là buổi chiều mười phần, hậu hoa viên chi, ánh sáng mặt trời lười biếng. Ngỗng chín nương ngay tại hoa viên mềm sập nghỉ ngơi. Lúc này, tần khả khanh một thân trắng như tuyết váy dài đến. Nàng dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, lợi hại hơn là thân eo yêu kiều có thể nắm, nhưng trước ngược lại là có chút hùng vĩ ngạo nhân. Vóc người này, tại trong mắt nam nhân có thể khiến người ta phát điên. Ngỗng chín nương đồng dạng là đẹp không sao tả xiết, một thân váy đỏ, trắng như tuyết mắt cá chân trần trụi bên ngoài. Nàng tư thái lười biếng, giống một con mèo hoang mễ. Ngỗng chín nương nghe vậy về sau, liền hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp. ly hận thiên cung đệ tử ngỗng chín nương nhẹ nói đạo nàng ánh mắt lại là có nghi hoặc. gần đây ly hận thiên cung phát sinh đại sự. tần khả khanh nói ra chúng ta thành viên vốn là chỉ tra được ly hận thiên cung bên trong có đại bạo loạn, mà lại ngày đó ánh lửa mút trời, toàn bộ ly hận thiên cung bị đốt thành cho bụi. đây là chúng ta tra được sơ bộ biểu tượng, mà cụ thể đến cùng ly hận thiên cung chuyện gì phát sinh chúng ta còn không có tra được cái này ly hận thiên cung đệ tử nghe nói là may mắn liều chết trốn tới. Chúng ta điều tra xuống thân phận của hắn, thật là ly hận thiên cung đệ tử. Ngươi thấy thế nào, ngỗng chín nương lấy tay chi di, nằm tại sập, hỏi tần khả khanh. Tần khả khanh nói ra, toàn bộ ly hận thiên cung đều thành cho tàn, theo đệ tử biết, ly hận thiên cung xây cung hơn nghìn năm, rất nhiều căn cơ, bảo bối, tinh hoa đều tại cung. Cho nên, cái này dù cho có âm mưu gì, cũng không thể nào là nạp lan vân thiên âm mưu. Sự tình là thật. Ngỗng chín nương trầm giọng nói ra, người có nghĩ tới hay không một chuyện khác. Tần khả khanh nói ra, sư phụ là chỉ. Ngỗng chín nương nói ra, ly hận thiên cùng bị hủy là thật, vậy nói rõ, là quân cùng ngươi giảng linh tôn sự kiện, chỉ sợ cũng thật. Tần khả khanh thân thể mềm mại chấn động, nàng nhất thời nói không ra lời. Có thể, có thể tiểu tặc kia tại sao phải đào tẩu, tần khả khanh nói ra. Ngỗng chín nương nói ra, hắn như lừa ngươi, không sẽ cam lòng đem đại hỏa diễm thuật cho ngươi. Ngươi nếu là sáng sớm nói với ta đại hỏa diễm thuật, ta không đến mức hội hoài nghi hắn. Còn ngươi nói hắn tại sao phải đào tẩu, hắn dù sao cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, không biết không có một chút phòng bị. Tốt, khác không nói trước, ngươi để tên kia ly hận thiên cung đệ tử tới gặp ta đi. Đúng, sư phụ, tần khả khanh ánh mắt nhất thời phức tạp. Nàng muốn lại là, nguyên lai hắn nói đều là thật hắn đợi ta lấy thành ta lại trốn tới cái này đến từ ly hận thiên cung đệ tử gọi là choi thành choi thành là ly hận thiên cung đệ tử đời hai tu vi tại cửu trọng thiên đỉnh phong choi thành là hắn sư tổ tại lúc sắp chết lấy đại pháp lực dùng một kiện pháp khí đem bọn hắn cái này một đám đệ tử đưa ra ngoài về sau choi thành một hành đệ tử lưu lạc đến đại lục mặt choi thành là cái này em kết nghĩa từ tu vi cao nhất cho nên, hắn gánh vác chiếu cố chúng đệ tử trách nhiệm. Choi Thành lần này đến, là muốn vì chúng đệ tử mưu cái đường ra. Tại thái giám chỉ huy phía dưới, một thân nghiêm túc áo đen Choi Thành đi vào hậu hoa viên nhìn thấy ngỗng chín nương cùng tần khả khanh. Choi Thành xem ra khoảng 40 tuổi, lão luyện thành thục. Hắn nhìn thấy ngỗng chín nương, liền muốn quỳ xuống. Không phải làm này trọng lễ, ngỗng chín nương ngồi xuống, đoan trang không, nàng theo rồi nói ra, tất cả mọi người là tu sĩ, không phải quân thần. Cho nên, người tùy ý một chút. Đa tạ tiền bối, choi thành tỏa ra cảm kích. Ngỗng chín nương nói ra, ngồi đi, ngồi xuống trò chuyện. Choi thành liền ở bên cạnh ghế đá ngồi xuống, hắn thân thể thẳng tắp, chỉ ngồi nửa cái bờ mông tại thạch băng ghế. Người tên gì, ngỗng chín nương hỏi. Choi cách nói sẵn có nói, hồi tiền bối, tại hạ choi thành. Sư phụ ta là trừ mỏng, sư tổ chính là trừ kim thành. Sư tổ người ta ngược lại nghe nói qua, hắn thế nào? Ngỗng chín nương hỏi. Choi thành nhất thời rơi lệ, nói ra, sư tổ vì bảo vệ chúng ta rời đi, dùng song sinh ra pháp lực đem nguyên thơm thuyền khu động, đem ta các đệ tử đưa ra tới. Trước khi đi thời khắc, ta nhìn thấy sư tổ đã bị, bị ác ma kia cho giết. Ngỗng chín nương trầm giọng nói ra, chuyện cũ đã qua, người muốn nén bi thương. Đa tạ tiền bối quan tâm, choi thành cảm kích không? Ngỗng chín nương nói ra, Ly Hận Thiên trong điện phát sinh dạng này sự tình, ta đồng dạng cảm thấy tiếc hận. Nhưng một đêm kia, đến cùng chuyện gì phát sinh, còn hy vọng ngươi có thể vì ta giải hoặc. Choi cách nói sẵn có nói, đúng, tiền bối. Ngay sau đó, Choi Thành liền nói ra, sự thật, một tháng trước hai bên thời điểm, chúng ta Ly Hận Thiên cung ra đại sự. Lúc đó linh tôn nhóm đột nhiên giết Ly Hận Thiên cung, để cho chúng ta trở tay không kịp ngay cả chúng ta công chủ cũng không phải cái kia cầm đầu Bruna đối thủ. Bọn họ mệnh lệnh chúng ta hợp tác, không phải vậy lời nói, hội mất đi tính mạng. Lại về sau, đường đế phái người đi đáy biển thẩm tra Linh Tôn sự tình, Linh Tôn cùng chúng ta diễn một trận trò vui. Quả nhiên là dạng này, tần khả khanh nghe vậy, tâm phức tạp không hiểu, nàng biết, nàng là thật trách oan la quân, cái kia la quân trong này đến cùng là đóng vai cái gì nhân vật. Nàng nhịn không được hỏi choi thành, là quân người này ta biết, choi được không dám không trả lời tần khả khanh lời nói, hắn cung kính nói ra, nghe nói hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì người này. Người này tại đáy biển đánh bậy đánh bạ, phát hiện linh tôn bí mật. Sau đó linh tôn nhóm đuổi bắt hắn sao, vì che giấu bí mật này, liền đụng đến bọn ta ly hận thiên cung suy nghĩ. Ngỗng chín nương nói ra, cái này linh tôn nhóm cường đại như thế, như thế nào liền cái la quân đều bắt cầm không tới. Choi cách nói sẵn có nói, nghe nói là quân người này thân thể, rất nhiều cổ quái. Bọn họ năm lần bảy lượt xuất thủ, sau cùng đều bị la quân cho yên ổn đào thoát. Vì chuyện này, cái kia Bruna đều tự mình xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không thành công. Ngỗng Chín Nương nói ra, cái này ngược lại thật sự là một chuyện sự tình. Choi cách nói sẵn có nói, tiền bối có chỗ không biết, lần này ly hận thiên cung chỗ lấy lọt vào tai họa ngập đầu, vẫn là cùng cái này la quân có quan hệ. Ngỗng Chín Nương cùng Tần Khả Khanh đồng thời giật mình. Hắn có lớn như vậy bản sự, Ngỗng Chín Nương nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, chẳng lẽ là cái kia trùng hoàng. Ừm, cái gì trùng hoàng, choi thành nghi hoặc. Không có gì, Ngỗng Chín Nương thu liếm tâm tình, nhạt vừa nói nói, người nói tiếp. Choi thành tự nhiên không dám truy tìm nguồn gốc, dù sao lúc này là người ở dưới mái hiên. Hắn nói ra, linh tôn nhóm nhiều lần đối phó la quân, sự kiện này chọc giận một cái lão đại cái này lão đại là mới lên cấp tứ đế một trong ma đế trần thiên nhai chúng ta hiểu được ma đế trần thiên nhai chính là la quân cha đẻ trần thiên nhai trực tiếp xông đến chúng ta ly hận thiên điện đến vì hắn nhi tử xuất khí cái này mới cố tứ đế ta đều có chỗ giải nhưng ta đồng thời không cho rằng một cái ma đế có tư cách đến ly hận thiên cung dương oai hắn cần phải liền nạp lan vân thiên đối thủ đều không phải là a lại huống chi tại các người ly hận thiên cung bên trong, còn có Bruna dạng này cao thủ. Ngỗng chín nương nói ra, tiền bối, cái này ngài đoán sai, cho cách nói sẵn có nói, Bruna bị Trần Thiên nhai giết. Cái này sao có thể, ngỗng chín nương không khỏi thất sắc. Cho cách nói sẵn có nói, Trần Thiên nhai tu vi, tựa như là hư tiên đỉnh phong đều chưa tới. Nếu theo tu vi tính toán, chỉ sợ hẳn không phải là tần cô nương đối thủ. Nhưng là khác công pháp có chút đặc thù, Bruna tại hắn tay, không chỉ là đánh không lại, liền lực lượng ngang nhau đều tính toán không. Cái này thật đáng sợ, ngỗng chín nương hít sâu một hơi, ta vẫn cho rằng, cái gọi là mới tứ đế, bất quá là chỉ là hư danh, là những bọn tiểu bối này một cọc chuyện cười. Không nghĩ tới, thế mà thật lợi hại đến trình độ này. Năm đó tứ đế chỉ có ba cái đến qua chúng ta ương thế giới. Bọn họ thành công đánh lén sao súng ngắm siêm la hoàng đế. Xiêm la hoàng đế không phải là muốn thay thế thế giới bao la sao. Cho cách nói sẵn có nói. Ngỗng chín nương nói ra, Xiêm la hoàng đế bất quá là chuyện tiếu lâm, lúc trước hắn phải làm nghiệt, chúng ta toàn bộ không có nhúng tay. Là biết hắn là không biết lượng sức, về sau, hắn quả nhiên là chết tại cái kia chàng khí vận chi. Cái kia mấy tiểu bối lúc đến, ta quan sát qua, tu vi xác thực cũng không tệ lắm, nhưng ta như xuất thủ, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ vẫn là ta để đường bá chiêu cũng không cần đi để ý tới. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm, bọn họ bây giờ trưởng thành đến nước này. Choi thành trầm mặc đi xuống. Ngỗng chín nương khe khẽ thở dài, nói ra, xem ra, chúng ta không xuất thủ, cũng là mệnh số một vòng. Không có gì để nói nhiều, lúc này đã là mỗi thời mỗi khác. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, ừm, um, cái kia sau đó thì sao? Trần Thiên Nhai hủy các ngươi ly hận thiên cung đó cũng không phải, Choi Thành lập tức nói ra. Ngỗng Chín Nương nói ra, tình huống như thế nào? Choi Cách nói sẵn có nói, Bruna sau khi chết, cung chủ thừa cơ đem tại ly hận thiên cung hơn 300 tên linh tôn toàn bộ giết. Sau đó đoạt lại quyền khống chế, nhưng không nghĩ, vài ngày sau đến một tên lợi hại hơn linh tôn. Cái này linh tôn tu vi cực kỳ khủng bố, cung chủ tại hắn tay cũng không có sức hoàn thủ. Toàn bộ ly hận thiên cung cao thủ toàn bộ xuất thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Choi cách nói sẵn có nói, cái này linh tôn cao thủ thi triển đại pháp lực, về sau. Thôi Thành nói ra, cái này linh tôn thi triển đại pháp lực, về sau toàn bộ ly hận thiên cung đều bị phá hủy. Hắn chủ quang pháp tắc cường hắn cực kỳ, chúng ta là nhiều lại sư tổ liều chết tự bảo nguyên thần mới thoát ra tới. Lúc đó, cái này cao thủ cũng không có nhầm vào chúng ta, cho nên mới cho chúng ta trốn tới cơ hội. Nhưng ly hận thiên cung đại đa số đệ tử, đều đã chết thảm tại ly hận thiên cung ngàn năm cơ nghiệp, này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngỗng chín nương trầm mặc đi xuống, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, thôi thành, người ý đổ đến, không cần ngươi nói ta cũng rõ ràng. Như vậy đi, các ngươi đến lục diệp hội chi đi. Đa tạ tiền bối, thôi thành nhất thời đại hỷ. Tại ương thế giới cái này hàng rào rõ ràng thế giới bên trong, nếu như không có tốt cư trú chỗ, vậy đối với các tu sĩ tới nói, lại là nửa bước khó đi. Đúng, tiền bối, Thôi Thành bỗng nhiên lại nói ra. Ừm, ngỗng chín nương nói. Thôi Thành nói ra, vãn bối còn nghe được một việc. Sự tình gì, ngỗng chín nương hỏi. Lần đường đế phái người đi đáy biển tìm kiếm phương thiên thuyền, về sau rất nhiều cao thủ đều bị linh tôn nhóm bắt lấy. Bát cô nương tại tử câm còn có tam điện hạ đường thanh bị mang đến đến kỷ phấn trắng thế giới chi nghiên cứu. Tử câm còn sống, ngỗng chín nương cùng tần khả khanh nhất thời đại hỷ tin tức này chuẩn xác không? Tần Khả Khanh kích động mà hưng phấn hỏi. Thôi Thành nói ra, ta cũng là nghe lén linh tôn nhóm trò chuyện nghe được, không dám hứa chắc nhất định chuẩn xác. Sư phụ, ta muốn đi kỷ phấn trắng thế giới chi cứu bát muội. Tần Khả Khanh lập tức hướng ngỗng chín nương nói ra. Ngỗng chín nương nhìn một chút Tần Khả Khanh, nàng cũng không trả lời Tần Khả Khanh, mà chính là nói với Thôi Thành, ngươi về trước đi mang các huynh đệ đến lục diệp hội tổng bộ giàn xếp lại, về sau ta hội đến đem cho các ngươi làm an bài đúng tiền bối sau đó thôi thành lui xuống đi ngỗng chín nương các loại thôi thành sau khi đi liền đứng người lên tần khả khanh muốn nói lại thôi ngỗng chín nương nói ra đi theo ta đúng sư phụ tần khả khanh nói ra ngỗng chín nương mang theo tần khả khanh đến trong ngựa thư phòng về sau ngỗng chín nương tại trước thư án ngồi xuống bằng một mình ngươi người dám đi kỷ phấn trắng thế giới. Người không muốn sống, vi sư cũng không dám đi, người dám đi, ngỗng chín nương nói ra. Tần khả khanh nói ra, thế nhưng là sư phụ, ta không thể nhìn bát muội thân thể hãm khốn cảnh mà không quan tâm a. À. Ngỗng chín nương hít sâu một hơi, nói ra, nếu là khả năng, vi sư ngược lại muốn đi mở mang một chút kỷ phấn trắng thế giới. Nếu như bá triều vẫn còn, ta ngược lại là có thể yên tâm đánh cược. Chỉ là lúc này, cái này đế quốc bên trong, thế lực khắp nơi lòng lang giả thú. Ta nếu là ở kỳ phấn trắng thế giới bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đừng nói là hoàng cung muốn lật trời, là lục diệp hội cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Đạm thai gia tộc, còn có thiên cơ phủ cùng mấy cái này các hoàng tử, không có một cái là dễ đối phó. Tần Khả Khanh nói ra, ta biết sư phụ ngài có trách nhiệm tại thân, ngài đã đáp ứng tổ tiên, nhất định thay hắn bảo vệ cẩn thận đại chiêu vương triều. Cho nên lần này, ta muốn chính mình đi tìm cơ hội cứu bát muội Cái kia hủy ly hận thiên cung linh tôn cao thủ, chắc là đến từ kỷ phấn trắng thế giới. Cho dù ngài pháp lực mạnh hơn, bản thân chi thân cũng khó có thể đối kháng toàn bộ kỷ phấn trắng thế giới. Cho nên, đệ tử cũng cảm thấy, lần này đi cứu bát muội nhất định không thể là dùng sức mạnh, mà chính là cần nhờ mưu lợi. Ngỗng chín nương trầm ngâm. Sư phụ, ngài để đệ tử đi thôi, tần khả khanh thỉnh cầu. Ngỗng chín nương nặng nề thở dài, nói ra, trước đó, vi sư coi là tiểu bát đã chết, rất là thương tâm. Hiện tại biết tiểu bát còn sống, vi sư cũng rất vui vẻ. Nhưng người biết vi sư sợ cái gì sao? Tần khả khanh trầm giọng nói ra, đệ tử biết, sư phụ ngài sợ ta cùng bát muội đều về không được. Không sai, ngỗng chín nương nói ra. Tần khả khanh nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, đệ tử đều muốn thử một lần. Có rất nhiều người có thể phái đi, không cần thiết nhất định khiến ngươi đi ngỗng chín nương nói ra lục diệp hội còn cần ngươi tới quản lý tần khả khanh nói ra người khác đi đệ tử không yên lòng chẳng lẽ ngươi đi vi sư có thể yên tâm ngỗng chín nương nói ra tần khả khanh quỳ đi xuống nói ra sư phụ cầu ngài thành toàn đệ tử ngỗng chín nương thở dài nói ra khả khanh vi sư quá giải ngươi cho dù vi sư hôm nay không cho ngươi đi người cũng nhất định sẽ vụng trộm đi. Như vậy đi, người nhất định phải đi, sư phụ đáp ứng ngươi. Bất quá, người đến mang một người đi. Ừm, sư phụ ngài là chỉ người nào, tần khả khanh vui mừng trong bụng, sau đó lại cảm giác nghi hoặc. Ngống chín nương nói ra, mang cái kia gọi là quân tiểu tử. Dẫn hắn, tần khả khanh nói ra, vì cái gì? Ngống chín nương nói ra, chẳng lẽ người quên tiểu tử này bản sự, bản sự ngược lại không lớn, nhưng lại có thể theo những cái kia linh tôn phương thiên trong đỏ yên ổn chạy ra lại từ bruna trong tay thoát thân mấy lần ra vào đại chiêu phủ chúng ta hồn nhiên không biết vi sư cũng muốn bắt hắn sau cùng lại ngay cả hắn là cái dạng gì cũng không thấy ngươi lần này đi mang cao thủ lợi hại hơn nữa đi đều không được nhưng mang tiểu tử này nói không chừng có thể hữu hiệu cái này tần khả khanh nói ra cái này chỉ sợ đệ tử cũng không biết hắn hiện tại giấu ở nơi nào mà lại, tính toán tìm tới hắn, loại nguy hiểm này sự tình, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Ngỗng chín nương nói ra, xác thực khó khăn, nhưng nếu như hắn không nguyện ý đi theo ngươi, ngươi không phải đến hướng kỷ phấn trắng thế giới. Đây là mệnh lệnh, nếu như ngươi dám vi phạm, vi sư đưa ngươi trục xuất sư môn. Còn có, khả khanh, vi sư không muốn mất đi hai người đệ tử, ngươi hiểu sao? Đệ tử minh bạch, tần khả khanh nói ra, đệ tử lập tức phát động toàn bộ lực lượng đến tìm kiếm La Quân, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, đều nhất định khiến hắn cùng đệ tử tiến về kỷ phấn trắng thế giới cứu bát muội. Ngỗng Chín Nương nói ra, cho người một cái nhắc nhở, La Quân đã về Thiên Châu. Đây là đại huyền vương triều bên kia truyền tới tin tức. Tần Khả Khanh nói ra, đệ tử minh bạch, đệ tử hội trước ngựa hướng Thiên Châu. Thiên Châu Chi, thuộc Thiên Trì các tin tức linh thông nhất. Ta chỗ này có một cái Thiên Trì các huyền thiết lệch người cầm lấy đi tìm thiên chỉ các nghiêm các lão, hắn sẽ cho người cung cấp trợ giúp. Ngỗng chín nương nói ra. Đa tạ sư phụ, tần khả khanh cao hứng nói ra. Ngỗng chín nương nói ra, cái này, người cầm lấy. Nàng lại lấy ra một món pháp bảo. Tại ngỗng chín nương trắng nõn mềm nhẵn tay cầm van xin, xuất hiện một khối vỏ rùa. Cái này vỏ rùa mặt đường vân rất sâu, tổng thể hiện ra màu đồng cổ. Đây là, thần giáp rùa lệnh, tần khả khanh bị kinh ngạc không tệ, thật là thần giáp rùa lệnh, ngỗng chín nương nói ra. Thần giáp rùa khiến chính là sư phụ ngài đắc ý pháp bảo, đệ tử. Tần Khả Khanh nói ra, người cùng vi sư vẫn phí lời cái gì, người vì tiểu bát, có thể dùng tánh mạng đi thu được. Vi sư chẳng lẽ liền một món pháp bảo đều không nỡ sao? Ngỗng chín nương nói ra, đúng, sư phụ, ngay sau đó, Tần Khả Khanh không nói thêm gì nữa. Thế giới bao la lúc này chính là giữa trưa mặt trời chói chang trên la quân cùng kiều ngưng theo thâm sơn chi tìm tới hiên viên tộc đồng thời thuận lợi nhìn thấy nhị tổ hiên viên nhã đan một phen bàn giao về sau hiên viên nhã đan thịnh tình mời la quân cùng kiều ngưng lưu lại ở mấy ngày la quân từ chối không được liền ở chỗ này chơi ba ngày hiên viên trong tộc dân phong thuần phát khuya còn có đống lửa dạ hội lại là náo nhiệt cực kỳ la quân cùng kiều ngưng thừa dịp hưng mà đến tận hứng mà về. Lúc này, là Quân cùng Kiều Ngưng liền trở về Yến Kinh. Yến Kinh cái chỗ kia, Kiều Ngưng không quá ưa thích đợi. Bởi vì chỗ đó tổ long chi khí để cho nàng cảm thấy rất không thích ứng, cho dù nàng cũng không có làm gì, đều có chút bận tâm tổ long chi khí hội dẫn động trong cơ thể nàng từ trường, tạo thành kiếp số. Trước đó Trần Thiên nhai tại trời cao cung hôn lễ quấy rối, thực có rất lớn nguyên nhân là bởi vì đó là hắn duy nhất cơ hội. Một khi trở lại Yến Kinh, cái kia tổ long chi khí chính là cái kia loại cái thế lão ma cũng chịu không được nếu không như vậy đi ta tại hương cảng bên kia tìm xong khách sạn cái gì người mang mặc nùng cùng tiểu niệm từ tới đem hai cái bảo mẫu cũng mang chúng ta tại hương cảng đợi mấy ngày người thấy thế nào kiều ngưng hướng la quân đề nghị nàng trước đó tại thế giới bao la đợi qua một đoạn thời gian cho nên đối thế giới bao la cũng rất quen thuộc la quân biết kiều ngưng e ngại tổ long chi khí liền nói ra tốt sau đó, là quân cùng kiều ngưng mỗi người đi một ngả. Là quân cấp tốc tiến về Yến Kinh. Hắn thật sự là quá tưởng niệm nhi tử. Đối trầm mặc nùng cũng có tưởng niệm, nhưng càng tưởng niệm hơn là nhi tử. Đến Yến Kinh về sau, là quân tìm một nhà gọi là hài tử vương mẫu trẻ sơ sinh cửa hàng. Sau đó đi vào mua rất nhiều đồ chơi, chạy bằng điện lao vụt, các loại xe, người máy, chờ một chút. Hắn tại mua những vật này thời điểm, không tự chủ được nghĩ đến tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi. Vừa nghĩ tới nữ nhi hứa một lời, lòng hắn đau nhức không? Nàng hiện tại cần phải hơn 2 tuổi đi. Hội hô ba ba, cũng sẽ hô mụ mụ, nhất định dài đến vô cùng kiêu, nhất định vô cùng đáng yêu. Có thể nàng từ nhỏ, không có cha mẹ ở bên người. Nàng hội hận cha mẹ sao? Là quần nghĩ tới đây, liền lại càng thêm bức thiết muốn gặp được nhi tử trầm mặc nùng vẫn luôn ở tại yến kinh trong nhà nàng hiện tại bồi tiếp nhi tử có thể nói là thanh tâm quả dục nàng cũng biết thế giới bên ngoài là gió dục mây vần nhưng nàng hết thảy đều không muốn quản chỉ muốn dạng này mạnh khỏe bồi tiếp nhi tử lớn lên ngẫu nhiên cuộc an sáu nơi bên trong có chút xử lý không sự tình nàng mới sẽ ra mặt một phen lấy trầm mặc nùng giờ này ngày này tu vi tại thế giới bao la bên trong thật đúng là khó gặp địch thủ nàng tại trong yến kinh, không có cái gì không thoải mái. Bởi vì nàng chính là quốc gia hệ thống bên trong người, một lòng thủ hộ quốc gia cùng hoa hạ thế giới. Cho nên, tổ long chi khí đối với nàng mà nói, là tràn ngập thân cận. La quân đến cửa nhà, hắn gõ cửa hai lần. Trầm mặc nùng ôm tiểu niệm từ đến đây mở cửa. Làm trầm mặc nùng nhìn đến la quân lúc, chính là vừa mừng vừa sợ. La quân thì phải ôm lấy niệm từ, nào biết vừa khẽ vươn tay muốn ôm tiểu ra hỏa này tiểu gia hỏa lập tức xẹp miệng khóc lớn lên còn nước mắt ào ào khiến la quân rất là thụ thương sau khi vào nhà cái kia triệu mẹ cùng lưu mụ đến cung kính cùng la quân chào hỏi các nàng hiện tại thế nhưng là biết la quân chỗ bất phàm la quân cười cùng hai người bắt chuyện qua sau đó hướng trầm mặc nùng mỉm cười nói ra ta sự tình còn không có xong xuôi bất quá vừa tốt đến bên này một chuyến cho nên muốn lấy trở về gặp gặp ngươi Trầm Mặc Nùng chế nhạo nói ra là muốn gặp con của ngươi đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra Nhi Tử muốn gặp, nhưng càng muốn gặp hơn Nhi Tử mụ mụ a. À. Trầm Mặc Nùng nói ra thiếu bần, ta mới không tin ngươi đây. La Quân sau đó làm ảo thuật giống như xuất ra thổi phồng hoa hồng, nói ra đưa cho em bé mẹ hắn vất vả. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy hoa hồng, nhất thời vui sướng thêm kích động. Trong ấn tượng, đây là La Quân lần thứ nhất tặng hoa cho nàng. La Quân nhìn đến trầm mặc nùng mắt ngấn lệ, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì hắn mua hoa hồng bất quá là nhất thời thuận tay mua. Xem ra chính mình một mực chỉ là trợ giúp mặc nùng tăng trưởng tu vi, cho đan dược. Nhưng ở phu thê tầng này cảm tình, cho nàng lãng mạn thật sự là quá ít. Trầm mặc nùng đem tiểu niệm từ giao cho lưu mụ cùng triệu mẹ, sau đó tiếp nhận La Quân hoa hồng. Nàng thật sâu ngửi một miệng, sau đó nói, thật là dễ nhìn, ta rất ưa thích la quân nói ra ưa thích tốt trầm mặc nùng nói ra bất quá ta muốn đem nó ném ra a à, vì cái gì la quân cảm thấy rất là không hiểu trầm mặc nùng chứa xinh đẹp mang giận nhìn la quân liếc một chút nói ra ngốc nha cái này cũng đều không hiểu tiểu bảo bảo dễ dàng đối phấn hoa dị ứng la quân bừng tỉnh đại ngộ nói gấp đúng đúng đúng, đúng đến ném ra bên ngoài trầm mặc nùng bạch la quân liếc một chút nói ra còn nói không phải chỉ muốn con của ngươi la quân xứng sờ theo rồi nói ra ta dựa vào người cái này tất cả đều là thói quen a à. trầm mặc nùng hé miệng cười một tiếng về sau hoa hồng đặt ở phía ngoài phòng cũng không có thật vứt bỏ la quân dùng đồ chơi hống phía dưới tiểu niệm từ tiểu niệm từ cũng rất là hoan hỉ tiểu hai tử luôn luôn không có gì mặt mũi, người nào đối với hắn tốt hắn ưa thích người nào người một nhà hòa thuận vui vẻ. Đúng, là quân, lần hôn lễ về sau, ta phát hiện một kiện quái sự tình. Trầm mặc nùng bỗng nhiên nói ra. Là quân ngay tại nhi đồng bò bò lót bồi tiếp nhi tử chơi, trầm mặc nùng ở một bên cho một chút đồ chơi lắp pin, nàng một bên đựng, vừa nói. Là quân cũng không thèm để ý, sau đó hỏi một chút. Trầm mặc nùng nói ra, có lúc, niệm từ hội một người rất thích, giống là có người tại đùa hắn một dạng. Mà lại, hắn cái chán, có lúc sẽ xuất hiện một nốt ruồi, có lúc viên kia nốt ruồi hội biến mất. Là quần nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc, hắn nói ra, chẳng lẽ là Trần Thiên Nhai dở cho quỷ. Hắn lập tức lấy thần niệm điều tra tiểu niệm từ tình huống. Điều tra một phen về sau, là quân bất kỳ tình huống dị thường nào cũng không phát hiện. Ta cũng cẩn thận điều tra, trầm mặc nùng nói ra, nhưng niệm từ tình huống vẫn luôn rất tốt, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ta để viên sử đến xem, tính toán, hắn nói cũng không có gì không ổn. Không biết có phải hay không là ta nhạy cảm, trầm mặc nùng theo rồi nói ra. Người tu vi, đã sớm có thể làm được gặp gì biết nấy, không có khả năng phát sinh ảo giác. Là quân tâm mãnh liệt bất an, nói ra, trong này nhất định có vấn đề. Một lần, Trần Thiên Nhai đột nhiên xuất hiện, cái gì cũng không làm thành đi. Sự kiện này, ta vẫn luôn có hoài nghi, hắn người này, tính trước làm sau, không biết làm uổng công hắn bây giờ đối phó không ta, nhất định là đem ánh mắt phóng tới niệm từ thân thể. Không được, ta nhất định muốn tìm tới Trần Thiên Nhai, đem sự tình làm rõ ràng. Không dùng phiền toái như vậy. Ngay vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cái kia lưu mụ cùng triệu mẹ ở một bên nhất thời giật mình. Là quân cùng trầm mặc nùng càng là thất sắc, bởi vì thanh âm này chính là Trần Thiên Nhai. Mà lúc này, tiểu niệm từ mi tâm, viên kia nốt rồi lại xuất hiện. Trần Thiên Nhai, nếu như ngươi dám động đến ta nhi tử, ta tuyệt sẽ không vòng qua ngươi. La Quân thấy thế, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Nhưng lúc này Tiểu Niệm Từ lại là lờ mờ không biết, chính đang chơi đùa. La Quân liền muốn thi triển đại pháp lực, đem viên này nốt ruồi tiêu trừ. Ngươi không muốn nói bừa động thủ lung tung. Trần Thiên Nhai thanh âm lập tức truyền đến, viên này nốt ruồi cùng ta Tiểu Tôn Tử huyết nhục tương liên, ngươi một khi động, hội nguy hiểm cho tính mạng hắn. Ngươi, là quân nhất thời lửa công tâm. Trầm mặc nùng càng là sắc mặt trắng bệch. Tiểu niệm từ nhìn đến la quân như vậy hung thần ác sát, lập tức hoa hoa khóc lên. Có lời gì, đến yến bên ngoài kinh thành tới nói. Trần Thiên Nhai nói ra. Sau đó, viên kia nốt ruồi liền biến mất. La quân lập tức nói với trầm mặc nùng, chiếu khán hảo hài tử. Hắn lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia lưu mụ cùng triệu mẹ tuy nhiên đã gặp đa la quân thần thông, nhưng đột nhiên phía dưới nhìn thấy la quân thi triển thần thông, vẫn là không khỏi bị kinh ngạc. Yến bên ngoài kinh thành một đầu đường cao tốc bên cạnh có một ngọn núi lâm. Giờ phút này, Trần Thiên Nhai tại mảnh rừng núi này một cái cây nhánh đứng đấy. La quân căn cứ Trần Thiên Nhai đưa cho cho khí tức, trong nháy mắt tức đến. Trần Thiên Nhai vẫn là toàn thân áo đen, hắn nhàn nhạt lạnh lùng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? La Quân hai mắt đỏ bầm nói ra, nếu như ngươi dám làm tổn thương nhi tử ta, ta thề, ta sẽ để cho Trần Diệp Hàn nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Hắn không thể bình tĩnh, cũng không thể không nghĩ ngợi thêm. Bởi vì Trần Thiên Nhai mấy lần bắt không được chính mình, hiển nhiên hiện tại là đem lệch ra đầu óc động đến tiểu niệm từ thân thể. Trần Thiên Nhai lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, người vẫn là quá không rõ lão tử ngươi ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy ngươi lão tử la quân nói ra lão tử ngươi không phải là cho tới nay đều không thừa nhận ta là con của ngươi sao trần thiên nhai vung tay lên lạnh lùng nói ra thiếu cùng ta kéo những vật này để ngươi đến là muốn nói cho ngươi ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với niệm từ thế nào ngươi cùng ta ân oán đó là ngươi ta ở giữa sự tình nhưng niệm từ là ta trần thiên nhai cháu trai đời này không ai dám thương tổn hắn ta sở dĩ lưu ấn ký này bất quá là muốn cùng niệm từ tự một lần ông cháu chi tình. Tương lai, người ta, nên như thế nào như thế nào. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lão tử đi, Trần Thiên Nhai sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. La Quân không khỏi sửng sốt. Hắn đương nhiên tin tưởng Trần Thiên Nhai lời nói này, bởi vì hắn biết Trần Thiên Nhai là tuyệt đối khinh thường nói dối. Hắn nói là cái gì, nhất định là cái gì. Chỉ là, La Quân thầm nghĩ, hắn không phải tuyệt tình tuyệt tính sao làm sao mang theo loại này nghi hoặc la quân trở lại yến kinh man city tiểu khu trở lại trong phòng về sau trầm mặc nùng lo lắng hỏi la quân nói ra nói thế nào la quân nói ra ngươi không cần lo lắng niệm từ hắn không có việc gì trần thiên nhai nói với ta hắn đối niệm từ là ông cháu tri tình lưu lại ấn ký là muốn tự phần nhân tình này cũng không có ý khác nghĩ hắn lời nói tin được không, ta lo lắng, trầm mặc nùng nói ra. La quân nói ra, người đây không cần lo lắng, hắn tuy nhiên tuyệt tình tuyệt tính, chuyện gì đều làm được. Nhưng hắn nói chuyện, cho tới bây giờ cũng sẽ không là giả. Hắn nói không phải, đây không phải là. Nhưng dù cho như thế, lấy hắn tính cách, ta sợ sẽ dạy xấu niệm từ. Trầm mặc nùng nói ra, hắn là niệm từ ra ra, La quân nói ra, người không cần nghĩ hư hỏng như vậy nhưng hắn chả là phụ thân ngươi, hắn đối ngươi, trầm mặc nùng nói ra. Hắn đối Trần Diệt Hàn, cũng là yêu thương phải phép. Lúc trước ta cùng mẫu thân của ta cùng hắn ở giữa, thật là có thật nhiều hiểu lầm. Nhưng là, hắn cùng niệm từ ở giữa, là thuần túy. La Quân nói ra, trầm mặc nùng còn muốn nói điều gì, La Quân còn nói thêm, huống chi, người vẫn luôn tại nhi tử bên người, không có gì đáng lo lắng. Trầm mặc nùng nghĩ cũng phải, liền cũng buông xuống níu lấy tâm. Cái kia, trầm mặc nùng còn nói thêm, người dự định làm sao về sau đến cùng Trần Thiên Nhai xử lý ân oán. La Quân nói ra, bất kể thế nào biến, hắn giết chết mẫu thân của ta sự kiện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắn là phụ thân ta, ta không có thể giết ta phụ thân. Nhưng là, hắn nhất định muốn hướng mẫu thân của ta dập đầu nhận lầm. Trầm mặc nùng khe khẽ thở dài, nói ra, ai, muốn ma đế dạng này người cúi đầu, cái kia giết hắn chả khó a à. Là quân nói ra, ta biết, việc này có lẽ ta vĩnh viễn cũng không làm được. Nhưng chỉ cần ta sống, ta còn muốn một hơi tại, ta đều phải đi làm. Không phải vậy như thế nào cảm thấy an ủi ta chết đi mẫu thân. Trầm mặc nùng nói ra, có lẽ, mẫu thân người nguyện vọng là người cùng phụ thân người có thể cùng tốt. Là quân nói ra, ta không tin, ta không tin mẫu thân của ta ăn khổ nhiều như vậy, bị dạng này tội, trong nội tâm nàng không hy vọng Trần Thiên Nhai đến vì nàng làm một điểm gì đó. Trầm mặc nùng ngay sau đó cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nàng giải La Quân, La Quân muốn làm sự tình, đó là nhất định sẽ đi làm. Hắn là một cái có kiên định niềm tin người. Cùng ngày muộn, La Quân một đoàn người tiến về hương cảng. Là ngồi máy bay đi qua, La Quân cũng ưa thích dạng này dung nhập nhân sinh bình thường sống, đồng thời bồi tiếp nhi tử đi làm một ít chuyện như đón xe tiến về phi trường, lại tại phòng chờ máy bay bên trong chờ. Cái kia rất nhiều tràng cảnh, đều là quen thuộc mà ấm áp. Đến mức Hồng Kông thông hành chứng, đối với trầm mặc nùng tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Một giờ sáng thời điểm, đến hương cảng phi trường quốc tế. Về sau, lấy sĩ tiến về quan lan đại khách sạn. Kiều Ngưng tại quan lan đại khách sạn bên trong đặt trước một cái tổng thống đôi phòng, phía dưới hai tầng, hơn 300 mét vuông đến về sau, tiểu niệm từ đều đã ngủ say. Sau đó lưu mụ cùng triệu mẹ mang theo tiểu niệm từ đến lầu đi ngủ. Là quân cùng kiều ngưng còn có trầm mặc nùng cùng một chỗ. Trầm mặc nùng trong lòng vẫn là có chút không quen, nhưng nàng đã nhiều lần thuyết phục chính mình. Cho nên, nàng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng tới. Một khắc này, là quân đồng thời ôm ấp lấy hoài hai cái giai nhân, trong lòng là nói không nên lời thỏa mãn. Về sau, trong phòng ngủ, cái kia trong phòng ngủ có nhà hàng, quầy ba. Ba người xuất ra trong tửu điếm rượu vang đỏ mở ra, cùng uống lên rượu vang đỏ tới. Uống đến rượu say tai nóng thời điểm, trầm mặc nùng cũng là mắt say lờ đờ mê ly. Nàng đã cho niềm từ dứt sữa, cho nên ẩm thực không có cái gì kiêng kỵ. Trầm mặc nùng cũng biết là quân ý nghĩ, cho nên không có khắc chế tranh choáng. Là quân đem hai cái mỹ nhân nhi ôm đến giường, sau đó chăn lớn phủ xuống cái kia điều hòa không khí mở ra, trong phòng mát lạnh không. Rất nhanh là tam điều sao quấn dao. Đêm nay, là quân rốt cục hưởng thụ được hắn một mực mộng tưởng chăn lớn cùng ngủ. Đồng thời cùng hai cái mỹ nhân nhi khoái lạc, cái kia là nam nhân trung cực chi mộng tưởng A. Đêm nay, là quân làm không biết mệt, lưu luyến chinh chiến. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, mới hoàn toàn an tĩnh lại. Hai nữ bị là Quân chơi đùa thân thể mềm nhún dạng này không đến mảnh vải lẫn nhau ôm cùng một chỗ, ngủ. Ngày thứ hai mãi cho đến buổi trưa 11 điểm, ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu dọi tiến đến, hai nữ mới thức tỉnh. Làm hai nữ mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau lúc, cái kia một cái chớp mắt, hai nữ đều là đỏ mặt như máu. Là quân rất nhanh chui qua đến, đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hắn phân biệt tại hai người khuôn mặt hôn một miệng, sau đó cười ha ha kiều ngưng tuy nhiên một mực cổ vũ la quân muốn nhiều cưới nữ nhân nhưng đây là dựa vào nàng một loại nhận biết bởi vì tại đại thần thông giả thế giới bên trong nhiều mấy cái cái thê tử thật sự là quá bình thường cực kỳ những cái kia đại thần thông giả hoặc là không gần nữ sắc hoặc là thê thiếp mấy trăm giống la quân dạng này như thế hai ba cái thật sự là quá khó coi một chút đây là kiều ngưng tâm lý ý nghĩ nhưng thật coi nàng và trầm mặc nùng cùng một chỗ phục thị la quân lúc nàng vẫn là không nhịn được ngượng ngùng trầm mặc nùng lại càng không cần phải nói nàng bản thân là xuất từ bình thường thế giới bao la nàng nhận biết là nhất phu nhất thê về sau nàng giải tu đạo pháp tắc tu đạo giới một ít chuyện về sau cũng mới bắt đầu chuyển biến ý nghĩ nàng cũng biết xem như tại thế giới bao la bên trong có chút phú hào tiểu tam cũng là dưỡng nhiều cái đi qua đêm nay triền miên về sau kiều ngưng cùng trầm mặc nùng cũng rốt cục bắt đầu thích ứng dạng này sinh hoạt rất nhiều ngượng ngùng, cũng dần dần không có. Cho nên nói, lẫn nhau yêu nhau giữa nam nữ, không có cái gì là không thể thông qua ngủ một giấc đến giải quyết vấn đề. Nếu như một giấc không đủ, cái kia lại đến một giấc. Sau khi rời giường, là quân người một nhà ăn sáng xong. Về sau, liền tại hương cảng dạo phố, du ngoạn. Đại na di thuật, là quân cũng dậy người A. Mặc nùng, kiều ngưng hỏi trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng gật đầu, nói ra, ừm, dậy thực chúng ta chỉ cần nguyện ý chỗ đó nhất định muốn tại hương cảng loại địa phương nhỏ này muốn đi chân trời góc biển cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình kiều ngưng nói ra đây là tại hương cảng một nhà bản thổ quán trà bên trong kiều ngưng cùng trầm mặc nùng đối thoại la quân ngồi ở phía đối diện mang theo nhi tử ăn đồ ăn tiểu gia hỏa rất thích ăn ngọc mễ chính gặm đến quên cả trời đất kiều ngưng lời nói lập tức dẫn tới quán trà bên trong hắn thực khách ghé mắt hai mỹ nữ này bồi tiếp một người nam nhân, vốn là đầy đủ đẹp mắt. Mà Kiều ngưng lời nói để cái kia bên cạnh thực khách nghe được là như lọt vào trong sương mù. Là quần nghe vậy thì nói ra, đêm đó, mang mặc nùng đi biển chơi một chuyến đi. Kiều ngưng nói ra, tốt, không hề có một chút vấn đề. Trầm mặc nùng nói ra, biển, ta hứng thú ngược lại không lớn. Có cơ hội lời nói, ta cũng muốn đi hắn vị diện thế giới nhìn xem, như thiên châu. Kiều Ngưng nói ra, vậy còn không đơn giản. Là quân ở trên trời Châu trong Hoàng Thành có một tòa tòa nhà Thiếu Uy phủ bên trong quản gia, gia đình, nha hoàn đều có. Ta nhìn có thể dạng này a, à, để Mặc Nùng mang theo Niệm Từ còn đem Lưu Mộ, Triệu Mẹ đều dẫn đi. Tại Thiếu Uy phủ đợi mấy ngày này, Hoàng không phải nhận Niệm Từ làm con nuôi sao? Cái này không vừa vặn. Là quân nghiêng đầu vừa nghĩ, sau đó nói, cái kia cũng có thể. Mặc Nùng thế nào? người muốn đi sao? Trầm mặc nùng thật là muốn đi, nhưng nàng ngẫm lại, vẫn là nói, ta nhìn tính toán, dù sao Yến Kinh mới là an toàn nhất địa phương. Ta không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài, dù sao về sau thời gian còn rất dài, về sau có cơ hội lại đi đi. Kiều Ngưng nói ra, thiếu uy phủ còn tính là so sánh an toàn, về sau thời gian xác thực còn rất dài, bất quá có lẽ không hề dài. Cầm lần này tới nói, ta cùng la quân kém chút chết nhiều lần, trầm mặc nùng bị kinh ngạc nói ra lần này lại làm sao la là quân khoát khoát tay nói ra những thứ này không nói trước hắn ngẫm lại nói ra như vậy đi thiếu uy phủ tạm thời vẫn là đừng đi tình huống bây giờ xác thực rất phức tạp trầm mặc nùng gật đầu kiều ngưng cũng không tiện nói thêm gì nữa còn bên cạnh các thực khách nghe được mấy người kia trò chuyện liền chỉ cảm thấy bọn họ đại khái đều là bệnh thần kinh thế giới bao la tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Về sau, đến muộn, là quân mang theo trầm mặc nùng cùng kiều ngưng đi mặt biển du ngoạn. Bọn họ đi là Bắc Hải, lưu mụ cùng triệu mẹ tại phòng bị tu di trong biệt thự mang theo tiểu niệm tư. Là quân đối đứa con trai này phá lệ yêu thương cùng coi trọng, đến đó đều muốn mang theo bên người, e sợ cho xảy ra chuyện gì. Bắc Hải hư không, màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu vào minh mông mặt biển. Đại hải bao la, vô biên vô hạn. Là quân bọn người khu động pháp lực, đứng tại mặt biển. Thủy triều chập trùng, gió biển thổi lướt nhẹ qua. Là quân để niệm từ, lưu ngụ cùng triệu mẹ đều đi ra. Gió biển có chút lớn, là quân thi triển pháp thuật tế ra một cái kim quang bao bọc đem bọn hắn bao lại. Dạng này cảnh sắc cùng dạng này thần thông để lưu ngụ cùng triệu mẹ say mê. Mà tiểu niệm từ lại là cái gì cũng đều không hiểu, hắn tốt đánh giá chung quanh, con người lăn lông lốc chuyển cái này tân thế giới có quá nhiều các loại đồ vật lấy hắn đến tìm kiếm. Dạng này, bọn họ tại mặt biển du ngoạn, rong ruổi. Lưu mụ cũng nhịn không được hỏi La Quân, là tiên sinh, ta có thể cùng các người học dạng này thần thông sao? Nếu như ta không được, ta có thể cho nhi tử ta đến cùng ngài học sao? La Quân nghe vậy nao nao. Kiều ngưng cùng trầm mặc nùng cũng là sướng sờ. Triệu mẹ ngược lại không nhìn được trước cười rộ lên, nói ra, Lưu tỷ, ngươi cho rằng học thần thông là ai đều có thể học a? Cái này đến giảng căn cốt, chúng ta đều là phàm phu tục tử a. Nàng sau đó lại có chút tự đắc nói với La Quân, Là tiên sinh, ngài nói ta nói đúng hay không?" La Quân còn chưa mở miệng, Kiều Ngưng thì trước khi nói ra, căn cốt thật là trọng yếu, bất quá muốn học thần thông, càng cần hơn tư nguyên. Cũng là rất nhiều đan dược, đan dược là vô số tài phú. Cái này giống nhân gian đầu tư một dạng, nếu như ngươi là có tuệ căn, căn cốt, đáng giá đầu tư, cái kia còn có thể đầu tư. Nhưng không có cái này thiên phú, vậy tương đương là lãng phí tiền. Lấy lưu mụ ngươi ngộ tính, cơ bản không có cái này khả năng. Nhi tử ta rất thông minh, lưu mụ có chút không cam tâm nói ra. Là quân thì nói ra, lưu mụ, ngược lại không phải là ta qua loa tắc trách ngươi. Tin tưởng ta, làm người bình thường sẽ nhanh hơn vui. Chỉ ít tại nhân gian, làm phàm nhân không có tàn khốc như vậy tu đạo pháp tắc tại tu đạo giới bên trong, giết người là không phạm pháp. Mạnh được yếu thua, nguy hiểm trùng điệp, người nhìn ta lúc này giống như phong cảnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. La quân vừa dứt lời âm, nơi xa liền truyền tới một thanh âm. Một cái lạnh lùng thanh âm. Ngươi là La Quân, đây là một cái lão giả thanh âm. Lão giả thanh âm tại cái này bao la đại hải chỗ sâu truyền đến, nghe tới làm cho người dùng mình la quân cùng kiều ngưng còn có trầm mặc nùng nhất thời thất sắc la quân cùng kiều ngưng đồng thời nghĩ đến linh tôn chỗ này mau đuổi theo đến la quân cấp tốc một chảo liền đem lưu mụ triệu mẹ còn có niệm từ bắt đến phòng bị tu di bên trong mặc nùng người cũng giấu vào đi la quân nói ra trầm mặc nùng nhìn đến la quân như vậy khẩn trương nàng liền biết là đến đại địch ta và các ngươi cùng một chỗ ngăn địch đi vào la quân không thể nghi ngờ mệnh lệnh hắn cưỡng ép một chảo, đem trầm mặc nùng bắt vào đi. Đừng đi ra, là quân phân phó xong trầm mặc nùng, sau đó mới trùng thiên quát nói, tiền bối là người phương nào. Tuy nhiên còn không có gặp lão giả này, nhưng là quân trực giác nói cho hắn biết, người này cực kỳ khủng bố. Ta là thiên Brooklyn, Bruna sư phụ, ta tìm phụ thân ngươi rất lâu, không có tìm được. Đã hắn là vì ngươi ra mặt, giết Bruna, chắc hẳn ta bắt ngươi, phụ thân ngươi hẳn là sẽ xuất hiện. Lão giả kia thanh âm truyền đến. La Quân cùng Kiều Ngưng lần nữa bị kinh ngạc. La Quân cảm thấy không thể tin, thật không thể tin, phụ thân ta. Vì ta ra mặt còn giết Bruna, cái này sao có thể? La Quân cảm thấy mình là đang nghe nói mơ giữa ban ngày, đó căn bản là chuyện không có khả năng mà. Cùng lúc đó, Thiên Brooklyn xuất hiện. Thiên Brooklyn một thân quần áo màu bạc, hắn dáng người ngược lại không cao lớn, cùng nhân loại đã có chút tương tự. Có điều hắn khuôn mặt tại La Quân trong mắt, đó là cực xấu xí. Thiên Brooklyn vừa xuất hiện, lập tức mang cho La Quân vô cùng áp bách chi lực. Biển linh hồn, La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, cấp tốc thi triển ra biển linh hồn. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. La Quân biết, chỉ cần trở lại yến kinh, đó là triệt để an toàn. Trong nháy mắt, phương viên 30 dặm toàn bộ bị màu đen biển linh hồn bao phủ lại. Mà Thiên Brooklyn đứng tại chỗ, không nhúc nhích biển linh hồn chi, linh hồn lốc xoáy rảo sát hướng lên trời Brooklyn. Chỉ là, làm linh hồn lốc xoáy tới gần thiên Brooklyn thời điểm, liền lập tức hướng hai bên tách ra. Loại tình huống này, giống như là dòng nước lũ phóng hướng thiên Brooklyn, nhưng là đến thiên Brooklyn phụ cận lúc, liền đường vòng mà đi. Ừm, là quân không khỏi kinh dị. Hắn bạo giống một tiếng, một chiêu đại linh hồn lôi kiếm chảm giết tiếp. Biển linh hồn đã dung hợp chủ quang, bây giờ biển linh hồn sớm đã là nay không phải xưa kia. Chỉ là, là quân còn chưa kịp thí nghiệm cái này biển linh hồn lợi hại liền gặp phải thiên Brooklyn dạng này nhân vật. Thiên Brooklyn thế nhưng là Bruna sư phụ A. Tại thế giới bao la bên trong, quyền sư sư phụ không nhất định là lợi hại. Bởi vì người lớn tuổi, thể lực thoái hóa, nhưng là tại nguyên thần thế giới bên trong, vậy thật đúng là thời gian tu luyện càng dài, tạo hóa càng là lợi hại. Những cái kia ngàn năm, Vạn năm lão quái không biết trải qua nhiều ít kiếp nạn, nhân sinh kinh nghiệm, kỳ ngộ là người trẻ tuổi không thể. Thiên Brooklyn cơ hồ đều không xuất thủ. La Quân đã thi triển toàn bộ tu vi. Cái kia đại linh hồn lôi kiếm ở trên không lóe lên, đạo này hung hãn tuyệt luân lôi quang hướng lên trời Brooklyn đỉnh đầu chém giết mà đi. Kiều Ngưng cũng cấp tốc xuất thủ, nàng không có tiện tay pháp khí. Nguy cơ chi, Thái Cổ Long Bi thi triển đi ra. Thái Cổ Long Bi ở trên không lóe lên, bỗng nhiên hướng lên trời brooklyn chấn áp tới cái kia đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới thiên brooklyn không nhúc nhích chém giết ở trên trời brooklyn đỉnh đầu lại giống như là gió nhẹ khẽ vuốt thiên brooklyn liền ánh mắt cũng không có nháy một chút mà khi thái cổ long bi chấn áp xuống dưới thời điểm cái kia cuồn cuộn long uy chấn động như một tòa tu di đại sơn đè xuống thái cổ long bi vô hạn phóng đại thiên brooklyn chỉ đưa tay chộp một cái vậy quá cổ long bia cấp tốc quy tắc biến hóa, trực tiếp thu nhỏ. Sau cùng thế mà biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị thiên Brooklyn bóp nơi tay. Là quân cùng kiều ngưng thấy thế hoảng sợ thất sắc. Là quân tuy nhiên thấy không rõ lắm thiên Brooklyn tu vi, nhưng cũng biết thiên Brooklyn chỉ sợ đã là đến thiên vị cảnh cao thủ. Lại một bước, người này muốn trở thành thiên quân như thế cao thủ cái thế. Tùy ý cải biến quy tắc, không nhìn hết thảy công kích. Đây là thiên vị, đây là cùng loại áo đen tố trinh như thế tồn tại. Là quân tâm vô hạn chìm xuống, cái này một cái chớp mắt, hắn hối hận tới cực điểm. Chính hắn cũng coi như, lại đem nhi tử cùng mặc nùng mang ra. Là quân chỉ cần vừa nghĩ tới nhi tử, mặc nùng, kiều ngưng rơi vào linh tôn tay, hắn cảm thấy sống không bằng chết. Nếu như nhi tử đến linh tôn thế giới, bị xem như sủng vật, thực vật, nô lệ. Không, tuyệt không thể, là quân tâm lệ hống. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu. Hiểu Trần Thiên Nhai tại sao muốn đi vì chính mình ra mặt, muốn đi tìm linh tôn suối quẩy, tại sao muốn giết Bruna. Bởi vì hắn phát hiện hắn đã giết không chính mình, cho nên, hắn tại kẻ gây tai họa. Nhân loại, từ bỏ dẫy ruộng đi. Lúc này, Thiên Brooklyn sắc mặt đạm mạc. Hắn nói ra, người ở trước mặt ta, giống như là một cái nho nhỏ con kiến. Tất cả giấy ruộng đều là phí công. Hắn sau khi nói xong, liền là thân thủ. Âm dương dung hợp, la quân bạo giống một tiếng. Kiều ngưng lập tức hợp tác, hai người trong nháy mắt ngưng tụ ra âm dương nguyên thần tới. La quân là chủ đạo. Tạo hóa kiếm quyết. Cái kia một cái chớp mắt, la quân cùng kiều ngưng chỗ có pháp lực đều chăm chú tại âm dương nguyên thần chi. Một nghìn nói trắng đen sen cái kiếm khí giết đem đi ra. Nói đạo kiếm khí chi, pháp tắc cuồn cuộn, có chủ quang huyền diệu, có ẩn dục vạn vật diệu một nghìn đạo kiếm quang trong nháy mắt đem thiên Brooklyn vây lại. Đồng thời, kiếm quang như vô cùng tấm lụa chém tới thiên Brooklyn. Thiên Brooklyn nào nào, quả nhiên có chút rượu, bất quá vẫn là quá non. Thiên Brooklyn sắc mặt đạm mạc, hắn đột nhiên vung tay lên, liền gặp một đạo gió lốc treo lên. Cỗ này gió lốc, hùng hồn bành trướng, đồng thời có khủng bố rất lực. Trong nháy mắt đem la quân ngàn đạo kiếm quang toàn bộ va nát. Vạn kiếm quy nhất là quân lại lần nữa bạo giống một nghìn đạo kiếm quang cấp tốc hợp thành một miệng to lớn vô cùng kiếm lực hung hãn chém tới Thiên Brooklyn. Đạo kiếm quang này chính là âm dương hắc bạch hai sắc màu tại mặt biển chi hình thành to lớn kiếm lực. Một kiếm này mãnh liệt ẩn chứa đạo lý trăm ngàn quái không cách nào hình dung biến hóa đa dạng. Chính là Thiên Brooklyn cũng hơi hơi thất sắc. Dạng này kiếm lực, dạng này lực lượng khó trách Bruna bọn họ đều tải tay người thất bại. Quả nhiên thân người có rất nhiều bí mật, đem bọn ngươi mang về, hội đối với chúng ta nghiên cứu có chớ đại trợ lực. Thiên Brooklyn tại cái này một cái chớp mắt, muốn đuổi bắt La Quân tâm tư càng thêm kiên định. Hắn vung tay lên, trước mắt xuất hiện một đạo màu đen lốc xoáy. Cũng là lốc xoáy, bất quá La Quân là linh hồn lốc xoáy, mà Thiên Brooklyn chính là hắc động lốc xoáy. Đạo kiếm quang này chém vào sau khi đi vào là quân cùng kiều ngưng lập tức cảm giác được vũ trụ minh mông, hắc động quỷ dị mà dồi dào. Vô số phần tử ở bên trong va chạm, đồng thời phân tích hết thảy ảo diệu. Một tiếng ầm vang, kiếm quang ở bên trong trong nháy mắt bị rào sát thành phấn vụn. Vô số biến hóa, sau cùng đều hủy ở vũ trụ hắc động chi. Là quân cùng kiều ngưng nhất thời tâm lực bị hao tổn, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Đạo kiếm quang kia chính là hai người pháp lực ngưng tụ mà thành, cùng hai người tâm lực tương liên. Khi kiếm quang xoắn nát đồng thời, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng bị thương thật nặng. La Quân cùng Kiều Ngưng sắc mặt trắng bệch, hai người hướng xuống mặt vùng biển rơi xuống. Cái này một cái chớp mắt, La Quân mất hết can đảm. Hắn biết, xong, hết thảy đều xong, liền vợ con đều toàn bộ góp đi vào. Trần Thiên Nhai một chiêu này, tránh thức đầy đủ độc ác. Hắn bại, triệt để bại. Hết thảy vận khí tốt dừng ở đây, này chung kết nếu như biết sớm như vậy, La Quân cảm thấy mình còn không bằng sớm cho Linh Tôn bắt lấy cho thỏa đáng đây, chí ít còn có thể bảo toàn Nhi Tử cùng Mặc Nùng. Lúc này, Thiên Brooklyn tại hư không một trong trưởng chụp vào La Quân cùng Kiều Ngưng, hắn trưởng ấn biến hóa vô cùng, hình thành màu xanh lam thủ ấn. Đại thủ ấn đã xuất hiện tại La Quân cùng Kiều Ngưng phía dưới. mắt thấy, La Quân cùng Kiều Ngưng muốn rơi vào Thiên Brooklyn tay. ngay vào lúc này trầm mặc nùng theo phòng bị tu di bên trong lao ra. Nàng một tay nắm lấy la quân cùng kiều ngưng, đem bọn hắn ném vào đến nàng pháp khí lưu ly bình ngọc chi. Trầm mặc nùng thi triển lưu ly bình ngọc, đang muốn đối kháng thiên Brooklyn. Ngày đó Brooklyn ánh mắt phát lạnh, nhất chỉ bắn ra. Oanh một tiếng, một đạo bén nhọn ánh sáng màu lam lập tức tia trước chảm bắn tới. Đón lấy, lưu ly bình ngọc liền là phanh một tiếng phá vỡ đi ra. Sau đó cái này một cái chớp mắt, lưu ly bình ngọc trận pháp toàn bộ tổn hại, vô cùng nước biển lan tràn đi ra, sôi trào mãnh liệt, như lũ quét cuốn tới. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng hướng phía dưới rơi đi. Trầm mặc nùng hoảng sợ thất sắc, nàng sớm biết đối thủ này khủng bố, nhưng lúc này giao thủ mới biết được đối thủ này thế mà đã khủng bố đến dạng này trình độ. Nàng không lo được hắn, ngưng tụ một đạo đại thủ ấn, cấp tốc đem La Quân cùng Kiều Ngưng chộp vào tay. Thiên Brooklyn thì cũng phát ra một đạo bàn tay lớn màu xanh lam, bao phủ hướng trầm mặc nùng, là quân còn có kiều ngưng. Mắt thấy, là quân cái này một nhà bốn chiếc liền thật muốn rơi vào đến Thiên Brooklyn tay. Lúc này, chính là linh tuệ hòa thượng cũng là không thể làm gì. Liền tại cái này mấu chốt nhất, lớn nhất thời khắc nguy cấp. Ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Một đạo tiếp thiên thần lôi trảm tráng kiện vô cùng, trong nháy mắt đem trọn cái hắc ám thương khung chiếu sáng. Cái này đạo thiên lôi thần chảm chém xuống, trực tiếp đem thiên Brooklyn bàn tay lớn màu xanh lam chảm thành phấn vụn. Là quân cùng kiều ngưng còn có trầm mặc nùng nhất thời đại hỷ. Là quân cùng kiều ngưng thụ bị thương rất nặng, hai người muốn dựa vào trầm mặc nùng thần thông mới có thể hư không trôi nổi. Mà tại lúc này, là quân nhìn đến một bóng người lóe qua. Một giây sau, một người áo đen xuất hiện. Người áo đen này sắc mặt lạnh lùng, ngạo mà đứng, hắn không là người khác, chính là ma đế Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai ngăn ở la quân một đoàn người trước mặt, hắn dạng này cùng Thiên Brooklyn cách 30 mét, hai người lạnh lùng trái ngược nhau. Thiên Brooklyn, ta là người muốn tìm Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại, lão tử tới. Thiên Brooklyn nhìn về phía Trần Thiên Nhai, hắn ánh mắt rét lạnh tới cực điểm. Người rốt cuộc chịu xuất hiện, Thiên Brooklyn lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, Trần Thiên Nhai cười ha hả, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang tránh né ngươi? Bruna là người đồ đệ, nhưng hắn là cái tạp trùng, mà ngươi trong mắt ta cũng bất quá là cái lão tạp trùng. Ngươi muốn chết, thiên Brooklyn giận tím mặt. Ta trần thiên nhai muốn chết nhiều năm, là không có người có thể giết chết ta. Có bản lĩnh, ngươi đến độ ta. Trần thiên nhai cười lạnh liên tục. Cái này một cái chớp mắt, là quân đột nhiên cảm giác được yên ổn. Hắn vốn là đã tuyệt vọng, nhưng trần thiên nhai đứng ở trước mặt hắn, lại cho hắn không mãnh liệt cảm giác an toàn. La Quân nhìn lấy Trần Thiên nhai bóng người, hắn đột nhiên cảm thấy hắn bóng lưng là như thế vĩ ngạn. Đó là hắn từ nhỏ khát vọng, từ nhỏ trông đợi phụ thân bóng lưng. Tại cái kia rất nhiều cả ngày lẫn đêm bên trong, hắn đã từng sợ hãi hắc ám, sợ hãi rất nhiều thứ. Hắn hy vọng phụ thân đến bảo hộ hắn, nhưng hắn biết đó cũng không có khả năng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên nhịn không được hốc mắt đỏ hắn nước mắt muốn đoạt vành mắt mà ra, nhưng hắn cưỡng ép nhịn xuống. Hắn có hắn kiêu ngạo, hắn ngẩng đầu, nỗ lực đem hơi nước bước về đi. Trầm mặc nùng, dẫn bọn hắn hồi yến kinh, nơi này ta đến ứng phó. Trần Thiên Nhai cũng không quay đầu lại, hướng trầm mặc nùng lạnh lùng nói ra. Vâng, trầm mặc nùng lúc này cảm tình cũng là phức tạp, nàng biết, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Trần Thiên Nhai là nàng công công. Cũng là niệm từ ra ra, nhưng nàng một mực cũng biết, hắn vẫn là la quân giết mẫu cửu nhân. Nhưng tại thời khắc này, Trần Thiên Nhai xuất hiện, để cho nàng cảm thấy, hắn là một cái gia gia nhân vật. Là nhi tử niệm từ gia gia. Các ngươi một cái đều đi không? Thiên Brooklyn lạnh lùng nói ra. Đi, Trần Thiên Nhai quát nói. Trầm mặc nùng cấp tốc thi triển đại na di thuật đi ra, nàng đem la quân cùng kiều ngưng bắt bỏ vào đến nàng phòng bị tu di bên trong. Cái kia đại na di thuật trận pháp không gian hình thành. Cùng lúc đó, thiên Brooklyn xuất thủ. Thiên vị pháp tắc. Trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên chấn động. Bốn phương tám hướng, xuất hiện rất nhiều tinh bích. Tinh bích đem phương viên trăm dặm bao phủ lại, vô số tinh bích như cầu vồng bảy màu, trói lọi nhiều màu, pha tạp lưu ly. Tại những thứ này tinh trong vách, chưa nhiều thời gian bắt đầu trôi qua, pháp tắc biến hóa. Cái này là một bộ vô pháp tưởng tượng hình ảnh, giống như là tất cả lịch sử đều tại dạng này tinh bích bên trong diễn. Thiên Brooklyn, thiên vị pháp tác lại như thế nào, người khốn không được ta. Trần Thiên Nhai bạo giống một tiếng. Hắn toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một vệt kim quang. Đạo kim quang này vô hạn biến lớn, biến lớn lớn mạnh không. Bên trong thiên địa, bắt đầu trói mắt. Bầu trời đen kịt biến thành ban ngày, trở nên ánh sáng mặt trời lóa mắt. ầm ầm đón lấy, kịch liệt nổ tung phát sinh. Tự bạo nguyên thần, thiên Brooklyn sắc mặt đại biến thiên vị pháp tác chẳng khác gì là bụng hắn, mà Trần Thiên Nhai tại bụng hắn bên trong ném cái bom. Mấu chốt là, loại này bom còn không phải bình thường đồ chơi nhỏ. Dạng này bạo tạc lực lượng, thật sự là mạnh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Cho dù là thiên Brooklyn cũng không dám khinh thường, nếu như hắn chế co vào thiên vị pháp tắc, chỉ sợ hắn cũng phải bị tổn thương không nhỏ. Thu, cái này một cái chớp mắt, thiên Brooklyn kịp thời co vào thiên vị pháp tắc, đồng thời thân hình lấp lóe, cấp tốc lui ra ngoài. Mà tại cái này một cái chớp mắt, trầm mặc nùng đại na di thuật thi triển thành công. Sốt cục thuận lợi thoát đi. Ầm ầm. Bắc Hải chi, toàn bộ vùng biển bị tạc lên cao trăm trượng sóng, nộ hải điên cuồng gào thét, long trời lở đất. Thiên Brooklyn liền ở trên không chi, hắn cảm giác được trầm mặc nùng thoát đi, liền lập tức đuổi theo. Cái này cái dám chó ma đế, bởi vì nhi tử, tự bạo nguyên thần ta còn tưởng rằng, hắn là nhiều có bản lĩnh, xem ra cũng không gì hơn cái này. Dùng tử vong đến cấp người nhi tử tranh thủ một con đường sống, hư, ta sẽ không để cho ngươi cầu nhân đến nhân. Thiên Brooklyn cấp tốc đuổi theo. Chỉ là một giây sau, trầm mặc nùng đã tiến vào yến kinh thị trong vùng. Thiên Brooklyn theo đến yến kinh hư không. Ánh mắt hắn nhìn qua, liền gặp yến kinh hư không có quang hoa ngút trời. Tại yến kinh hư không, một đầu to lớn vô cùng tổ long xoay quanh cái này tổ long giống như đám mây lại như vũ khí tụ tán vô hình nhưng lại uy nghiêm không chi trọng thiên brooklyn nhìn một cái phát hiện mình không cách nào nhìn thẳng cái kia quang hoa hắn liền ánh mắt đều khó mà mở ra không được ta không thể đi vào thiên brooklyn lập tức phát hiện không đúng trong này tổ long chi khí có thể trong nháy mắt dẫn bạo trong cơ thể ta từ trường chỉ cần ta đi vào lập tức hội tự bảo thiên đạo a thiên đạo năm đó người ép được ta nhóm tổ tiên trốn cách địa cầu, bây giờ người còn muốn áp chế chúng ta. Thiên Brooklyn nổi nóng tới cực điểm, nhưng đến giờ này khắc này, hắn cũng là không có biện pháp nào. Một đêm này, nhất định là mạo hiểm không? Một đêm này, trầm mặc nùng rốt cuộc quả thật cảm nhận được la quân cho tới nay gian khổ tình cảnh. Trở lại mạn thành tiểu khu trong phòng về sau, trầm mặc nùng đem la quân cùng kiều ngưng rời ra ngoài. La quân cùng kiều ngưng ngồi xếp bằng sắc mặt hai người giống như giấy vàng, hiển nhiên là đã bản thân bị trọng thương. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra, hắn lập tức đem la quân tay cái viên kia phòng bị tu di chụp vào tay. Sau đó, Lưu Mụ cùng triệu mẹ, còn có tiểu niệm từ cũng bị Linh Tuệ Hòa Thượng làm ra đến. Trầm mặc nùng tự nhiên là nhận biết Linh Tuệ Hòa Thượng, cho nên nhìn thấy Linh Tuệ Hòa Thượng, không có chút nào kinh ngạc. Niệm từ vẫn đang say ngủ chi, hắn mảy may không biết mình kinh lịch cái gì. Lưu mụ cùng triệu mẹ cũng là chưa tỉnh hồn. Mang niệm từ vào phòng nghỉ ngơi, trầm mặc nùng phân phó lưu mụ cùng triệu mẹ. Lưu mụ cùng triệu mẹ lòng còn sợ hãi, hai người ứng thanh tốt, sau đó lập tức mang theo niệm từ hồi trong phòng ngủ. Linh tuệ hòa thượng không nói một lời, hắn hỗn độn quả một tháng mới sinh sản một cái, cho nên hiện tại cũng không có dư thừa cho kiều ngưng cùng la quân. Hắn xuất ra mấy chục mai ngưng tuyết đan đi ra. Chỉ gặp hắn thân thể nhánh cây linh xảo giống như ngón tay, pháp quyết bóp, trực tiếp đem mấy chục mai ngưng tuyết đan hóa làm hai sợi tinh khí. Chiếc này sợi tinh khí cấp tốc đánh vào đến La Quân cùng Kiều Ngưng trong não vực. La Quân cùng Kiều Ngưng lập tức tham lam hút thu lại. Linh Tuệ Hòa Thượng lại vận chuyển ra 100.000 mai thuần dương đan tới. Cái kia thuần dương đan tại không khí hình thành thuần dương chi long, vây quanh La Quân cùng Kiều Ngưng xoay tròn. Linh Tuệ Hòa Thượng công lực quá yếu, rất nhanh mồ hôi chảy ròng ròng. Nhánh cây kia mặt, dòng nước chảy ròng ròng giống như là đang bị mưa to cọ rửa trầm mặc nùng ngươi đến linh tuệ hòa thượng lập tức cố hết sức nói ra trầm mặc nùng trong lòng hoảng hốt nói ra được thế nhưng là ta nên làm như thế nào dùng ngươi pháp lực bảo vệ lấy thuần dương chi khí không để chúng nó tiết ra ngoài ra ngoài muốn để la quân đạo hữu cùng kiều cô nương một mực hấp thu linh tuệ hòa thượng nói ra trầm mặc nùng ngay sau đó ngầm hiểu Liên lập tức khu động pháp lực bảo vệ lấy thuần dương chi long. Linh tuệ hòa thượng rốt cuộc dọn ra tay, hắn lập tức quát nói, là quân đạo hiếu, kiều cô nương, các người chỗ thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu không dùng âm dương dung hợp chi thuật đến luyện hóa thiên Brooklyn lực lượng, các người vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục. Hiện tại lập tức âm dương dung hợp. Tốt, là quân nghe vậy, lập tức cùng kiều ngưng âm dương dung hợp. Hai người khu động yếu ớt pháp lực dung hợp, đồng thời liên tục không ngừng hấp thu thuần dương đan. Bọn họ thụ thương quá nặng, nếu không phải có đại lượng ngưng tuyết đan cùng thuần dương đan. Hai người này liền âm dương dung hợp pháp lực đều không bỏ ra nổi tới. Nếu quả thật đến tình trạng kia, này sẽ là lớn nhất đại bi kịch. Khả năng cả một đời đều như thế cắm. Là quân cùng kiều ngưng pháp lực âm dương dung hợp lại cùng nhau, rất nhiều thương tổn đều thông qua pháp lực thai ngén, đạt tới vô sinh có cấp độ. Cái gọi là âm dương thai ngén vạn vật, là đạo lý này. La Quân cùng Kiều Ngưng chọn vẹn tiêu hao 100.000 thuần dương đan, tu luyện 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm sau đó, hai người mới thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại lần nữa long tinh hổ mãnh. Không chỉ có công lực không có bị hao tổn, ngược lại càng thêm tinh tiến. Cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, trầm mặc nùng ngược lại là có chút tinh lực tiêu tụy. Hô, La Quân thở ra một hơi thật dài tới. Kiều Ngưng cùng La Quân đồng thời mở to mắt. Trầm mặc nùng cũng thu công, nàng cấp tốc ăn một chút thuần dương đan, hơi nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục tinh lực. Chúng ta là làm sao trốn tới? La Quân lập tức hỏi trầm mặc nùng, hắn chỉ biết là Trần Thiên Nhai xuất hiện, nhưng không biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Linh Tuệ Hòa Thượng khe khẽ thở dài. Chuyện gì phát sinh, La Quân thấy thế, bỗng cảm giác điểm xấu. Trầm mặc nùng không khỏi hốc mắt đỏ lên, nói ra, thiên Brooklyn phát động thiên vị pháp tắc, chúng ta không cách nào đột phá phụ thân người tự bạo nguyên thần cho chúng ta nổ tung một đầu đường ra la quân cùng kiều ngưng nhất thời hoảng sợ thất sắc kiều ngưng sắc mặt trắng bệch la quân thì là thân thể kịch chấn cái này sao có thể hắn cô dám tin đồng thời tâm tình cảm giác phiên giang đảo hải cái này sao có thể điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng hắn thì thào nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra a di đà phật là quân đạo hiếu, người không cần bi quan. Mà đế tính toán tự bảo nguyên thần cũng sẽ không có sự tình, bất quá lần này, hắn là vận dụng chân lực. Chỉ sợ cũng hội công lực bị hao tổn, dù sao, hắn cùng thiên Brooklyn tu vi tranh lệch quá lớn. Muốn đột phá thiên vị pháp tắc, trừ phi tự bảo nguyên thần. Mà lại, đây là dựa vào trần thiên nhai công pháp thiên hạ vô song. Nếu là hắn cùng các cao thủ tự bảo nguyên thần, thiên Brooklyn căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng là, la quân nói ra nếu như hắn không để ý tới chúng ta rời đi thiên brooklyn như thế nào cũng không giết chết hắn linh tuệ hòa thượng nói ra không sai la quân trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu hắn nói ra chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì niệm từ kiều ngưng nắm chặt la quân tay nàng biết la quân lúc này là yếu ớt nhưng nếu chỉ là bởi vì niệm từ hắn tại sao muốn đi giết bruna la quân sau đó lại nói Hắn bắt đầu nghĩ không ra. Hắn vốn là đã đem Ma Đế nghĩ đến đầy đủ độc ác, nhưng Ma Đế lần này đi ra, không tiếc tự bạo nguyên thần cứu giúp. La Quân tâm lại bắt đầu dao động. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Ma Đế. Cho dù Ma Đế trước đó đối với hắn đủ kiểu không tốt, cho dù hắn rất Ma Đế tận xương, nhưng lần này, chỉ là Ma Đế thái độ một khi đổi mới. La Quân cảm thấy mình tình cảm chịu không nổi, nếu như lúc này, Ma Đế gặp nạn, hắn hội không chút do dự liều chết đi cứu. Hắn lại vẫn không hiểu, đây là bắt nguồn từ đáy lòng của hắn huyết nhục thân tình. Cũng là hắn đáy lòng một mực khát vọng, hắn vẫn luôn muốn có một cái thương hắn, thích hắn phụ thân A. Lúc này, cái kia lưu mụ đột nhiên ôm niệm từ đi ra. Trầm tiểu thư, là tiền sinh, bánh bao nhỏ cái chán, viên kia nốt rồi lại xuất hiện. Lưu mụ có chút hoảng hốt nói ra. Là ma đế, là quân đại hỷ hắn vội vàng xu thế bước trước ôm lấy niệm từ niệm từ hồn nhiên không biết chính đang say ngủ viên kia nốt ruồi trần thiên nhai thần niệm xuất hiện trực tiếp hóa thành một sợi hư không nguyên thần xuất hiện tại la quân các loại người trước mặt trần thiên nhai không có nhìn bất luận kẻ nào mà chính là trước một bước thân thủ đi xoa xoa niệm từ khuôn mặt nhỏ nhắn hắn không có thật tìm thấy mà chính là tự ái nhìn lấy niệm từ hắn từ trước đến nay đều là lãnh khốc nhưng giờ khắc này, mắt tràn đầy nhu tình, khóe miệng còn liên lụy lên vẻ tươi cười tới. Tốt, tiểu gia hỏa này, rất giống ta, ta tốt cháu trai, Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng. Hắn sau khi nói xong, lại nhìn nói với La Quân, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta xuất thủ toàn là bởi vì phải cứu ta cháu trai. Còn người ta, hoàn nghênh người tiếp tục tới tìm ta báo thù. Vậy tại sao người muốn đi giết Bruna? La Quân lập tức hỏi. Trần Thiên Nhai nói ra, đó là bởi vì, cho dù ngươi là nghịch tử, nhưng ngươi vẫn là ta trần thiên nhai nhi tử, ta trần thiên nhai nhi tử, mình có thể đánh, có thể giết. Nhưng là người khác không được. Ta, là quân cổ họng nhất cứng, hốc mắt đỏ lên, hắn nhịn không được nói ra, chỉ cần ngươi chịu đi mẫu thân của ta trước mộ phần quốc ba cái cung, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Mẫu thân của ta, ngươi luôn luôn thiếu nàng. Ta không có thiếu nàng, là nàng, là nàng mong muốn đơn phương hại chết Eva ngươi. Trần Thiên nhai ánh mắt xét lạnh lên, muốn ta đi cấp tiện nhân kia cúi đầu nhận lầm. Vĩnh viễn đừng nghĩ, vĩnh viễn không có cái này khả năng. Người có bản lĩnh, đến bắt ta, hừ. Hắn sau đó không nói thêm gì nữa, trực tiếp biến mất tại hư không chi. Là quần ngây người địa phương. Nếu như hắn thật muốn giết ta, ngày đó, ta đem hắn khốn tại biển linh hồn chi. Chỉ cần hắn tự bạo nguyên thần, ta chỉ sợ đã chết không táng sinh chi địa. La Quân sau đó thì thào nói ra. Hắn phát hiện, chính mình giống như càng ngày càng xem không hiểu Trần Thiên Nhai. Đi qua này chiến dịch về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng càng phát giác linh tôn đáng sợ. Trầm Mặc Nùng cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được La Quân cảnh hiểm nguy. Mình tại nhà một người mang hài tử, nhưng như thế nào cũng là có cái an nhạc ổ. Mà La Quân ở bên ngoài, lại là gió tanh mưa máu chém giết. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Mặc Nùng lại là cảm thấy xấu hổ bởi vì nàng đã từng nhiều lần hiểu lầm la quân la quân đem chính mình nhốt tại một gian khác trong phòng ngủ một ngày một đêm kiều ngưng cùng trầm mặc nùng đối la quân lo lắng cùng cực nhưng lại không biết nên nói với la quân thứ gì các nàng cũng không biết la quân đến cùng suy nghĩ cái gì bất quá kiều ngưng cùng trầm mặc nùng cũng đều biết la quân là cái vô cùng kiên cường người không có cái gì có thể đánh ngã hắn hắn sẽ rất nhanh không có việc gì sớm thời điểm la quân đẩy cửa đi ra tinh thần hắn rất tốt, sắc mặt bình tĩnh. Kiều ngưng cùng trầm mặc nùng còn có lưu mụ, triệu mẹ ngay tại mang theo niệm từ ăn điểm tâm. Trầm mặc nùng trông thấy là quân đi ra, bụng mừng rỡ, nàng đứng dậy nói ra, ta cho ngươi đựng chén cháo. Là quân mỉm cười, nói ra, tốt. Hắn đi vào trước bàn ăn, trông thấy tiểu niệm từ ăn gạo mơ hồ ăn miệng đầy, hơn nữa còn ăn quên cả trời đất. Là quân không khỏi cười cười, lại bóp phía dưới tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, thật là một cái không buồn không lo tiểu đông tây. Hắn sau khi nói xong, tại kiều ngưng ngồi xuống bên người. Trầm mặc nùng sới một bát rau xanh cháo cho La Quân, La Quân bắt một cái bánh tiêu, một bên húp cháo, một bên ăn lên bánh tiêu tới. Kiều ngưng lấy củi trỏ thọc một chút La Quân cánh tay, nói ra, một ngày một đêm qua, người đều đang suy nghĩ gì đấy. La Quân liền ngồi thẳng lên, đường đường chính chính nói ra, ta muốn một cái thật là tốt sự tình, người đợi tại yến kinh đi trước chỗ ấy đều đừng đi vậy còn ngươi kiều ngưng nhất thời bị kinh ngạc hỏi trầm mặc nùng cũng là có chút lo lắng la quân nói ra người biết ta còn có nhiệm vụ phải đi hoàn thành kiều ngưng nói ra vậy ta phải cùng ngươi cùng một chỗ hai người chúng ta hợp tác sinh tồn tỷ lệ lớn hơn la quân nói ra không được hắn đón đến nói ra chuyện này chờ một hồi hãy nói đi kiều ngưng muốn nói lại thôi nàng có chút không cao hứng nói ra mặc kệ như thế nào lúc này ta không biết vứt xuống một mình ngươi nàng phát lên một ngạt sau đó nói ta ăn no các ngươi từ từ ăn đi sau khi nói xong liền trực tiếp trở về phòng trầm mặc nùng lo lắng nhìn về phía la quân nói ra ngươi còn muốn đi ra ngoài lưu mụ cùng triệu mẹ cũng nhìn về phía la quân la quân không muốn tại bàn cơm này nói quá nhiều nhân tiện nói chờ một hồi hãy nói đi trầm mặc nùng cũng không tiện nói gì. Ăn sáng xong về sau, Lưu Mụ cùng triệu mẹ mang theo tiểu niệm từ đến dưới lầu trong khu cư xá đi phơi nắng. Trầm mặc nùng cho ngồi tại ghế sofa la quân pha một ly trà đập, sau đó nói, hiện tại có thể nói a. À. Audio điện tử võ tấn bền Trong thân thể ta còn có tinh chủ lưu lại ấn ký, nếu như ta sẽ không đi, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Không có kết quả tốt, la quân nói ra, mà lại, ta nguy hiểm chưa từng có từng đứt đoạn, ta tránh trong nhà, có thể tránh né đây hết thảy sao. Nhưng là bây giờ, ngày đó Brooklyn có lẽ còn ở bên ngoài bảo vệ ngươi. Ngươi vừa đi ra ngoài, là một con đường chết, trầm mặc nùng nói ra. Là quân nói ra, cái này ta sẽ đến nghĩ biện pháp, tóm lại, ta nhất định phải đi. Mà lại, Kiều Ngưng cũng nhất định phải lưu lại. Ngươi đại khái không biết, lần này thiên Brooklyn đem ta cùng Kiều Ngưng trọng thương lúc, trong lòng ta đang suy nghĩ gì, ngươi, trầm mặc nùng nói ra. La Quân nói ra, một khi chúng ta rơi xuống thiên Brooklyn tay, ngươi biết bọn họ hội làm sao đối đãi với chúng ta sao? Ta không biết, nhưng đại khái không biết tốt, trầm mặc nùng nói ra. Không chỉ là chết đơn giản như vậy, thiên Brooklyn chủng tộc đến từ kỷ phấn trắng thế kỷ, bọn họ trước kia là địa cầu người thống trị. La Quân sau đó đem linh tôn sự tình đơn giản cùng trầm mặc nùng nói một phen. Trầm mặc nùng sau khi nghe xong không khỏi chấn kinh nàng mới hiểu được, nguyên lai like xem ra gió êm sóng lặng phía dưới, đã là như thế ác sóng mãnh liệt. Cái này giống như là hiện tại người trẻ tuổi hưởng thụ lấy xã hội cải cách phúc lợi, nhưng lại không biết đám tiền bối vì hôm nay thắng lợi, nỗ lực như thế nào máu cùng nước mắt. Là quân trầm giọng nói ra, ta chỉ cần vừa nghĩ tới các người có thể sẽ bị linh tôn chộp tới nghiên cứu, hoặc là làm nô vì sủng nghĩ đến nhi tử ta có thể sẽ thành làm nô lệ. Ta hận không thể tại sao mình không rất sớm chết mất, lại muốn chạy đến liên lụy các ngươi ta là thiên mệnh vương muốn sống muốn chết đây đều là mệnh ta nhưng nếu như là bởi vì ta mà liên lụy các ngươi ta xem như chết cũng không an lòng lạc ninh phi dung các nàng đều là bởi vì ta mà chết ta không thể lại tiếp nhận các ngươi bất kỳ một cái nào ra chuyện trầm mặc nùng nghe vậy không khỏi hốc mắt đỏ lên kiều ngưng đẩy cửa đi ra ngoài nói ra có thể ngươi có nghĩ tới hay không ngươi mà chết chúng ta sẽ như thế nào nàng hốc mắt cũng là hồng hồng la quân ngẩng đầu nhìn về phía kiều ngưng nói ra không phải ta không có nghĩ qua mà là các ngươi còn có đến tuyển nhưng ta không được chọn kiều ngưng đi vào la quân trước mặt nàng là cái kiên cường nữ nhân nhưng lúc này lại dùng gần như cầu khẩn ngữ khi nói ra để ta cùng ngươi cùng đi được không la quân đem kiều ngưng cùng trầm mặc nùng đều ôm vào trong ngực hắn nói ra ta biết các ngươi lo lắng ta nhưng là mấy năm qua này ta đều tốt tới ta có ta mệnh ta có ta vận nhưng các ngươi không có kiều ngưng nếu như ngươi theo ta ra ngoài rất có thể là ta sau cùng đào tẩu mà ngươi ra chuyện ngươi cho rằng khi đó ta nên làm cái gì thế nhưng là kiều ngưng không biết nên nói cái gì đến đón lấy sự tình giao cho ta đi la quân nói ra quyết định như vậy các loại sự tình xử lý xong ta hội hồi tới tìm các ngươi nơi này vị trí nhỏ một chút ta đã mua xong biệt thự các người đem đến trong biệt thự đến ở nhé. Kiều Ngưng rất muốn kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng nghĩ, hắn là đúng. Đêm nay, tại La Quân phòng bị tu di trong biệt thự. La Quân cùng hai cái mỹ nhân nhi tự nhiên là liều chết triền nguyên. Một đêm này, Trầm mặc Nùng cùng Kiều Ngưng đều rất chủ động, chủ động lấy lòng La Quân. La Quân khoái hòa tới cực điểm. Đó là một loại trên đám mây khoái lạc, tới tới đi đi, lặp đi lặp lại, làm cho người lưu luyến quên về, làm không biết mệt. Kịch liệt thủy chiều sau đó, chính là bình tĩnh. Trầm mặc nùng cùng kiều ngưng nằm tại La Quân trong ngực, La Quân nhìn qua chiếc này cỗ trắng như tuyết kiều nộn thân thể mềm mại, không khỏi cảm thấy, nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì. Đời này của hắn, khổ qua, đau nhức qua, nhưng cũng hưởng thụ qua. Đời này của hắn, từ trước tới giờ không từng bình thường, giá trị. Phụ thân ngươi, Kiều Ngưng đột nhiên nói ra, ta không biết nên nên gọi hắn như thế nào, cũng không biết, trong lòng ngươi hiện tại là làm sao nghĩ hắn. Nhưng ta cũng quên không, hắn đã từng mấy lần đều kém chút đưa ngươi giết. Là quần nào nào, hắn ánh mắt cũng phức tạp tới cực điểm, hắn là hắn, hắn là ma đế, cũng là phụ thân ta. Trước kia ta rất hận hắn, phải nói, hiện tại cũng hận. Ta không có cách nào không hận hắn, không phải vậy lời nói, ta có lỗi với ta mẫu thân. Hắn đối với ta như thế nào, ta đều có thể không quan trọng. Bởi vì ta mệnh là hắn cho, nhưng hắn không thể không đối mẫu thân của ta có chỗ bàn giao. Tính toán mẫu thân của ta đã chết nhiều năm như vậy, nhưng ta thân là con của người, không thể làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta cũng nên vì mẫu thân làm một điểm gì đó. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn cùng niệm từ ở giữa là thuần túy. Niệm từ cùng hắn không có có cửu hận, niệm từ là hắn cháu trai. Các ngươi về sau, cũng không cần nói với niệm từ ta cùng ra ra hắn ở giữa ân oán là quân bàn giao trầm mặc nùng cùng kiều ngưng ừm ta biết trầm mặc nùng đáp lại là quân nói tiếp ta chuẩn bị sáng mai đi nhanh như vậy đi kiều ngưng bị kinh ngạc là quân không khỏi cười một tiếng nói ra ôn nhu hương chính là mộ anh hùng các ngươi đây là hồng phấn khô lâu a à. ta đợi tiếp nữa chỉ sợ về sau thật một con đường chết kiều ngưng nói ra cái này tính là gì người tu đạo há có thể cùng phàm phu tục tử đánh đồng. Những cái kia đại thần thông giả, đêm ngự trăm nữ không chút nào tổn nguyên khí. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người thật sự là bé đáng yêu tiểu dã miêu Trầm mặc nùng thì nói ra, ta lo lắng thiên Brooklyn hội tiếp tục đối phó ngươi. Ta ẩn tàng tung tích rời đi, hắn tìm không thấy ta. La quân nói ra, lần này, chỗ lấy bị thiên Brooklyn tìm được, chủ yếu vẫn là chúng ta quá bất cẩn trực tiếp tại hương cảng lưu lại quá lâu. Kiều Ngưng lại là một thanh hôn hướng La Quân, nói ra, ta muốn ép khô ngươi, để ngươi sáng mai đi, nhìn ngươi làm sao chạy. Mạc Nùng cùng một chỗ chừng trị hắn. Trầm Mạc Nùng vốn đang đang lo lắng, nhưng gặp Kiều Ngưng như thế, liền cũng phối hợp Kiều Ngưng, cùng một chỗ hướng La Quân làm khó dễ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta còn thu thập không các ngươi hai cái. Sau đó lại là một phòng kịch liệt bàn tràng đại chiến ngày thứ hai sớm la quân thật đi lề mề chậm chạp tổng là không được hắn trước khi đi thời điểm kiều ngưng cùng trầm mặc nùng quá mệt mỏi một mực tại ngủ say cho nên tại la quân đem hai nữ theo phòng bị tu di bên trong đem đến gian phòng giường các nàng đều không có phát giác được la quân khi đi đi chuyến sát vách trong phòng lưu ngụ bồi tiếp niệm từ ngủ gặp la quân đang muốn nói chuyện la quân dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng ra hiệu im lặng lưu mụ liền lập tức im miệng la quân đi đến trước giường nhìn lấy ngủ say nhi tử hắn mặt dập dờn ra một loại hiểu ý mà ấm áp nụ cười hồi lâu sau hắn hôn xuống ngủ say nhi tử như thế về sau la quân liền rời đi mạn thành tiểu khu la quân không có cũng không có vội vã rời đi yến kinh mà là đi gặp một người lúc trước bởi vì cục thế biến hóa Hoa đại đế Trần Lăng tiền bối người nhà đều bị chuyển rời đến Yến Kinh, tại Yến Kinh An cư lạc nghiệp. Là quân chuyến này là muốn đi gặp Trần Lăng tiền bối người nhà. Hoa đại đế Trần Lăng thê tử có rất nhiều, vợ cả thì là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành cùng Trần Gia Hồng mẫu thân Âu Dương Lệ Phi ở tại Yến trong Kinh Thành. Mà hắn, như thế trời trong xanh. Tại bình hành thế giới bên trong, Trần Lăng chỉ có hứa tình cái này một cái thê tử. Nhưng ở chân thực thế giới bao la bên trong, hứa tình một mực cùng hai cái nữ nhi sinh hoạt tại nước ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ về nước. Trần Lăng cũng thường vấn an. Diệp Khuynh Thành cùng Âu Dương Lệ Phi ở tại vùng ngoại ô một tòa độc lập biệt thự bên trong. Biệt thự này phong cảnh tươi đẹp, đồng thời phân phối chuyên môn tài xế kiêm bảo tiêu. Diệp Khuynh Thành cùng Âu Dương Lệ Phi thân thể đều có Trần Lăng tiền bối lưu lại ấn phù. Cho nên, tại Yến Kinh, còn thật không có người có thể tổn thương đến Diệp Khuynh Thành cùng Âu Dương Lệ Phi ánh nắng tươi sáng. Đây là cuối tháng 10 khí trời, Yến Kinh đã bắt đầu chuyển lạnh. Bất quá gần nhất khí trời cũng không tệ. Tại cái này tòa nhà màu trắng dương trước biệt thự mặt là cái vườn hoa nhỏ. Là quân đến đến thời điểm, trông thấy một cái mỹ lệ mà thanh lãnh nữ tử ngay tại cho hoa nhi tưới nước. Nữ tử này thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi, nàng mỹ lệ tới cực điểm, nhưng thân thể lại có loại năm tháng lắng động quý tộc khí chất. Nữ tử không là người khác, chính là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành mặc lấy tử sắc quần áo ở nhà, nhàn nhã mà tự tại. Nàng cũng phát giác La Quân, liền quái nhìn về phía La Quân. Cái này xem xét phía dưới, Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Bởi vì nàng phát hiện, thanh niên này trên trán cực giống lúc tuổi còn trẻ phu quân. Chẳng lẽ là phu quân nhi tử, Diệp Khuynh Thành ám đạo. Nàng cảm thấy, cho dù là đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, cái kia cũng không trách. Bởi vì phu quân lúc tuổi còn trẻ, xác thực có đầy đủ phong lưu. Ngươi là, Diệp Khuynh Thành thả tay xuống ấm nước, hỏi La Quân. Ta gọi La Quân, ta là tới tìm Diệp Di, tiểu muội ngươi là, La Quân nói ra. Diệp Khuynh Thành nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng cảm thấy có chút hoang đường, ngươi mù hô cái gì đâu, ta ngươi lớn nhiều. Ngươi muốn tìm Diệp Di chẳng lẽ là ta? Ngài là Diệp Khuynh Thành A-Di, La Quân bị kinh ngạc. Ta là, Diệp Khuynh Thành nói ra, ngươi là, La Quân nói ra, Trần Thiên Nhai là phụ thân ta. Diệp Khuynh Thành nghe vậy cũng bị kinh ngạc. Hai tử, người làm sao lại tìm tới nơi này đến? Tới tới tới, vào nhà thảo luận, Diệp Khuynh Thành nhất thời đối La Quân tràn ngập phức tạp cảm tình. Nàng dẫn La Quân vào trong nhà. Âu Dương Lệ Phi vừa tốt ra đi dạo phố, cho nên lúc này trong biệt thự chỉ có Diệp Khuynh Thành cùng một chút người hầu. Tại biệt thự trong phòng khách, Diệp Khuynh Thành để phỉ dung cho La Quân pha trà về sau, hai người mới tại ghế sofa ngồi xuống. Ngươi nói phụ thân ngươi là Trần Thiên Nhai. Diệp Khuynh Thành hỏi. La Quân nói ra, đúng, Diệp Di. Hắn lộ ra ôn hòa, lại nho nhã lễ độ. Diệp Khuynh Thành nói ra, ta giống như nhớ lại, ngươi Trần Lăng thúc thúc đề cập với ta ngươi. Chỉ nói ngươi là cái hảo hài tử, không có cùng ta nói tỉ mỉ. Ngươi tìm đến ta, là có chuyện sao? La Quân nói ra, ta muốn đối với phụ thân ta nhiều giải một chút ta nghe qua hắn quá khứ một ít chuyện, nhưng đồng thời không cụ thể. Diệp Khuynh Thành nói ra, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng phụ thân ngươi là chuyện gì xảy ra. Là Quân hai mắt nhất thời đỏ, nói ra, hắn giết mẹ ta. Diệp Khuynh Thành sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn sao có thể làm ra dạng này sự tình. Đơn giản là, mẹ ta là cái hạ nhân, là hắn đần đồn u mê cùng ta mẹ phát sinh quan hệ, về sau hắn chính cùng thê tử vì chuyện này mà thương tâm khó sinh, hắn giận chó đánh mèo phía dưới, giết mẹ ta. Thì ra là thế, Diệp Khuynh Thành sau khi nghe xong cảm thấy chấn kinh, sau đó, nàng trầm mặc đi xuống. La Quân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, hắn không biết Diệp Khuynh Thành giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hồi lâu sau, Diệp Khuynh Thành hướng La Quân thương cảm cười một tiếng, nói ra, người biết không? phụ thân ngươi đã từng cũng là một cái cười rất tươi đẹp thanh niên áo trắng như tuyết chính nghĩa lẫm nhiên la quân thân thể chấn động hắn nói ra điều này có thể sao hắn có cửu hận cái thế giới này lý do diệp khuynh thành nói ra có thể ta cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt hắn la quân nói ra năm đó sự tình ta chỉ biết là phụ thân ta là theo trần lăng tiền bối thân thể chia ra tới nhưng cụ thể ta cũng không biết cũng không phải là chia ra tới." Diệp Khuynh Thành nói ra, "là tại thời gian vết nứt chi, sinh ra hai cái hướng đi. Giống một cái là hôm qua ngươi, một cái là hôm nay ngươi. Nhưng sau cùng, hôm qua cùng hôm nay sinh ra phân liệt, hình thành hai cái ngươi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi tại ta chỗ này đợi một ngày, sau đó sau khi trở về, phát hiện có một cái khác La Quân chiếm cứ thê tử ngươi, ngươi hết thảy. Ngươi là cái gì cảm thụ? Vô pháp tiếp nhận." La Quân nói ra. Lúc đó, phụ thân ngươi đứng trước là loại tình huống này. Hắn bởi vì thần đế một kiện nhiệm vụ, đi một chuyến Ai Cập. Sau cùng hãm tại một cái quái trong cổ mộ, chờ hắn theo trong cổ mộ sau khi đi ra, hết thảy đều không thuộc về hắn. Nhưng là, một mực làm bạn chúng ta đều là ngươi trần lăng thúc thúc. Cho nên hắn xuất hiện đối tại chúng ta mà nói, giống như là một cái quái vật. Chúng ta không dám tới gần, ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận, đều cảm thấy hổ thẹn tại hắn năm đó hắn theo trời mộ trở về chuyện thứ nhất là đến thăm chúng ta nếu như lúc trước chúng ta nhìn hắn không giống như là nhìn hồng thủy mãnh thú mà chính là cho hắn nhiều một ít quan tâm hắn cũng không trở thành đi đến như vậy cực đoan một con đường về sau về sau hắn đổi tên gọi là trần thiên nhai hắn một người đi xa đông bắc đầu nhập quang minh giáo đình hắn không từ thủ đoạn trở thành quang minh giáo đình giáo tông hắn cũng biết hắn về sau sinh mệnh bên trong rất trọng yếu một nữ nhân Eva ngươi, Eva ngươi là quang minh giáo đình trưởng lão, cũng là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Bọn họ lẫn nhau đến đỡ, cảm tình rất sâu. Cho nên, hết thảy đều là bởi vì, ta cùng mẫu thân của ta là dư thừa. Là quần bỗng cảm giác tiêu điều, điều. Ngươi đừng như vậy nghĩ, ta nói cho ngươi những thứ này, là muốn nói cho ngươi. Phụ thân ngươi, không phải trời sinh người xấu. Hắn đã từng xung quan giận dữ, huyết chiến khiêu khích hoa hạ Nhật Bản thiên tài Long Huyền, hắn đã từng vì cho vô tội chết vì tai nạn người đòi lại một cái công đạo, tiến về Nhật Bản trắng trợn giết hại. Hắn đã từng cũng là rất yêu quý quốc gia này, hắn đã từng là người trần lăng thúc thúc, chỉ là... Diệp Khuynh Thành nói đến đây, nói, ta chỗ này còn có một cái CD, cho tới nay, ta đều rất tốt. Ta lấy ra cho ngươi xem một chút. La Quân nói ra, cảm ơn Diệp Di, lòng hắn cũng mong đợi. Diệp Khuynh Thành liền đứng dậy đi lầu hai phòng ngủ, rất nhanh, Nàng tìm một cái CD đi ra. Tại laptop mặt thả cho La Quân nhìn. La Quân nhịn không được ngừng thở. Laptop trong video, rất nhanh xuất hiện một cái lôi đài. Bốn phía lôi đài, biển người mãnh liệt. Đây là tại Đông Giang. Đông Giang, là Quân hổ khu chấn động, hắn nhớ tới đến, tại bình hành thế giới bên trong, phụ thân thật là tại Đông Giang a. Diệp Khuynh Thành không có chú ý tới La Quân tâm tình biến hóa, hắn tiếp tục nói, năm đó Phụ thân ngươi vẫn chỉ là hóa kình tu vi. Ngươi nhìn cái này Long Huyền, hắn phụ thân ngươi muốn trẻ tuổi, hắn là một thiên tài, quét ngang chúng ta Hoa Hạ rất nhiều nhà lòng đất đấu trường, cùng hắn giao thủ đều bị hắn đánh chết. Mà khi đó, phụ thân ngươi vừa xuất ngũ, hắn không có thành thạo một nghề, hắn muốn chiếu cố muội muội. Hắn có rất nhiều bất đắc dĩ, tất cả phong mang hắn đều giấu đi. Mà Long Huyền biết phụ thân ngươi đã từng đánh bại qua Phật Sơn cao thủ cho nên chỉ rõ muốn tới khiêu chiến phụ thân ngươi. Lúc đó chúng ta đã bại một lần lại bại, hoa hạ võ đạo chi hỏa đều muốn dập tắt. Một chút chân chính cao thủ lại xem thường lôi đài thi đấu, căn bản không nguyện ý xuất thủ. là lúc này phụ thân ngươi đứng ra. chúng ta rất lo lắng phụ thân ngươi, sợ hắn không phải là đối thủ, sợ hắn sẽ chết tại Long Huyền Tay. Là Quân ngừng thở nhìn lấy video, hình ảnh đã rất cố kỹ. có loại cổ lão khí tức giống loại kia lịch sử phim phóng sự một dạng nhưng la quân y nguyên có thể nhìn ra phụ thân khi đó áo trắng như tuyết ánh mắt sắc bén rất nhanh lôi đài phụ thân cùng long huyền đánh lên tình huống mạo hiểm tới cực điểm tuyệt đối hiểm tượng hoàn sinh tới đến về sau dưới lôi đài người toàn bộ hợp hát lên đó là một bài rất hùng tráng từ khúc mê man trăm năm người trong nước dần dần đã tỉnh mở mắt ra đi cẩn thận xem đi vạn lý trường thành vĩnh viễn không bao giờ ngược lại giản phổ cái nào nguyện nô lệ tự nhận. Bởi vì sợ hãi cùng nhường nhịn, người ta kiêu ngạo tự mãn ngày càng hưng thịnh. Mở miệng kêu to lên, cao giọng kêu to lên. Nơi này là cả nước giai binh. Từ trước cường đạo muốn xâm nhập, cuối cùng tất mất mạng. Vạn lý trường thành vĩnh viễn không bao giờ đến. Ngàn dạm hoàng hà nước cuồn cuộn. Là quân nhìn đến rơi nước mắt, bởi vì đó là chân chính khẳng khái bi ca, trí lớn kịch liệt. Đó là hắn phụ thân. Cái kia lôi đài người là hiện tại Trần Lăng tiền bối, cũng là đã từng Trần Thiên Nhai. Chỉ là ở phía sau đến, một mình đi ra hai cái xiên điểm. Là quân rời đi biệt thự thời điểm, cảm xúc bành trướng. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một việc. Đó là, phụ thân có phụ thân đường, mà chính hắn có chính mình đường. Phụ thân có phụ thân kiên trì, hắn có hắn kiên trì hắn không thể thay đổi, Trần Thiên Nhai là hắn phụ thân sự thật này. Hắn cũng không thể thay đổi, phụ thân giết mẫu thân sự thật này. Như vậy, ngày tháng sau đó bên trong, nếu có tận hiếu khả năng, liền làm tận hiếu. Nhưng để phụ thân tại mẫu thân trước mộ phần nhận lầm cái này kiên trì, là tuyệt sẽ không biến. Cho dù là phụ thân đi nhận lầm, là quân cũng biết, hắn rất không có khả năng cùng phụ thân hòa giải, xem như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hắn làm không được vĩ đại như vậy, hắn chỉ là đối phụ thân nhiều một ít giải. Tại Yến bên ngoài kinh thành, giờ phút này Thiên Brooklyn một mực không có rời đi. La Quân cùng Trần Thiên Nhai hai cha con này để Thiên Brooklyn sinh ra nồng đậm hứng thú, lúc này, hắn cho rằng Trần Thiên Nhai đã chết. Như vậy hắn bắt La Quân càng không cố kỵ chút nào. La Quân thân thể nhiễm một tia thiên vị khí tức, chỉ cần La Quân một khi rời đi Yến kinh, Thiên Brooklyn lập tức hội bắt La Quân sau đó đem mang về kỷ phấn trắng thế giới. Thiên Brooklyn tuy nhiên bề bộn nhiều việc, nhưng hắn nguyện ý vì La Quân mà nhiều trì hoãn một chút thời gian. Lúc này, La Quân muốn rời khỏi Yến Kinh. La Quân còn chuẩn bị thi triển đại na di thuật trực tiếp rời đi, hắn là tại một cái so sánh yên lặng trong công viên. Cái kia ánh mặt trời chiếu sáng lấy hắn sạch sẽ khuôn mặt, phía trước là một đầu hồ nước. Hồ nước trong vắt, ở giữa còn có một đôi uyên ương tại bơi lội chơi đùa. Bỗng nhiên lên một chút phong. Cái kia mặt hồ thổi lên tỉ mỉ gợn sóng. La Quân đại Nazi không gian trận pháp đều đã ở trên không hiển hiện. Ngươi không muốn sống nữa? Linh Tuệ Hòa thượng nhảy ra, quát lớn La Quân. A, à, La Quân có chút sững sờ. Linh Tuệ Hòa thượng lập tức ở địa sinh trưởng thành một cái cây giống. Hắn dài đến cùng La Quân đồng dạng cao tài dừng lại, Thiên Brooklyn khẳng định tại thân ngươi Lưu Ngân dấu vết. Ngươi tin hay không, ngươi vừa đi ra ngoài lập tức đưa người theo không gian trận pháp bên trong cầm ra đến, sau đó mang về kỷ phấn trắng thế giới. Không thể nào, ta một điểm cảm giác đều không có. La Quân nói ra, thiên Brooklyn thủ đoạn, người làm sao cảm giác được. Hắn thi triển qua thiên vị pháp tắc, thân người đã nhiễm thiên vị khí tức, đó là thuộc về hắn khí tức. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta dựa vào, người không nói sớm. La Quân giật mình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ai, bần tăng là không nghĩ tới đạo hữu ngươi sẽ như vậy ngu xuẩn a à. ta ngu xuẩn là quân nhất thời nghẹn lời đây không phải trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn sao ta là quân hội ngu xuẩn tốt ra, à, việc này ta muốn xác thực rất ngu xuẩn là quân sau cùng bất đắc dĩ thừa nhận cái kia cũng có thể lý giải linh tuệ hòa thượng nói ra dù sao đạo hữu người còn tuổi còn rất trẻ người nhìn trời vị thế giới quá không rõ giống một cái sâu khỉ núi mặc kệ nó cỡ nào thông minh thiên phú dị bẩm nhưng nó đến nhân loại thế giới bên trong vẫn sẽ có rất nhiều không hiểu tốt ha, à, người cái này dụ ân rất là khéo là quần nói ra vậy ta lại nuốt một huyền hoàng dịch linh tuệ hòa thượng nói ra đạo hữu ngươi không sợ thực sẽ mất trí nhớ không có người thử qua liên tục nuốt hai lần huyền hoàng dịch là quần nói ra nhưng ta cũng không thể một mực co đầu rút cổ tại yến kinh nơi này ta còn có rất nhiều chuyện phải làm linh tuệ hòa thượng nói ra người mà chết cái gì đều làm không la là quân nói ra người đến cho ta nghĩ biện pháp linh tuệ hòa thượng nói ra thế giới bao la là không cho phép có ngày brooklyn như bức như vậy người tồn tại hoa đại đế thần đế còn có tu la đại đế làm tử y những người này bao quát phân lôi bọn họ đều không tại thế giới bao la bên trong đợi người biết tại sao không la quân nói ra bởi vì là thiên đạo không đồng ý Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không tệ, Thiên Brooklyn nếu như một mực đợi tại thế giới bao la bên trong, tất nhiên sẽ ra chuyện. Tu Vi càng là lợi hại, ra chuyện tỷ lệ càng lớn. Đạo hữu ngươi nếu không phải thiên mệnh chi vương, cũng sẽ hỏng bét. Không tốt, Kiều Ngưng, là quân đột nhiên bị kinh ngạc, cái kia nàng đợi tại Yến Kinh, chẳng phải cũng là rất tồi tệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Kiều Cô Nương trước đó muốn đi hương cảng, là bởi vì sợ hãi Yến Kinh. Cái này cùng quỷ hồn sợ hãi ánh sáng mặt trời là một cái đạo lý. Bất quá bây giờ còn tốt, nàng cùng với Trầm Mặc Nùng cần phải sẽ khá hơn một chút. Nhưng nếu như giải quyết Thiên Brooklyn, nàng vẫn là muốn về Thiên Châu mới tốt. Thế giới Bao La là không cho bất luận cái gì tà ma nhúng chàm. Đây là Thiên Đạo phòng tuyến cuối cùng, đây cũng là vì cái gì cho tới nay, thế giới Bao La bên trong, chân chính cao thủ không nhiều nguyên nhân. Giống đại thiên tứ đế bọn họ đều là thiên đạo chọn lựa ra tương lai nhất định có tác dụng lớn chỗ cho nên bọn họ tuy nhiên trẻ tuổi nhưng lại từng cái từng cái có thể sánh ngang viễn cổ lão ma riêng là thần đế càng là tràn ngập thần bí bần tăng đều nhìn không thấu thần đế lai lịch thần đế có thể có lai lịch ra sao hắn là một phàm nhân kinh lịch gặp trắc trở đi cho tới hôm nay tình trạng này la quân nói ra linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng nói ra đạo hữu người muốn là nghĩ như vậy quá ngây thơ. Chúng sinh chỉ có một cái thần đế thiên phú dị bẩm sao? Thần đế người thông minh hay xảy ra, vì cái gì thần đế lại là thần đế? Vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Vì cái gì thần đế lại là thần đế? La Quân thì Thảo nói ra, hắn theo rồi nói ra, thần đế là thần đế, ta là ta, cái này cái kia có vì cái gì? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, thiên đạo tuyển thần đế, thiên đạo cũng tuyển đạo hữu ngươi. Đây mới là căn bản vị trí. La Quân nói ra, đây đều là lời nhàm tai đề tài. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bản chất nói, giữa người và người là có khác nhau, năng lực cũng là có sự khác biệt. Nhưng cũng không có khác nhau quá nhiều, mà tạo thành lẫn nhau khác biệt, lớn nhiều đều là bởi vì vận khí cùng mệnh số. Cũng không phải là nói ngươi là ước vạn phú ông, hắn là kẻ nghèo hàn, hai thì ở giữa năng lực cách 100 triệu. Ước vạn phú ông cần phải may mắn vận mệnh đãi hắn không tệ mà không phải cảm thấy mình thật rất không tệ, từ đó có thể vinh vang đắc ý. Hắn cần phải thương xót cái kia người nghèo rất mồng tơi, bởi vì kẻ nghèo hàn là không may mắn. Ngươi làm sao đột nhiên cho ta nấu lên canh gà đến quát? La quân cười cười. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng là muốn nói cho đạo hữu ngươi, không cần cảm thấy thương bất công, ngươi cũng cần phải cảm ơn. Cho dù vận mệnh có khi đối ngươi tàn khốc, nhưng hắn cũng cho ngươi rất nhiều, khác người thường không thể tưởng tượng cùng đạt được đồ vật. La Quân nói ra, những đạo lý này ta đều hiểu. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, thật tốt hưởng thụ mỗi một ngày đi, bởi vì không có người biết ngày mai sẽ là như thế nào. Hôm nay là ức vạn phú ông, ngày mai có thể là tù nhân. Bởi vì, vận mệnh là hay thay đổi. Lời này của ngươi, là lạ, tựa như là có ý riêng. La Quân nhìn nhiều Linh Tuệ Hòa thượng liếc một chút. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, ngươi nhất định phải có một ít chuẩn bị tâm lý, đây là một trận thiên đạo sát kiếp là trước đó chưa từng có đại sát kiếp, là một trận đại thanh tẩy. Tương lai hội có rất nhiều người chết, bao quát bên cạnh ngươi người. Là quân hổ khu chấn động, hắn có chút nổi nóng nói ra, nhanh nhạy, người không khỏi nói những thứ này làm gì. Linh tuệ hòa thượng khe khẽ thở dài, nói ra, bần tăng là nhìn đạo hữu người bây giờ phu thê mỹ mãn, lại có hài từ. Người quá hưởng thụ dạng này mỹ mãn, lại quên sự vật tàn khốc bản chất. Tính thiên nói là một người, cái kia ta cũng là đang vì hắn tranh đấu giành thiên hạ nếu như ta vì hắn tranh đấu giành thiên hạ hắn liền người nhà của ta đều bảo hộ không ta dựa vào cái gì muốn vì hắn hiệu lực la quân lạnh hừ một tiếng linh tuệ hòa thượng nói ra người cuối cùng vẫn là có thật nhiều nhìn không thấu thôi a à, hắn cũng không nói thêm lời la quân phát lên một ngạt đến hắn rất lâu đều không nói với linh tuệ hòa thượng lời nói bất quá cuối cùng là quân cũng là cảm thấy còn là mình không chiếm đạo lý. Hắn nói ra, ta cũng không thể một mực tại nơi này ngốc chờ xem. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi trước tiên có thể trở về lại hưởng mấy ngày niềm vui gia đình. Có lẽ sự tình sẽ có cải biến. Tính toán cải biến, ta cũng không biết ha. À. La quân nói ra, linh tuệ hòa thượng nói ra, gió thổi báo rông bão sắp đến, bần tăng có dự cảm sẽ có người tới đạo hữu ngươi giải thích khó hiểu. Đi về trước đi. La Quân thật sâu nhìn một chút linh tuệ hòa thượng, hắn cảm thấy mình càng phát ra nhìn không thấu linh tuệ hòa thượng. Lại tới, linh tuệ hòa thượng bất đắc dĩ, nói ra, bần tăng nói sớm, bần tăng kinh lịch lâu đời năm tháng, phép tính lực hoàn toàn không có, nhưng kinh lịch vẫn là có. Đạo hữu người mới mấy năm đạo hạnh, muốn đem bần tăng xem thấu. Sao lại có thể như thế đây? Bần tăng xem như biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đạo hữu người vẫn là không biết hiểu. La quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt ha, à, không nói cái này. Trở về đi. Hắn thực cũng là vui trở về đây. Mỗi ngày muộn từ kiều ngưng cùng trầm mặc nùng hai cái này tuyệt thế mỹ nhân nhi bồi tiếp, là quân cảm thấy làm thần tiên đều không gì hơn cái này đây. Cái này cùng một người bình thường tại trời đông giá rét sớm một dạng, cái kia ấm chăn ấm khiến người ta không lưu luyến. Nhưng làm sinh tồn, vì sinh kế, nhất định phải rời giường đi ban một dạng hiện tại linh tuệ hòa thượng đã nói để la quân lại nói đi nghỉ ngơi hai ngày cái kia tương đương với đến trong công ty lão bản nói có việc người đi về nghỉ hai ngày đi sau đó cái này cái kia còn có không hoan hỉ đạo lý nhưng là không hề nghi ngờ nếu như la quân nghỉ ngơi hai ngày sau đó còn không thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ hắn cũng sẽ hoảng hốt tựa như công ty một mực hô ban sẽ cho người hoài nghi mẹ nó công ty này là muốn khai trừ ta vẫn là muốn đóng cửa La Quân thân thể có quá gánh nặng tử, hắn thủy chung là không cách nào buông lỏng. La Quân trở lại mạn thành tiểu khu trong phòng về sau, Kiều Ngưng cùng trầm mặc nùng nhìn thấy La Quân, vừa mừng vừa sợ. Đây là, La Quân vào nhà xong cùng tiểu niệm từ đùa với chơi. Trầm mặc nùng ở một bên có chút buồn bực. Kiều Ngưng dứt khoát hí ngược nói ra, không phải sớm còn đi không từ dã sao. La Quân có chút bất đắc dĩ, nói ra, linh tuệ hòa thượng ra hỏa này, không sớm một chút nói với ta. Hại ta bạch đi một chuyến, hắn nói cho ta biết, ta thân thể nhiễm thiên vị khí tức, một khi ra ngoài, mã hội rơi vào thiên Brooklyn tay. Kiều Ngưng cùng trầm mặc nùng bị kinh ngạc. Kiều Ngưng nói ra, cái kia vậy phải làm sao bây giờ? La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra, thiên Brooklyn hẳn là không rảnh rỗi như vậy, một mực chờ ta ở bên ngoài. Kiều Ngưng nói ra, cho dù hắn rời đi, nhưng chỉ cần chúng ta thân thể thiên vị khí tức không biến mất, hắn vẫn là có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Nàng có chút nóng nảy lửa, nói ra nếu là không có tinh chủ, không có chúng tinh điện nhiệm vụ, chúng ta quản hắn những vật này làm gì? Một mực đợi tại Yến Kinh, ngược lại là an toàn không? Là quân buông xuống niệm từ, niệm từ chính mình đi chơi những cái kia đồ chơi. Là quân thì cười khổ nói, lời nói không phải nói như vậy. Nếu như không có tinh chủ, chúng ta tu vi cũng đi không cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu như không có thiên mệnh vương cái này vầng sáng, ta liền yến kinh thành đều vào không được. Cho nên mọi thứ đều có lợi có hại, rất khó thập toàn thập mỹ. Bất quá nhanh nhạy cũng nói, đại khái mấy ngày nay, thiên Brooklyn sẽ có người giải quyết. Người nào có thể giải quyết thiên Brooklyn? Phụ thân ngươi sao? Kiều Ngưng nói ra, phụ thân ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng nhiều nhất có thể ở trên trời Brooklyn tay giữ cho không bị bại muốn chiến sung cheon brooklyn căn bản không có khả năng la quân nói ra ta cũng không biết nhanh nhạy rất ít phía dưới loại này kết luận hắn một khi nói ta muốn sẽ không có sai trầm mặc nùng liền nói ra vậy thì thật là tốt chúng ta có thể thật tốt chơi mấy ngày trong mấy ngày này la quân người cái gì đều không cần nghĩ thật tốt bồi bồi con của ngươi còn có kiều ngưng tỷ được la quân nhếch miệng cười một tiếng sau đó đến đón lấy trong ba ngày là quân hàng đêm phong lưu khoái hoạt, cùng hai nữ cuồng hoan không nghỉ. Ban ngày người một nhà ra đi ăn cơm, mang theo bảo bối đi khu vui chơi. Cứ việc lớn nhiều đồ vật tiểu niệm từ đều còn sẽ không chơi, nhưng tiểu niệm từ vẫn là rất vui vẻ. La quân trong ba ngày qua vui đến quên cả trời đất, cảm thấy mình đều muốn bị ăn mòn tại ôn nhu như vậy quê nhà, mà rất lớn trình độ cũng là bởi vì kiều ngưng cùng trầm mặc nùng biết La quân tức sắp rời đi cho nên trong lòng cũng đều sẽ phá lệ đối với hắn tốt. La Quân cũng cùng Kiều Ngưng ước định, nếu như bên này nguy cơ giải trừ. Kiều Ngưng lập tức về Thiên Châu Thiếu Uy Phủ, La Quân chỉ muốn sự tình làm thỏa đáng, đi tìm Kiều Ngưng. Lại mang Kiều Ngưng đến xem tiểu niệm tư. Nếu như về sau cơ hội phù hợp, để mặc nùng mang theo niệm từ còn có lưu mụ, triệu mẹ đi Thiếu Uy Phủ ở. La Quân hy vọng chính mình có một ngày, có thể có đầy đủ bản sự bảo vệ được người nhà. Đây cũng là hắn kiên trì trọng yếu niềm tin, đương nhiên, hắn càng quên không lạc ninh nợ máu. Tại bất chi bất giác, là quân đã hoàn thành rất nhiều chuyện. Linh Nhi đã con trai tỉnh, đây là hắn một cọc đại tâm nguyện. Chuyện này hoàn thành, hắn xem như bỏ mình cũng sẽ không quá mức tiếc nuối. Mà lại, cùng Trần Thiên Nhai còn có Trần Diệt Hàn ở giữa, là quân cũng có thể làm được thuận tự nhiên. Hắn đã không còn mãnh liệt như vậy hận, cho nên cũng sẽ không còn có mãnh liệt như vậy thống khổ, nhưng cùng lúc, là quân còn muốn làm sự tình cũng rất nhiều. Như tìm đến đại ca nhị ca, như tìm tới sau cùng hai kiện tam thập tam thiên trí bảo. Như muốn đem linh tôn sự tình nghĩ ra cách đối phó đến, còn muốn cứu tỉnh Lam Tử Y. Tiền đồ vẫn nhiều gian khó, đồng chí càng cần nỗ lực. Cái này mỗi một ngày khí, đột nhiên có chuyển biến. Trong vòng một đêm, bắc phong gào thét. Luồng khí lạnh xâm lấn, rõ ràng hai ngày trước, mọi người vẫn là mặc lấy áo mỏng. Nhưng đột nhiên, nhưng lại hận không thể đem giày áo bông đều lấy ra xuyên. Khí trời chìm vào hôn mê. Cái kia khô nứt phong như dao thổi tới mặt người chứng. Gió lạnh như đau, lấy khắp nơi vì cái thất gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Thiên Brooklyn đã thủ La Quân 5 ngày. Nhưng là La Quân vẫn luôn không từng ly khai yến kinh thành, khiến Thiên Brooklyn có chút nôn nóng. Tiểu tử này, đến cùng ở bên trong đi lêu lỏng cái gì? chẳng lẽ hắn biết ta có thể tìm tới hắn? Không có khả năng, tiểu tử này chỗ đó có thể có loại này kiến thức. Thiên Brooklyn nói thầm. Thiên Brooklyn quả thực bực mình không thôi. Hắn vốn là tại một chỗ vùng hoang vô tĩnh tọa chờ đợi, lúc này cũng là các loại có chút tố. Quyết định bốn phía đi một chút, dù sao chỉ cần La Quân vừa rời đi Yến Kinh Thành, hắn liền có thể phát giác được. Đây là giữa trưa, khí trời y nguyên âm u, Mảnh này vùng hoang vu là ở vào hai cái thị trấn ở giữa mang, nơi xa còn có một số nông điền, lại hướng phía trước đi một chút, có thể trông thấy một chỗ quốc lộ đường cái. Thiên Brooklyn tại đồng ruộng đi tới, hắn rất mau tới đến bên kia một chút nông thôn nhà lầu trước. Tại thế giới bao la nông thôn bên trong, các nhà các hộ đều làm lên nhà lầu. Nơi này cách yến kinh thành cũng rất có một chút khoảng cách, cho nên đám nông dân làm nhà cũng không quý. Loại địa phương này không có bất kỳ cái gì giá trị đầu tư. Bây giờ cũng không phải ngày mùa thời điểm, nông hộ nhà, trung niên nam nữ lớn nhiều đều ra ngoài làm thuê. Chỉ để lại một chút người già trẻ em, có mấy cái tiểu hài tử, chính tại cửa ra vào đánh lấy viên thủy tinh, cho dù khí trời lại lạnh, cũng phai mờ không bọn họ mê tính trẻ con. Đi lại mấy bước, Thiên Brooklyn đột nhiên trông thấy một chuyện. Đó là phía trước có tên hòa thượng mặc lấy màu xám tăng y, ngay tại cửa phòng miệng đánh cờ phía dưới là cờ vây, hơn nữa còn là một người đang đánh cờ. Hắn phòng rất nát, là đơn giản nhà bằng đất, tại dạng này một hàng lân thứ chất nhà lầu đối phía dưới, căn này nhà bằng đất lộ ra phá lệ keo kiệt, khó coi. Hòa thượng xem ra mặt mũi hiền lành, hắn tuổi tác chừng 40. Thiên Brooklyn nhìn hòa thượng kia liếc một chút, lại là cảm giác đối phương có chút thâm bất khả chắc. Ừm, chẳng lẽ hòa thượng này vẫn là cao người hay sao? Thiên Brooklyn nghĩ thầm, Hắn mặc dù là linh tôn, tướng mạo tại nhân loại nơi này tính được xấu xí. Nhưng hắn vì không làm người khác chú ý, đã thi triển nho nhỏ huyễn thuật. Ngoại nhân nhìn hắn bộ dáng, liền bất quá là cái nam tử bình thường. Thiên Bruton lúc đối hòa thượng này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn tự nhiên không sợ cái gì cao nhân, trong mắt hắn, nơi nào còn có cao nhân a? Trừ tiên giới thiên quân còn có thể để hắn có kiêng kỵ, cái này nhân gian đích nhất thiết sự vật, nhân vật, hắn đều không để vào mắt. Cái kia nổi danh truyền xa thần đế trong mắt hắn, cũng bất quá là chuyện tiếu lâm. Tính toán là ma đế, ma đế tuy nhiên giết hắn đổ đệ Bruna. Nhưng lần này giao phong, thiên Brooklyn cũng cho rằng ma đế không gì hơn cái này. Nổi danh truyền xa ma đế, cũng là trong lúc nhấc tay biến thành cho bụi mà. Thiên Brooklyn xu thế bước đi vào hòa thượng kia trước mặt. Hòa thượng nghiên cứu ván cờ, vẫn chưa ngẩng đầu. Thiên Brooklyn cười nhạt một tiếng, nói ra: Hòa thượng, người dưới một người cờ, không tố sao? Bần tăng tại chờ một người, Hòa thượng ngẩng đầu, hắn chắp tay trước ngực, nói ra. Thiên Brooklyn nói ra: Bọn người chờ cái gì người? Chính là các hạ ngươi. Hòa thượng nói ra. Thiên Brooklyn biến sắc, hắn nhìn chăm chú Hòa thượng nửa ngày, sau đó lạnh lẽo nói ra: Hòa thượng, người chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa a? À? Người xuất ra sao có thể lời nói dối hòa thượng nói ra tốt ta tới người tìm ta làm gì người có biết ta là người phương nào thiên brooklyn nói ra bần tăng đương nhiên biết thí chủ là người phương nào mà nơi này không phải thí chủ cần phải đến địa phương hòa thượng từ tốn nói thiên brooklyn nói ra như vậy ta đã đến người muốn như nào thí chủ nếu như không nóng nảy lời nói có thể ngồi xuống nói chuyện hòa thượng nói ra Thiên Brooklyn liền là ngồi xuống, hắn đổ muốn nhìn một chút, hòa thượng này trong hồ lô bán là thuốc gì. Mà trùng hợp lúc này, đến 3 năm cái tiểu bằng hữu ước chừng đều 6-7 tuổi bộ dáng. Đại sư, đại sư, chúng ta tới, ngài không phải nói muốn cho chúng ta làm ảo thuật sao? Mấy cái kia hài đồng chít chít động động kêu, rất là vui sướng. Hòa thượng mỉm cười, nói ra, tốt tốt tốt, các người chờ đợi ở đây, một hồi có ma thuật cho các người nhìn đây. Thiên Brooklyn cười lạnh một tiếng, nói: Ma thuật. Hòa thượng hướng lên trời Brooklyn xem ra, hắn nói ra, chẳng lẽ thí chủ không tin bần tăng hội ma thuật? Thiên Brooklyn nói ra, thời gian của ta không nhiều, nếu là ngươi nói không nên lời cái như thế về sau, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi xuống chẳng hội rất thê thảm. Hòa thượng nói ra, thí chủ sát lục chi tâm quá nặng, dạng này không tốt. Thiên Brooklyn nói ra, hòa thượng, ta nói qua, ta kiên nhẫn có hạn. Hòa thượng không chút hoang mang, nói ra, cần gì phải gấp gáp, người về sau phải bồi bạn bần tăng thời gian rất lâu. Ha ha, chuyện cười, thiên Brooklyn nói ra. Hòa thượng nói ra, ý nghĩ ngông cuồng cùng một chỗ, tai họa liền đến. Cho nên, hơi thở tâm chính là hơi thở tai. Thiên Brooklyn ánh mắt híp lại, hắn nhìn về phía hòa thượng, tựa hồ là muốn đem hòa thượng nhìn thấu. Hòa thượng nhàn nhạt nhiên nhiên, hắn nói ra, A-di-đà Phật, thương hải tăng điền, vạn vật thế sự, chỉ có thể hướng về phía trước. Thí chủ, người có thể từng gặp, thời gian chảy trở về, nước sông lớn đảo lưu đạo lý. Thiên Brooklyn thân thể chấn động, hắn mắt thoáng hiện lệ quang, nói, người rốt cuộc là ai? Hòa thượng nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng pháp danh. Viên giác, chúng pháp chi thần, thiên Brooklyn hoảng sợ thất sắc. Thiên Brooklyn thân thể nhất động, lập tức muốn chạy trốn. Ngay vào lúc này, viên giác xuất thủ hắn đem cái kia chứa đựng quân cờ kim bát vỗ một cái, cái này kim bát đột nhiên hướng lên trời Brooklyn bay đi. Trong chấp nhóm này, thiên Brooklyn đột nhiên phát giác thân thể dường như bị giam cầm. Mặc cho hắn có mọi loại thần thông, lúc này lại là cái gì đều không thi triển ra được. Cái kia kim bát như thế bao một cái, thiên Brooklyn thân thể cấp tốc thu nhỏ, liền bị trùm tại kim bát chi. Hòa thượng hướng mấy cái kia hài đồng cười một tiếng, nói ra, cái này ma thuật, thần sao. À, quá thần mấy cái hài đồng ánh mắt tràn ngập chấn kinh và tốt đại sư ngài là làm sao làm được có hài đồng hỏi ma thuật là không thể nói bí mật nếu là nói trắng ra cái gì đều không đáng viên giác đứng dậy đem cái kia kim bát chộp vào tay mà tại kim bát bao bọc qua địa phương xuất hiện một đầu tiểu cầu con chó nhỏ này thân thể màu lông trắng đen xen kẽ đáng yêu cực kỳ mấy cái hài đồng lập tức nói ra quá đáng yêu có cái tiểu ra hỏa ôm lấy lấy tiểu cầu, hướng viên giác nói ra, đại sư, ngài có thể đem chó này đưa cho ta sao? Viên giác mỉm cười, nói ra, khó mà làm được, con chó nhỏ này còn muốn làm bạn bần tăng đây. a à, hai tử nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng. Viên giác xuất ra rất nhiều bánh kẹo, nói ra, những thứ này các người cầm lấy đi ăn đi. Tiểu hai tử, là thèm ăn, vừa thấy được bánh kẹo, liền cái gì hắn đều quên sau đó vứt xuống tiểu cầu đến bắt bánh kẹo về sau liền tan tác như chim muông viên giác thì đem cái kia tiểu cầu chộp trong tay sau đó hướng phía trước đi đến la quân là tại đêm đến đợi nhìn thấy viên giác nhìn thấy viên giác cái kia một cái trước mắt la quân lên tiếng kinh hô vô vi đại sư đây là phát sinh ở mạn thành tiểu khu cái kia tòa nhà cửa phòng sự tình vốn là la quân là chuẩn bị biệt thự để trầm mặc nùng cùng kiều ngưng các nàng rời đi qua ở nhưng là dọn nhà loại chuyện này, không phải thoáng cái có thể hoàn thành. Mà La Quân có thể đợi thời gian không nhiều, cho nên tất cả mọi người không có lấy cái này một gốc dạ. Tại vừa mới, La Quân người một nhà đang ăn bữa tối. Lưu Mụ cùng triệu mẹ tại mang niệm từ. Vừa tốt có người gõ cửa, La Quân đứng dậy đi mở cửa. Hắn không có nghĩ quá nhiều, cũng không sợ có cái gì người xa lạ đến gõ cửa. La Quân mở cửa trông thấy viên giác hòa thượng. Vô vi đại sư, trầm mặc nùng cũng bị kinh ngạc, nàng liền vội vàng đứng lên xu thế bước tới, nàng nghe nói qua vô vi đại sư. Nhưng là vô vi đại sư đều chết hơn 20 năm đây. La quân thì nhìn trước mắt mặt mũi hiền lành hòa thượng, trong trí nhớ, đây rõ ràng là tại bình hành thế giới bên trong gặp qua vô vi đại sư A. Viên giác nào nào, theo rồi nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng không phải là vô vi. Bần tăng pháp danh, viên giác, Viên Giác, La Quân chỉ kém không có một chút nhảy dựng lên. Ta dựa vào, chỗ của hắn lại không biết Viên Giác a. Chúng pháp chi thần Viên Giác, đó là truyền thuyết chi truyền thuyết nhân vật a. Là Thiên Đạo bút vị thứ ba chủ nhân a. La Quân thành âm phát run, Viên Giác, là ta coi là cái kia Viên Giác. Viên Giác nói ra, thí chủ, có thể hay không theo bần tăng ra ngoài một lần. Tốt, tốt, La Quân vội vàng đáp. Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng cũng là chấn kinh không chỉ là rất nhanh, Viên Giác bắt La Quân. La Quân còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng đã xuất hiện tại 30 tầng lầu sân thượng. Ở trên sân thượng, nhìn yến kinh ban đêm là đèn đuốc sáng chói. Gió đêm thổi tới, không khỏi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bất quá đối với Viên Giác cùng La Quân dạng này người mà nói, là không quan trọng. Không đúng, ngài tức là Viên Giác, làm sao có thể đầy đủ tiến vào cái này yến kinh thành đến? La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Viên giác trong tay ôm đầu kia tiểu cầu, hắn mỉm cười, nói ra, thí chủ đến, bần tăng vì sao không thể có. Ách, La Quân trong lúc nhất thời, thế mà nói không ra lời. Chẳng biết tại sao, La Quân tại nhìn thấy viên giác dạng này cổ lão đại thần lúc, lòng hắn không có một chút sợ hãi cùng hoảng sợ, càng nhiều lại là sùng kính cùng sùng bái. Đây là một loại khí chàng cảm giác. Ngài con chó nhỏ này, thật đáng yêu a. À la quân tìm kiếm đề tài ánh mắt rơi xuống viên rác tay nhỏ chó người ưa thích cho người ôm một chút viên rác nói ra la quân gặp viên rác vươn tay đem tiểu cầu đưa qua hắn nhất thời cảm thấy thịnh tình không thể chối từ sau đó tiếp nhận tiểu cầu hắn sờ sờ tiểu cầu đầu nói ra mau rất thuận đến ngoan la quân cấp tốc theo phòng bị tu di bên trong tìm ra đệ nhất bánh quy mở ra về sau cho cái kia tiểu cầu ăn thật không nghĩ đến là La quân cảm giác được con chó nhỏ này tức giận đến toàn thân phát run. là quân không khỏi phiền muộn nói ra đại sư ngài chó này còn thật đặc biệt a à. viên giác mỉm cười sau đó là quân vỗ xuống tiểu cầu đầu nói ra tiểu gia hỏa bản sự không lớn tính khí rất lớn a à. cái kia tiểu cầu ngao ngao sắc nhọn hướng là quân gọi là quân không khỏi cười khổ nói ra đại sư còn cho ngài viên giác liền đem tiểu cầu tiếp nhận đại sư, ngày sau lại đột nhiên tìm đến vãn bối. La quân trở lại chuyện chính nói ra, hắn một cách tự nhiên nhớ tới Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói, Linh Tuệ Hòa Thượng nói qua sẽ có người tới cho mình giải thích khó hiểu. Chẳng lẽ hắn nói là viên giác? Viên giác nói ra, bần tăng tới là nói cho thí chủ, Linh Tôn nguy cơ đã giải trừ. Thí chủ có thể yên tâm rời đi Yến Kinh. Chẳng lẽ thiên Brooklyn đã bị đại sư đánh lui? La quân hoan hỉ nói ra. Có thể hiểu như vậy viên giác nói ra. Đa tạ đại sư, la quân nói ra. Hắn đón đến, nói ra, xem ra ngài đã biết linh tôn hỏa hại. Viên giác nói ra, bần tăng sớm đã biết. La quân nói ra, việc này việc quan hệ nhân loại sinh tử hỏa phúc, đại sư chính là chúng pháp chi thần, ngài như ra mặt, nhất định được nhiều người ủng hộ. Còn mời ngài xuất thủ, hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Viên giác lắc đầu, nói ra, tương lai sự tình, là hay thay đổi lớn nhất đại nguy cơ cũng không phải là linh tôn cho nên bần tăng chỉ có thể là thuận tự nhiên lớn nhất đại nguy cơ không phải linh tôn chẳng lẽ ngài là chỉ chính chúng ta la quân bị kinh ngạc nói ra viên giác nói ra không sai đáng sợ nhất đồ vật thường thường không phải hắn ngoại lai sự vật ngược lại là nhân tâm la quân nói ra vậy vãn bối hiện tại phải nên làm như thế nào mặc kệ linh tôn sự tình sao thí chủ ngươi là sự vật phát triển một vòng, ngươi muốn làm gì cũng có thể. Viên giác nói ra, là quân sờ sờ cái ót, nói ra, đại sư nói chuyện, tràn ngập lời nói sắc bén. Vãn bối quả thực khó có thể lý giải được. Viên giác khẽ cười nói, hiện tại không hiểu, không có nghĩa là về sau không biết lý giải. Là quân nghĩ đến cái gì, nói ra, đại sư mỗi lần xuất thủ, là bởi vì cái gì. Viên giác nói ra, bần tăng có bần tăng chức trách chức trách thủ hộ thế giới bao la la quân nói ra viên giác nói ra thí chủ quả nhiên thông tuệ la quân nói ra không dám nhận hắn trong lòng nghĩ đến viên kia sơn hải châu chỉ là đáng tiếc sơn hải châu đã không tại tay mình ngài cùng tinh chủ ở giữa là quan hệ như thế nào la quân nói ra đại sư xin thứ cho vãn bối cả gan vấn đề này quả thực khiến vãn bối hoang mang viên giác nói ra thiên cơ không thể tiết lộ La Quân nhất thời nghẹn lời, trong lòng tự nhủ người xuất gia này cử tuyệt người khác thật đúng là gọn gàng a. À. Đại sư, vậy ngài biết Vô Vi đại sư sao? Là Quân hỏi lần nữa. Viên giác lắc đầu, nói ra, không biết. Ách, La Quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên đại sư lần này tới tìm Vãn Bối, là đơn thuần nói cho Vãn Bối, Thiên Brooklyn nguy cơ đã giải trừ. Là Quân hỏi. Viên giác nói ra, chủ yếu nhất là Bần tăng cũng muốn gặp gặp tiểu thí chủ. La quần nói ra, lần này thiên địa hảo kiếp, ngài chính là đại thần thông giả, ngài trong này đến cùng hội đóng vai cái dạng gì nhân vật đâu? Viên giác nói ra, bần tăng năng lực có hạn, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể thuận tự nhiên. Sát kiếp sát kiếp, nếu là sát kiếp, tự nhiên không thể nhúng tay quá nhiều. Nên đi đi, nên lưu lưu. La quần ngẫm lại, nói ra, linh tồn tại vũ trụ chi, còn có đế quốc thiên chu bọn họ tương lai nếu thật là một khi thành hại, hậu quả khó mà lường được. Đại sư, chúng ta bây giờ như chuẩn bị sớm, chẳng phải là có thể làm nhân loại đạo thống gia tăng một tia phần thắng. Viên giác nói ra, tiểu thí chủ, bần tăng mới vừa nói qua, bần tăng chỉ có thể thuận tự nhiên. La quân nói ra, nếu là mỗi người đều thuận tự nhiên. Viên giác nói ra, người cũng được, không có người sẽ đến trách cứ ngươi. Có thể, nước nhà hưng vong, thất phu hữu trách la quân nói ra viên giác nói ra được rồi bần tăng cũng nhìn thấy tiểu thí chủ ngươi bần tăng nên cáo từ đại sư đại sư dừng bước la quân không khỏi gấp viên giác nhìn la quân liếc một chút nói ra tiểu thí chủ bần tăng cũng không phải là đại sư càng không thể vì ngươi giải hoặc ngươi tất cả nghi hoặc đều cần ngươi chính mình đi giải la quân nói ra vãn bối không biết đến cùng nên làm như thế nào nếu là thuận tự nhiên vẫn từ linh tôn phát triển vậy tương lai. Viên giác nói ra, thuận tự nhiên, không có nghĩa là muốn vẫn từ linh tôn phát triển. Người phải biết, mỗi một thời đại đều sẽ có kiệt xuất anh hùng. Bần tăng thời đại sớm đã đi qua, cho nên, bần tăng không thể qua loa nhúng tay, bần tăng muốn bảo trì là tự nhiên phát triển. Nếu như bần tăng thật theo người chi ngôn đi tụ tập rất nhiều cao thủ tấn công kỷ phấn trắng thế giới, thì tính sao? Đế quốc thiên chu còn tại vũ trụ chi, tránh thức lực lượng còn chưa buông xuống, có nhiều thứ bần tăng không thể làm không có nghĩa là ngươi không thể làm bần tăng cùng tiểu thí chủ ngươi cho dù là đi làm cùng một việc nhưng dẫn dắt kết quả đều sẽ khác biệt la quân ngơ ngẩn hắn đột nhiên có chút hiểu làm nhiên đại sư ngài tay cầm thiên đạo bút đã từng là dưới trời sao anh hùng la quân nói ra viên giác nói ra anh hùng bần tăng sao cân đến anh hùng cũng bất quá là thất phu thất phu hữu trách la quân không khỏi khen lớn một tiếng nói ra, tốt một cái thất phu. Bần tăng cáo từ, viên giác sau khi nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Sân thượng chi, nhất thời chống trải một mảnh. Linh tuệ hòa thượng, la quân lập tức hô. Linh tuệ hòa thượng nhảy ra. Người toàn thịnh thời kỳ cùng viên giác đại sư lên, người nào lợi hại hơn. La quân hỏi linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra, cái kia không thể, viên giác chính là cùng đa bảo đạo quân, hồng quân đạo nhân những thứ này của thánh nhân nổi danh tồn tại. Viên giác sức một mình phong bế thần ma chiến trường, để rất nhiều thần ma chiến tử, từ đó để thế giới bao la vĩnh hưởng an bình. Đây là mạc đại công đức, hắn năng lực, bần tăng chỉ sợ kém xa tiết tắp. Vậy xem ra, người cũng không có đa nghiêu mà, thiên đạo như thế nào kiêng kỵ như vậy ngươi, còn muốn trực tiếp ra tay bịt kín ngươi. La quân nói ra, ha ha, cái này đạo hữu ngươi có chỗ không biết, linh tuệ hòa thượng nói ra, Bần Tăng Huy Hoàng rực rỡ thời điểm, chính là thần ma đại chiến về sau. Bần Tăng theo tiên giới trở về, lúc đó toàn bộ địa cầu, cơ hồ không có người nào là Bần Tăng đối thủ. Viên Giác cũng biến mất, không biết đi làm cái gì. Mà lại, tính toán Viên Giác tại, Bần Tăng cũng không sợ. Bởi vì Trần Thiên Nhai là công phu đặc thù, Bần Tăng thể chất càng đặc thù, cơ hồ là bất tử chi thân. Thiên đạo nếu là tùy ý Bần Tăng lại phát triển tiếp, toàn bộ địa cầu đều có thể bị Bần Tăng cho làm không có cho nên loại tình huống này bần tăng đột nhiên cảm thấy thiên đạo từ trường biến hóa sau cùng rơi vào đến thời không loạn lưu chi tại thời không loạn lưu chi bần tăng lại mất đi thân thể lúc này mới làm càng về sau tình trạng kia lúc đó bần tăng cũng có cố chấp tư tưởng nhận vì nhân loại mới là thật ký sinh trùng là virus bần tăng muốn đem tất cả nhân loại đều tiêu diệt vì thế còn làm ra rất nhiều ký sinh trùng đến khống chế nhân loại bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó tư tưởng thật sự là đáng sợ. La Quân nói ra, ách, người bây giờ tư tưởng cũng không có bị ta đại lôi âm phổ độ pháp khống chế. Ngươi làm sao đột nhiên đại thông đại ngộ, không kiên trì ngươi để ý muốn đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại thông đại ngộ, thường thường chỉ là trong chớp mắt. Có lẽ, là bởi vì đạo hữu người hữu nghị đâu. La Quân cả người sững sờ, sau đó, hắn trịnh trọng nói ra, nhanh nhạy, nhân tính thật có xấu xí nhiều mặt, nhưng cũng có mỹ hảo một mặt tin tưởng ta linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng tự nhiên tin tưởng nói bạn ngươi la quân nhếch miệng cười một tiếng nói ra nói như vậy lên ta vẫn là cảm thấy rất vinh hạnh linh tuệ hòa thượng nói ra cũng là bần tăng vinh hạnh la quân còn nói thêm ta hy vọng tương lai ta có thể trở thành viên giác đại sư dạng này người có đầy đủ năng lực bảo hộ người nhà cũng có thể vì cái này địa cầu làm một ít chuyện Viên Giác đại sư có thể không có vợ." Linh Tuệ Hòa thượng lập tức bổ đao nói ra. La Quân nhất thời tức sạm mặt lại. "Đáng tiếc, ta còn chưa kịp hỏi Viên Giác đại sư quan tại Thiên Đạo bút sự tình." La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Vậy cũng không có gì tốt hỏi, Thiên Đạo bút tình huống là không có khí linh. Chờ ngươi về sau tới trình độ nhất định, hoặc là cơ duyên xảo hợp, gặp phải phù hợp đồ vật có thể đoán tạo khí linh, Bần tăng sẽ nói cho ngươi biết." làm sao đoán tạo khí linh la quân nói ra vậy ta yên tâm đúng linh tuệ hòa thượng nghĩ đến cái gì nói ra người có hay không quái vì cái gì viên giác hội mang theo một con chó người xuất gia dưỡng một con chó la quân nói ra là có chút quái nhưng cũng không tính rất quái là a linh tuệ hòa thượng mỉm cười nói ra con chó kia có phải hay không rất hung la quân nhất thời nhớ tới con chó kia nhe răng trợn mắt bộ dáng sau đó nói ra xác thực rất hung linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng nói ra đó là bởi vì con chó kia là thiên brooklyn ta dựa vào la quân nói ra ngươi nói đùa cái gì linh tuệ hòa thượng nói ra cái này có cái gì không có khả năng bần tăng muốn là toàn thịnh thời kỳ cũng có thể đem thiên brooklyn biến thành một con chó huống chi đây là viên giác ta đâu cái đi làm nửa ngày ta mò con chó kia là thiên brooklyn a la quân mặt nhất thời lần nữa phủ đầy hắc tuyến thiên Brooklyn nguy cơ sau khi giải trừ la quân rất là vui vẻ hắn cũng tin tưởng linh tôn bên kia tạm thời sẽ không có cái gì đại động tính la quân ngẫm lại liền đi xuống gặp kiều ngưng cùng trầm mặc nùng hắn quyết định đi làm việc sau đó để kiều ngưng về trước thiếu uy phủ tính toán hắn thì đi tìm mặt khác hai kiện trí bảo kiều ngưng còn là muốn cùng la quân cùng một chỗ la quân từ chối thẳng thắn Kiều Ngưng sau cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng La Quân. Tại mạn thành tiểu khu trong phòng qua một đêm, ngày thứ hai, chính là đường ai nấy đi. Kiều Ngưng về Thiên Châu, La Quân đi tìm trí bảo. Trầm mặc nùng y nguyên đợi tại Yến Kinh, dưỡng dục tiểu niệm từ. Yến Kinh sớm, mưa xuống. Đùng đùng sao không dứt đông vũ đập đánh xuống, gió lạnh gào thét. Bên ngoài người đi đường đều mặc lên giày đặc áo khoác. La Quân cùng Kiều Ngưng cùng trầm mặc nùng, niệm từ khua tay nói đừng. La Quân trước đem Kiều Ngưng mang đến Đại Hưng An Lĩnh bên kia truyền tống trận, Đại Hưng An Lĩnh đã rơi xuống càng nhiều tuyết. Nhưng đối với La Quân cùng Kiều Ngưng hành trình không có chút nào ảnh hưởng. Bát quái trận tại trong đống tuyết hiện ra kim quang đến, Kiều Ngưng tiến vào bát quái trận. Ta làm xong việc, sẽ mau chóng đi tìm ngươi. La Quân hướng Kiều Ngưng cười một tiếng. Kiều Ngưng hốc mắt hồng hồng, nàng nói ra, muốn không phải là. Không được, là quân ngôn từ cự tuyệt. Kiều ngưng bất đắc dĩ. Về sau, kim quang càng phát ra nồng đậm. Rất nhanh, kiều ngưng biến mất tại kim quang chi. Lúc này vẫn là sớm 8 giờ, đại hưng an lĩnh bên này lại hạ lên tuyết lông ngống. Bác Phong gào thét. Nơi này sơn lâm kéo dài chập trùng, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là trắng phao phao cảnh tuyết. Khiến La Quân không tự chủ được nghĩ đến cái kia bài thơ, thiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. La quân tại thụ hải mặt hành tẩu, cảm thụ được dạng này giá lạnh. Bốn phía đều rất an tính. La quân cảm thấy mình cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, thật tốt lắng động một chút. Tại tứ phương vị diện không gian ở lâu, sẽ nhớ thế giới bao la, tưởng niệm thế giới bao la phồn hoa, tưởng niệm thế giới bao la đèn nê ông lấp lóe. Nhưng là tại thế giới bao la ở lâu, liền lại sẽ nhớ cái kia vị diện thế giới sát phạt chinh chiến, dị vực phong tình. Người chân thực quái mà mâu thuẫn động vật. Phía trước đường, nhanh nhạy, người nói tốt đi sao? Là quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng tại phong tuyết chiều dài thành một gốc tráng kiện thụ. Hắn thân thể dây leo đem bốn phía một mực nắm chặt. Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn về phía trước, nói ra, đường không dễ đi, tạm biệt đường đều là cho chết người đi. Ha ha, là quân cười một tiếng, nói ra, người bây giờ càng lúc càng giống cái người xuất ra, nói chuyện sẽ còn đánh cho ta lời nói sắc bén. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế nhân đều có ba nghìn phiền não, đạo hữu người tuy nhiên cũng có phiền não, nhưng người phiền não không cần vì ruồi doanh chó lại sinh kế đi phiền não. Có người bán đi tôn nghiêm, chỉ vì một chỗ mấy cái 10 mét vuông nhà, chỉ vì có một cái vùi ở. Mà người phiền não, tối thiểu cần đại khí nhiều. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người còn thật hội an ủi người A. Hắn theo rồi nói ra, tối thiểu bọn họ không biết mất đi tính mạng. Hắn nói tiếp, trước mắt ta phiền não, linh tôn sự tình, ta không nói trước. Chỉ là có thể hay không tại cái này trong vòng một năm, tìm tới ta đại ca, nhị ca, cái kia cũng còn đến khác nói sao. Linh tuệ hòa thượng nói ra, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tìm không thấy tính toán. Dù sao ngươi còn có một lần cơ hội, lần này tìm không thấy, kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng sẽ không đóng băng ngươi. làm tử y tuy nhiên theo chúng tinh điện giải thoát nhưng danh sách kia vẫn là có tác dụng. như thế, la quân nói ra, đừng hơi một tí cảm khái, người đã rất may mắn. linh tuệ hòa thượng nói ra, la quân nói ra, tốt a. hắn sau đó bắt đầu cảm ứng trí bảo. trước đó đã tìm được trí bảo khí tức, hiện tại là muốn xác định cụ thể phương vị. hai kiện trí bảo thế mà cùng một chỗ, ha ha bớt ta rất nhiều công phu a à. la quân sau đó đại hỷ nói ra khiến la quân càng thêm mừng rỡ là hai kiện trí bảo hóa thiên giáp cùng hám thiên trung là tại cùng một nơi mà lại còn tại thế giới bao la bên trong càng làm la quân ngoài ý muốn là hai món trí bảo này trước mắt tại tân hải tân hải nơi này là gánh chịu la quân quá nhiều trí nhớ địa phương tựa hồ rất nhiều căn nguyên là theo tân hải bắt đầu tại tân hải đắc tội dương lăng sau cùng bị ép tiến nhập thần vực hết thảy hết thảy ân oán đều là theo Tân Hải bắt đầu. Mà lại, trước mắt Tân Hải còn có hắn không quá nguyện ý gặp Đinh Hàm. Không phải hắn đối Đinh Hàm có ý kiến gì cùng ý nghĩ, mà chính là gặp mặt về sau, cũng sẽ xấu hổ. Đương nhiên, Tân Hải cũng có hắn muốn gặp người, như Tống Nghiên. Tốt, cái kia đi Tân Hải một chuyến đi, là quân hít sâu một hơi, sau đó thi triển đại na di thuật. Thoáng qua ở giữa, liền đến Tân Hải. Tân Hải bên này, nắng sớm vẩy chiếu. Cái này Duyên Hải thành thị bên trong, hiếm có lạnh thời điểm, càng sẽ không tuyết rơi. Một năm bốn mùa, ấm áp như hạ, duy nhất khuyết điểm là tại mùa hè thời điểm, hội càng nóng. La quân tại Tân Hải một chỗ yên lặng chỗ đặt chân, sau đó thoáng qua đến phồn hoa đường đi. Đây là sớm khoảng 8 giờ rưỡi. Kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu vào đường đi, không khí có ướt mặn gió biển vị đạo. Khắp nơi đều lộ ra một loại thành phố du lịch khí chất Ở chỗ này, sẽ có phố cũ mỹ thực, sẽ có đại trái xoài, hội có một ít tạp ký, còn có loại kia quán rượu nhỏ Mà đến Tân Hải du lịch người, đi bờ biển du ngoạn là đệ nhất đại sự tình Kiện thứ hai đại sự là muốn thể nghiệm u linh chủ đề quán ba Sớm Tân Hải thành phố, lớn nhiều đều là người địa phương đang bận rộn Là quân tại ven đường tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, đi vào điểm một bát mì hải sản Tại bờ biển thành thị là như thế, sau 60 tuổi, các còi chờ một chút, cùng nội địa xào ớt xanh thịt băm một dạng nhiều lần, phổ thông. Là quân ăn một tô mì về sau, khóa chặt phương hướng. Hắn cũng không vội lấy đi gặp Tống Nghiên. Là quân dự định lấy trước đến Trí Bảo, sau đó lại tới gặp Nghiên Nhi. Tân Hải khu vực thành thị chia làm khu vực mới cùng lão thành khu, khu vực mới là vì du lịch mà thiết lập, hết thảy đều chiếu quốc tế hóa tiêu chuẩn mà lão thành khu bởi vì có thật nhiều lịch sử còn sót lại vấn đề cho tới nay phát triển đều không theo hầu bước la quân muốn đi là lão thành khu la quân mặc lấy màu trắng áo dài lòng bàn chân mặc lấy giày vải hắn cái này toàn thân áo trắng như tuyết ánh mắt trầm tính liền giống như là một cái cao nhân ẩn sĩ mà càng đặc biệt là la quân xem ra y nguyên rất trẻ trung thanh thú theo hắn tu vi càng phát gia tăng cao năm tháng tại hắn mặt rất khó lưu lại dấu vết mà lại hắn hình dạng càng thêm hoàn mỹ lên nói là mỹ nam tử tuyệt không quá phận đây là tạo hóa tiến hóa một cái phương hướng la quân lấy sĩ đến lão thành khu bên kia sau cùng tại một tòa nhà ngang trước dừng lại cái này nhà ngang là thuộc về trước kia công xưởng túc xá là phân phối cho công nhân nhà loại phòng này bình thường đều là công xưởng xây xong về sau để công nhân ra một số nhỏ tiền mua lại la quân đến nơi đây cảm giác được cái kia hai kiện trí bảo cùng mình bảo vật ở giữa, khí tức liên hệ càng phát ra chặt chẽ. Nhà ngang trước có cái viện tử, trong sân cỏ dại rậm rạp, không có người nào xử lý. Cái kia hai kiện trí bảo biểu hiện là tại lầu một. Là quân thần niệm bắn phá, phát hiện cái kia lầu một chi là hai phòng ngủ một phòng khách, tổng cộng bất quá 5-60 mét vuông. Bên trong hết thảy đều rất cũ kỹ, hết thảy đều biểu hiện ra cái này một gia đình rất nghèo. Tại gian phòng giường, nằm một tên phụ nhân. Phụ nhân này là hơn 40 tuổi, nhưng xem ra đã năm 60 tuổi bộ dáng. Sắc mặt nàng vàng như nghệ, thỉnh thoảng ho khan, trong phòng tràn ngập cái này một cỗ mùi thuốc. La quân thần niệm bắn phá, liền phát hiện phụ nhân này là thân thể mắc ung thư phổi. Bất quá vẫn là ung thư phổi sơ kỳ, cái này ung thư phổi là từ ho lao chuyển biến xấu mà thành. Đến mức cái kia hai kiện trí bảo, tại phụ nhân dưới mặt giường Lại là bị Trần Phong lấy, xem ra nhà này người không biết hai món trí bảo này quý giá chỗ. Này cũng cũng không trách, nhân gian bên trong, thiếu có người có thể đem hai món trí bảo này năng lượng thôi động. Là quân chính đang suy tư vấn đề, ngay vào lúc này, trong viện tiến đến một tên thiếu niên. Thiếu niên 16 tuổi hai bên, mà lại mặc lấy đồng phục, có lẽ vẫn là một tên đệ tử. Thiếu niên đồng phục có chút bẩn, tóc rối bời, đồng thời xanh sao vàng vọt, xem xét là dinh dưỡng không đầy đủ bất quá tuy nhiên như thế thiếu niên khuôn mặt vẫn là khó nén thanh tú. thiếu niên tay mang theo bữa sáng cũng là một chút bánh bao chay hắn sau khi đi vào cũng không xem thêm la quân liếc một chút đi thẳng đến lầu một trước cửa mở cửa la quân nao nao lập tức minh bạch thiếu niên này là cái này một gia đình hài tử hôm nay là thứ bảy thiếu niên cũng không có học thiếu niên vào nhà về sau đóng cửa hắn đi vào trong phòng nói ra mẹ Ta mua bánh bao trở về. Ta cho ngài làm tiếp cái canh trứng. Cái kia giường phụ nhân yếu ớt nói ra, Diệp Phàm, chính ngươi ăn sao? Thiếu niên nói ra, ta nấu xong canh xong cùng ngài cùng một chỗ ăn. Phụ người nói, ngươi chính lớn thân thể, muốn nhiều ăn một chút. Ngươi sinh hoạt phí còn đủ không? Mẹ nơi này còn có chút tiền. Mẹ, ngài yên tâm đi, Diệp Phàm nói ra, ta hiện tại mỗi ngày muộn đều cho ban đồng học học bù, sinh hoạt phí ta đều đầy đủ thuốc cũng không đầy đủ đi, ta đợi chút nữa đi cho ngài bốc thuốc. Phụ nhân không khỏi rơi lệ, nói ra, khác bốc thuốc, quý, cũng không có tác dụng gì. Tiểu phàm, mụ mụ vô dụng, chẳng những không có đến giúp ngươi, còn một mực liên lụy ngươi. Mẹ, ngài lão là nói những thứ này, ta không có chút nào thích nghe. Ngài là mẹ ta, nhi tử hiếu thuận mụ mụ, thiên kinh địa nghĩa. Diệp phàm vừa nói chuyện, một bên nhanh nhẹn bắt gà trứng nấu một bát xúc trứng sau đó bưng súp trứng cùng bánh bao đến trong phòng. Diệp Phàm nhẹ nhàng vịn phụ nhân ngồi xuống, tiếp lấy đem bánh bao chai xé thành mảnh nhỏ cua được trong canh. Về sau, hắn mới đưa chén này bánh bao canh bưng đến phụ người trước mặt. Phụ nhân tiếp nhận bát, từ từ ăn lên. Diệp Phàm cũng bắt một cái bánh bao bắt đầu ăn. Bữa này bữa sáng rất đơn giản, nhưng cũng rất là ấm áp. La Quân không có quấy giày hai mẹ con này, hắn rất cảm xúc, cũng rất thưởng thức cái này Diệp Phàm hiếu tâm trong phòng phụ nhân bỗng nhiên nói với diệp phàm tiểu phàm muốn là ngày ấy người trở về không nhìn thấy mụ mụ không muốn tìm mụ mụ diệp phàm nhất thời ngây người hắn là người thông tuệ chỗ đó không biết mẫu thần ý tứ mẹ muốn là ngài không thấy ta quăng vào trong biển tìm ngài ta nói được thì làm được phụ nhân hốc mắt đỏ nói ra tiểu phàm người không muốn tùy hứng người đều có mệnh mẹ bệnh mẹ tự mình biết chỉ sợ là thời gian không nhiều nhưng người khác biệt người còn trẻ mẹ còn hy vọng tương lai người có thể cưới cái yêu người cô nương cho mụ mụ sinh một cái mập mạp cháu trai diệp phàm cắn răng nói ra mẹ ta không cho phép ngài có việc phụ người nói tiểu phàm ta đi cấp ngài bốc thuốc diệp phàm đứng dậy hắn nắm lấy bánh bao quay người ra khỏi phòng tử diệp phàm lúc ra cửa trông thấy là quân còn tại cửa ra vào không khỏi có chút lạ nhưng hắn y nguyên không nói gì Vùi đầu mà đi. Là quân ngẫm lại, hắn quay người cùng Diệp Phàm Hắn đi theo là Xuân Phong Tế Vũ, trơn bóng vật im ắng. Diệp Phàm căn bản không phát hiện được. Là quân xa xa theo đuôi Diệp Phàm hắn nhìn lấy Diệp Phàm ra tiểu viện tử. Bên ngoài viện là một đầu ngõ hẻm ngõ nhỏ, ra ngõ hẻm ngõ nhỏ là đường phố. Đường phố bên trong nhà đều rất giả cối, bất quá cũng coi như náo nhiệt. Là quân theo Diệp Phàm Hắn nhìn lấy Diệp Phàm đi vào phụ cận một nhà tiệm thuốc. Diệp Phàm tại tiệm thuốc trước bồi hồi, do dự, hắn mấy lần muốn tiến tiệm thuốc, nhưng sau cùng đều nhịn xuống. Diệp Phàm, tại lúc này, cửa có năm sáu cái thiếu nam thiếu nữ đi qua. Đều là cùng Diệp Phàm không sai biệt lắm tuổi tác. Còn có hai cái có chút xinh đẹp thiếu nữ. Đám này thiếu nam thiếu nữ đều là mặc lấy thời thượng vừa vặn, xem xét liền biết gia đình điều kiện đều cũng không tệ lắm cầm đầu thiếu niên mặc lấy tuyết áo sơ mi trắng, cổ tay mang theo một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ. Hắn dài đến cao, người cũng đẹp trai, trên trán toát ra một loại nói không nên lời ngạo khí. Thiếu niên này gọi là Trịnh Hoa Thanh, cùng Diệp Phàm là bạn học cùng lớp. Diệp Phàm học rất giỏi, cho nên thi tại Tân Hải không tệ một. Mà Trịnh Hoa Thanh là thông qua quan hệ tiến đến. Hôm nay là cuối tuần, Trịnh Hoa Thanh để tài xế mở ra xe thương vụ mang các bạn học đến Lão Thành khu tới chơi vẫn luôn tại khu vực mới chơi chán cho nên muốn thay cái khẩu vị trịnh hoa thanh chỗ lấy nhiệt tâm tổ chức hoạt động cũng là vì phao bên cạnh hoa khôi lớp gừng ban đầu không sai gừng ban đầu không sai là lớp học lớp trường cũng là hoa khôi lớp càng là hoa khôi gia cảnh nàng cũng rất tốt ban các bạn học lớn nhiều tại gừng ban đầu không sai trước mặt đều là con vịt xấu xí một cái trạng thái cũng chỉ có trịnh hoa thanh dám đến cua nàng mà hô diệp phàm chính là gừng ban đầu không sai. Gừng ban đầu không sai nhìn đến Diệp Phàm về sau, liền nói ra, Diệp Phàm người đã có tầm một tháng không có đi tiết. Sang năm muốn thi đại học, người sao có thể dạng này trò đùa đâu. Diệp Phàm nhìn một chút gừng ban đầu không sai, hắn trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta còn có việc, đi trước. Trịnh Hoa Thanh lập tức cùng bên cạnh người hầu đồng học Lưu Cường đánh cái ánh mắt, Lưu Cường lập tức qua đi tóm lấy Diệp Phàm Ta nói Diệp Phàm, có chuyện gì gấp gáp như vậy a? À? Các bạn học thật vất vả đến người cái này khu vực tới chơi, lại không gọi ngươi mời khách. Ngươi đến mức chạy nhanh như vậy sao? Diệp Phàm có chút xấu hổ, hắn nói ra, ta thật có việc. Trịnh Hoa Thanh liền nói ra, chúng ta lần này tới, cũng là nghĩ nhìn xem Diệp Phàm ngươi có phải là có chuyện gì hay không. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi đâu, ngươi thành thích tốt như vậy, không học rất đáng tiếc. Lại nói, gia đình không tốt không được dựa vào sách ra mặt sao? Ngươi nếu là không thật tốt sách, tương lai làm sao trở nên nổi bật? Như vậy đi, Diệp Phàm, chúng ta đi nhà ngươi xem một chút đi. Không dùng, Diệp Phàm lập tức hất ra Lưu Cường tay. Hắn rất kiên quyết. Ngay vào lúc này, tiệm thuốc kia bên trong bàn tử lão bản đi ra. Hắn gặp Diệp Phàm, lập tức hô, "Diệp Phàm, ngươi còn thiếu nợ ta hơn 600 khối tiền thuốc, ngươi nói nguyệt còn." Cũng đã lâu ngươi đến cùng còn có trả hay không? Ta đã mỗi lần cho ngươi rất nhiều ưu đãi, muốn là người người đều giống như ngươi, ta sinh ý còn có làm hay không? Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Tại các bạn học trước mặt, hắn sau cùng một tia tôn nghiêm đều bị bàn tử lão bản cho xé thành huyết nhục đầm đìa. Diệp Phàm không dám nhìn tới bàn tử lão bản mặt, hắn nói ra, ta nhất định sẽ trả, lão bản. Ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là diệp phàm thanh âm càng ngày càng nhỏ nói ra ta chỉ là còn cần một chút thời gian đến làm thuê kiếm tiền ta nhất định sẽ trả hắn nói càng về sau người khác nghe không được hắn đang nói cái gì hắn giống là nói cho chính hắn nghe một dạng bàn tử lão bản nói ra tính toán diệp phàm người tình huống ta cũng giải thuốc kia tiền ta cũng không cần coi ta là làm việc thiện chỉ là lúc sau nếu như ngươi không có tiền lời nói ta sẽ không lại đem thuốc cho ngươi Ngươi cũng phải hiểu, ta là mở cửa làm ăn, luôn làm thâm hụt tiền mua bán, cái kia cũng không cách nào cùng chính mình bàn giao. Lão bản, ta, Diệp Phàm cắn răng, hắn nói ra, ta hướng ngài thề, về sau ta nhất định sẽ đem tiền cho ngài. Ta hiện tại giấy thiếu, không có nghĩa là về sau cũng giấy thiếu. Nếu như ta một mực thiếu ngài tiền, ta cả một đời đi làm thuê cho ngài trả tiền. Mẹ ta bệnh, thuốc không thể đoạn, ngài lại nợ một chút cho ta, được không? bàn tử lão bản trừng mắt nói ra diệp phàm ngươi là nhìn ta dễ khi dễ thật sao nhiều như vậy nhà tiệm thuốc ngươi nhất định muốn tìm ta nợ thuốc ngài cùng ta mẹ là quen biết đã lâu diệp phàm nói ra quen biết đã lâu làm sao rồi ta biết mẹ ngươi đáng đời không may a à. bàn tử lão bản tức giận nói ra uy ngươi làm sao nói một bên gừng ban đầu không sai nhìn không được nàng nói ra diệp phàm thiếu ngươi bao nhiêu tiền ta cho 630 khối. Bàn tử lão bản mặt vui vẻ, nói ra. Gừng ban đầu không sai liền móc bóc ra, xoát 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 bắt 700 khối đi ra. Nàng đưa cho lão bản kia, nói ra, không cần tìm. Ha ha, tiểu cô nương thật là hào phóng. Bàn tử lão bản đối mặt gừng ban đầu không sai xem thường, lại là không có không tức giận. Hắn đang muốn đi tiếp tiền, Diệp Phàm lại một tay lấy gừng ban đầu không sai tiền đoạt lấy đi. Bàn tử lão bản nhất thời giận dữ, nói ra, ngươi. Diệp phàm cắn răng, nói ra, ngài tiền, ta nhất định sẽ trả. Hắn sau đó lại đem tiền đưa cho gừng ban đầu không sai, nói ra, cảm ơn ngươi, nhưng là không dùng. Gừng ban đầu không sai không khỏi ngẩn ngơ. Cái kia bên cạnh gừng ban đầu không sai tỉ muội tả tiểu hàm nhìn không được, liền nói ra, Diệp Phàm ngươi cùng cùng, nhưng muốn tới cái nghèo hèn kình, ngươi làm cho người nào nhìn đâu thiếu nhà chúng ta nhiên nhiên tiền tổng thiếu lão bản này tiền tốt ra nhiên nhiên cũng sẽ không cho ngươi mặt mũi sắc nhìn diệp phàm ngây người gừng ban đầu không sai ánh mắt nhu hòa một chút nói ra diệp phàm người có khó khăn muốn nói với chúng ta chúng ta là đồng học a giữa bạn học chung lớp cần phải giúp lẫn nhau diệp phàm lắc đầu hắn đem tiền nhét mạnh vào gừng ban đầu không sai tay không sai sau xoay người lại hướng cái kia mập mạp lão bản nói ra trong vòng 10 ngày, ta nhất định còn tiền. Đến lúc đó còn không, ta đến nhà các ngươi làm một năm tạp dịch, được hay không? Bàn tử lão bản nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, cái kia ngược lại là được. Ta hôm nay còn muốn bắt một chút thuốc, 10 ngày sau, cùng nhau cho ngươi. Diệp Phàm nói ra, bàn tử lão bản thở dài, nói ra, tốt kha à. Về sau, Diệp Phàm bốc thuốc. Mà gừng ban đầu không sai một đoàn người chờ ở bên ngoài lấy Diệp Phàm. Trịnh Hoa Thanh thì đề nghị nói ra, Diệp Phàm đồng học có khó khăn, chúng ta đều giúp hắn một chút đi. Ta quyên một nghìn. Hắn nói xong móc túi tiền. Gừng ban đầu không sai liền nói ra, ta cũng quyên một nghìn. Hai người này ra cảnh tốt nhất, cho nên tuyệt không mập mờ. Còn người khác thì là nhiều nhất cầm một trăm khối đi ra. Không một chút thời gian, mọi người góp vốn hai ngàn bốn trăm khối tiền. Diệp Phàm sau khi đi ra, chuẩn bị đi hắn bắt chuyện cũng không có ý định đánh. trịnh hoa thanh ngăn lại diệp phàm, từ tốn nói: đây là chúng ta mấy người một điểm tâm ý. người đã trong nhà có khó khăn, không muốn cậy mạnh, chậm chế việc học hoặc là mẹ người mẹ bệnh, cái này nhiều không đáng. nhớ kỹ, người nghèo là không có tư cách nói tôn nghiêm. hắn cách gừng ban đầu không sai có chút khoảng cách, lời nói này nói ra thời điểm, thanh âm đẻ thấp nói, cho nên gừng ban đầu không sai bên kia căn bản nghe không được nhưng là hắn trong lời nói bẩm sinh cảm giác yêu việt cùng ngạo khí để người đặc biệt khó có thể chịu đựng diệp phàm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một chút trịnh hoa thanh sau đó đẩy ra trịnh hoa thanh sau đó hắn cũng không quay đầu lại đi trịnh hoa thanh mắt lóe qua một tia cười lạnh hắn sau đó lập tức thu liếm nụ cười quay người cùng gừng ban đầu không sai một đoàn người thở dài nói ra ai diệp phàm quá bướng bỉnh là không thể muốn ta thật không rõ hắn là vì cái gì rõ ràng hắn mụ mụ đều sinh bệnh thành dạng này, còn muốn vì chính mình điểm này đáng thương lòng tự trọng, cự tuyệt mọi người tốt ý. Gương ban đầu thế nhưng nói ra, tính toán, hắn không thể muốn. Chúng ta đem tiền này gửi ở lão bản nơi này đi. Tại sao phải đối tiểu tử này tốt như vậy? Tạ tiểu hàm có chút không thoải mái nói ra. Đúng vậy a, à, nhiên nhiên, lưu cường cũng nói, hắn căn bản không lĩnh tình a. À. Gương ban đầu nhưng nói nói, tính toán mọi người đồng học một trận, có thể giúp một chút giúp đi. Trịnh Hoa Thanh nói ra, không sai, ta đi lưu giữ. Hắn sau đó đến quầy chỗ. Cái kia mập mạp lão bản nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Hoa Thanh. Gừng ban đầu không sai mấy người chờ ở bên ngoài. Trịnh Hoa Thanh hướng cái kia mập mạp lão bản thấp giọng nói ra, nơi này là 2.400 khối tiền, ngươi cầm lấy. Đừng rêu rao, ta mấy cái kia đồng học là muốn giúp Diệp Phạm tồn lấy. Nhưng là ngươi không cần quản, chỉ để ý lấy tiền. Đến lúc đó Diệp Phàm còn không ra tiền đến, người để hắn làm cho người tạp dịch. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn một cái cùng tạp trùng, có thể có cốt khí tới trình độ nào. Bàn tử lão bản cười tủm tỉm nói ra, tốt, tốt, tốt. Trịnh Hoa Thanh mỉm cười, vứt xuống tiền xuất dược cửa hàng. Nhiên nhiên, ta nói với lão bản tốt, chúng ta đi thôi, Trịnh Hoa Thanh nói ra. Gừng ban đầu không sai gật gật đầu la quân ở phía xa đem đây hết thảy biến hóa đều thu hết vào mắt hắn ngầm thở dài một hơi quả nhiên có người địa phương sẽ có giang hồ bạch hy tung bay thời đại thiếu niên y nguyên có lục đục với nhau la quân sau đó cùng diệp phàm diệp phàm sau khi vào nhà liền trông thấy mẫu thân đã ngủ sau đó hắn lấy thuốc đi cho mẫu thân sắc thuốc rất nhanh trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa diệp phàm bỗng cảm giác quái bởi vì nhà bọn họ luôn luôn không có người nào gõ cửa bất quá diệp phàm cũng không nghĩ nhiều chạy đi mở cửa cửa nhỏ mở ra liền nhìn thấy áo trắng như tuyết la quân diệp phàm đối la quân vẫn có một ít ấn tượng hắn tràn ngập cảnh giác nói ra ngươi tìm la quân cười nhạt một tiếng nói ra ta tìm ngươi tìm ta diệp phàm bị kinh ngạc nói ra ta cũng không nhận ra ngươi Ta có thể trị hết mẫu thân ngươi." La Quân nói ra. Diệp Phàm nhất thời đại hỉ, nói ra, "Thật." La Quân nói ra, "Là thật." Diệp Phàm lại có chút cảnh giác nói ra, "Ngươi là?" Hắn cảm thấy La Quân xuất hiện tràn ngập quỷ dị. La Quân nói ra, "Ngươi rất không cần phải quá mức cảnh giác, ngươi hẳn phải biết, thân ngươi cũng không có thứ gì để ta lừa gạt. Ngươi trong nhà ngược lại là có hai kiện Trần Phong bảo bối. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ cùng ngươi làm giao dịch." không biết cưỡng ép cầm lấy người đồ vật. Mà vì biểu thị ta thành ý, ta hội trước chữa cho tốt mẫu thân người bệnh. Ách, người đại khái lầm, Diệp Phàm nói ra, nhà ta chỉ kém là nhà chỉ có bốn bức tường, không có cái gì bảo bối. La Quân mỉm cười, nói ra, có đúng không, người đi nhà ngươi gầm giường, đem cái kia màu đen dương gỗ tìm ra nhìn xem. Có phải hay không có hai kiện dính đầy cho bụi cổ đồng khí? Diệp Phàm nhất thời biến sắc, nói ra, ngươi, ngươi chừng nào thì lặng lẽ đến qua nhà ta. La Quân nói ra, ta là lần đầu tiên tiến nhà ngươi môn. Vậy sao ngươi sẽ biết, nhà ta dưới giường có màu đen cái dương? Diệp Phàm nói ra, La Quân nói ra, tính ra tới, ta muốn là vụng trộm tiến nhà ngươi, vì cái gì không trực tiếp đem đồ vật lấy đi đâu. Cái kia ngược lại là, Diệp Phàm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi dưới giường lật ra cái kia màu đen cái dương. Về sau, hắn đem màu đen mở dương ra, lại tìm ra cái kia hai kiện trí chí bảo. Chính là hóa thiên giáp, hám thiên trung. Chỉ bất quá, bảo vật đã bị long đong. Hám thiên trung giống như là một cái bình thường phong cách cổ xưa tiểu trung, khăn che mặt đầy cho bụi. Mà hóa thiên giáp là lớn hơn một chút cổ đồng khải giáp. Đây là cha ta cha tổ truyền lưu lại hai dạng đồ vật, ta đi làm cửa hàng cầm cố qua. Lão bản kia chỉ chịu ra 600 khối tiền, ta không có bỏ được bán diệp phàm nắm lấy hai thứ này trí bảo nói với la quân ngài nói đây là bảo vật hắn đối mặt la quân cảm thấy la quân tốt như chính mình lớn không bao nhiêu nhưng tự dưng hắn có chút kính sợ la quân cảm thấy la quân là đại nhân vật mà lại diệp phàm cũng không ngốc biết người này là thật có thành ý nếu là mang trong lòng làm loạn không biết nói hai thứ đồ này là bảo bối la quân nói ra cái kia ngươi ba ba người đâu diệp phàm ánh mắt nhất ảm Nói ra, cha ta mấy năm trước ung thư phổi thời kỳ cuối, đi. La Quân nói ra, cũng là ung thư phổi. Diệp Phàm bị kinh ngạc, nói ra, cái gì gọi là cũng là? Chẳng lẽ ngài là nói mẹ ta? Mụ mụ người ung thư phổi sơ kỳ, La Quân nói ra. Không, Diệp Phàm nhất thời đỏ mắt vành mắt, hắn tuy nhiên tâm lý sớm đã đoán được, nhưng lại không thể tiếp nhận. Hắn bây giờ không có biện pháp, hắn không có tiền đưa mụ mụ đi bệnh viện a. Ngươi không phải thương tâm, nếu là ung thư phổi thời kỳ cuối, ta còn cần phế một chút tay chân. Cái này sơ kỳ ung thư phổi, ta có thể trị hết. La Quân nói với Diệp Phàm Tốt, chỉ cần ngươi có thể trị hết mẹ ta, ta mặc kệ hai món bảo vật này nhiều đáng tiền, ta đều tặng cho ngươi. Diệp Phàm nói ra. Không không không, ta nói qua, chữa cho tốt mụ mụ ngươi là biểu thị ta thành ý. Bảo vật giá trị, chúng ta về sau bàn lại. La Quân nói ra. Diệp Phàm khẽ giật mình. La Quân nói ra, tốt, tiểu tử ngốc, đi đem người nấu thuốc lửa quan, đem thuốc ném ra đi. Diệp Phàm vội vàng nói, tốt, hắn đi qua nấu thuốc lửa, nhưng không có ném đi thuốc. Hắn đối La Quân vẫn là cầm một chút thái độ hoài nghi. La Quân đến trong phòng. Hắn cũng không ngại vị đạo khó ngửi, vốn là xuất ra một cái ngưng tuyết đan tới. Đây là, Diệp Phàm nhìn đến đan dược này, nhịn không được cảnh giác. La Quân nói ra, mẫu thân ngươi không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ ta còn muốn cầm độc dược đến hại nàng, cho mình kín mệnh quan ti sao? Diệp Phàm nói ra, thật xin lỗi, tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là có chút lo lắng. Không sao cả, La Quân nói ra, đan dược này, ngươi làm nó là tiên đan đi. Hắn nói xong nặn ra Diệp mẫu miệng, sau đó đem ngưng tuyết đan nhét vào. Tiên đan, Diệp Phàm giật mình khẽ giật mình, theo rồi nói ra, ta đi rót cốc nước cho mẹ ta mướm thuốc. Không dùng, ta cái này tiên đan, vào miệng tan đi. La Quân nói ra. Diệp Phàm nói ra, như thế thần. La Quân không tiếp tục để ý Diệp Phàm Cái kia ngưng tuyết đan tiến vào Diệp mẫu miệng về sau, lập tức hòa tan, đồng thời cấp tốc thẩm thấu Diệp mẫu ngũ tạng lục phủ. Sinh cơ bừng bừng, tuần hoàn không ngừng. Hết thảy không thông huyết mạch, ứ ngăn trở đều bị đả thông. Diệp mẫu thân thể cấp tốc nổi lên đỏ mặt diệp phàm ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía nói ra mẹ ta nàng vội cái gì đây là dược hiệu đang có tác dụng la quân nói ra phía dưới nhìn kỹ khác ngạc nhiên hắn sau đó mi tâm lóe lên linh tuệ hòa thượng hình thành đại la tiên đằng hạt giống lập tức dán tại diệp mẫu mi tâm chi về sau hạt giống này bắt đầu sinh trưởng ra vô số dây leo cái này lục sắc đằng mạn cấp tốc đem diệp mẫu toàn thân dưới đều một mực bao trùm cái này diệp phàm lần thứ nhất nhìn đến dạng này thần thông không khỏi kinh hãi thất sắc ta nhất định là đang nằm mơ nhất định là đang nằm mơ ta khẳng định là điên diệp phàm lập tức vò chính mình ánh mắt sau đó lại bóp chính mình cánh tay lại dùng nước lạnh cọ rửa khuôn mặt nhưng hết thảy hết thảy không khỏi là tại nói cho diệp phàm đây hết thảy đều là thật sự phát sinh cái này sao có thể diệp phàm lẩm bẩm nói mà tại lúc này la quân đã thu công Diệp mẫu bệnh cái kia lâm ra thôn triệu xuân mai muốn tốt trị liệu nhiều. Dù sao một cái là sơ kỳ, một cái là thời kỳ cuối. Diệp mẫu phổi tế bào tái sinh, hết thảy có hại tế bào đều bị triệt để bốc hơi rơi. Mà trọng sinh đều là khỏe mạnh mạnh mẽ mới tế bào, máu mới tấm. Diệp mẫu không chỉ có là ung thư phổi tốt, mà lại liền nhiều năm triền miên ho lao cũng cùng nhau tốt. Mà lại, diệp mẫu thân thể ban đầu suy yếu, tại ăn ngưng tuyết đan về sau, thân thể cũng nhận được rất tốt điều trị chỉ cần lại nhiều vận động một cái nàng hội càng cường tráng hơn diệp mẫu theo giường ngồi xuống nàng đầu tiên thấy là la quân ngươi là nhưng rất nhanh diệp mẫu cảm giác được thân thể biến hóa nàng không khỏi cuồng hỉ nói ra ta bệnh thân thể ta nàng đứng lên hít sâu mấy ngụm chỉ cảm thấy thoải mái không mẹ diệp phàm nhìn thấy mẫu thân sắc mặt rất tốt rực rỡ hẳn lên không khỏi cuồng hỉ hắn đến ôm chặt diệp mẫu hai mẹ con trong nháy mắt kích động rơi lệ diệp phàm sau đó hướng la quân quỳ đi xuống nói ra đa tạ tiên sinh cứu mẫu thân của ta diệp mẫu cũng minh bạch bệnh mình là trước mắt tiểu huynh đệ chữa cho tốt nàng cảm kích không nói ra ngài thật là sống thần tiên a la quân mỉm cười hắn nói ra được rồi diệp phàm a di bất quá tiện tay mà thôi các ngươi không cần khách khí như thế hiện tại chúng ta đến nói chuyện bảo vật sự tình đi hắn nói quay người đến trong phòng khách tìm cái ghế dựa ngồi xuống cái kia diệp mẫu thì là có chút mộng hỏi diệp phàm nói tiểu phàm bảo vật gì a à? diệp phàm liền đem cái kia hai kiện tổ truyền sự vật nói diệp mẫu nhất thời thở phào nói ra vật kia cũng là bảo vật a à. diệp phàm nói ra tiên sinh nói là bất quá ta đã đáp ứng tiên sinh chỉ cần hắn có thể đem ngài chị hết bệnh ta đem hai kiện bảo vật đưa cho tiên sinh diệp mẫu gật đầu nói ra ừm vẫn là nhiều cảm giác tạ tiên sinh hai mẹ con thương lượng đi ra diệp phàm đem hóa thiên giáp cùng hám thiên trung cung cung kính kính đưa hiện lên cho la quân la quân đem hai món bảo vật này đặt ở bàn trà hắn nói ra diệp phàm a di hai món bảo vật này giá trị liên thành ta vừa mới cũng nói cứu ngài bất quá là ta một điểm thành ý ân tay ta đầu tiền tài không có quá nhiều trước cho các người 100 triệu, về sau, các ngươi muốn là còn có cái gì khó khăn, có thể tùy thời liên hệ ta. Nếu như ta có thể giải quyết, đồng thời không vi phạm đạo nghĩa, ta nhất định cho các ngươi giải quyết. 100 triệu, Diệp Mẫu nghe vậy, kém chút không có ngất đi. Ách, thực đây là ta chiếm tiện nghi lớn, là quần nói ra, nhưng ta nghĩ, cũng đầy đủ các ngươi sinh hoạt. Ta còn mẹ nó đan dược, một chút pháp khí cho các ngươi, các ngươi cũng dùng không cái này cái này cái này tiên sinh ngài không phải là đang nói cười a à. diệp mẫu run giọng nói ra đây hết thảy biến hóa như giống như mộng ảo diệp mẫu thật sự là có chút không thể tiếp nhận a à. diệp phàm cũng là hung hăng run rẩy một chút có vấn đề hay không la quân hỏi hắn còn nói thêm nếu như không có vấn đề cái kia như thế bình tĩnh ta chỗ này có thể bên trong tiền tài các người có thể đi làm chuyển di hoặc các người cho ta một chương thẻ ta tận lực nhanh điểm cho các người chuyển tới tay. Không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Diệp Mẫu nói gấp, chỉ là, chúng ta quá không có ý tứ. Sao có thể? Là quần khoát khoát tay, nói ra, A-di 10 triệu đừng nói như vậy, là ta chiếm tiện nghi lớn. Các ngươi hoàn toàn không cần có bất luận cái gì bứt rứt cảm giác. Diệp Mẫu Thủy Trung đều cảm thấy là mộng ảo một trận. Diệp Phàm thì đột nhiên nói ra, không. Người cái này ngốc hải tử, người nói mỏ gì? Diệp mẫu giật mình, vội vàng quát lớn Diệp Phàm. Làm sao, là quần có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cắn răng nói ra, ta không cần tiền, ta hy vọng ngài có thể thu ta làm ngài đệ tử. Diệp mẫu nghe vậy khẽ giật mình, nàng nhất thời ánh mắt phức tạp. Là quần cũng cảm giác ngoài ý muốn. Một trăm triệu người dân tiền, đầy đủ ngươi cùng mẫu thân ngươi cả đời áo cơm không lo. Là quần nói ra, Ngươi làm sao lại muốn muốn làm đệ tử ta đâu?" Diệp Phàm rất kiên định nói ra, "Ta hy vọng ta có thể trở thành ngài dạng này người." La Quân ngón tay đánh lên mặt bàn tới. Ai cũng không biết lúc này La Quân tâm lý suy nghĩ cái gì. Diệp Mẫu ở một bên cũng tâm thần bất định bất an. Diệp Phàm chăm chú nhìn La Quân. "Có tiền, không tốt sao?" La Quân đột nhiên hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm giọng nói ra, "Trở thành ngài dạng này người, có thể cho người khác" mà không phải chờ đợi bị cho ta nếu có ngài năng lực cũng có tiền đây là trong lòng người ý tưởng chân thật La quân nói ra diệp phàm nói ra đúng La quân nói ra nhưng người phải biết đạt được nhiều ít phải thừa nhận bao nhiêu cầm lấy tiền người có thể qua rất dễ chịu nhàn hạ đây chẳng qua là tiền của phi nghĩa tiền của phi nghĩa đến nhanh đi cũng nhanh diệp phàm mạch suy nghĩ rất rõ ràng là quân tâm không khỏi cân cảm thấy thiếu niên này quả thật là đặc biệt không tại kinh lịch dạng này nghèo khó về sau vẫn còn có thể cự tuyệt tiền tài dụ hoặc kẻ này tương lai nếu không đột tử tất thành đại khí cái này một cái chớp mắt là quân tâm lóe qua một ý nghĩ như vậy sau đó là quân ngẫm lại nói ra người nhanh như vậy muốn bái ta làm thầy không sợ ta tâm bất chính mà người đi đường nghiêng diệp phàm lắc đầu nói ra tiên sinh nếu là tâm thuật bất chính đều có thể vứt xuống một chút tiền liền đem bảo vật lấy đi tiên sinh đợi ta bực này nghèo khổ người đều như thế thành khẩn nhân phẩm tự nhiên không cần nhiều lời la quân cười một tiếng hắn nói tiếp diệp phàm ta nhìn ra được người có rất cao hứng tính người hôm nay không thể muốn người những bạn học kia tiền là bởi vì người thích vị kia gọi là gừng ban đầu không sai hoa khôi lấp đồng học a diệp phàm thân thể chấn động hắn nhìn về phía la quân sau đó đắng chát nói ra ta nơi đó dám đối nàng có ý nghĩ xấu. Có cái này 100 triệu, người có thể suy nghĩ một chút. La Quân nói ra, Diệp Phàm nói ra, 100 triệu là tiên sinh ban cho, ta muốn có bản sự của mình. La Quân nhíu mày, hắn sau đó nhìn về phía Diệp Mẫu, nói ra, a di ngài ở chỗ này, ta cũng không dám nói bừa mở miệng lung tung nói thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Mà lại, ta cái này một hàng, tuy nhiên có phong cảnh một mặt, nhưng cũng có hung hiểm một mặt, động một tí khả năng nhiễm nhân quả mất đi tính mạng diệp phàm là con trai của ngài ta không dám tự tiện tới làm cái này chủ mà lại ta đường một khi thực sự không có đường quay về ngài vẫn là cùng diệp phàm tốt tốt thương lượng một chút nếu như quyết định bái ta làm thầy ta hội thỏa mãn diệp phàm tâm nguyện nếu như hắn bỏ đi suy nghĩ tiền ta sẽ mau chóng cho còn hai món bảo vật này không khỏi tự nhiên đâm ngang ta muốn trước thu ngài nhìn như thế nào Diệp mẫu nói ra, bảo vật ngài cứ việc cầm đi. Nàng theo rồi nói ra, ta muốn mạo muội xin hỏi một chút, tiên sinh ngài đến cùng là làm cái gì? La quân mỉm cười, nói ra, tu tiên. Tu tiên, diệp mẫu trần kinh. Diệp phàm thì là hưng phấn. La quân nói ra, thọ nguyên vô hạn, một cái ý niệm trong đầu, ở ngoài ngàn dặm. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đây là ta thủ đoạn. Nhưng ở chúng ta thế giới bên trong, giết người không phạm pháp, cường giả vi tôn. Đây là chúng ta thế giới tàn khốc. Được rồi, là quân theo rồi nói ra, nói tới chỗ này mới thôi, ngày mai ta lại đến nhìn hai vị. Đến lúc đó, như thế nào quyết định, đều bằng các ngươi tâm ý. Ta đi trước. Hắn nói xong đem cái kia hai kiện bảo vật chứa vào phòng bị tu di chi, sau đó thân hình lóe lên, cũng đã hư không xuyên thẳng qua đến bên ngoài viện. Mà tại Diệp Phàm cùng Diệp Mẫu trong mắt, là quân là hư không tiêu thất. Diệp mẫu không khỏi thì thào nói ra, cái này, không phải đang nằm mơ chứ. Mẹ, ta muốn cùng tùy tiên sinh học nghệ. Diệp phàm kiến thức la quân bực này thần thông, lập tức kiên định không nói ra. Diệp mẫu nhìn về phía Diệp phàm nàng nói ra, không, không được. Ngươi không có nghe tiên sinh nói sao, bọn họ thế giới, giết người đều không phạm pháp, tiên sinh trả thù lao, số tiền này còn không đều là ngươi. Ngươi một thế này, cũng có thể áo cơm không lo tại sao phải đi bước chân những cái kia nguy hiểm đồ vật. Mẹ hy vọng người bình an. Diệp Phàm nói ra, thế nhưng là mẹ, chúng ta cả đời mới bao lâu, mấy chục năm mà thôi. Tiên sinh cả đời, đó là vô hạn thọ nguyên, ta như là đã biết giếng bên ngoài thế giới, lại thế nào còn có thể giả bộ như thờ ơ. Lòng hắn còn có một cái mãnh liệt suy nghĩ, hắn muốn bằng bản sự trở nên nổi bật, hắn muốn để gừng ban đầu không sai cao liếc hắn một cái hắn muốn để Trịnh Hoa Thanh không lại mắt chó coi thường người khác. Diệp Mẫu kiên quyết nói ra, ta không đồng ý. Diệp Phàm nói ra, mẹ, ta không muốn ngỗ nghịch ngài ý tứ. Nhưng nếu như ngài để ta bỏ lỡ cơ hội lần này, ta cả một đời đều sẽ không vui vẻ. Người đứa nhỏ này, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh, tốt ngày tốt người bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không, mẹ sẽ có lo lắng nhiều ngươi. Diệp Mẫu nói ra, Diệp Phàm nói ra, mẹ, theo ta bắt đầu hiểu chuyện, ta một mực dựa theo ngài ý tứ làm. E sợ cho sẽ để cho ngài không vui, hiện tại ngài bệnh cũng tốt. Ngài không thể để cho ta đi làm ta muốn làm sự tình sao. Ngươi, Diệp Mẫu nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Diệp Mẫu nhìn lấy Nhi Tử, nàng hốc mắt ướt át. Qua nhiều năm như vậy, Nhi Tử vẫn luôn rất hiểu chuyện. Chưa từng có mở miệng yêu cầu qua cái gì, có lúc, Diệp Mẫu đều sẽ nói, là mụ mụ cùng ba ba hại ngươi, để ngươi sinh tại dạng này trong gia đình. Nhưng nhi tử đều chỉ sẽ nói, ta có thể làm ba ba cùng mụ mụ nhi tử, là đời ta may nhất phận. Diệp mẫu nhiều khi đều nghĩ qua, chỉ cần nàng có điều kiện, nhi tử đối nàng nói tới yêu cầu gì, nàng đều hội vô điều kiện đáp ứng. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhi tử đưa yêu cầu là như vậy một cái yêu cầu. Nàng làm như thế nào đáp ứng, lại làm như thế nào cự tuyệt. Tiểu phàm, mẹ nên nên làm những gì, người mới có thể bỏ đi người ý nghĩ này. Diệp mẫu lòng chua xót không, nói ra. Diệp phàm nói ra, mẹ, ngài đáp ứng ta đi. Không phải vậy, ta cả đời này đều sẽ không vui vẻ. Ta thật không hiểu, thời gian lập tức muốn tốt, người vì cái gì không thể thật tốt sinh hoạt đâu. Người nhất định phải đi chọn một đầu giữ như vậy hiểm đường. Diệp mẫu nói ra. Diệp phàm nói ra, mỗi người đều có mỗi người truy cầu. Ta hy vọng có thể giống như tiên sinh, có thể đường đường chính chính, có thể có bản lĩnh. Ta cũng muốn gặp gặp giếng bên ngoài thế giới." Diệp Mẫu nói ra, "Ta không đồng ý, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý." Diệp Phàm nói ra, "Tính toán ngài không đồng ý, ta cũng sẽ khăng khăng." "Ngươi, Diệp Mẫu tức giận không?" Diệp Phàm sau đó trở về phòng bắt đầu thu thập quần áo, thu thập một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. "Ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Mẫu theo tới, nổi nóng nói ra. Ta ngày mai cùng tiên sinh đi." Diệp Phàm nói ra. Diệp mẫu nói ra, "Nếu như tiên sinh muốn dẫn người đi, như vậy ta thu hồi cái kia hai kiện bảo vật." Mẹ, Diệp Phàm nhất thời hoảng, hắn nói ra, "Ngài nhất định muốn như vậy phải không? Trước kia ngài ốm đau tại giường, ta không oán không hối. Ta cũng không nghĩ tới chính ta muốn đi làm cái gì, vì ngài, ta làm cái gì đều có thể. Ngài cho là ta một mực tại học sao? Sớm không có, nơi đó còn có tiền." Ngài lấy vì lão sư thật cho ta giảm miễn học phí. Ngài cho là ta thật cho đồng học học bù kiếm được tiền. Không, đều là ta ở bên ngoài làm việc vặt đi kiếm tiền. Ta tuổi còn nhỏ, nhưng ông chủ kia cũng không chịu dùng ta, ta chỉ có thể cầm ít nhất tiền. Ta không phải muốn cùng ngài phàn nàn cái gì, hoặc oán trách cái gì. Ta chỉ là muốn nói, ta đã 16 tuổi, ta có thể hay không cũng vì chính mình sống một lần. Ngài có thể hay không không muốn ích kỷ như vậy? Ngươi diệp mẫu thân thể kịch chấn người nói mẹ tự tư thật xin lỗi diệp phàm nói ra diệp mẫu trầm mặc đi xuống mẹ không phải nhất định muốn đem người giữ ở bên người diệp mẫu gian khó nói nhưng là cái kia làm mẹ hội hy vọng con trai mình đi đi một đầu nguy hiểm đường diệp phàm nói ra có thể đó là ta muốn đi đường dù cho thịt nát xương tan ta cũng không oán không hối chí ít ta đi qua diệp mẫu lần nữa trầm mặc đi xuống sau một lúc lâu, nàng quay người tiến gian phòng. Mà tại đêm đến đợi, Diệp Mẫu cuối cùng đồng ý Diệp Phàm. Diệp Phàm cuồng hỉ, Tân Hải thành thành phố phát triển, biến chuyển từng ngày. Nhưng Tống Nghiên Nhi vẫn là ở tại Liễu Diệp khu biệt thự. Đường Thanh Xanh tại Liễu Diệp khu biệt thự lại mua một căn biệt thự, cùng trượng phu nàng ở chung một chỗ. Cùng Tống Nghiên Nhi ở giữa, cũng coi như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người vẫn là cuộc họp buổi sáng cùng đi cung hô cao ốc ban công ty các nàng phát triển rất là vững vàng u linh chủ đề quán ba sinh ý tuy nhiên không bằng trước kia nóng này nhưng cũng vẫn luôn rất không tệ la quân không có đi u linh chủ đề quán ba hắn cũng có chút tận lực muốn tránh đi đinh hàm để tránh gặp lẫn nhau xấu hổ la quân có nghĩ qua đinh hàm khả năng đã tìm mặt khác nam nhân hắn cũng có thể tiếp nhận chính mình cũng mấy cái cái thê tử như thế nào không thể gặp nàng hạnh phúc đâu những thứ này trần duyên như là đã chặt đứt là quân sớm đã triệt để buông xuống. Và lại, hắn hành trình là tinh thần đại hải, nhất định sẽ không vì vậy mà có chỗ ràng buộc. La quân là 4 giờ chiều đến cung hô cao ốc. Những an ninh kia đã sớm đổi không biết bao nhiêu phát, cho nên cũng không có người nhận biết La là quân. Làm bảo an, không có mấy cái có thể dài lâu làm 3 năm năm, lưu động tính rất lớn. Nhưng là bảo an đội trưởng lão hạ lại là vẫn luôn tại. Đây là bởi vì Tống Nghiên Nhi cũng rất chiếu cố lão hạ, mở cho hắn tiền lương rất phong phú, mà lại, hắn cũng rất nhàn rỗi. Cho nên lão hạ tuổi đã cao, nhất định sẽ không đổi việc. Tại cửa ra vào, bảo an ngăn lại La Quân, ngài có hẹn trước không? Bảo an rất khách khí hỏi. La Quân lắc đầu, sau đó nói, ta cùng lão hạ là bạn tốt. Há, vậy ngài chờ một lát, trẻ tuổi bảo an rất có lễ phép, lập tức xuất ra bộ đàm, nói ra, hạ đội trưởng, ngài có bằng hữu tìm bảo an lại hỏi la quân ngài quý danh ngươi nói là la quân bảo an lập tức hướng bộ đàm bên kia nói ra hắn nói hắn gọi la quân chỉ một lúc sau lão hạ từ bên trong đi ra hắn mặc lấy bảo an màu xanh ngọc áo khoác vội vàng tới bảo an lập tức đem la quân bỏ vào lão hạ la quân trông thấy lão hạ cởi mở cười một tiếng lão hạ đến hung hăng ôm cái la quân nói ra thật là ngươi tiểu tử a ta còn tưởng rằng tiểu lý tiểu tử này đang lừa ta. Hai người rất nhanh tách ra, lão hạ lôi kéo La Quân đi vào trong, nói ra, đi, đi trong phòng trò chuyện. Tối nay chỗ người cũng không cho đi, ta mời khách, chúng ta không say không về. La Quân dù sao cũng không có việc gì, liền nói ra, tốt tốt tốt. La Quân lúc này còn có hơn 8 tháng thời gian, mà lại đã chỉ chờ nhị ca mấy món trí bảo. Cho nên hắn không có gấp gáp như vậy. Đến mức linh tôn sự tình, hắn để ở trong lòng. Nhưng hắn cũng biết, việc này càng không thể gấp, lấy chính hắn lực lượng là không làm được sự tình. Cho nên tương đối mà nói, là quân lúc này vẫn là so sánh nhàn rỗi. La quân cùng lão hạ đến trong phòng an ninh, lão hạ cho la quân pha ly trà đậm. La quân đánh giá phòng bảo an, cái này trong phòng an ninh, rất nhiều thứ đều đổi. Nhưng toàn bộ phòng bố cục vẫn không thay đổi, la quân không khỏi lòng sinh cảm khái. Đại khái tại cái này trong phòng an ninh đã từng đợi cái kia nửa năm, ngược lại là của mình nhân sinh nhàn nhã nhất cùng nhàn hạ nửa năm. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, là quần đều cảm thấy là quen thuộc như vậy. Người tuổi tác nhất đại, dễ dàng nhớ chuyện xưa, càng là ưa thích cảm khái. Là quần ánh mắt lại đến già hạ thân thể, lão hạ hai tóc mai đã hoa dâm. Có thể rõ ràng cảm giác được, hắn là một cái lão nhân. Thời gian như nước chảy, nhưng cũng không phải là ngỗng qua vô ngân năm tháng sẽ ở mặt người, thân thể lưu lại năm tháng dấu vết. Nhoáng một cái, đều hơn 5 năm, lão hạ tại la quân đối diện ngồi xuống, cảm khái nói ra, ta đều đã lão. La quân nói ra, người nha, là quá yêu vất vả. Con cháu tự có con cháu phúc, người không cần vì bọn họ quan tâm quá nhiều. Lão hạ nói ra, nhi tử ta nếu là có người một phần trăm bản sự, ta cũng không cần quan tâm. Hắn đón đến, vừa nhìn về phía la quân, nói ra, bất quá tiểu tử ngươi làm sao còn càng sống càng trẻ la quân cười ha ha nói ra ta là người luyện võ mà lão hạ nói ra vậy cũng đúng hắn sau đó còn nói thêm la quân thật rất cảm tạ ngươi cảm tạ ta cái gì la quân nói ra lão hạ nói ra ngươi cho ta cái kia một triệu ta làm tiền đặt cọc đi mua một bộ phòng hiện tại ta nhà kia đều tăng gấp đôi muốn là chuyển tay bán đi ta có thể kiếm một triệu đây mà lại lâm tổng cho ta tiền lương vẫn luôn rất cao ta biết đây đều là bởi vì ngươi nếu như không phải ngươi nơi đó còn có mời ta loại lão gia hỏa này tới làm đội trưởng la quân nói ra lời nói không phải nói như vậy bảo an đội trưởng lại không cần đi đánh nhau ngươi đối công ty nghiêm túc cùng trung tâm có mấy người nếu như là ta ta cũng sẽ dùng ngươi lão hà cười ha ha một tiếng hắn nói tiếp nếu không như vậy đi lâm tổng biết ngươi trở về khẳng định cũng rất vui vẻ. Hôm nay ta mời người cùng Lâm tổng đến trong nhà của ta làm khách. Ta cho bạn già ta gọi điện thoại để cho nàng chuẩn bị cẩn thận cơm tối. Có được hay không? Có thể hay không quá quấy dày? La Quân nói ra. Có cái gì không tiện? Bạn già ta vẫn luôn nhắc tới người cùng Lâm tổng đây. Các ngươi là chúng ta lão hạ gia đại ân nhân. Nói không, nói không. La Quân nói ra. Lão hạ ngươi là ta lão đại ca. Ngươi muốn là thường xuyên nói cái gì ân a, à, huệ cái kia không có ý nghĩa không phải lão hạ nói ra tốt 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 ta không đề cập tới la quân cùng lão hạ hàn huyên một phen về sau liền đứng dậy nói ra vậy được rồi chúng ta lúc tan việc gặp ta trước đi xem một chút nghiên nhi nghiên nhi có ở đây không lão hạ nói ra tại hắn đón đến nói ra bất quá bất quá cái gì la quân nói lão hạ muốn nói lại thôi theo rồi nói ra vốn là ta không nên lắm miệng bất quá ta nhìn ra, Lâm Tổng mấy năm này, vẫn luôn không tìm đối tượng, hay là bởi vì trong nội tâm nàng có ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy, ngươi nên cho Lâm Tổng một cái công đạo. La Quân giật mình một chút. Hắn theo rồi nói ra, ta biết. Đón lấy, La Quân đi lầu bốn tổng giám đốc văn phòng. La Quân đối Tống Nghiên Nhi tâm ý, nhiều ít là biết một chút. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cho Tống Nghiên Nhi một tia đáp lại, hắn không muốn lại nhiều hại một cô nương nhưng la quân đau tống nghiên nhi tâm tư hòa lâm nam bảo vệ nàng cô muội muội này là một dạng la quân đi vào tổng giám đốc văn phòng trước hắn còn chưa đi gần nghe thấy đường thanh xanh cùng tống nghiên nhi ở bên trong trò chuyện đường thanh xanh thanh âm vĩnh viễn là truyền cao hứng nàng cũng là thoải mái cô nương trước đó là ưa thích qua la quân nhưng nàng lấy lên được thả xuống được nghiên nhi ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể đi gặp một lần đối phương ta đã gặp tuyệt đối thanh niên tài tuấn A. Người tuy nhiên không dùng dựa vào nam nhân, nhưng chúng ta nữ nhân, dù sao cũng phải là muốn kết hôn A. Chẳng lẽ ngươi không có ý định kết hôn, muốn làm lão ni cô, đường thanh xanh nói ra. Tống nghiên nhi trợn mắt chừng một cái nói ra, lời này của ngươi nói thật gọi khó nghe A, cái gì gọi là lão ni cô. Đường thanh xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, ta không được nói với ngươi nghiêm nặng một chút, bằng không ngươi chỗ đó sẽ có ý thức nguy cơ tống nghiên nhi nói ra được rồi người cái này công ty cao tầng mỗi ngày cũng nhiều làm chút bản chức công tác làm sao sạch tại ta chỗ này làm bà mai ta nhìn ngươi mang thai cho ngươi giảm bớt lượng công việc xem ra ta là sai lầm a à. đường thanh xanh nói ra đừng đừng để ta nhàn rỗi mấy ngày có được hay không ngươi thật không đi gặp gặp ta nói người thanh niên này tài tuấn đường thanh thanh mã lại hỏi tống nghiên nhi rất thẳng thắn nói ra không thấy ngươi cũng nên cho người ta một cái cơ hội a à, gặp cũng không thấy cự tuyệt rơi dạng này không tốt đường thanh xanh nói ra tống nghiên nhi có chút chịu không nổi phiền bất đắc dĩ nói ra ta hiện tại rất tốt cũng không có ý định tìm bạn trai nữ nhân nhất định muốn tìm nam nhân sao ta lão ta chu du thế giới ngươi trong lòng vẫn là không bỏ xuống được hắn đúng hay không đường thanh xanh thở dài nói ra không biết ngươi đang nói cái gì Tống Nhiên Nhi có chút hoảng hốt nói ra. Đường Thanh Xanh nói ra, hắn thế giới không tại Tân Hải, người tâm ý ta biết. Ta là người từng trải, ta cảm thấy, ta lựa chọn là chính xác. Người cần phải hướng về phía trước nhìn, không phải sao. Tống Nhiên Nhi nói ra, mỗi người đều có mỗi người xử sự, sự phương thức. Người xử sự, sự phương thức, chưa hẳn thích hợp ta. Tất cả mọi người là người trưởng thành, những chuyện này, thực không cần thiết lão lấy. Nhưng ta thay người gấp, đường thanh xanh nói ra ta biết cảm ơn tống nghiên nhi nói ra đang nói chuyện gì đâu ngay vào lúc này la quân cất bước mà vào hắn cởi mở cười một tiếng đừng làm cái gì đều không nghe thấy bộ dáng tống nghiên nhi cùng đường thanh xanh nhìn đến la quân nhất thời hớn hở ra mặt tống nghiên nhi còn hàm xúc một chút chỉ là trong đôi mắt khó nén vui mừng mà đường thanh xanh thì là đứng lên kích động nói ra người cái tên này làm sao giữ yên lặng trở về La Quân liền trông thấy đường thanh xanh tuy nhiên mặc lấy rộng rãi váy, nhưng y nguyên khó nén dựng tướng. Hắn cười một tiếng, nói ra, năm đó tiểu cô nương, hiện tại cũng muốn làm mụ mụ, chúc mừng ha. À. Đường thanh xanh phía dưới giỏ xét liếc một chút La Quân, nói ra, năm đó người cái tên này cả lơ phất phơ, làm sao hiện tại mấy năm qua, người ngược lại là càng sống càng trẻ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là nghịch sinh trưởng. Người già 7-80 tuổi. Ta vẫn là còn trẻ như vậy. Lan, từ trong miệng ngươi nghe không được một câu lời hữu ích. Đường Thanh xanh mắng, La Quân cười cười. Hắn tuy nhiên vẫn là sẽ cùng Đường Thanh xanh nói đùa, nhưng bây giờ hắn xác thực đã không phải là trước kia hắn. Trước kia La Quân có thể nói là hành vi phóng túng, thoải mái không bị trói buộc. Nhưng bây giờ hắn lại là vô hình nhiều một tầng tĩnh khí. Cái này một phần tĩnh khí cùng trầm ổn là để nữ nhân mê muội. Ca tống nghiên nhi đứng lên hô một tiếng la quân nhìn về phía tống nghiên hắn nói ra tối nay không có địa phương ở tống nghiên nhi vui vẻ nói ở nhà ta đi la quân mỉm cười nói ra cái kia ta không khách khí đường thanh xanh thì là muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói lần này đột nhiên trở về là có chuyện sao đường thanh xanh hỏi la quân la quân tại trước sofa ngồi xuống tống nghiên nhi hỏi la quân uống gì La Quân nói ra, nước lọc tốt. Hắn nói xong hướng ngồi ở bên cạnh đường thanh xanh nói ra, là có một ít chuyện, bất quá xử lý không sai biệt lắm. Nhưng ta có thể sẽ tại Tân Hải đợi một thời gian ngắn, dù sao gần nhất cũng thông thả. Đường thanh xanh nói ra, há, cái kia rất tốt. Người còn chưa thấy qua nhà chúng ta lão công đâu, ngày mai ta để hắn mời người ăn cơm. La Quân nói ra, tốt, ngày mai lại nói. Tống Nhiên Nhi theo trong tủ lạnh tìm một bình nước lọc đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận, uống một ngụm nước. Tống Nghiên Nhi cũng tại một chương một mình sofa ngồi xuống. Nàng mặc lấy tử sắc váy dài, thân thể còn mặc một bộ màu nhà Tây phục áo khoác nhỏ. Tóc nàng thể tích, trước kia nhiều một tia vũ mị cùng thành thục. La Quân bên này tại cùng đường thanh xanh nói chuyện, Tống Nghiên Nhi thì tại trước bàn làm việc cầm lấy máy riêng gọi điện thoại. Ừm, cái kia phương tổng, tối nay ta lâm thời có một số việc, không có cách nào bồi ngài ăn cơm ngài nhìn nếu không lần sau đi tốt 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 tống nghiên nhi lại là đang từ chối muộn xã giao đường thanh xanh hơi hơi thở dài nói với la quân người đến là lớn hơn nữa đơn đặt hàng nghiên nhi cũng là không để vào mắt la quân không có nói tiếp đường thanh xanh còn muốn nói tiếp lúc nào tống nghiên nhi đi tới các ngươi hai cái thế mà lại đột nhiên không nói lời nào đây thật là lưa thưa a à. nàng vừa cười vừa nói la quân mỉm cười nói ra hiện tại không lấy trước Thanh Thanh cũng là có lão công người, ta tự nhiên không thể lại cùng với nàng không giữ mồm giữ miệng. Đường Thanh Xanh hừ một tiếng, nói ra, cái này giác ngộ vẫn là có thể. Lẫn nhau trò chuyện một lúc sau, đường Thanh Thanh lão công tới. Hắn là tới đón đường Thanh Xanh tan ca. Đường Thanh Thanh lão công gọi là Kỳ Thành, Kỳ Thành 35 tuổi, hắn mặc đặt bút viết thẳng tây phục, đẹp trai mà nho nhã, xem ra chính là cái không tệ nhân tài. Lão công, ta giới thiệu cho ngươi vị này là chúng ta trước kia đề cập với ngươi là quân đường thanh xanh kéo lại kỷ thành cánh tay giới thiệu nói là quân cũng không kiêu căng đứng dậy hướng kỷ thành mỉm cười nói ra ngươi tốt kỷ thành cũng cười nhạt một tiếng nói ra cửu ngưỡng đại danh là quân nói ra quá khen quân tử chi giao đảm như thủy bất quá là quân vẫn là chú ý tới kỷ thành mặt nhàn nhạt nhưng tựa hồ đôi mắt chỗ sâu có như vậy một tia chán ghét là quân cảm chi năng lực kinh người, liền tâm tình đối phương biến hóa đều có thể trong nháy mắt phát giác. Hắn không biết rõ, vì cái gì ban đầu lần gặp gỡ, kỳ thành đối với hắn chán ghét. Có điều hắn cũng không muốn truy đến cùng, những tôm tép này sự tình, không đáng hắn nhiều động não gân. Lẫn nhau hàn huyên về sau, kỳ thành nói ra, như vậy đi, muộn ta làm chủ, mời mọi người ăn cơm. Tốt lắm, đường thanh xanh hoan hỉ nói ra. Tống nghiên nhi thì nhìn về phía la quân. Là Quân nói ra, còn thật không có ý tứ, muộn đã có bằng hữu trước hẹn ta. Kỳ tiên sinh, về sau chúng ta có cơ hội lại tụ họp đi. Vốn là, là Quân uyển chuyển cự tuyệt, Kỳ Thành cũng không phải thật nghĩ thầm mời, liền có thể sườn núi xuống lừa. Mọi người mặt mũi cũng đều có thể không có trở ngại. Nhưng đường thanh xanh là cái thẳng thắn nữ nhân, lập tức nói ra, không thể nào, người ước người nào. Người tại Tân Hải không chúng ta mấy cái này bằng hữu sao? ta nghe nói người cùng Đinh Hàm không phải phân sao. Là quân cùng Đinh Hàm chia tay, cũng không phải là chuyện mới mẻ. Là quân tại U Linh chủ đề quán ba cổ phần thay đổi, điểm này, đường thanh xanh cùng Tống Nhiên Nhi đều biết. Là lão hạ, là quân nói ra, lão hạ hẹn ta cùng nghiên Nhi đi nhà hắn ăn cơm đây. Không có hẹn ta, đường thanh xanh có chút khó chịu. Người bồi lão công ngươi đi thôi, Tống Nhiên Nhi ở một bên cười mỉm nói ra. Kỳ thành thì là khẽ nhíu mày, lão hạ bảo an đội trưởng hắn thực là có chút khinh thường nhưng hắn ẩn tàng rất sâu đường thanh xanh cùng tống nghiên nhi hoàn toàn cảm thụ không ra nhưng la quân có thể cảm thụ được kỳ thành theo rồi nói ra đã như vậy vậy ta cùng thanh thanh đi trước a à, la quân thật vất vả trở về ta còn muốn cùng hắn nhiều trò chuyện hội đây nếu không lão công chúng ta cùng nhau đi lão hạ ra ăn cơm đi đường thanh xanh nói ra kỳ thành hơi hơi nhíu mày hắn nói ra, cái này không tốt lắm đâu, quá đường đột. Hắn nói ra, ngày mai đi, ngày mai chúng ta tới mời La Quân ăn cơm đi. Đường Thanh Xanh nói ra, thế nhưng là... La Quân nói ra, tốt, vậy ngày mai đi. Đường Thanh Xanh bất đắc dĩ, chỉ đến đáp ứng. Nàng không thể nghi ngờ là tràn ngập chân thành, nhưng Kỳ Thành hiển nhiên không nguyện ý cùng La Quân liên hệ, càng khinh thường cùng lão hạ như thế hạ tầng liên hệ. Các loại đường thanh xanh sau khi đi, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Tống Nghiên Nhi giải thích nói ra, kỳ thành nhà bọn hắn tại Hồ Châu kéo một cái có chút thế lực, kỳ gia sinh ý làm rất lớn. Kỳ gia lão gia tử nghe nói còn là một vị tông sư cấp bậc cao thủ, cho nên kỳ thành làm người ngạo khí một chút, người bỏ qua cho. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, sẽ không. Hắn chỉ cần đối thanh thanh tốt, đầy đủ, hắn không trọng yếu. Tống Nghiên Nhi nói ra hắn đối thanh thanh rất tốt, điểm ấy ngươi yên tâm. La Quân nói ra, ừm. Tống Nghiên Nhi còn nói thêm, chúng ta đợi chút nữa thật muốn đi hạ thuốc nhà ăn cơm không? La Quân nói ra, lão hạ thịnh tình mời, ta không có cự tuyệt. Đi một chút cũng tốt, hắn mời qua ta mấy lần. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy ta có phải hay không đến thay quần áo khác? Bộ quần áo này rất đẹp, La Quân cười một tiếng, nói ra. Vậy chúng ta đến đi mua một ít đồ vật, lúc này mới tốt môn nha tống nghiên nhi nói ra la quân nói ra tốt chúng ta bây giờ đi mua đi tống nghiên nhi nói ra ta mở xe đi phụ cận trong siêu thị mua đi tốt la quân nói ra hai người sau đó đi ra công ty tống nghiên nhi chính mình tư nhân mở là một gỗ bi tổ bi tổ thích hợp nữ sinh mở đồng thời sẽ không quá mức xa hoa sốc nổi xe về sau tống nghiên nhi nổ máy xe ca người cùng đinh tỷ là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên chia tay? tống nghiên nhi vừa lái xe, một bên hỏi trong xe tràn ngập tống nghiên nhi thân thể nhàn nhạt, nhạt mùi thơm la quân tử tốn nói nàng theo ta không có tương lai kết quả này đối nàng với ta mà nói đều là một loại giải thoát nàng có thể có tân sinh hoạt ta cũng có thể không lo lắng tống nghiên nhi trầm mặc một cái trước mắt sau đó nhẹ nói nói ta nhớ được ngươi trước kia rất ưa thích đinh tỷ La Quân nói ra, ái tình là hội biến, bất quá, lại thế nào biến. Huynh muội ở giữa cảm tình mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tống Nhiên Nhi hiểu ý cười một tiếng, nói ra, ừm. Nàng là thật thật vui vẻ. Tại Tống Nhiên Nhi tâm lý, nàng thật không phải nhất định muốn cùng La Quân phát sinh cái gì. Nàng chỉ cần biết rằng, mình tại La Quân tâm lý địa vị rất nặng, đồng thời đặc thù, nàng cảm thấy cái này đã rất tốt. Nếu như lại lòng tham một chút, nàng hy vọng có thể thường xuyên nhìn đến la quân dạng này nhàn nhạt, nhạt liền rất tốt rất nhanh xe đến siêu thị trước dừng lại bên trong siêu thị sạch sẽ sáng ngời la quân muốn tuyển quý tống nghiên nhi cười cười nói ra ca cũng không phải là cái gì đều là quý tốt tốt nhất là lại quý lại thực dụng người tuyển những thứ này tổ yến xương cá bọn họ sẽ không quá thực dụng la quân cười ha ha một tiếng nói ra đó còn là người chọn tốt tống nghiên nhi nói ra việc này vẫn là đến ta sở trường. là quân còn nói thêm, ta thuận tiện cũng mua chút đồ dùng sinh hoạt, có thể muốn đợi một thời gian ngắn. người đồ ngủ, khăn mặt, ta nơi nào cũng có đây. ta cho người giặt về sau, dùng cái dương bịt lại tại. tống nghiên nhi nói ra, là quân tầm ấm áp. nghiên nhi, là quân nghĩ đến cái gì, nói ra, người có muốn hay không mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. audio điện tử võ tấn bền thế giới bên ngoài, châu Âu bên kia quốc gia sao? Tống Nghiên Nhi nói ra, ta hàng năm đều sẽ lữ hành hai lần, biển Asian, Sao Paulo đều có đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, không phải cái này, là mặt khác thế giới. Vị diện thế giới, ta ở trên trời châu bên kia có một tòa tòa nhà, có thời gian lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi bên kia ở một thời gian ngắn. A, à, Tống Nghiên Nhi bỗng cảm giác kinh dị, lại cảm hứng phấn, thật sao? Vậy quá tốt, cứ việc nàng xưa nay thanh nhã, nhưng nghe đến tin tức này vẫn là hưng phấn không. Là quân lường trước lấy linh tôn sự tình hẳn là sẽ không dây dưa nữa, cái kia mang tống nghiên nhi đi một chuyến thiên châu hoàng thành, tiểu ở vài ngày vẫn là có thể. Mà trầm mặc nùng bên kia, không phải là quân không muốn mang. Nguyên nhân lớn nhất là trầm mặc nùng kinh lịch thiên Brooklyn sự kiện về sau, đã có ám ảnh trong lòng. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là tại yến kinh an toàn nhất. Trầm mặc nùng không phải sợ chết, Nàng như là một người, tự nhiên làm sao đều muốn đi. Nhưng có hài tử, cái kia hết thảy đều vì hài tử suy nghĩ. Đối với điểm này, là quân cùng trầm mặc nùng là cầm giống nhau thái độ. Làm phụ mẫu người, mới biết được phụ mẫu tri ân nặng. Ta tại Tân Hải sẽ còn đợi một thời gian ngắn, bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm. Ta mang người tới, coi là du lịch, là quân nói ra. Cái kia muốn hay không mang thanh thanh đâu, tống nhiên ngựa được hỏi. Là quần hơi hơi trầm ngâm, nói ra, thanh thanh lời nói khá nhiều, dễ dàng ở bên ngoài nói ra. Những chuyện này, vẫn là thiếu tiết lộ ra ngoài cho thỏa đáng. Quên đi, ta nhìn nàng lão công cũng không quá ưa thích nàng và ta tiếp xúc nhiều. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy được rồi, chỉ bất quá ta muốn là cùng Thanh Thanh nói, nàng khẳng định sẽ đối ca ngươi có ý kiến. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người nói người muốn ra ngoại quốc du lịch chứ sao nàng hiện tại mang thai, cũng không thể chạy khắp nơi. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy cũng đúng, Kỳ Thành đối nàng cùng hài tử bảo bối không được đây. Tại trong siêu thị đi dạo rất lâu, mua đồ tốt về sau, liền đi tính tiền. La Quân chuẩn bị tính tiền thời điểm, Tống Nghiên Nhi nói ra, ca, ta tới đi. Em gái người ta hiện tại có tiền đây. Người vẫn luôn có tiền đâu, bất quá đi cùng với ta, sao có thể để ngươi dùng tiền. La Quân kiên trì. Tống Nghiên Nhi khách khách cười một tiếng, nói ra, vậy được rồi, ta không theo ngươi đoạt. Tống Nghiên Nhi xưa nay đều là thanh nhã như cúc, dù cho cười thời điểm, đều là cười nhạt một tiếng. Cũng chỉ có cùng La Quân tại một khối thời điểm, mới có thể thiếu tượng đứa bé một dạng, không tim không phổi. Nghiên Nhi, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, về sau muốn nhiều cười cười, biết không?" La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, "Ừm." xuất siêu thành phố về sau, Tống Nghiên Nhi lái xe mang theo La Quân trực tiếp về công ty. Tống Nghiên Nhi ở công ty cửa, dừng xe tử. Tống Nghiên Nhi nói với La Quân, ca, ta để ta bảo an hô hạ thúc đi ra, người tại xe chờ một lát. La Quân nói ra, ta cũng xuống đi, tại xe bọn người, luôn luôn không có như vậy tôn trọng. Sự thật, Tống Nghiên Nhi đều có thể quay cửa kính xe xuống phân phó bảo an đi hô người. Nhưng Tống Nghiên Nhi đối với bất kỳ người nào đều đầu tiên là đáp lại tôn trọng, cho nên nàng sẽ không như thế làm. La Quân cũng không phải loại kia kiêu căng người, cho nên cũng hội xuống xe theo. Bởi vì cái gọi là chi tiết gặp người phẩm đã là như thế. Tống Nghiên Nhi cùng La Quân sau khi xuống xe, Tống Nghiên Nhi nói với bảo an, "Tiểu Lý." Lâm tổng, Tiểu Lý nhìn thấy Tống Nghiên, hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái chi mang theo một loại thoảng qua e sợ. Tống Nhiên Nhi mỉm cười nói ra, đi đem Hạ đội trưởng kêu đi ra, nói chúng ta chờ hắn ở bên ngoài. Tốt, Lâm tổng, cảm ơn. Tống Nhiên Nhi nói ra, Lão Hạ tại sau khi vội vàng chạy ra đến, Hạ thúc Tống Nhiên Nhi gặp Lão Hạ, hô, nàng về sau một mực sưng hô như vậy, Lão Hạ, Lão Hạ nói gấp, Lâm tổng tốt. Tống Nhiên Nhi nói ra, xe đi. Lão Hạ ngẩn ngơ, nói ra, Lâm tổng, đi chỗ nào? Tống Nghiên Nhi không khỏi khẽ giật mình, nói ra, không phải đi nhà ngươi ăn cơm không? Lão hạ cái này mới phản ứng được, nói ra, tốt tốt tốt. Tống Nghiên Nhi cười khúc khích. Tuy nhiên Tống Nghiên Nhi rất trẻ trung, nhưng lão hạ đối mặt Tống Nghiên Nhi vẫn rất có áp lực. Là quần trước ôm lão hạ bả vai, nói ra, đi thôi, xe. Hắn thân thiết như vậy cử động nhất thời để lão hạ áp lực giảm nhiều. Xe về sau, là Quân cùng lão hạ ngồi ở hàng sau. Tống Nghiên Nhi chuyên tâm lái xe. Mấy năm này, là quần người đều ở đâu? Bận rộn cái gì a? À? Ta chỉ nghe Lâm Tổng mơ hồ nói qua, người thật giống như là tại khắp thế giới chạy, sinh ý làm rất lớn. Lão Hà cùng La Quân nói chuyện phiếm lên. La Quân cười ha hả, nói ra, cái này nói rất dài dòng a, các loại có thời gian, ta thật tốt cùng ngươi nói một chút. Thật không hiểu rõ, loại người như ngươi, lúc trước làm sao lại đến chúng ta nơi này làm bảo an, bất quá cũng may mắn ngươi đến ngươi là ta quý nhân a à. lão hạ nói ra la quân cười một tiếng nói ra đừng nói cái gì quý nhân không quý người người trong thiên hạ nhiều như vậy ta biết người cũng nhiều có thể ta nhớ được ngươi lão hạ người biết tại sao không lão hạ sướng sờ nói ra vì cái gì la quân nói ra bởi vì lão hạ ngươi phúc hậu lúc trước ta đến thời điểm tay không có tiền người có rảnh mang ăn tới cùng ta cùng uống bia ngươi quên sao lão hạ nói ra này vậy cũng là không đáng giá nhắc tới sự tình sự tình gì đều là có nguyên nhân có quả la quân nói ra lão hạ nhất thời có chút cảm xúc hắn nói ra người nói có nguyên nhân có quả vậy ta dưỡng hai đứa con trai từ nhỏ thương bọn họ nguyện ý đem hết thảy đều cho bọn hắn nhưng bọn hắn đâu trở về là muốn tiền tiền chưa từng có một câu quan tâm lời nói người nói đây là cái gì nhân quả chẳng lẽ đời ta thật sự là bọn họ cứu nhân, đời này bọn họ tới tìm ta báo thù. lão hạ nói càng về sau, hốc mắt ửng hồng, hiển nhiên là vì hai đứa con trai thương tổn thấu đầu óc, là quần khe khẽ thở dài, nói ra, kéo cái gì kiếp trước kiếp này đều là hư. ta nhìn a, à, lão hạ người vẫn là giáo dục có vấn đề. người muốn là tin được ta, ta có thể giúp người quản giáo quản giáo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người không đau lòng lão hạ nhất thời nhãn tình sáng lên nói ra chỉ cần không để bọn hắn chết ngươi là đem bọn hắn làm tàn ta đều không đau lòng chỉ cần bọn họ có thể thật tốt làm người thật la quân nói ra lão hạ nói ra thật la quân nói ra vậy thì tốt ngươi hai đứa con trai có ở nhà không lão hạ nói ra tiểu nhi tử ly hôn hiện tại trong nhà con trai trưởng không ở nhà có điều hắn cũng không nên thân la quân nói ra giáo dục là rất trọng yếu ta gặp qua một vị tiền bối quản giáo nhi tử. Vị tiền bối này, bởi vì một ít nguyên nhân, lâu dài không tại hài tử bên người. Nhưng là hắn cho hài tử gia đình điều kiện là rất hậu đãi, mẫu thân cũng yêu chiều đứa nhỏ này. Cho nên tại đứa nhỏ này về sau vô pháp vô thiên, thậm chí căm hận phụ thân. Tống Nghiên Nhi nói ra, nói như vậy lên, ca ngươi nói vị tiền bối này cũng là có trách nhiệm. Có cái gì trách nhiệm? Là quân nói ra, ta không cho rằng vị tiền bối này có trách nhiệm, vị tiền bối này sinh hạ đứa bé này, cũng cung cấp điều kiện nuôi dưỡng hắn lớn lên, để hắn áo cơm không lo. Mà vị tiền bối này là bởi vì rất nhiều khách quan nguyên nhân không thể ở nhà. Làm hai tử tới nói, muốn cảm tạ phụ mẫu ban cho sinh mệnh. Phụ mẫu không phải sinh ra thiếu hài tử, một đứa bé, từ nhỏ không có cảm ơn chi tâm, lớn lên làm sao đến. Cái kia sau đó thì sao? Lão hạ rất quan tâm hỏi. Là quân nói ra, cái đứa bé kia sau khi lớn lên, làm việc rất không tưởng nổi, còn cùng tiền bối đối nghịch. Còn tốt, tiền bối chính là thủ đoạn thông thiên người, trong nháy mắt đem hắn chấn áp lại. Về sau, tiền bối đem hắn ném đến một cái rất xa địa phương, để hắn tự sanh tự diệt. Dù sao là sẽ không lại cho hắn một tia phụ mẫu chi ái. Nhưng là về sau, ta cùng cái đứa bé kia cùng một chỗ cộng sự qua, hắn hoàn toàn thay đổi, biến rất hiểu chuyện. Là quân nói ra, không có chuyện gì là thiên kinh địa nghĩa, xem như phụ mẫu chi ái, hài tử cũng nên mang trong lòng cảm kích. Nếu như hài tử đem phụ mẫu vì hắn làm chuyện gì cũng làm làm đương nhiên, này lại để hắn cực độ tự tư. Dạng này sủng ái hài tử, đó cũng là phụ mẫu thất trách. Lão hạ, người không muốn tổng quái con của ngươi, ta nghĩ người cùng thê tử ngươi, khẳng định là có sai lầm trước địa phương. Lão hạ thân thể chấn động, hắn như có điều suy nghĩ lên. Các ngươi hiện tại là ở tại nhà mới sao? La quân lại hỏi lão hạ. Lão hạ nói ra, không phải ở tại cũng nhà nhà mới vẫn luôn không có nói cho hai đứa con trai sợ bọn họ lên cái gì yêu thiêu thân là quân thở dài nói ra người một nhà vốn nên hưởng thụ niềm vui gia đình hiện tại làm cha còn muốn để phòng nhi tử đây là người một nhà thật đáng buồn hắn đón đến nói lão hạ ta nói chuyện nếu như quá mức xin ngươi đừng trách móc không biết không biết lão hạ nói ra ta tuy nhiên tuổi tác người cùng lâm tổng đều lớn hơn nhưng là luận đến kiến thức ta kém xa các ngươi hắn sau đó thở dài nói ra nếu như con ta tử có thể giống ngươi ai cái kia thì tốt biết bao la quân cười nhạt một tiếng hắn lại không có nói tiếp la quân tâm không nhịn được nghĩ trần thiên nhai ta là con của ngươi ngươi bây giờ đến cùng lại nhìn ta như thế nào đâu là ngươi sỉ nhục vẫn là ngươi kiêu ngạo hắn không biết cũng không dám khẳng định rất nhanh Tống Nghiên Nhi chạy đến lão Hạ gia dưới lầu. Lão Hạ gia là một tòa cũ nhà lầu, liền bất động sản phục vụ đều không có loại kia. Căn phòng cũ vẫn là xây dựng vào thập kỷ 90. Cũng là nhà ngang. Nơi này tuy nhiên không thuộc về lão thành khu, nhưng cũng không tại khu vực mới phồn hoa bên trong. Lão Hạ gia tại lầu 4, Tống Nghiên Nhi cùng La Quân lấy rất nhiều đồ vật, lão Hạ trông thấy nhất thời không có ý tứ, nói ra, "La Quân, Lâm tổng, các người cái này quá khách khí." khiến ta làm sao có ý tứ a? À. La Quân mỉm cười nói ra một chút lòng thành, người còn muốn khách khí với chúng ta sao? Lão Hạ nói ra, ai sớm biết, ta mang các người đi bên ngoài ăn. La Quân nói ra, lâu dài đều ở bên ngoài ăn, trong nhà ăn mới có vị đạo đây. Chỉ chốc lát về sau, ba người đến lầu bốn. Lão Hạ mở cửa, Lão Hạ vào cửa hô, bạn già đến khách quý, mau đưa ta cái kia hộp trà pu ớt mở lấy ra chiêu đãi khách nhân. Lão hạ ra là thất 10 mét vuông hai bên, hai phòng ngủ một phòng khách nhất vệ. Bất quá trước kia nhà, công bày ra diện tích nhỏ, ngược lại sẽ không lộ ra rất chen chúc. Lão hạ thê tử Lưu Quế Hương là cái khuôn mặt hiền lành năm phụ nữ, dáng người lược béo, bất quá vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ là có chút tư sắc. Đang nghe lão hạ kêu to về sau, nàng liền từ trong phòng bếp đi ra trong phòng bếp còn có khói dầu cùng mùi đồ ăn bay ra lưu quế hương trông thấy la quân cùng tống nghiên nhi về sau có chút câu thúc nàng khách khí ứng với a di mạnh khỏe tống nghiên nhi lễ phép chào hỏi đồng thời đưa tay quà tặng để ở một bên cái ghế đại tỷ tốt la quân cũng chào hỏi tống nghiên nhi nhất thời có chút bất mãn nói ra ca ta hô a di người hồ đại tỷ dạng như người chiếm ta tiện nghi, thật tốt sao la quân cười ha ha một tiếng nói ra, ta cùng lão hạ vẫn luôn là gọi nhau huynh đệ. Tống Nhiên Nhi trợn mắt chừng một cái. Lão hạ cùng Lưu Quế Hương liền đều cười. Lưu Quế Hương nhìn đến Tống Nhiên Nhi mang đến quà tặng, nhất thời có chút xấu hổ nói ra, cái này quá tốn kém, lâm tổng, ngài quá khách khí. A di, ngài gọi ta tiểu tuyết tốt đây, Tống Nhiên ngựa được nói ra. Lưu Quế Hương liên thanh nói cảm ơn, đến đón lấy cùng lão hạ cùng đi pha trà. Cũng là lúc này, phía bên kia cửa gian phòng mở ra. Một cái chừng 30 tuổi thanh niên, mang dép, lôi thôi lách thách đi ra, ôi, đến vùng khách quý. Ta trong phòng nghe được lão ba muốn mở cái kia hộp phổ nhị, đây chính là chân tàng phẩm A. Thanh niên này, chính là lão hạ tiểu nhi tử, hạ thanh. Hạ thanh, khác không biết lớn nhỏ, lão hạ quát lớn hạ thanh, nói ra, người suốt ngày biết ngủ, trong nhà khách đến thăm người, không biết đi giúp sao vội vàng sao. Lão ba, Ngươi ăn thuốc sung A, à. Hạ Thanh nói lầm bầm, thứ đồ gì. Hắn sau đó quét mắt một vòng La Quân cùng Tống Nghiên, sau đó cửa phòng hất lên, lại trở về phòng ngủ đi. Ngươi, lão hạ nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Lưu Quế Hương cũng xấu hổ tới cực điểm. La Quân cười cười, nói ra, tẩu tử hôm nay làm cái gì ăn ngon A. À? Lưu Quế Hương lập tức liền cười nói, có móng heo hầm đậu nành, còn có bạch chảm kê, lỗ lỗ tai heo nàng liên tiếp nói rất nhiều đồ ăn tống nghiên nhi ở một bên cười nói tối nay chúng ta có có lộc ăn lưu quế hương sau đó hồi nhà bếp đi lão hạ thì là bồi la quân cùng tống nghiên nhi ngồi xuống lão hạ thở dài thở ngắn nói ra không biết dạy con a à. la quân nói ra thực người cũng có bất thường địa phương hắn không phải ngày đầu tiên như thế trong nhà khách đến thăm người hắn cũng giảng cái mặt mũi ngươi nói hắn như vậy hắn phản ứng tự nhiên rất lớn. Ta là, ta là trông thấy hắn tức giận, cha con thật sự là trời sinh cửu nhân, lão hạ nói ra. Trời sinh cửu nhân, la quân giật mình khẽ giật mình, sau đó cảm thấy khóe miệng đắng chát. Tại la quân trong mắt, hạ thanh là rác rưởi nhưng mình đâu, chính mình cùng cha đẻ ở giữa, làm sao không là cửu nhân đâu. Lão hạ còn nói thêm, người nói giúp ta dạy dỗ hắn. Người chắc chắn chứ, La Quân nói ra, lão hạ nói ra, ta rất xác định. cái kia tốt. la quân nói ra, ta gần nhất có chút vội vàng, chờ ta vội vàng không sai biệt lắm. ta đến mang đi hắn, có thể sẽ mang đi thời gian có chút dài, nhìn hiệu quả. tốt. lão hạ nói ra, ta cảm thấy ngươi có thể thương lượng với tẩu tử một chút. la quân nói ra, lão hạ nói ra, không dùng thương lượng, cùng với nàng thương lượng, vĩnh viễn không làm được sự tình. ta hai đứa con trai này là bị nàng cho làm hư. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy được rồi. Đồ ăn rất nhanh làm tốt, một bàn lớn đồ ăn, thơm ngào ngạt. Thức ăn cực phong phú đựng, còn có thật nhiều hải sản, con cua, đại hà. Vân vân. Lão Hạ mở một chai lâu năm hảo tử muốn cùng La Quân uống rượu. Lúc này, Hạ Thanh cũng đi ra. Ta cũng muốn uống, Hạ Thanh đến tại Lão Hạ bên cạnh ngồi xuống, nói ra. Lão Hạ sợ Hạ Thanh lại phát cáu, dù sao có khách tại, mất mặt a. À cho nên cái gì cũng không nhiều nói cho hạ thanh ngược lại hạ thanh cầm lấy đũa cũng không để ý người khác liền trước bắt đầu ăn lão hạ thấy thế cái kia tức giận a à. lão hạ chúng ta uống rượu la quân mỉm cười ngăn cản lão hạ sinh khí quát lão hạ nâng chén nói ra la quân lâm tổng các ngươi đều là ta lão hạ quý nhân cảm tạ các ngươi chén rượu này ta uống trước rồi nói hắn nói xong ngứa cổ tử uống một hơi cạn sạch Lưu Quế Hương bưng sau cùng một bàn đồ ăn đi ra, thấy thế nói ra: Lão Hạ, người uống chậm chút. Người cho rằng người còn là tết táo quân nhẹ a, à. thân thể của mình không biết yêu quý sao? Lão Hạ hốc mắt đỏ lên, nói ra: Ta hôm nay cao hứng a, à. là quân nhất thời cũng có chút cảm xúc. Bữa cơm này từ đầu đến cuối vẫn là rất vui sướng. Tống Nhiên Nhi đều ăn không ít, nàng quát là nước trái cây mà hạ thanh từ đầu đến cuối cũng không có làm sao nhìn nhiều tống nghiên nhi vài lần tống nghiên nhi cố nhiên rất xinh đẹp nhưng hạ thanh cũng sẽ không nịnh nọt hoặc là như thế nào bởi vì hạ thanh biết căn bản không đùa mới sẽ không lãng phí cái này tinh lực cha cho ta tiền ta muốn đi ra ngoài hạ thanh sau khi cơm nước xong nói thẳng hắn muốn lẽ thẳng khí hùng ngươi muốn cái gì tiền ngươi đòi tiền không sẽ tự mình ra ngoài làm thuê lão hạ vốn là đều muốn ngăn chặn hỏa khí nhưng Hạ Thanh câu nói này trong nháy mắt đốt hắn lửa giận. Hạ Thanh nói ra, ta cái này không đang tìm việc làm à, là không tìm được phù hợp. Ai nha, người vậy đến nói nhảm nhiều như vậy, để khách nhân chế giễu. Cho ta hai nghìn. Hai nghìn, lão Hạ nổi nóng nói ra, người cho rằng ta mở ngân hàng. Cái này không là chuyện nhỏ sao, ngươi lần uống nhiều rượu, đều nói công ty của các ngươi cho ngươi mở 10.000 khối một tháng. Hạ Thanh nói ra, không có, Lão hạ nói ra. Lưu Quế Hương ở một bên theo trong túi quần móc ra 300 khối đến, nói ra, người cầm đi đi. Nàng không muốn cái này hai cha con để la quân cùng tống nghiên nhi chế diễu. Hạ Thanh tiếp nhận 300 khối, nói ra, cái này cái kia đầy đủ a à, chưa đủ. Phanh phanh phanh, tại lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Thanh âm đặc biệt thô bạo vô lễ. Hạ Thanh, mở cửa. Vậy bên ngoài nam tử la lớn, mà lại còn không chỉ một người, giống như là bốn năm người cùng một chỗ. Hạ Thanh nhất thời sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi ở bên ngoài đang làm gì đó? Lão Hạ cũng là sắc mặt thay đổi, chất vấn Hạ Thanh. Lưu Quế Hương cũng là hoảng hốt. Là quân yên lặng uống rượu, cũng không nói nhiều cái gì. Hạ Thanh lúc này biết sợ hãi, nói ra, ta tại sòng bạc bọn họ bên trong chơi bài, thua ba mươi ngàn khối, bọn họ là đến đòi sổ sách tới. Ngươi, lão hạ đứng lên, sau đó xanh cả mặt, che ở ngực. Trong nháy mắt đó, hắn cái chán mồ hôi chảy dòng dòng xuống. Tống Nhiên Nhi nhất thời bị kinh ngạc, La Quân cũng là bị kinh ngạc, hắn cấp tốc xuất thủ. Lập tức, một cỗ mềm cùng khí tức lan tràn lão hạ toàn thân. Cái kia một cái chớp mắt, lão hạ thế mà ngũ tạng co rút, lại trì hoãn một chút, trái tim hội ngưng đập. Cũng may mắn La Quân tại, lập tức lấy huyền công vì khơi thông ngũ tạng lục phủ. Lão hạ cái này mới tỉnh hồn lại. Lão hạ, đừng kích động, ta ở chỗ này, có ta ở đây, chuyện gì cũng sẽ không có. Tàu tử, người đi mở cửa, là quân đỡ lấy lão hạ, trầm giọng nói ra. Lưu Quế Hương do dự, lão hạ nói ra, nghe là quân, Lưu Quế Hương lúc này mới trước đi mở cửa. Hạ Thanh lúc này kìm lòng không được trốn đến lão hạ sau lưng. Là quần ánh mắt phát lạnh, một phát bắt được Hạ Thanh, đem hắn hướng trước mặt đầy. Hạ Thanh một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Ngươi làm gì? Hạ Thanh nổi nóng hướng La Quân nói ra. Ngươi tại trước mặt ba ngươi không phải rất huy phong sao? Làm sao tới mấy cái ngoại nhân, trốn đến cha ngươi đằng sau? La Quân từ tốn nói. Hạ Thanh nói ra, ta. Cửa bị Lưu Quế Hương mở ra, hết thảy năm tên nam tử xông tới, tất cả đều là thanh niên lưu lồng. Cầm đầu nam tử ngược lại là rất tư, có điều hắn làm việc không tư, đến cho Hạ Thanh một bạt tai, sau đó lại một chân ước lượng tại Hạ Thanh cái bụng hạ thanh lập tức đau thành tôm tép các ngươi lão hạ thấy thế nhất thời giận dữ lưu quế hương cũng vào tới quát nói các ngươi làm cái gì cái kia cầm đầu nam tử gọi là thuận ca thuận ca mắng liệt nói tiểu ra thằng nhãi con thiếu nợ ta nhóm casino tiền còn dám giấu đi ngươi cho rằng ngươi giấu đi chúng ta tìm không đến mẹ cái này gọi không đạo nghĩa ngươi mẹ nó không biết cha mẹ tiền bằng hữu tiền có thể không trả vay nặng lãi tiền là không thể không trả sao. Hiện tại cả vốn lẫn lãi, 100 ngàn, tranh thủ thời gian lấy ra. Không bỏ ra nổi đến, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ sinh hoạt. 100 ngàn, lão hạ lại muốn kích động. La quân thở dài, nói ra, lão hạ, người kích động cái gì sao? Lão hạ lập tức nhớ tới la quân bản sự, lúc này mới chậm một hơi đi xuống. Lưu Quế Hương thì là cả giận nói, các ngươi, các ngươi đoạt tiền A cút sang một bên, Thuận ca bên cạnh tiểu hoàng mau quát nói. Thuận ca cũng không để ý tới Lưu Quế Hương, để đằng sau hai cái tiểu đệ đem Hạ Thanh nhấc lên tới. Hạ Thanh phàn nàn hướng lão hạ nói ra, cha, cứu ta. Ngươi không cứu ta, ta chết chắc. Ngươi chết tốt nhất, lão hạ mắng. Thuận ca liền hướng lão hạ cười một tiếng, nói ra, nhà A, à, tính khí vẫn rất bạo A, à, lão ra hỏa. Hắn lại liếc nhìn la quân cùng tống nhiên nhi liếc một chút, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Tống Nghiên Nhi thân thể. Cô nương này, thẳng tươi ngon mọng nước, thuận ca cười ha ha, nói ra, bồi ta một tháng, khoản nợ này tính toán. Bằng hiểu, người lầm, là quân từ tốn nói, chúng ta là tới làm khách, không phải hạ người nhà họ thanh. Vay nặng lãi quy củ ta hiểu, nhưng người tốt nhất đừng xấu vay nặng lãi quy củ. Là quân tất nhiên là khí độ bất phàm. Thuận ca quét là quân liếc một chút, lại là có chút kiêng kỵ. Hắn nói ra, "Hả, dạng này a, à, coi ta chưa nói qua." Tống Nghiên Nhi ở một bên không nói một lời, nàng cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Bởi vì nàng biết, chỉ cần có ca tại, cái này đều không phải là sự tình. Mà lại loại chuyện này, nói thật, nàng một chiếc điện thoại cũng có thể tùy tiện giải quyết. Địa phương tại Tân Hải dạng này địa phương mở sòng bạc, sau lưng khẳng định là có hậu trường. Nhưng là, đây cũng là mẫn cảm, chỉ cần Tống Nghiên Nhi nghĩ là có thể phong loại này vi phạm sòng bạc. Thuận ca sau đó đối lão hạ cùng Lưu Quế Hương nói ra, các ngươi là hạ thanh phụ mẫu, cái này không sai a. À? Lão hạ nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói ra, ừm, um, hạ thanh sự tình, ta toàn quyền thay xử lý. Thuận ca lập tức hơi không kiên nhẫn, nói ra, ngươi không nói cùng ngươi mẹ nó không quan hệ sao. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, mở sòng bạc không phải đứng đắn gì sinh ý, Lão bản của các ngươi không có dạy ngươi, bên ngoài phải khiêm tốn một chút sao? Ngươi, Thuận ca cũng là tại chỗ mặt sống đến mức nhiều người, người nào có thể gây, người nào không thể chọc vẫn là phân biệt ra được. Trước mắt mặc quần áo trắng ra hỏa này, Thuận ca tuy nhiên không biết là lai lịch gì, nhưng nhìn lên phong độ, cử chỉ, biết là cái nhân vật. Cho nên, Thuận ca còn thật không dám cùng La Quân làm loạn. Ngược lại là Thuận ca thủ hạ không phục lắm nóng lòng muốn thử muốn để giáo huấn la quân nhưng đều bị thuận ca ngăn lại la quân sau đó cười một tiếng hắn như thế ngồi ở chỗ này lại là cho lão hạ người một nhà vô hạn yên ổn cảm giác mà tống nghiên nhi thì lại yên lặng hoa mắt thần mê nàng tâm ca ca mãi mãi cũng là chấn định như vậy như núi tựa hồ chỉ phải có hắn tại chính là thiên băng địa sập cũng không đủ gây sợ la quân nói với thuận ca hạ thanh sự tình ta toàn quyền đại diện bất quá ngươi yên tâm ta người này làm việc coi trọng nhất quy củ đương nhiên cái tiền đề này là ngươi cũng muốn cùng ta giảng quy củ như vậy đi đem giấy vay nợ trước lấy ra thuận ca có chút do so dự hắn nói ra xưng hô như thế nào la quân nói ra la quân thuận ca cũng không nhận ra la quân la quân trước kia tại tân hải có chút danh khí bất quá thời gian lâu la quân danh khí chỉ ở cao tầng bên trong lưu thông thuận ca không biết cũng là tự nhiên Thuận ca nói ra, ta gọi Trần Thuận. La Quân mỉm cười. Thuận ca nói tiếp, đây là giấy vay nợ. Hắn lấy ra một tấm giấy vay nợ cho La Quân. La Quân tiếp nhận giấy vay nợ, hắn to liếc sơ một cái. Mặt thật là Hạ Thanh mượn 30 ngàn khối tiền, đồng thời nói muốn trong một tuần trả lại, mong muốn lời nói, chính là lãi mẹ đẻ lãi con. Ngày là một tháng trước, La Quân từ tốn nói, Hạ Thanh, ngươi xem một chút, là ngươi chữ viết sao? hạ thanh thiếp nhận giấy vay nợ hắn nhìn một chút có chút không hiểu rõ tình huống mấu chốt nhất là hắn không hiểu nhiều la quân thói quen sau đó hắn thăm dò tính nói ra không quá giống thuận ca là cho cho la quân đầy đủ tôn trọng không phải vậy lời nói giấy vay nợ tuyệt không có khả năng cho đến la quân trong tay không phải vậy lời nói la quân đem giấy vay nợ xé sự tình sẽ rất phiền phức nhưng thuận ca vẫn tin tưởng la quân không phải loại người như vậy đây là dựa vào hắn sức phán đoán. Nhưng lúc này, Hạ Thanh câu nói này triệt để chọc giận hắn. Hạ Thanh, người mẹ hắn thấy rõ ràng, đây không phải người chữ viết sao. Làm sao, muốn chơi xấu, người tại lão tử nơi này, người làm rõ ràng, thuận ca mắng to. Là quân liền lạnh giọng nói ra, Hạ Thanh, đúng đúng, không phải không phải. Người nghĩ rõ ràng lại trả lời. Vâng, Hạ Thanh bị hoảng sợ không nhẹ, hắn cũng thực sự không hiểu rõ là quân ý nghĩ, sau cùng đành phải nói ra một cái là chữ tới vậy ngươi mới vừa nói đúng không la quân nhạt lạnh nói ra ta coi là hạ thanh triệt để sợ vẻ mặt cầu xin ngươi cho rằng ngươi cho rằng cái gì la quân cười lạnh một tiếng nói ra vì cái này mấy vạn khối tiền ta hợp bọn với ngươi chơi xấu uổng cho ngươi nghĩ ra được hắn sau đó nhìn về phía thuận ca nói ra tiền này ta có thể cho hoàn toàn không là vấn đề nhưng ta cũng nói ta người này giảng quy củ hạ thanh tiền là thua ngươi nhóm sòng bạc cái kia hẳn là muốn cho hắn hồi vốn cơ hội nói thế nào thuận ca tỏa ra kiêng kỵ thầm nghĩ gia hỏa này chẳng lẽ là cao thủ cờ bạc la quân cười một tiếng nói ra ngươi không cần phải sợ ta sẽ không xuất thủ vẫn là để hạ thanh đánh cược với ngươi ồ thuận ca có chút mò không hiểu la quân tâm tư nhưng là muốn hạ thanh cùng hắn đánh bạc hắn là không có chút nào e sợ La Quân nói ra, "Đầu tiên chờ chút đã, ta đi xuống lầu đem ta bao lấy ra." Hắn nói xong đứng dậy xuống lầu. Thuận ca cũng không ngăn cản, hắn hoàn toàn tin tưởng La là Quân làm người. Tống Nghiên Nhi cũng tại lầu chờ đợi. "La Quân, lão hạ cảm kích mà hổ thẹn nói ra, ta lại làm phiền ngươi." La Quân nện lão hạ bả vai nhất quyền, nói ra, "Nhà mình huynh đệ, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì?" La Quân rất nhanh xuống lầu, đến thời điểm Lưng một cái túi du lịch lớn. Sau khi vào cửa, là quân nói với Thuận ca, ngươi, Hạ Thanh, đi theo ta. Thuận ca liền cùng, Hạ Thanh tự nhiên cũng không dám không theo. Là quân đến trong phòng, hắn đem cái kia trong túi du lịch đồ vật toàn bộ đổ vào giường. Lão Hạ, Tống Nghiên, Lưu Quế Hương còn có mấy cái kia lưu manh đều đi theo đến xem. Sau đó, cả đám lập tức nhìn đến cái kia giường ào 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 rung động, thế mà toàn bộ đều là vàng tươi hoàng kim. Cả đám, ánh mắt đều nhìn thẳng, đời này, đều chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim A. Nơi này là 20 cân hoàng kim, dựa theo giá thị trường thành bản, 251 khắc sư xài. Là quân một bả nhấc lên hoàng kim, nói ra, đây là một cân hoàng kim, đổi ngươi 100 ngàn, người không lỗ đi. Thuận ca nửa tin nửa ngờ, hắn dùng hai tay tiếp nhận hoàng kim, sau đó để mấy tên thủ hạ cầm lấy. Hắn thì tỉ mỉ kiểm tra hoàng kim thật giả, mà kết quả kiểm tra là thập túc chân kim a. 20 cân hoàng kim, cùng một chỗ đổi thành 2 triệu, có vấn đề hay không? La Quân hỏi Thuận Ca. La Quân đại thủ bút triệt để trấn kinh Thuận Ca, Thuận Ca gật đầu, nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. La Quân nói ra, tốt, ngươi cùng Hạ Thanh ở bên trong đánh bạc. Hắn sau đó lại nói với Hạ Thanh, ngươi ở bên trong đánh bạc 3 giờ, mặc kệ thắng thua. Sau 3 tiếng, ngươi có thể lưu lại bao nhiêu tiền nơi tay? Toàn bộ đều là ngươi. Nhưng có một chút, không thể không đánh bạc, chơi sao, mỗi cục nội tình 10 ngàn Là quân sau đó lại nói với Thuận ca, có thể thắng đi nhiều ít, cũng nhìn ngươi bản sự. Tiền, ta không quan tâm, nhưng ta muốn hắn hiểu được, đánh bạc đến cùng là cái thứ gì. Đưa tiền cho ngươi, ngươi muốn là cầm không đi, cái kia đừng trách ta. Tốt, Thuận ca hưng phấn lên. Về sau, là quân đem Thuận ca cùng Hạ Thanh nhốt ở trong phòng lão hà cùng lưu quế hương tràn ngập lo lắng nói ra là quân cái này cái này vạn nhất hắn thua sạch ngươi nhân tình ta làm sao còn a à? là quân đối lão hà cười một tiếng nói ra không đề cập tới cái này hắn sau đó đứng lên nói ra lão Hạ, tẩu tử ta cùng nghiên nhi đi trước a à, nơi này ngươi mặc kệ lão hà cùng lưu quế hương giật mình tiền cũng trả không có gì tốt quản là quân nói ra nếu như lần này sau đó hạ thanh vẫn không thể lớn lên trí nhớ ta lại chị hắn hắn nói xong cùng tống nghiên nhi nói ra chúng ta đi thôi tống nghiên nhi gật gật đầu nàng nói với lão hạ hạ thúc a di chúng ta đi trước lão hạ cùng lưu quế hương cũng không tiện lại lưu la quân cùng tống nghiên hai người lại lo lắng hạ thanh lại cảm thấy áy náy tại la quân về sau hai người này đem la quân cùng tống nghiên nhi đưa tiến lầu tống nghiên nhi lái xe mang theo la quân rời đi Tại xe, Tống Nghiên Nhi nói với La Quân, "Ca, dạng này có tác dụng sao?" La Quân nói ra, "Không biết a, à, thử một chút xem sao." Đây chính là hơn 2 triệu a, à, như thế đưa ra ngoài. Tống Nghiên Nhi tuy nhiên tự phụ có chút tư sản, nhưng nàng cũng làm không được như La Quân như vậy, tùy tiện ném hơn 2 triệu ra ngoài. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tiền tài bất quá vật ngoài thân, nó là dùng đến phục vụ chúng ta, mà không phải đến nô dịch chúng ta." có đạo lý, Tống Nghiên Nhi vô cùng tán thành, nàng nói ra, ca ngươi nói chuyện luôn luôn tràn ngập triết lý A. À. Ha ha, đó là đương nhiên, La Quân hiện tại cũng không phải mù, trước kia hắn một ngày nghiêm túc học đều không qua, nhưng là tại bình hành thế giới bên trong, hắn nhưng là chính quy hàng hiệu đại học tốt nghiệp sinh. Ca, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Tống Nghiên Nhi lại hỏi La Quân. La Quân nói ra, đi bờ biển A, ta mang người chơi chút mới mẻ đồ vật. Thật sao, vậy quá tốt tống nghiên nhi lập tức hưng phấn lên nàng đương nhiên sẽ không hiểu sai nhưng nàng lại là nhớ đến trước đó la quân mang theo nàng tại biển dạo bước tống nghiên nhi trực tiếp lái xe đến bờ biển bờ biển thành thị rê răng bản địa thổ dân nhìn đến muôn ói bọn họ lớn nhiều đều nhanh không cảm thấy đại hải mỹ hảo mà mỗi lần bão tiến đến lại khiến người ta hận đến nghiến răng nhưng nếu thật là cách bờ biển bọn họ lại quá nhiều không quen bờ biển người đi nội địa ăn cá đó là một loại thống khổ. Thiên có sao lốm đốm đầy trời, một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời. Tống Nghiên Nhi cùng La Quân tại bờ biển bãi cát, nơi này rất yên lặng, đã không nhìn thấy thành thị huyên náo, chỉ có thể nghe được vù vù gió biển thanh âm, sóng biển ba động thanh âm khiến người ta nghe có loại tự dưng tĩnh mịch cảm giác. Đặc biệt thích hợp ngủ thời điểm tới nghe. Lần này, ca ngươi muốn làm gì?" Tống Nghiên Nhi hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, dẫn người đi nhìn đáy biển thế giới. A, à, Tống Nhiên Nhi giật mình, La Quân một phát bắt được Tống Nhiên, sau đó liền bao bọc ra kim quang bao bọc. Hắn cho Tống Nhiên Nhi chứa đựng đầy đủ không khí, sau đó khu động pháp lực. Kim quang này bao bọc cấp tốc bay trên trời hư không, tiếp lấy hướng đáy biển lao xuống mà đi. A, à, Tống Nhiên Nhi hét dầm lên, nàng kim lòng không được ôm chặt La Quân. Một tiếng ầm vang, kim quang bao bọc xuyên thấu mặt biển, hướng đáy biển rơi xuống. Ca. La Quân ôm Tống Nghiên Nhi vòng eo, mỉm cười, nói ra, "Không cần sợ, có ca ở đây, không có việc gì." Tống Nghiên Nhi có thể cảm giác được mình tại hướng đáy biển chỗ sâu mà đi, nhưng nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Nàng dần dần giải trừ khẩn trương, cũng có chút xấu hổ buông ra La Quân. Nàng tốt ngắm nhìn bốn phía, đánh giá ảo diệu đáy biển thế giới. Thấy chỗ, lại là hắc ám vô biên. La Quân ý thức được điểm này, lập tức khu động pháp thuật sau đó, kim quang bao bọc hướng bốn phương tám hướng tách ra vô cùng kim quang tới. Toàn bộ mặt biển thế giới bên trong, giống như là bị ánh sáng mặt trời xuyên thấu. Lúc này, Tống Nghiên Nhi nhìn đến phong phú đáy biển thế giới. Rất nhiều nàng chưa bao giờ thấy qua loài cá, còn có vi trùng chờ một chút tại nước ghé qua. Cá mập, Tống Nghiên Nhi đột nhiên nhìn đến một đầu hung mãnh cá mập hướng kim quang bao bọc đánh tới. Đừng sợ, là quần vỗ vỗ Tống Nghiên Nhi đầu vai. Oanh, cái kia cá mập đâm vào kim quang che mặt, cấp tốc bị đẩy lùi ra ngoài trăm thước. Đây là một lần phá lệ diệu thể nghiệm, cũng để cho Tống Nhiên Nhi suốt đời khó quên. Tại bờ về sau, Tống Nhiên Nhi quần áo đều không có ướt nhẹp một. Tại trở về thời điểm, Tống Nhiên Nhi nhịn không được hỏi, ca, lần ta muốn hỏi ngươi, ngươi cái này là làm sao làm được. La là quân mỉm cười, nói ra, não vực, hắn chỉ chỉ đầu mình, người và động vật đều có thể phát ra sóng điện não giống như là không khí có điện một dạng, áo lông có thể ma sát gây ra dòng điện, nhưng loại này điện không có người để ý. Mà khi điện lưu tới trình độ nhất định, mà khi điện lưu tới trình độ nhất định, có thể sáng tạo rất nhiều dấu vết. Chúng ta dùng điện, còn có lôi điện, đây đều là khiến người ta kính sợ. Mà ta thi triển thuật pháp, cũng là một cái đem sóng điện não hội tụ thành biển quá trình. La Quân nói như vậy. Ca, người giảng thật là thông tục dễ hiểu, có thể làm sao làm được, tống nhiên nhi cảm thấy hứng thú hỏi còn nói thêm ta có thể học sao ha ha la quân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười cái này cùng nhìn một người làm ăn kiếm tiền người khác đều muốn cùng đến kiếm tiền giống như cái này rất đơn giản một dạng liền trầm mặc nùng bên người lưu mụ đều hận không thể đến học một chút thuật pháp cười cái gì ca ngươi xem thường người đúng hay không tống nhiên nhi lập tức biểu đạt chính mình bất mãn la quân nói ra thuật pháp vật này cũng không có người tưởng tượng tốt như vậy. Trong não vực sóng điện não quá cường liệt, còn rất dễ dàng bị xét đánh. Mà lại, nhân quả, kiếp số rất nhiều. Ca người ta vì cái gì một mực không lưu ở trong thành thị nhàn hạ sinh hoạt? Là bởi vì liên lụy nhân quả quá nhiều, quanh năm suốt tháng, có rất ít thời gian có thể an định lại. Đương nhiên, nghiên nhi, nếu như người thật nghĩ học, ta có thể thử dạy ngươi, đến mức ngươi có thể hay không học hội, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Tống nghiên nhi nói ra, ta vẫn là muốn thử một lần. La Quân nói ra, vậy thì thật là tốt, ta đoán chừng ta ngày mai còn muốn thu người đệ tử, đến lúc đó cùng nhau dậy đi. Thu người đệ tử, Tống Nghiên Nhi dễ nói nói. La Quân nói ra, ngày mai người biết. Hai người chính trò chuyện hỏa nhiệt, lúc này Lâm Thanh Tuyết điện thoại di động kêu. Nàng theo xe khống màn hình nhìn đến biểu hiện là Lão Hạ đánh tới. Lão Hạ không biết ta số điện thoại di động mã, đoán chừng là tìm ta la quân nói ra tống nghiên nhi theo cái loa ngoài sau đó lão hạ thanh âm tại toàn bộ trong xe đều có thể nghe được lâm tổng lão hạ tại đầu điện thoại kia sợ hãi hô tống nghiên nhi còn chưa lên tiếng la quân trước khi nói ra thế nào lão hạ lão hạ nghe được la quân thanh âm nhất thời yên ổn không ít hắn nói ra la quân chúng ta có thể gặp mặt sao la quân nói ra hiện tại hơi trễ nếu là không đặc biệt gấp lời nói Hôm nào đi? Có phải hay không? Hạ Thanh đem tiền toàn thua sạch. Lão hạ nói ra, đúng. La Quân cười một tiếng, nói ra, hắn có khỏe không? Lão hạ nói ra, tinh thần trạng thái không tốt lắm, cả người giống như nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, nằm ở giường không nói lời nào. Ta có chút bận tâm. La Quân nói ra, yên tâm đi, sân cờ bạc không dễ dàng như vậy nghĩ quẩn. Bệnh nặng cần nặng dược y, hy vọng đi qua sau chuyện này hắn có thể có chỗ tự kiểm điểm. Hắn nói người đang đùa hắn, lão hạ nói ra, là Quân nói ra, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào đi. Lão hạ nói ra, ta vẫn là lo lắng, là quân, nếu không ngươi vẫn là đến một chuyến đi. Là quân thở dài, nói ra, tốt a à. Hắn có thể thể lượng lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhưng cũng biết, hạ thanh chỗ lấy có hôm nay, rất lớn nguyên nhân là cùng lão hạ cùng lưu quế hương vô hạn dung túng, yêu chiều là không thể tách rời. Tống Nghiên Nhi ngay sau đó lượn vòng tay lái, hướng Lão Hạ bên kia lái đi. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đến Lão Hạ ra bên trong. Lão Hạ cùng Lưu Quế Hương chính đang ngẩng đầu trông đợi, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi vừa tiến đến, Lão Hạ nói ra: một mực tại trong phòng nằm. Lưu Quế Hương nói ra: muốn là ra cái nguy hiểm tính mạng, ta nhưng làm sao bây giờ? Trong lời nói của nàng mặc dù không có nhằm vào La Quân, nhưng thực vẫn còn có chút oán niệm quái La Quân. Tầng này ý tứ, lão hạ đều nghe được, càng đừng đề cập La Quân cùng Tống Nghiên nhi thông minh như vậy nhân tinh. Lão hạ lập tức hướng Lưu Quế Hương cả giận nói, ra cái nguy hiểm tính mạng, đó cũng là hắn đáng đời. Hắn như bây giờ, còn không phải ngươi làm hư, hôm nay thiếu 100 ngàn, không dậy dỗ, ngày mai thiếu một triệu. Hắn vay nặng lãi cũng dám gây, còn không thể để La Quân để ý tới dậy một chút. Lão hạ rất ít hướng thê tử nổi giận, cái này cũng là nói rõ hắn cực kỳ coi trọng La Quân lão hạ là cái người biết chuyện, đối La Quân vẫn luôn rất cảm kích. La Quân là để lão hạ đi chết, lão hạ cũng sẽ không do dự. Cho nên lão hạ tuyệt không cho phép thê tử đối La Quân có một tiêu án niệm quái. Lại nói, người cũng không thể không biết điều như vậy. Lưu Quế Hương sướng sờ sướng sờ, nàng vẫn còn có chút sợ lão hạ, ngay sau đó cái gì cũng không dám nói. La Quân vỗ vỗ lão hạ bả vai, theo rồi nói ra, ta đi xem hắn một chút. Trong phòng, La Quân sau khi đi vào, đối nằm ở giường cùng chết như heo Hạ Thanh nói ra, cảm giác thế nào? Hạ Thanh một cái ngồi xuống, hắn cười khổ nói, ta biết ngươi là đang đùa ta, thế nhưng là ta nhìn những cái kia hoàng kim một chút xíu đưa ra ngoài, ta vẫn là chịu không được. Cũng không thể nói là đùa nghịch ngươi, La Quân nói ra, ta có thể không biết kia cái gì Trần thuật, mà lại, những cái kia hoàng kim cũng toàn bộ đều là cho ngươi thua. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi tìm Trần Thuận muốn trở về sao? dù cho ta đi muốn, hắn có thể cho ta sao? Hạ Thanh ngây người. Nếu như người có bản lĩnh, một dạng có thể bảo trụ cái kia 2 triệu. La Quân nói tiếp. Hạ Thanh nghe vậy, cả người run rẩy lên. La Quân nói ra, ách, ta 2 triệu cho người thua, người nói phải làm gì? Ngươi, Hạ Thanh suýt chút nữa thì thổ huyết. Ngươi không nên kích động, yên tâm, ta không có cùng người khác hùn vốn lửa gạt ngươi. Cái kia 2 triệu, ta có thể không tìm ngươi muốn nhưng là lúc sau nếu như ngươi lại đánh bạc hoặc lại tìm ngươi cha không có việc gì thân thủ đòi tiền ngươi đừng trách ta không nể tình để ngươi cả gốc lẫn lãi trả tiền hai triệu ta đều ném được ra ngoài ngươi hẳn là có thể nghĩ đến ta người này là có chút thủ đoạn la quân nói ra hạ thanh nói gấp không cá cược tuyệt đối không cá cược căn bản là tên lừa đảo gian lận bài bạc ngươi minh bạch tốt la quân nói ra hạ thanh nói ra ta ngày mai bắt đầu tìm việc làm lão hà cùng lưu quế hương nghe vậy nhất thời đại hỷ la quân liền đối với tống nghiên nhi nói ra để hắn đi ngươi chỗ đó bàn đi ngươi giúp ta nhìn hắn muốn là hắn tiếp tục cả lơ phất phơ nói với ta hắn đón đến cười tủm tìm hướng hạ thanh nói ra nếu để cho ta biết ngươi vẫn là không tiến triển ta đem ngươi ném đến một cái xa xôi mỏ than đá trong khu vực đi làm lao động tay chân ta nói ra làm được a à, hạ thanh nhất thời sắc mặt thay đổi hắn là thật sợ La Quân. Được rồi, đi thôi, La Quân theo rồi nói ra. Tống Nhiên Nhi nói ra, tốt. Lão Hạ liền đem La Quân cùng Tống Nhiên Nhi đưa đến dưới lầu. La Quân, ta cái này, cảm ơn ngươi, Lão Hạ Thành khẩn nói ra. Không có việc gì, La Quân cười một tiếng, nói ra, ta còn không tin không quản được tốt hắn. Lão Hạ nói ra, thế nhưng là người cái kia hai triệu. Người đối lão ca ca ta tình, ta muốn làm sao còn, Ai nha, cái kia 2 triệu, Trần Thuận đều cho ta đưa tới. Ta cho hắn 100 ngàn tiền trả nước, người còn thật sự cho rằng ta tiền là gió lớn thổi tới A. À. la quân lập tức nói ra. A, à, dạng này A, à, lão hạ nhất thời thở phào một hơi. Về sau, la quân cùng tống nghiên nhi đi. la quân tự nhiên không có muốn về 2 triệu, nhưng hắn biết, nếu như không nói như vậy, 2 triệu tình thật sự là quá nặng. Mấu chốt là lão hạ chính mình còn cái gì đều không được đến. Trở về đường, Tống Nghiên Nhi vừa lái xe vừa nói, đáng tiếc tốt cái kia Trần Thuận Ác Ôn, trắng trắng đến hơn 2 triệu. Tiền tài bất nghĩa, đến nhanh, đi cũng nhanh, tiền tài vật này, có được chính thì lòng thoải mái thân thể béo mập, có được bất chính sẽ cho người ra tốc rơi vào dục vọng thâm uyên. La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi khách khách cười một tiếng, nói ra, ca, người bây giờ đều muốn thành triết học gia. La Quân cười ha ha một tiếng. Tại dạng này một buổi tối bên trong, Hạ Thanh là lăn lộn khó ngủ. Mà đồng dạng, còn có một người cũng là lăn lộn khó ngủ. Người này là Diệp Phàm. Diệp Phàm tại muộn đột nhiên ra khỏi nhà, Diệp Mẫu hỏi hắn đi làm cái gì, hắn nói đi ra ngoài một chút trở về. Diệp Phàm tay không có gì tiền, lúc này cũng không có xe buýt, hắn không nỡ lấy sĩ, một đường đi, đi thật lâu đường. Hơn 30 dặm đường, đi 3 giờ mới đến. Hắn không đến được là nơi khác, chính là lớp trưởng gừng ban đầu không sai nhà dưới lầu. Lúc này, đã là dạng sáng 2 giờ. Gừng ban đầu không sai nhà ở là cao cấp tiểu khu, Diệp Phàm lúc này cũng không tiện đi vào. Sau đó, hắn một mực tại tiểu khu bên ngoài chờ. Hắn dạng này tại tiểu khu bên ngoài bồi hồi, nhắm chúng bảo an đều lên hoài nghi, bắt hắn lại là một trận vặn hỏi. Lại không thành thật khai báo, đem người tiểu hài này đưa đến sở cảnh sát đi. Nhân viên an ninh kia đối Diệp Phàm đe dọa, các nhân viên an ninh đối mặt dạng này thế đơn lực bạc thiếu niên, cuối cùng sẽ lẽ thẳng khí hùng một chút. Diệp Phàm giật mình, hắn có chút e sợ nói ra, ta không là kẻ trộm, ta là gừng ban đầu không sai đồng học, nhà nàng là 2014. 2014, nhân viên an ninh kia đối bên người một cái khác bảo an nói ra, 2014 nhà nam chủ nhân tựa như là họ Khương đây một cái khác bảo an nói ra, vậy làm sao bây giờ? Đều muộn như vậy, chẳng lẽ còn muốn đi đã quấy giày chủ xí nghiệp? Xin nhờ, ta gọi Diệp Phàm Diệp Phàm lập tức nói ra. Nhân viên an ninh kia trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta gọi điện thoại. Một cái khác bảo an nói ra, tốt ha, người đi gọi điện thoại, ta nhìn tiểu tử này. Ừm, nhân viên an ninh kia đi sang một bên gọi điện thoại. Mà đổi thành một bảo an gọi là tiểu lý tiểu lý nghiền ngẫm dò xét Diệp Phàm Hắn nhìn Diệp Phàm ăn mặc, biết là cái tiểu tử nghèo. Đồng học A, tiểu lý nói ra. Diệp Phàm gật đầu. 2014 nhà tiểu cô nương kia, lớn lên rất tươi ngon mọng nước A, người muộn như vậy đến tìm người ta, nên không phải muốn tới tỏ tình A. Ta khuyên người A, sớm làm chết cái ý niệm này, biết không? Bởi vì không xứng, cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga A. Tiểu Lý có chút lời nói thấm thía nói với Diệp Phàm ta không phải tỏ tình, diệp phàm lại là rất phiền cái này tiểu lý nổi nóng nói ra, nha a à, tính khí còn rất bạo a à. tiểu lý nói ra, ai nha ca ca đều là người từng trải nhớ ngày đó ca giống người lớn như vậy thời điểm tuy nghèo nhưng cũng hăng hái a à. nhưng thời gian là đem sát trừ đau mài đi người tất cả hùng tâm tráng trí a à. ta còn không phải đến nhận mệnh muốn phát tài muốn trở nên nổi bật vậy hắn nương dễ dàng như vậy a à. Cái này hơn nửa đêm, tiểu lý cảm khái từ bản thân cái kia thổn thức thanh xuân niên hoa tới. Diệp Phàm nghe rất là chán ghét, hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ là nhà nghèo khó ra lại quý tử niên đại. Cho nên, hắn mới sẽ liều mạng bắt lấy cơ hội này. 100 triệu người dân tiền cố nhiên hấp dẫn người, nhưng Diệp Phàm càng muốn trở thành hơn là một cái chân chính có bản sự, bị người kính ngưỡng người. Diệp Phàm không có chờ quá lâu, về sau nhìn đến gừng ban đầu không sai xuống tới gừng ban đầu không sai cũng không là một người xuống tới bồi gừng ban đầu không sai xuống tới là phụ thân khương phụ hiển nhiên đối với hơn nửa đêm có cái nam đồng học tìm đến nữ nhi là rất bất mãn nhưng là hắn cũng giải nữ nhi của mình cho nên đồng thời không nói thêm gì gừng ban đầu không sai cùng phụ thân giải thích cái này diệp phàm trong nhà rất nghèo có lẽ là trong nhà có khó khăn bất đắc dĩ mới tìm đến mình cái này đại muộn gừng ban đầu không sai bên trong xuyên là đồ ngủ bên ngoài xuyên kiện màu đỏ áo khoác. Tóc nàng khoác lên, còn có chút buồn ngủ nhập nhèm. Cho dù là như vậy, nàng Mỹ lệ y nguyên để người không thể hô hấp. Giống như là hải đường xuân ngủ, giống như là cái kia xinh đẹp nhất nhà cúc. Khương phụ ở một bên, cũng không có đến đây. Gừng ban đầu không sai xu thế bước đến Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm khi nhìn đến gừng ban đầu không sai cái kia một cái chớp mắt, huyết dịch của hắn tựa hồ cũng muốn cứng lại. Hắn quá khẩn trương tại diệp phàm tâm lý hắn có thể tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt nhưng hắn nhất định phải tại gừng ban đầu không sai trước mặt bảo trì tôn nghiêm bởi vì gừng ban đầu không sai là trong lòng của hắn duy nhất thánh khiết địa phương hắn vĩnh viễn nhớ đến làm hắn tại ban bị người chế giễu nghèo keo kiệt thời điểm là gừng ban đầu không sai đứng ra bảo vệ cho hắn làm hắn không có tiền lúc ăn cơm là gừng ban đầu không sai đem một phần thịt kho tàu thức ăn ngoài đưa tới trước mặt hắn cứ việc hắn không có ăn cái kia phần thịt kho tàu. Nhưng hắn biết, gừng ban đầu không sai quan tâm là xuất từ nàng tránh thức thiện lương. Diệp Phàm, gừng ban đầu không sai nhìn về phía Diệp Phàm, nàng biết Diệp Phàm lòng tự trọng mạnh, liền mỉm cười, nói ra, muộn như vậy, ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta? Có phải hay không chuyện gì phát sinh? Diệp Phàm cũng nhìn về phía gừng ban đầu không sai, hắn do dự nửa ngày chi rồi nói ra, hừng đông về sau, ta muốn đi. Đi, gừng ban đầu không sai bị kinh ngạc nói ra đi là có ý gì đi đi nơi nào diệp phàm nói ra mẹ ta bệnh đã bị sư phụ ta chữa cho tốt sư phụ ta là cao nhân đương thế ta muốn cùng sư phụ đi xa đi chân trời ngươi đang nói cái gì mê sảng a à? gừng ban đầu không sai cảm thấy diệp phàm có chút thần kinh thác loạn vậy thì có cái gì cao nhân đương thế ngươi chớ bị thần côn cho lừa gạt diệp phàm nói ra người đây không cần phải để ý đến Ta tới là cùng ngươi nói lời tạm biệt. Ngươi cái này, gừng ban đầu không sai không biết nên nói cái gì. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? À? Diệp Phàm, ta biết ngươi bây giờ trong nhà khó khăn, có thể ngươi chứa làm loạn a? À? Mẹ ngươi có bệnh, nên đưa bệnh viện. Ngươi còn tin tưởng cái gì thần côn, không có sơ hở a? À? Đó là phong kiến mê tín, biết không? Diệp Phàm nói ra, ta biết, ta lời nói ngươi không tin, nhưng cái này đều không muốn gấp ta không biết ta chuyến này ra ngoài phải bao lâu, nhưng nếu như ta trở về ngày ấy, ta hội thừa lúc thất thải tường vân, mặc lấy cái thế khải giáp tới gặp ngươi. Dù cho đó là, ngươi cũng không nhất định hội theo ta đi, nhưng đây là ta muốn vì ngươi làm đến. Hắn nói xong những thứ này, nhân tiện nói, gặp lại. Cũng phát sau khi nói xong, quay người đi. Diệp Phàm gừng ban đầu không sai hô một tiếng, nhưng Diệp Phàm cũng không quay đầu lại. Gừng ban đầu không sai cũng đành phải coi như thôi gương ban đầu không sai cùng phụ thân tiến tiểu khu lúc khương phụ liền nói ra ta giống như nghe được các ngươi đang nói một chút lộn xộn đồ vật còn cái gì thất thải tường vân đại thoại tây du nhìn nhiều a à. gương ban đầu không sai lo lắng nói ra hắn mụ mụ sinh bệnh nặng hắn cũng không có tiền đưa hắn mụ mụ đi bệnh viện ta muốn tổ chức nghỉ học trường học cho hắn quyên tiền nhưng hắn lại không cho nay trời muộn như vậy chạy tới còn nói mẫu thân hắn bệnh bị một cái gì cao nhân chữa lành còn nói muốn đi học nghệ, ta cảm giác tinh thần hắn tình huống có chút không bình thường. Khương Phụ nghe vậy, nhất thời chẳng thèm ngó tới. Không thể phủ nhận, đời này thật có cao nhân, nhưng cao nhân là ai? Người đi hương càng cao hơn người cho người tính toán nhất mệnh, cái kia phải là trọng kim, còn phải hàng thật lâu đội. Khương Phụ nói ra, cao nhân chỗ đó hội chạy đến nơi đây đến ý người nghèo đâu, ta nhìn người cái này đồng học, 89 phần 10 lại là bị lừa. Cao nhân không nhiều, giang hồ tên lừa đảo ngược lại là rất nhiều. Gừng ban đầu nhưng nói nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn căn bản không nghe. Khương Phụ nói ra, tính toán, mệnh từ chính mình tạo, người nghĩ nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Gừng ban đầu không sai gật gật đầu. Tại Liễu Diệp khu biệt thự bên trong, là quân ngủ ở lầu, tống nghiên nhi dưới lầu trong phòng ngủ ngủ. Một đêm này, hai người trò chuyện rất nhiều, sau cùng mới trở về phòng của mình ngủ. Sớm, là quân lên rất sớm. Hắn tại mái nhà nhìn Tân Hải, Tân Hải sớm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hoa hạ lớn nhiều địa phương, đã đi vào trời đông giá rét. Mà Tân Hải nhưng vẫn là ấm áp như xuân, đường chân trời chỗ, mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Cái kia chân trời đám mây giống như in nhuộm máu tươi, trói lọi trói mắt. Là quân thần niệm quét bắn đi ra, trong nháy mắt, thần niệm đem chọn cái Tân Hải bao phủ lại. Hắn muốn tìm Diệp Phàm liền lập tức nhìn đến Diệp Phàm chỗ nhà ngang. Hắn muốn tìm Đinh Hàm, lập tức thần niệm đem Đinh Hàm chỗ trong khu cư xá bao phủ. La Quân chỉ là thoảng qua đảo qua, hắn cũng không có nhàm chán như vậy đi nhìn trộm Đinh Hàm tư ẩn. Cái này chúng sinh, tại hắn não vực chi, liền đều như phù quang lược ảnh. Về sau, Tống Nghiên Nhi lầu tìm đến La Quân. Ca, ta làm điểm tâm, mau xuống đây ăn đi. Tống Nghiên Nhi mặc lấy màu tím nhạt váy dài, dáng vẻ đoan trang, thanh thuần mà thành thục là quân nhịn không được cười lên một tiếng nói ra người sẽ còn làm điểm tâm tống nghiên nhi nói ra hừ xem thường người là a à. là quần nói ra đừng cho là ta không biết tại ta không có trước khi đến người phòng bếp này bên trong đều sinh một lớp bụi ta nhìn ngươi một năm cũng sẽ không phía dưới mấy lần nhà bếp tống nghiên nhi ngụy biện nói ra đó là công tác bận quá mau xuống đây ăn đi chính ta làm sandwich đây La Quân nói ra, "Tốt. Hôm nay là quần y nguyên xuyên cái kia toàn thân áo trắng, Tống Nhiên Nhi lúc xuống lầu đợi nói ra, "Ca, người y phục này làm sao không thay đổi đến đâu?" "Thả máy giặt cái kia, ta thuận tiện rửa cho ngươi." La Quân nói ra, "Không có gì tốt tẩy a, à, y phục của ta bình thường đều không dùng tẩy, sạch sẽ rất." Tống Nhiên Nhi dò xét La Quân y phục, cái kia bạch y phục thật đúng là không nhuốm bụi trần a. À. Bạch y phục rất dễ dàng bẩn ca quần áo ngươi làm sao lại như vậy? tống nghiên nhi bỗng cảm giác quái là quân nói ra đó là bởi vì ta có thể khống chế chính mình tuyến mồ hôi thân thể mùi thơm ngát y phục tự nhiên cũng sẽ không thối đồng thời đối với ngoại lai cho bụi chờ một chút ta có thể tự động đem bắn ra cho nên dù cho ta một tháng không thay quần áo cũng người một ngày một thay quần áo sạch sẽ hơn thật sự là biến thái tống nghiên nhi lầm bầm nói ra Tống Nghiên Nhi sandwich làm vẫn là thật không tệ, không chỉ có mùi vị không tệ, còn rất có xem tướng. Tống Nghiên Nhi sữa bò nóng, lại trứng chiên, lại thêm sốt cà chua, bữa này bữa sáng còn là rất không tệ. Ăn điểm tâm xong về sau, Tống Nghiên Nhi nói ra, ca, người muốn đi đâu, hôm nay ta tới cấp cho ngươi làm tài xế. La Quân cười nói, không dùng ban sao. Tống Nghiên Nhi nói ra, ta công ty mình, ta còn không thể cho mình nghỉ. Yên tâm đi, ca, ta đều đã an bài tốt. Trong khoảng thời gian này, người ở chỗ này, công ty sự tình, đều giao cho người phía dưới đi làm. Thực sự có chuyện khẩn yếu, bọn họ sẽ tìm ta. La Quân nói ra, vậy được rồi. Sau đó, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đi ra ngoài. La Quân để Tống Nghiên Nhi lái hướng Lão Thành Khu, cũng là đi hướng Diệp Phàm nhà. Tống Nghiên Nhi tuy nhiên nghi hoặc La là Quân làm sao lại muốn đi Lão Thành Khu thu đồ đệ, nhưng nàng xưa nay không phải quá người tốt, cũng là bảo trì bình thản người, liền không có cái gì hỏi nhiều. Đến lão thành khu, Diệp Phàm nhà trong viện lúc, chính là sớm 8 giờ. Diệp Phàm thì là sớm 6 giờ ngồi ngồi xe buýt xe trở về. Hắn mới vừa vào ngủ, là quân tới. Nghe tới tiếng đập cửa lúc, Diệp Phàm theo giường bắn ra lên, cấp tốc mở cửa. Diệp mẫu ngược lại là dậy thật sớm, nàng bệnh lâu ở giường, hiện tại là không quá nguyện ý ở giường nằm. Diệp Mẫu đem La Quân cùng Tống Nghiên Nhi nghênh tiến đến. "A Di người tốt, vị này là muội muội ta, Tống Nghiên." La Quân hướng Diệp Mẫu giới thiệu. Tống Nghiên Nhi cũng khách khí theo hô A Di mạnh khỏe. Diệp Phàm tóc rối bởi đi vào La Quân trước mặt, hắn có vẻ hơi câu nệ. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi ngồi xuống, Diệp Mẫu pha trả tới. "Tiên sinh còn không có ăn điểm tâm a, ta để Tiểu Phàm ra ngoài mua." Diệp Mẫu nói ra. Diệp Phàm nói gấp tiên sinh muốn ăn cái gì, ta cái này đi mua. Là quần khoát khoát tay, nói ra, chúng ta đã ăn rồi, ta tới là hỏi a di người thương lượng với Diệp Phàm đến thế nào. Ta đầu tiên đến thanh minh một điểm, nếu như bái ta làm thầy, như vậy, tiền ta sẽ không lại cho một phần. Nếu như là đòi tiền, ta hội trước giao 10 triệu tiền đặt cọc. Còn số dư, khả năng ngân hàng cũng cần một chút thời gian đến hoạt động độ. Diệp mẫu nhất thời trầm mặc đi xuống, nàng là thật muốn tiền A. À? có tiền, có thể đi khu vực mới mua tòa nhà tốt nhà, có thể từ đó qua cuộc sống thoải mái. Thế nhưng là, nhị tử có lý tưởng mình, nàng có thể nói cái gì đó. Nếu là bình thường gia đình, làm cha mẹ tự nhiên đánh nhịp. Nhưng Diệp Phàm chiếu cố bệnh mẫu nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn đều là rất có chủ kiến. Tiên sinh, chúng ta nghĩ kỹ, ta muốn bái ngài làm thầy. Diệp Phàm rất kiên định nói ra. Là quân nhìn về phía Diệp Mẫu, nói ra, Ngài ý tứ, cũng là thế này phải không? Diệp mẫu muốn nói lại thôi, sau cùng nói ra, đúng. Là quân nói ra, ta lặp lại lần nữa, bái ta làm thầy, tiến vào ta thế giới, giết người là không phạm pháp. Trong này có đại nhân quả, đại hung hiểm, hiện đang suy nghĩ quay đầu, còn kịp. Tuyệt không quay đầu, tuyệt không hối hận. Diệp phàm lập tức nói ra, hắn lộ ra kiên định không? Là quân nói ra, vậy được rồi, ta cũng không nói nhảm người quỳ xuống đi diệp phàm đại hỷ lập tức ở la quân trước mặt quỳ đi xuống ta không môn không phái nhưng cũng từng thu qua một tên đệ tử về sau có cơ hội hy vọng ngươi có thể nhìn thấy người vị sư tỷ kia vào ta môn hạ cũng có quy củ tam điều ngươi hãy nghe cho kỹ môn quy điều thứ nhất không được lấy mạnh yếu đầu thứ hai không được có nhục sư môn điều thứ ba không cho phép làm chuyện xấu đến tại cái gì là hỏng sự tình chính ngươi ước lượng Đúng, sư phụ, Diệp Phàm sau đó phanh 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 dập đầu ba cái. Ba cái khấu đầu về sau, liền đại biểu La Quân chính thức thu Diệp Phàm làm đồ đệ. Giờ khắc này, thiên đế Diệp Phàm rốt cục đi ra hắn thiên đế con đường bước đầu tiên. Mà tại tương lai, Diệp thiên đế ngang dọc chư thiên thế giới, đánh đầu thắng đó, từ đầu đến cuối, xác thực chưa từng có nhục qua sư môn. Vạn trường hồng trần hỗn loạn vĩnh viễn không thôi. Địa cầu là già Lam Vương La Quân thế giới, mà thiên đế Diệp Phàm tương lai sẽ ở khác hành tinh khác gây dựng lại thiên đình, cả giáo thành tiên, đối kháng cường đại tiên lộ thế lực. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Phàm bái sư hoàn tất về sau, là quân nói ra, đã ngươi đã được bái sư lễ, vậy vi sư cũng nên có chút biểu thị. Hắn sau khi nói xong, theo phòng bị tu di bên trong tìm ra một miệng kiếm nhỏ màu vàng kim tới. Kiếm này tên là phệ huyết kiếm, chính là một miệng không tệ pháp khí nhưng kiếm này tính tà tốt hút máu tươi hút máu tươi càng cường đại nó lực lượng cũng càng phát ra cường đại la quân nói ra kiếm này tại chính đạo trong mắt là tà ma nhưng tại vi sư xem ra pháp khí đồng thời không tốt xấu chỉ có người mới có tốt xấu phân chia vi sư ý tứ người hiểu sao diệp phàm lập tức nói ra đệ tử minh bạch sau đó diệp phàm tiếp nhận vệ huyết kiếm la quân lại lấy ra một cái phòng bị tu di nói ra chiếc nhẫn kia có thể chứa đựng đồ vật, bất quá người bây giờ không có có pháp lực, cũng không thể tìm kiếm bí mật. Nhưng người cầm trước đi, ngày sau từ chỗ hữu dụng. Còn cái này phệ huyết kiếm, người tạm thời không thể làm cho dùng. Càng không thể để nó dính vào máu tươi. Một khi nó dính vào máu tươi, thoáng qua ở giữa, có thể khiến trở thành một cỗ thây khô. Diệp phàm nghe, nhất thời kiêng kỵ nhìn một chút tay phệ huyết kiếm. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này tựa như là khoai lang bỏng tay thế nào, sợ, là quân thấy thế, liền cười hỏi Diệp Phàm Diệp Phàm lập tức nói ra, không, đệ tử biết tiền đồ càng thêm gian nan. Nếu là liền một cây kiếm đều sợ, đệ tử kia vẫn là sớm làm quay đầu tính toán. Là quân nói ra, người bây giờ quay đầu, cũng không được. Đã ngươi đã được bái sư lễ, như vậy ngươi nhất định phải học biết một chút bản sự. Nếu như ngươi quá mức ngu dốt vi sư đành phải đưa ngươi trục xuất sư môn, để tránh tương lai có nhục sư môn nhưng là tiền sư phụ là sẽ không cho diệp phàm nói ra đệ tử biết đệ tử nhất định nỗ lực tuyệt không bôi nhọ sư môn chờ đến hư không vì sư hội thật tốt nói cho người nói là sư lai lịch la quân nói ra diệp phàm nói ra đúng sư phụ hắn đón đến nói ra sư phụ chúng ta lúc nào lên đường động cái gì thân thể la quân có chút rất là kỳ lạ diệp phàm nói ra không phải cần phải đi thâm sơn tu luyện sao? Là quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, ai nói? Diệp Phàm cũng sướng sờ, hắn sau một hồi khá lâu đỏ lên mặt nói ra, bên trong đều là như thế viết. Một bên tống nghiên nhi trước nhịn không được cười rộ lên. Là quân dù sao cũng là làm gương sáng cho người khác, hắn sau một lúc lâu mới vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nói ra, thiếu xem chút không đứng đắn. Đệ tử, tuân mệnh, Diệp Phàm nói ra. Là quân tiếp lấy đứng dậy, nói ra, bất quá ngươi nơi này, vị trí thật là nhỏ chút. Như vậy đi, Diệp Phàm vi sư tại Tân Hải thời gian sẽ không vượt qua nửa năm. Cũng là nói, ta có tối đa nhất thời gian nửa năm dạy bảo ngươi. Chúng ta cái này một hàng, cũng là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Còn ngày sau ngươi sẽ có như thế nào tạo hóa, cái kia nhìn ngươi lĩnh ngộ. Ngươi đi với ta nghiên nhi trong nhà đi, tại trong nhà nàng rộng rãi chút. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra về sau, là quân cùng Tống Nghiên Nhi mang theo Diệp Phàm rời đi. Là quân không có cho Diệp mẫu lưu phía dưới bất luận cái gì tiền tài, hắn nói một là một, đã nói không trả tiền, vậy sẽ không lại cho tiền. Diệp mẫu đem là quân một đoàn người đưa đến bên ngoài viện. Ra Diệp mẫu viện tử về sau, là quân đối đang lái xe Tống Nghiên Nhi nói ra, đi trước trung tâm mua sắm, cho Diệp Phàm đổi mấy bộ quần áo. Tốt, ca, Tống Nghiên Nhi nói ra. La Quân lại nói với Diệp Phàm, Nghiên Nhi là muội muội ta, người về sau gọi Nghiên Nhi vì tiểu cô cô đi. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm cung kính nói ra. Diệp Phàm có chút câu nệ, cũng rất cung kính. Là Quân cũng không có biểu hiện quá khiêm tốn, hắn cùng đệ tử ở giữa, tự nhiên không thể là ca hai tốt. Tại trong trung tâm mua sắm, Tống Nghiên Nhi giúp Diệp Phàm mua 100.000 y phục. Hết thảy thập bộ quần áo, mỗi bộ đều là vạn thanh khối hai bên. La Quân vốn là phải trả tiền, Tống Nhiên Nhi mỉm cười, nói ra, đã hắn đều gọi ta một tiếng tiểu cô cô, cái này coi là gặp mặt ta lễ đi. La Quân liền nói với Diệp Phàm còn không cảm ơn tiểu cô cô. Cảm ơn tiểu cô cô, Diệp Phàm lập tức nói ra. Như thế về sau, La Quân mới cùng Tống Nhiên Nhi mang Diệp Phàm hồi liễu Diệp trong biệt thự. Tống Nhiên Nhi trong biệt thự, dưới có hai cái phòng tắm. Đều có bồn tắm lớn. La Quân ngồi tại ghế sofa, đem tống nghiên nhi cùng diệp phàm gọi vào trước mặt các ngươi hai cái đều cho ta đứng vững la quân từ tốn nói tống nghiên nhi có chút không hiểu nói ra ca ta cũng không phải ngươi đồ đệ la quân mắt nhìn tống nghiên nói ra người hôm qua không phải cũng nói muốn theo ta học bản sự sao hiện tại ta để ngươi cùng diệp phàm ở vào cùng một cái tiến độ có thể hay không học hội nhìn ngươi ngộ tính a à, thật đến a à. tống nghiên nhi nói ra la quân nói ra người đừng có áp lực ta không có thu ngươi làm đồ cho nên ngươi học nhiều ít hơn bao nhiêu dù sao ngươi học không được cũng sẽ không có nhục sư môn tống nhiên nhi nói ra a à, đang khi nói chuyện bên ngoài có người mở cửa la quân khẽ giật mình tống nhiên nhi vội vàng giải thích nói là nhân viên làm thêm giờ đến cho ta quét dọn vệ sinh la quân nói ra tốt ha, à, để cho nàng cũng quét dọn một chút nhà bếp tuy nhiên người không thế nào nấu cơm, vậy cũng phải quét dọn a. Ca, Tống Nghiên Nhi khuôn mặt ửng đỏ, nói ra, tại Diệp Phàm trước mặt, người không thể chừa cho ta chút mặt mũi. La Quân cười ha ha một tiếng. Một bên Diệp Phàm cũng là không nhịn được cười. La Quân chừng Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, người cười cái gì? Diệp Phàm lập tức đình chỉ cười. Từ bên ngoài tiến đến quả nhiên là nhân viên làm thêm giờ. Cái kia nhân viên làm thêm giờ cũng ngoài ý muốn vu ra bên trong có người, có điều rất nhanh, Tống Nghiên Nhi phân phó đi quét dọn vệ sinh. Đầu năm nay, có tiền tự nhiên là tốt, Tống Nghiên Nhi khẳng định không có khả năng đến chính mình quét dọn vệ sinh. Là quân thì đối Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm nói ra, tiếp đó, sẽ có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, xin miễn hết thảy bên ngoài hoạt động, không ăn, không thể uống. 3 ngày, Tống Nghiên Nhi bị kinh ngạc la quân nói ra đúng tống nghiên nhi nói ra cái kia hiện tại nửa đường bỏ cuộc còn kịp la quân nói ra không có ăn hay không tống nghiên nhi quật cường nói ra la quân nói ra vậy thì tốt hai người các người phân biệt đi tới trong phòng tắm đem bồn tắm lớn nước tiếp đầy làm tốt về sau gọi ta đúng sư phụ diệp phàm nói ra tống nghiên nhi thì mang theo diệp phàm đi tìm mặt phòng tắm nàng muốn dạy diệp phàm dùng như thế nào như thế về sau, ước chừng tại sau 10 phút, hai cái phòng tắm nước đều tiếp đầy. La Quân trước mang theo Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm đến mặt trong phòng tắm. Trong bồn tắm tiếp tràn đầy một vạc nước, là ôn thủy. Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm đứng sau lưng La Quân, lại cũng không biết La Quân muốn bán cái gì cái nút. La Quân xuất ra 10 cái ngưng tuyết đan, một cái thuần đan dương ném vào đến cái kia bồn tắm lớn chi. Trong nháy mắt đó, đan dược rơi vào đến bồn tắm lớn chi lập tức lên biến hóa giống như là sôi trào nước sôi một giặc không ngừng cuồn cuộn bốc lên không nồng đậm pha trộn vũ khí những sương mù này đang muốn phiêu tán la quân lại ra tay hắn một bắt pháp quyết pháp lực tại hắn khu động phía dưới lập tức ở bồn tắm lớn chung quanh hình thành một cái kim sắc hộ cháo diệp phàm lần nữa nhìn đến la quân thi triển thần thông không khỏi hoa mắt thần mê hắn biết chính mình cái này một bảo bối là áp đúng sư phụ là chân chính có đại bản sự người. Tại kim sắc hộ cháo phía dưới, những cái kia vũ khí liền toàn bộ bị phong tồn ở bên trong. La quân nói với Diệp Phàm người cầm quần áo toàn bộ thoát, sau đó đi vào ngâm, phao ba ngày ba đêm. Cái này một vạc dược thủy, giá trị là không thể đo lường, đừng cho ta lãng phí. Diệp Phàm nói ra, đúng, sư phụ. Tống nhiên ngựa được quay người đi tắm phòng. Dù sao trai gái khác nhau. Về sau, là quân cũng cho Tống Nghiên Nhi chế tác như thế một vạc dược thủy, để Tống Nghiên Nhi cũng cởi sạch y phục ngâm vào đi. Là quân cũng trở ngại trai gái khác nhau, cũng không có ở bên trong quan sát. Sự thật, đây là rất không có lợi cho tu luyện. Từ xưa đến nay, nam sư phụ không nguyện ý thu nữ đệ tử. Nữ sư phụ cũng không nguyện ý thu nam đệ tử, cái này rất lớn trình độ là bởi vì nam nữ đại phòng. Đang dậy thời điểm, có quá nhiều kiêng kỵ bất quá là quân người tuy nhiên không tiến vào nhưng lại lấy thần niệm tại liếc nhìn tống nghiên hắn sợ tống nghiên nhi có cái gì tốt xấu tuy nhiên tình huống như vậy phía dưới khó tránh khỏi sẽ thấy tống nghiên nhi thân thể nhưng tống nghiên nhi cũng không biết điểm này cho nên là quân cùng tống nghiên nhi ở giữa cũng sẽ không lưu lại cái gì xấu hổ la quân người thì đi diệp phàm chỗ trong phòng tắm diệp phàm phao ở bên trong biểu lộ thống khổ làm sao la quân hỏi sư phụ nước thật nóng Diệp Phàm thống khổ nói ra. La Quân nói ra, phỏng là bình thường, dạng này các ngươi lỗ chân lông mới sẽ mở ra, sau đó mới có thể hấp thu trong này dược lực. Hắn lúc nói chuyện, thanh âm cũng vang vọng tại Tống Nghiên Nhi bên tai. Ca, người ở nơi đó nói chuyện, Tống Nghiên Nhi giật mình. Đồng thời, Tống Nghiên Nhi thanh âm cũng chuyển đến bên này trong phòng tắm tới. Diệp Phàm cũng giật mình. La Quân nói ra, hai cái trận pháp đều là ta pháp lực tạo thành, cho nên, các người đối phương nói vậy đều có thể nghe thấy, không dùng quái. Hiện tại, ta biết các ngươi rất quái lạ, cái này dược thủy đến cùng là làm gì? Là quân mở ra giảng bài một cái quá trình. Hắn nói ra, pháp lực tức là thần thông, thần thông có thể phiên vân phúc vũ, có thể một cái ý niệm trong đầu, ngàn dặm ngoài vạn dặm Có thể một chiêu pháp thuật thi triển, để nước biển làm lật úp, có thể bay cửu trọng thiên, thậm chí, nhất trưởng có thể vỡ vụn thiên tinh thần. Sư phụ, Diệp Phàm hô. Ừm, làm sao? La là Quân nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, ngài nói đây là dụ từ, vẫn là thật. Đương nhiên là thật, La Quân nói ra, vi sư một cái ý niệm trong đầu tuy nhiên bay không 10 ngàn dặm, nhưng là 8 ngàn dặm vẫn là có thể. Cũng là nói, ta có thể tại một giây ở giữa tại 8 ngàn dặm bên ngoài. Cái này, làm sao có thể, Diệp Phàm nói ra. Hắn không thể tin. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra thôi được đã ngươi muốn học thần thông ta sao có thể để ngươi không gặp một chút thần thông la quân sau đó thi triển ra đại na di thuật hắn tiếp lấy thi triển đại thủ ấn đem diệp phàm chộp vào đại thủ ấn bên trong cái kia đại na di thuật không gian trận pháp trong nháy mắt hình thành tiếp theo trong nháy mắt la quân mang theo diệp phàm đã đến nam cực đó là đầy trời băng tuyết khí hậu cực đoan ác liệt địa phương diệp phàm còn thân thể trần chuồng lần này loại kia cực hạn lạnh xâm nhập mà đến hắn kém chút không có đông lạnh chết rồi sư phụ lạnh quá diệp phàm nhảy chân nói ra la quân mỉm cười nói ra thật tốt cảm thụ một chút pháp thuật chi có rất nhiều huyễn thuật nhưng là huyễn thuật cùng chân thực cuối cùng có tranh lệch người thật tốt làm tiêu ký nhìn xem người vị trí thế giới đến cùng là huyễn thuật vẫn là thật đến nam cực diệp phàm bốn phía nhìn xem cấp tốc nắm tuyết phàn nàn nói ra sư phụ chúng ta đi nhanh đi. La Quân mắt nhìn Diệp Phàm sau đó lại lần thi triển đại na di thuật, đem mang về đến Tống Nghiên Nhi trong biệt thự. Diệp Phàm trở lại trong phòng tắm, trong tay hắn còn bưng lấy cái kia thổi phồng tuyết. Tiểu hỏa từ toàn thân đều kết một tầng bông tuyết. Sư phụ, ta tin tưởng là thật, Diệp Phàm lập tức nói ra. La Quân nói ra, đi tắm thuốc bên trong ngâm đi. Diệp Phàm nói ra, thế nhưng là, ngài làm sao làm được. Là quân nói ra, muốn người bây giờ lý giải ta là làm sao làm được, cái này rất khó. Như muốn một cái tiểu học sinh đi giải đại học sinh chương trình học, cái này vô cùng vô cùng khó khăn. Diệp Phàm nói ra, vậy được rồi. Là quân nói ra, ta trước cùng ngươi cùng nhiên nhi giải thích một chút, tại sao muốn phao cái này tắm thuốc. Tại vi sư trước kia, cũng không có các ngươi tốt như vậy mình, có thể có tắm thuốc có thể phao. Cho nên, vi sư tiền kỳ tu luyện là rất chậm chạp vi sư trước tu võ đạo theo minh kình bắt đầu lại đến ám kình lại vào hóa kình hắn cường điệu giải thích võ đạo một đường các tầng kinh lực tại võ đạo cái này cái quá trình tu luyện cần võ đạo tinh thần cùng cảm động cái này cái quá trình tu luyện rất khó riêng là tại không có đan dược phụ trợ tình huống dưới bởi vì là thân thể người tế bào là cần dinh dưỡng chúng ta nhất định phải muốn thỏa mãn tế bào thân thể cần thiết dinh dưỡng đang thỏa mãn thân thể cần thiết về sau chúng ta sau đó lại ăn dinh dưỡng mới có thể phóng tới đại não. Là quân tiếp tục nói, nói đến tế bào, đây là hôm nay chủ yếu giảng bài trình. Thân thể tế bào, nhiều vô số kể, đoán sơ qua, là 500 đến 600 điểm báo cái. Bất quá, lớn nhiều tế bào, đều là xuất phát từ ngủ say chi. Tại trong não vực tế bào, có 98% là ngủ say, không có bị khai phát. Mà một người thông minh hay không, cùng tế bào não khai phát trình độ có trực tiếp liên hệ. Ta pháp lực là bắt nguồn từ ta đem thân thể tu luyện viên mãn, sau đó lấy dinh dưỡng cùng lực lượng sông mở trong não vực thần thông chi môn. Như thế, tại ta trong não vực, hiện tại ước chừng có 4 tỷ não trái phải tế bào là đã khai phát đi ra. Người trong não vực, tế bào não ước chừng là hơn 100 tỷ, cho nên, vi sư đường, cũng còn rất xa. Vi sư pháp lực, là từ cái này 4 tỷ tế bào não cùng một chỗ phát ra sóng điện não chờ một chút, đồng thời câu thông thiên địa ở giữa từ trường phần tử chờ một chút cái này từ trường phần tử hiện tại các ngươi chả cảm giác không thấy nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không tồn tại giống như là điện phần tử các ngươi chỉ có tại ma sát gây ra dòng điện thời điểm mới có thể cảm giác được diệp phàm cùng tống nghiên nhi nghe rất nghiêm túc diệp phàm phá lệ hưng phấn bởi vì la quân vì hắn mở ra một cái cực thần bí đại môn la quân liền cũng nhìn về phía diệp phàm nói ra, ta nói như vậy, các người có thể hiểu được sao? Diệp Phàm nói ra, sư phụ ngài nói rất thông tục dễ hiểu, đệ tử hiểu. Tống Nghiên Nhi cũng ở bên kia đáp lại nói, hiểu. La Quân cười một tiếng, nói ra, còn không tính quá đần. Trước kia ta đi rất nhiều đường quanh co, nhưng cũng không tính đường quanh co. Bởi vì ta không có đan dược, tại võ đạo dừng lại quá lâu. Nhưng là đoạn này võ đạo kinh lịch tại ta ngày sau lúc đối địch, cũng cho ta cung cấp cực phong phú dầu kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, ta không có ý định để cho các ngươi dừng lại quá lâu. Cho nên, ta hội để cho các ngươi phao tắm thuốc. Phao hết tắm thuốc về sau, thân thể các ngươi tế bào sẽ nhận được nhất định thỏa mãn, hội cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng. Về sau, ta hội sẽ dạy ngươi nhóm cái thứ hai chương trình học. Là quân giảng bài dừng ở đây. Về sau, hắn cũng trở về phòng đi tu luyện. Đồng thời là quân vẫn là dùng thần niệm thời khắc chú ý đến Diệp Phàm cùng Tống Nghiên, e sợ cho hai người này xảy ra vấn đề gì. Ba ngày thời gian, là quân bắt đầu chuyên tâm sắp xếp chính mình thần thông. Hắn thân thể đã có thật nhiều ba nghìn đại đạo, có đại hỏa diễm thuật, đại thôn phệ thuật, đại phong ấn thuật, đại siêu độ thuật, đại thiên nhãn thuật, đại na di thuật, đại bản nguyên thuật cùng đại số mệnh thuật. Vốn là, là quân đáng tự hào nhất đại số mệnh thuật, nhưng bây giờ đại số mệnh thuật vẫn luôn ngủ say, hắn cũng không có cách nào thức tỉnh. Bất luận cái gì ba nghìn đại đạo đều có thể phân ra hạt giống, chỉ có đại số mệnh thuật không thể. Mà lúc này, đại số mệnh thuật ngủ nướng, hắn cũng không thể làm gì. Và lại, theo ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn đối đại số mệnh thuật cũng có chút kháng cự. Số mệnh vật này, quá mức huyền, uy nghiêm cùng không thể nắm lấy. Là quần trước đó thi triển đại số mệnh thuật thường có loại đang hít độc thuốc phiện, một dạng cảm giác biết gió có hại nhưng lại dừng không được nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều là quân cũng không có tu luyện đại siêu độ thuật mà chính là đem đại siêu độ thuật phong tồn hắn thân thể ba nghìn đại đạo quá nhiều nhưng không có mấy thứ là rất tinh là quân đã ý thức được chính mình muốn đem những thứ này thuật pháp tu luyện được tinh một chút mới tốt ba nghìn đại đạo mỗi một dạng pháp thuật tu luyện tới cực hạn đều là uy chấn chư thiên tồn tại chính mình một chút nắm giữ quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Thật to hình ảnh tiến độ. La Quân vốn là tu luyện đại bản nguyên thuật, để cho mình não vực càng thêm vững chắc. Hắn cảm giác được cái này đại bản nguyên thuật hình thành một tầng nhân quân chi khí tại hắn trong não vực vận chuyển. Loại này nhân quân chi khí bên trong, có vô số quy tắc cùng lực lượng. Để ngoại lai pháp lực rất khó xuyên thấu loại này quy tắc. Mặt khác, đại bản nguyên thuật cũng để cho La Quân não vực càng thêm không gì phá nổi là quân đem trong thân thể thần thông sắp xếp cái này một sắp xếp chính là ba ngày ba đêm ba ngày sau đó là quân cảm thấy trong thân thể sảng khoái tinh thần lại rõ ràng đồng thời tống nghiên nhi cùng diệp phàm ba ngày tắm thuốc cũng chính thức kết thúc tuy nhiên ba ngày đều không ăn không uống nhưng tống nghiên nhi cùng diệp phàm vẫn chưa cảm thấy khó chịu ngược lại là thuốc kia tắm đã bẩy biện ra một mảnh màu đen trong cơ thể của bọn họ tạp chất bị bài trừ đi ra, mà dược khí thì bị hấp thu đi vào. Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm đi tắm về sau, liền mặc quần áo. Diệp Phàm thân thể ban đầu gầy yếu, thường xuyên sẽ có không thoải mái. Nhưng lúc này, hắn cảm giác được trong thân thể tràn ngập lực lượng, mà lại tất cả ám tật đều đã biến mất. Tống Nghiên Nhi cũng là đồng dạng tình huống, hai người đều là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí sắc cực chuyện tốt. Như thế về sau, La Quân đem Tống Nghiên Nhi cùng Diệp Phàm gọi vào trước mặt. La Quân ngồi tại ghế sofa. Bước đầu tiên đã hoàn thành, hiện tại là bước thứ hai. Bước thứ hai là trọng yếu nhất, nếu như làm không được, chứng minh đi không con đường này. Đi không, vậy làm sao bây giờ, Diệp Phàm người nói cho ta biết. La Quân hỏi. Diệp Phàm thân thể run lên, hắn không dám tưởng tượng cái này hậu quả. Hắn đánh bạc chỗ có thân gia tính mệnh, vì là đến cùng sư phụ học nghệ, nếu như không học được, như thế trở về, hắn không biết về sau muốn làm sao mặt đối nhân sinh. Đệ tử không biết, Diệp Phàm run giọng nói ra. Phương diện này, Tống Nghiên Nhi đồng thời không có cái gì áp lực, không được không được thôi, dù sao không có vùng tổn thất. Nhưng Diệp Phàm chẳng khác gì là giao 100 triệu người dân tiền học phí a. La Quân liền nói ra, cái kia ta cho ngươi biết đi, nếu như ngươi không học được, cái kia chỉ có về nhà. Từ đó Y nguyên nghèo khổ cả đời, bởi vì ngươi không có bắt đến cải biến ngươi cả đời vận mệnh kỳ ngộ. Kỳ ngộ đã cho ngươi, không có bắt lấy, cái kia không nên oán lão thiên, oán niệm vận mệnh, đúng hay không? Đúng, sư phụ, Diệp phàm nói ra. Ca, tống nhiên nhi nhịn không được nói ra. Là quân nói ra, làm sao? Tống nhiên nhi nói ra, cho dù là như thế, ngươi cũng không cần thiết trước cho Diệp phàm lớn như vậy áp lực. Áp lực đại, không tính lớn đi la quân đứng dậy nói ra nếu như gặp phải như thế điểm áp lực dẫn đến không cách nào luyện thành bước thứ hai như vậy ta cảm thấy lúc này lui ra với hắn mà nói là một chuyện tốt ta cái này gần nửa đời không biết tại nhiều ít bên bờ sinh tử bồi hồi qua ta kinh nghiệm nói cho ta biết càng là nguy hiểm càng là phải tỉnh táo không làm được đến mức này không muốn học đệ tử minh bạch diệp phàm nhãn tình sáng lên hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ dụng ý hắn lập tức nói ra la quân liền tiếp tục nói cái này bước thứ hai là khống chế chính mình tâm linh tâm linh người cũng vừa lòng vượn nói một người không chăm chú là thay lòng đổi dạ muốn tu luyện đầu tiên là muốn khống chế lại tâm viên tập trung tinh thần chỉ có chuyên chú mới có thể có thành ta lại lấy một thí dụ đi nam nhân trông thấy nữ nhân xinh đẹp hội có ý tưởng nếu như nữ nhân xinh đẹp trêu chọc nam nhân như vậy nam nhân hội lên phản ứng tống nghiên nhi nghe vậy nhất thời đỏ mặt. La Quân không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục nói, nhưng là Diệp Phàm người có thể không muốn gái, để cho mình lên phản ứng sao? Không thể, Diệp Phàm nói thực ra nói. La Quân nói ra, không thể là bình thường, người lại nhìn tay này. Hắn đem vươn tay ra tới. Tống Nhiên Nhi nói ra, ca, tay người tay ta còn muốn bạch cùng mềm mại. La Quân cười một tiếng, hắn cũng không để ý tới Tống Nhiên, tiếp tục nói, ta muốn để ta tay biến đến đỏ bừng diệp phàm ngươi nói phải làm gì diệp phàm nói ra tìm một cái dây thun đem cổ tay bóp chặt đúng khí huyết không lưu thông tự nhiên đỏ la quân nói ra vậy ngươi xem ta hắn tâm niệm nhất động sau đó huyết dịch toàn bộ hướng trong lòng bàn tay tuôn chỉ một lúc sau la quân tay biến báo đỏ biết đây là có chuyện gì sao la quân hỏi diệp phàm nói ra là ngài đem thân thể huyết dịch khống chế hướng thủ mạch bên trong tuôn ra. La Quân nói ra, không sai, là đạo lý này. Cho nên các người muốn học là khống chế trong thân thể khí huyết vận chuyển. thân thể là cái rất phức tạp tồn tại, cái này trình độ phức tạp, nhân loại chính mình cũng nghiên cứu không hiểu. chờ người có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình, vậy là người thân thể thần linh. người tế bào thân thể, hệ thống miễn dịch chờ một chút, là cùng vũ trụ vạn vật tương liên hệ trong thân thể, có thể tìm tới vũ trụ vạn vật cái bóng, đây là lấy tiểu gặp lớn. Các ngươi hiện tại muốn làm là, tâm ý nhất động, lông tơ nổ lên, đóng chặt nguyên khí. Chỉ có làm đến nổ lông tơ, bế nguyên khí, mới có thể bắt đầu đi xuống. Nổ lông tơ là cảm giác gì, các người có thể quan sát được mèo bị dẫm cái đuôi, sù lông lúc trạng thái. Nhớ kỹ loại trạng thái này, tùy thời tùy chỗ nổ lên lông tơ. Làm đến điểm này, ta lại nói với các người đừng. La Quân nói ra, đúng, ta lại nói thô tục một điểm, người nếu như vội vã muốn nhà vệ sinh, đột nhiên dừng lại, cũng có loại này công hiệu. La Quân nói ra, vạn pháp giống nhau, vô luận là võ đạo vẫn là pháp thuật chi đạo, đều là có tương đồng đạo lý. Pháp thuật, võ thuật, đều là muốn khống chế lại thân thể, tâm linh, như thế mới có thể cường đại. Người phải làm đến người bình thường làm không được, mới có thể trở thành người phi thường. Cao thủ nhất trưởng đánh đi ra, vỡ vụn gạch đá, không phải là bởi vì hắn sinh ra khí lực lớn, mà là bởi vì hắn biết vận dụng khí lực. Đồng dạng là một tấn nước, từ không trung hướng người thân thể dội, người có thể một chút sự tình đều không có. Nhưng nếu như đụng một cây súng bắn nước, như vậy dòng nước có thể toái kim nước đá. Là quân không hổ là đại tông sư, hắn giảng bài, thông tục dễ hiểu. Nếu như đổi một chút không biết giáo viên cha, cho dù chính mình minh bạch, cũng rất khó cùng đồ để miêu tả rõ ràng. Bất quá, minh bạch là một chuyện, có thể làm được hay không, đó là một chuyện khác. La Quân nói xong những thứ này về sau, liền nói với Diệp Phàm tốt, người có thể trở về nhà. Các loại làm đến điểm này, lại gọi điện thoại cho ta. Nếu như làm không được, cái kia không lại dùng liên hệ ta. Còn có, sách muốn tiếp tục, mặc kệ người có thể hay không học hội, cho dù người học hội, cũng muốn tiếp tục sách. Tiếp tục sách, Diệp Phàm nhất thời không hiểu. La Quân nói ra, cái này rất không hiểu sao, ngươi cho rằng võ phu là không có hóa đại danh từ sao? Không có tri thức, ngươi liền võ công đều khó có khả năng luyện tốt. Bởi vì có thật nhiều đạo lý đều tại trong tri thức. Ngươi chỉ có biết đồ vật càng nhiều, hiểu đồ vật càng nhiều, mới càng có thể thông hiểu đạo lý, mới biết thiên địa sự minh mông, tự thân chi nhỏ bé. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm theo rồi nói ra, thế nhưng là sư phụ, ta không có tiền đi sách. La Quân nói ra, đó là ngươi sự tình, không phải vi sư muốn làm khó ngươi, bởi vì ngươi muốn đi đường này, khó khăn không? Vi sư không thể là vì ngươi quét dọn hết thảy chướng ngại. Cho nên, rất nhiều nan đề, đều muốn ngươi tự nghĩ biện pháp đi vượt qua cùng hoàn thành. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra. Về sau, Diệp Phàm chính mình rời đi, La Quân cũng không có đưa Diệp Phàm. Tống Nhiên Nhi có chút không đành lòng, nói ra, ca, người đối diệp phàm giống như quá hà khắc một chút. La quân từ tốn nói chuyện xưa không phải nói sao? Niêm sư xuất cao đồ, người nhìn ta đối với người dịu dàng thắm thiết, người đoán chừng hơn phân nửa là không học được. Ngươi Tống nghiên Nhi không phản bác được, thực nàng cũng nghe rõ tu đạo hàm nghĩa, cũng biết mình hơn phân nửa là không có gì trông cậy vào. Nhưng bị La quân như thế ấn định không học được, nàng thật đúng là có chút không cam tâm a. À. Đồng thời. Tống Nghiên Nhi cũng minh bạch La Quân dụng tâm lương khổ. Hắn thật là đối diệp phàm ký thác kỳ vọng. Diệp phàm là ngồi ngồi xe buýt xe về nhà. Diệp mẫu nhìn đến Diệp phàm sau khi trở về, không khỏi giật nảy cả mình. "Tiểu phàm, ngươi làm sao trở về?" Diệp mẫu nói ra. Diệp phàm không muốn để cho mẫu thân lo lắng, liền cười một tiếng, nói ra, "Không có gì, sư phụ vốn là không có ý định mang ta rời đi. Hắn dạy ta một ít gì đó, muốn ta về nhà lĩnh ngộ." chờ ta lĩnh mộ thấu lại đi tìm sư phụ diệp mẫu nói ra dạng này a à, tại sao cùng ta nghĩ kỹ giống khác biệt a à? sư phụ ngươi sẽ không phải là tên lừa đảo a à? diệp phàm lập tức sinh khí nói ra mẹ chúng ta cũng không thể nói như vậy ngài bệnh hấp hối là sự thật a à. sư phụ có phải hay không vừa ra tay lập tức đem ngài chữa cho tốt còn có sư phụ nói là phải trả tiền đó là ta cố ý muốn lựa chọn học nghệ sư phụ cũng không có nửa phần lừa gạt a à. người đứa nhỏ này ta đây không phải có chút bận tâm sao làm sao kích động như vậy diệp mẫu có chút không cao hứng nói ra diệp phàm trầm mặc đi xuống hắn sau một lúc lâu còn nói thêm sư phụ nói để ta vẫn còn muốn tiếp tục đi sách mẹ chúng ta còn có hay không tiền thiếu học phí đến nộp mới có thể diệp mẫu sững sờ sững sờ nói ra người không phải cùng sư phụ ngươi đi học nghệ sao tại sao lại còn muốn ngươi học diệp phàm nói ra sư phụ lời nói nhất định là có đạo lý ta chỉ cần làm theo có thể diệp mẫu thở dài nói ra ta là xem không hiểu sư phụ ngươi cách làm diệp phàm nói ra sư phụ chính là người phi thường nhưng hắn nói đồ vật đều là có đạo lý có thể tuân thủ có dấu vết có thể tìm kiếm ta tin tưởng sư phụ cũng xin ngài phải tin tưởng ta diệp mẫu nói ra tốt à tốt à, mặc kệ như thế nào Sư phụ ngươi chữa cho tốt mẹ bệnh. Chúng ta cũng xác thực mặc kệ như thế nào đều nên mang trong lòng cảm kích. Có thể dạng này đã rất tốt, còn học phí, ngươi đừng lo lắng, mẹ đến cấp ngươi chủ. Hiện tại khác biệt tại trước kia, trước kia mẹ ngươi bệnh nặng, mọi người không nguyện ý mượn, sợ không có còn. Hiện tại ta có thể đi làm thuê, tổng sẽ khá hơn một chút. Diệp Phàm nói ra, mẹ, ta về sau nhất định sẽ làm cho ngài qua ngày tốt. Ngài tin tưởng ta? Diệp mẫu cười cười, nói ra, người bình an, mẹ rất vui vẻ. Cũng không trông cậy vào qua cái gì đại phú đại quý thời gian. Diệp phàm lại là ở trong lòng âm thầm thề. Được rồi, mẹ ra ngoài giải quyết cho người học phí sự tình. Diệp mẫu theo rồi nói ra. Chờ một chút, Diệp phàm nghĩ đến cái gì? Hắn nói ra, mẹ, hôm nay sư phụ mua cho ta không ít y phục, ta nhìn những y phục này đều thật đắt. Mà lại lớn nhiều ta liền nhãn hiệu đều không xé, ta đi lui cái ba bốn bộ, có thể có ba bốn vạn khối, có thể giải quyết không ít vấn đề đây. Đắt như thế, Diệp mẫu giật mình. Diệp phàm nói ra, giống như tại sư phụ trong mắt, tiền là một con số, hắn không quan tâm tiện nghi cùng quý. Diệp mẫu nói ra, nhưng là như vậy lui, sư phụ người có tức giận hay không a? À? Diệp phàm nói ra, sư phụ chỉ nói hết thảy đều muốn ta tự nghĩ biện pháp, chỉ cần không phạm pháp, không làm chuyện thất đức, Sư phụ kia hẳn là cũng sẽ không trách ta. Sư phụ đại khái là hy vọng ta hội biến báo một chút. Diệp Mẫu nói ra, cái kia, tốt a. À. Mẹ, ngài thay ta đi lui, hóa đơn cái gì đều tại, cùng một chỗ lui năm bộ. Còn lại năm bộ đầy đủ ta xuyên." Diệp Phàm nói ra. Diệp Mẫu nói ra, tốt a. À. Diệp Mẫu sau đó cầm những cái kia y phục đi ra ngoài. Diệp Phàm thì trong nhà bắt đầu trải nghiệm sư phụ nói tới nổ lông tơ, lĩnh ngộ thân thể thần linh cái này nhất định là khó khăn một bước nhưng diệp phàm cũng biết nếu như một bước này vượt không đi ra như vậy hết thảy đều sẽ là hoa trong gương trăng trong nước diệp phàm áp lực rất lớn nhưng hắn cũng không có bị hù ngã hắn đã chịu đủ khó khăn cũng không lại sợ hãi khó khăn diệp phàm suy tư một trận không đúng phương pháp hắn ngẫm lại đột nhiên theo dưới giường tìm cái hộp gỗ nhỏ đi ra hắn từ bên trong bắt một chút tiền sau đó chạy chợ bán thức ăn đi diệp phàm tại chợ bán thức ăn bên trong chuyên môn mua có độc xà như thế về sau hắn mới về đến nhà tại hắn gian phòng của mình bên trong diệp phàm đem con rắn kia chứa ở rắn trong túi ra sau đó hắn đem tay vươn vào trong túi hắn không biết rắn tại trong túi sẽ như thế nào chỉ là tay vươn vào đi cái kia một cái chớp mắt toàn thân hắn nổi ra gà lập khắc lông tơ dựng thẳng đúng là cảm giác này diệp phàm lập tức minh bạch hắn lập tức thu tay lại trở về sau đó bắt đầu trải nghiệm cái loại cảm giác này không biết sao hắn làm sao cũng trải nghiệm không ra diệp phàm tự nhiên không cam tâm lần nữa đem tay vươn vào đi con rắn kia đột nhiên loạn động túi sách ra rắn một trận phun trào cái kia một cái chớp mắt diệp phàm trái tim đều phanh 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 nhảy lên kịch liệt lên toàn thân hắn lần nữa nổi ra gà là cảm giác này thế nhưng là ta muốn làm sao lưu lại loại cảm giác này Diệp Phàm khổ sở suy nghĩ lên. Ngày thứ hai sớm, Diệp Phàm xuất hiện tại Liễu Diệp khu biệt thự bên ngoài. Hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao đi vào, bởi vì nơi này thật sự là quá xa hoa, để hắn có chút e sợ, không dám vì tiện trước chào hỏi. Cũng là tại lúc này, là quần thanh âm truyền đến, ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, liền như thế một cánh cửa ngươi cũng không dám vượt sao. Sư phụ, Diệp Phàm kinh nghi bất định nhìn bốn phía ngươi không cần tìm ta, ta tại trong biệt thự chờ ngươi. La Quân nói ra, đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra. Sau đó, Diệp Phàm dũng cảm đến nhân viên an ninh kia trước mặt, ta là số 3 biệt thự tống nghiên nhi bằng hiếu, trước mấy ngày cùng một chỗ đi vào. Ta hiện tại muốn đi vào. Nhân viên an ninh kia dò xét Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại xác minh. Diệp Phàm nói ra, người tự tiện. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm xác thực cảm thấy mình có không ít dũng khí. Về sau, Diệp Phàm thuận lợi tiến vào số 3 biệt thự. Tại số 3 trong biệt thự, La Quân đang cùng Tống Nghiên Nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm. La Quân vẫn là cái kia toàn thân áo trắng như tuyết quần áo luyện công, hắn dò xét Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, ăn sáng xong không có. Diệp Phàm tại La Quân trước mặt phá lệ câu nệ, nói ra, ta ăn rồi, sư phụ. La Quân từ tốn nói, người ăn chưa ăn qua? chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Nhanh đến ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Diệp Phàm bỗng cảm giác xấu hổ. Sư phụ, ngài là làm sao biết? Diệp Phàm nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, nghe ngữ khí, nếu như ngươi là thật ăn rồi, không biết do dự một chút. Diệp Phàm từ đáy lòng bội phục, nói ra, sư phụ, ngài thật lợi hại. La Quân cười nhạt một tiếng. Ăn điểm tâm xong về sau, Tống Nhiên Nhi thu thập bát đúa, La Quân ngồi tại trước sofa nhìn lên truyền hình đến, Diệp Phàm đứng ở một bên, cũng không phát âm thanh. Hắn rất có tính nhẫn nại, cũng có tính khí, điểm này để La Quân rất là yêu thích. Các loại tống nghiên nhi thu thập xong bát đúa về sau đi ra, La Quân mới lên tiếng, nghiên nhi, người qua đây. Làm vung, tống nghiên nhi có chút không tình nguyện, nàng cảm thấy làm La Quân đồ đệ cảm giác, đó là chân thực không quá thoải mái. Hai người các ngươi đứng vững, La Quân nói ra, Tống Nghiên Nhi nói ra, được rồi, ta nhận thua, ta không học được. Ca, ta mới không cần làm người đồ đệ đâu, người mơ tưởng giống giáo huấn Diệp Phạm giáo huấn như vậy ta. Nàng nói xong chạy qua một bên ghế sofa, cuộn mình lên chân, nắm lên điện thoại di động tới làm chảo máy đảng. Là quần bất đắc dĩ, nói ra, người ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Vậy được rồi. Hắn nhìn về phía Diệp Phạm, nói ra, người cái này qua một ngày thời gian đến, cũng làm cho vi sư rất là ngoài ý muốn. Cho vi sư bày ra bày ra người thành quả đi. Diệp Phàm lập tức hưng phấn lên, nói ra, đúng, sư phụ. Sau đó, hắn liền nhắm mắt, trong nháy mắt tâm thần nhập định, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trong nháy mắt đó, Diệp Phàm đột nhiên toàn thân đánh dùng mình một cái, sau đó, hắn thân thể nổi ra gà. Lông tơ cũng toàn bộ dốc ngược lên. Là quân thấy thế, nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng hắn không khỏi thầm nghĩ tiểu tử này thiên tài a à. lúc trước ta vì làm đến bước này cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian tiểu tử này một ngày làm đến làm sao làm được là quân nhịn không được hỏi diệp phàm mở mắt ra hoan hỉ nói ra sư phụ ta vượt qua kiểm tra sao Là quân gật gật đầu nói ra vượt qua kiểm tra rất không tệ nhưng cũng không thể kiêu ngạo biết không đệ tử không dám diệp phàm lập tức nói ra La Quân cười cười, nói ra, người còn chưa nói, người là làm sao làm được. Diệp Phàm ngay sau đó giảng chính mình đi chợ thức ăn mua độc xà hồi đến phương pháp luyện tập. Thông minh, La Quân lập tức tán thưởng, hắn đối bên cạnh Tống Nghiên Nhi nói ra, người nhìn, người không nghĩ tới biện pháp này à. Phải nói, người không có bắt đầu, liền đã bỏ đi. Tống Nghiên Nhi có chút khó chịu, sau đó cười hì hì hỏi, ca, người dùng bao lâu lĩnh ngộ đến một bước này. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ta sao? Hắn đón đến, đột nhiên nói ra, Diệp Phàm người còn không biết phi sư ta lai lịch A. Ca, người khác đổi chủ đề A, à. Tống Nhiên Nhi truy tìm nguồn gốc. La Quân thở dài, nói ra, ta dùng một tháng. Ha ha, Tống Nghiên Nhi cười to, La Quân nói ra, nhưng lúc đó ta chỉ có 8 tuổi, cái này có thể giống nhau sao? Diệp Phàm khó được nhìn đến sư phụ ăn quả đắng, ở một bên muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là không dám. La Quân ngay sau đó nói với Diệp Phàm vi sư họ La, La Quân. Tại tu đạo giới bên trong, cũng là có cái phỉ hào, người xưng giả Lam Vương. Có lẽ có một ngày, người hội nghe được cái tên này. Diệp Phàm gật gật đầu. La Quân nói ra, như vậy đi, ta vẫn là không nói cái này. Dạy ngươi phía dưới làm thế nào, người rất thông minh, hẳn là có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Vi sư tại võ đạo con đường này, lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên cho ngươi không cần như vậy lãng phí thời gian, hiện tại ngươi muốn làm là càng thêm thuần thục nắm giữ loại này tâm ý đem khống, tùy thời tùy chỗ, tâm niệm nhất động, liền có thể nổ lên lông tơ. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra, cho ngươi ba ngày thời gian, 3 ngày sau đó, tiến hành bước kế tiếp, là Quân nói ra, ta ở chỗ này thời gian sẽ không quá lớn lên, cho nên, ngươi nghe giảng bài phải nghiêm túc. Mặt khác, học sự tình, phải nắm chặt. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra. Về sau, là quân lại cho Diệp Phàm một viên tụ linh đan, hắn nói ra, sau khi trở về, đem cái này tụ linh đan ăn. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra. Tốt, đi thôi đi thôi, là quân phất phất tay. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại rời đi liếu Diệp biệt thự. Ca, đến đón lấy chúng ta làm gì? Tống Nghiên Nhi hưng phấn lên. Là quân nói ra, ta gần nhất là thẳng nhàm chán, người muốn làm vung tống nghiên nhi nói ra thanh thanh cùng kỳ thành nói muốn xin chúng ta ăn cơm đã nói nhiều lần đây la quân nói ra ta còn thực sự không thích đi xã giao kỳ thành có điều hắn khẳng định cũng không nguyện ý xã giao ta là thanh thanh có chút không làm rõ ràng được tình huống mới nhất định phải đem chúng ta tụ cùng một chỗ tống nghiên nhi nói ra ngươi không đi nữa ta đoán chừng thanh thanh muốn tức giận cái kia đi đi la quân nói ra tống nghiên nhi nói ra vậy thì tốt ta đến ước thanh thanh. La quân gật đầu. Tại Tân Hải, là quân thời gian qua được rất nhàn rỗi, hắn cũng vui vẻ đến mỗi ngày tu luyện. Dù sao hắn sự tình tạm thời cũng không làm được, có điều hắn rảnh rỗi thời điểm, vẫn là thuận đường lại hồi yến kinh mấy chuyến, cùng trầm mặc nùng cùng một chỗ bồi bồi nhi tử. Hắn đều là lặng lẽ đi, không có nói cho Tống Nghiên. Đến mức cùng Kỳ Thành, Thanh Thanh ăn bữa cơm kia, cũng là lẫn nhau xã giao. Sau khi ăn xong, La Quân cùng Kỳ Thành đều là buông lỏng một hơi. Mà trong ba ngày qua, Diệp Phàm đi học. Diệp Phàm mấy bộ y phục đi đổi về 50.000 khối tiền, Diệp Phàm tay nhất thời xa xỉ không ít. Hắn đi trước đem tiệm thuốc tiền thanh toán, sau đó lại cho cái kia mập mạp lão bản mua hai đầu thuốc xịt, xem như đối trước kia chiếu cố ngỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên bàn tử lão bản có lúc nói chuyện khó nghe, nhưng Diệp Phàm vẫn là phân rõ ràng thị phi. Chỉ có bàn tử lão bản chịu nợ thuốc, đây đã là rất đại nhân tình. Bàn tử lão bản trong lúc nhất thời, còn có chút cảm động. Nhưng con hàng này cũng không có đem trịnh hoa thanh bọn người trả thù lao sự tình nói ra. Diệp Phàm lần nữa đi tiết, giao thanh học phí, nhưng là hắn học tập đã hạ xuống quá nhiều, giờ dậy học đợi, hoàn toàn giống như là đang nghe thiên thư một dạng. Mà lại, hắn trả so sánh xấu hổ là, không biết nên làm sao mặt lớp trưởng Khương Sơ Nhiên. Rõ ràng đã đi cáo biệt, kết quả chính mình vẫn là xám xịt đến tiết. Diệp Phàm dù sao cũng nghe không hiểu nhiều, sau đó giờ dậy học đợi, hắn trực tiếp đi lĩnh ngộ la quân dạy công pháp. Không ngừng ngưng luyện tâm ý, làm đến tùy tâm sở dục, nhưng lại tùy thời đình chỉ. Cùng ngày hết tự học buổi tối về sau, Diệp Phàm thu thập túi sách, chuẩn bị trở về nhà. Lão sư cũng sẽ không quản Diệp Phàm có thể hay không nghe hiểu, đầu năm nay, người không cho điểm chỗ tốt, lão sư mới lười quan tâm tới người đây nếu như diệp phàm chỉ là hạ xuống một chút chương trình học lấy hắn trước kia thành tích lão sư nói không chắc chắn chiếu cố nhưng diệp phàm hạ xuống quá nhiều cho nên lão sư cũng không có cái này kiên nhẫn ngược lại là tại gia phòng học về sau khương sơ nhiên ở phía sau gọi lại diệp phàm lớp trưởng diệp phàm nhất thời đỏ mặt cảm thấy rất không có ý tứ khương sơ nhiên mỉm cười nói ra ngươi không phải muốn đi xa chân trời sao diệp phàm nói ra cái này lớp trưởng, ta tạm thời không đi ra, trong nhà cùng sư phụ học nghệ. Đều học nghệ đi, làm sao trả lại tiết. Khương sơ nhiên hí ngược nói ra. Diệp phàm sờ sờ cái ót, nói ra, bởi vì ta sư phụ nói, tri thức rất trọng yếu. Khương sơ nhiên nói ra, tốt ha, xem ra người thần côn này sư phụ còn không tính quá không có điểm mấu chốt, còn biết lừa ngươi về lừa ngươi, không thể chậm trễ ngươi học tập. Sư phụ ta cũng không phải thần côn, sư phụ ta sư phụ ta thiên nhân phiên vân phúc phú, một cái ý niệm trong đầu tám ngàn dặm đây diệp phàm nói ra ha ha khương sơ nhiên nhịn không được cười rộ lên nàng che miệng mà cười nước mắt đều suýt chút nữa thì bật cười diệp phàm người trước kia thế nhưng là học sinh khá giỏi a à. người có phải hay không trong khoảng thời gian này cùng hoàng thông bọn họ một dạng sạch đi xem những cái kia lạc như cái gì tuyệt thế cao thủ siêu cấp đặc vệ truyền loại kia hơi một tí nhân vật chính sẽ còn bay, cái gì? Diệp Phàm rất phiền muộn, hắn nói ra, ta nói là thật. Khương Sơ Nhiên nói ra, người làm sao lại bay đâu? Người sao có thể thoát ra sức hút trái đất đâu? Cái này hoàn toàn không có khoa học căn cứ nha, người cái kia thần côn sư phụ quá đáng giận. Đi đi đi, người dẫn ta đi gặp người thần côn sư phụ, ta để hắn ở trước mặt ta bay một cái, muốn là bay không, vậy hắn là tên lừa đảo. Diệp Phàm do dự, thế nào, không dám. Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm nói ra, không phải, ta chỉ là thật không dám đi quấy giày sư phụ ta. Khương Sơ Nhiên nói ra, người có thể thêm chút tâm đi. Diệp Phàm học tập cho giỏi mới là chính đạo, biết không? Người bây giờ là hạ xuống rất nhiều, không sao cả, ta có thể mỗi ngày đều cho ngươi học bù. Cách sang năm thì đại học còn có một đoạn thời gian, ta tin tưởng lấy người thông minh, nhất định là có thể chạy đến. Tương lai người thì cái đại học tốt, người làm kia cái gì thất thải tường vân, cái thế anh hùng mộng thiết thực nhiều, biết không? Diệp Phàm nói ra, sư phụ ta thực sẽ bay. Khương Sơ Nhiên bất đắc dĩ, nói ra, ta nhìn người thật sự là nhập ma. Không được, ta phải đi gặp người cái kia thần côn sư phụ, quá đáng giận. Sao có thể dạng này gạt người? Diệp Phàm nói ra, tốt, người muốn thật kiến thức, ta cho người đi nhìn một chút. Lại hai ngày nữa, ta muốn đi gặp sư phụ, Đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi. Tốt, một lời đã định, Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm gật đầu, hắn nói ra, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ không lời nào để nói. Khương Sơ Nhiên nói ra, đúng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi buổi trưa khác nghỉ ngơi. Ta tới cấp cho ngươi học bù, mặt khác, thứ bảy chủ nhật, ngươi đến nhà ta đến, ta cho ngươi học bù. A, à, cái kia không tốt lắm ý tứ đi, Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên thả mềm ngữ khí, nói ra, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, tỷ tỷ ta không phải nhìn ngươi. Chẳng qua là cảm thấy đi, nhà ngươi vốn là kinh tế đình trệ. Ngươi thật sự nếu không chỗ đại học tốt, tương lai làm cái gì? Tỷ tỷ ta hy sinh một chút thời gian, cũng có thể cải biến ngươi cả đời đâu. Nàng là cái tránh thức thiện lương cô nương tốt. Đây cũng là diệp phàm dạng này cao ngạo tính cách, lại một mực yên lặng yêu lấy Khương Sơ Nhiên duyên cớ, như Khương Sơ Nhiên chỉ là đơn thuần xinh đẹp, Diệp Phàm căn bản sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. "Cảm ơn ngươi, lớp trưởng." Diệp Phàm thành tâm thành ý nói ra. Khương Sơ Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Không có việc gì, đồng học một trận mà." Sau đó, Khương Sơ Nhiên cùng Diệp Phàm tạm biệt. Diệp Phàm tâm tình tốt tới cực điểm, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Sinh hoạt, vận mệnh tựa hồ là đang theo một cái đặc biệt ánh sáng mặt trời phương hướng phát triển. Nhưng Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên lại không chú ý tới, giờ phút này quan tâm bọn họ không có chú ý địa phương, Trịnh Hoa Thanh nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt âm độc tới cực điểm. Mẹ, tiện nhân, Trịnh Hoa Thanh ở trong lòng cam giận không bằng phẳng, Khương Sơ Nhiên, lão tử đối người tốt như vậy, người nhưng xưa nay sắc mặt không chút thay đổi. Người nhất định phải đi phản ứng Diệp Phàm cái này cùng tạp trùng, người cho rằng là đang diễn chuyện cổ tích sao. Hư, Diệp Phàm người dám cùng ta đoạt nữ nhân, Ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ba ngày sau đó, vừa vặn là thứ bảy, Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên ước địa điểm tốt gặp mặt, Diệp Phàm là muốn mang theo Khương Sơ Nhiên đi gặp sư phụ La Quân. Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên đến Liễu Diệp khu biệt thự bên ngoài. Sư phụ ngươi ở chỗ này mặt, Khương Sơ Nhiên có chút giật mình. Diệp Phàm lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nói ra, đúng a. À. Khương Sơ Nhiên nói ra, hóa, ngươi cái này thần côn sư phụ thật đúng là hội gạt người a?" À lừa gạt nhiều tiền như vậy, nhà ta nhà còn tốt hơn. Khó trách người sẽ bị lừa gạt. Thoát khỏi, lớp trưởng, ta một nghèo hai trắng. Sư phụ ta gạt ta cái gì nha? Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, lừa người trẻ người non dạ a, à, hắn nhất định là có mưu đồ. Chỉ là ta còn không nghĩ ra tới. Dù sao, đợi chút nữa người nhìn ta hỏa nhãn kim tinh, cho người vạch trần xuyên thần côn này. Khương Sơ Nhiên nói tiếp. Diệp Phàm giật mình, nói ra, ta cô nãi nãi, sư phụ ta nhưng là đương thế cao nhân, người có thể tuyệt đối đừng ngôn ngữ không khách khí. Là quân tâm hiện tại nới lỏng rất nhiều, đây là bởi vì Linh Tuệ Hòa Thượng nói với hắn một câu. Không có ngươi, địa cầu như cũ chuyển. Hắn vốn là lo lắng Linh Nhi, lo lắng Linh Tôn, lo lắng Đại Ca, Nhị Ca chờ một chút, nhưng hắn về sau cũng biết, hết thảy lo lắng đều là không làm nên chuyện gì. Sự vật vẫn là hội hướng nó vốn là phương hướng đi phát triển. Linh Nhi đi thần nông thế giới, một mực không có tin tức truyền về. Mà La Quân mấy lần thử đi câu thông thần nông thế giới, nhưng đều không có có kết quả gì. Thần nông thế giới đã đóng lại đối ngoại đại môn, chỉ có là linh thể Linh Nhi mới có thể cảm giác được, sau đó đi qua. Vậy đại khái cũng là vì ngôi sao gì chủ hết lần này tới lần khác muốn phái Linh Nhi đi thần nông thế giới nguyên nhân đi. Tựa hồ tinh chủ đối hết thảy đều là tính toán không bỏ sót. Ngày này sớm, là quân đột nhiên cảm giác được bên ngoài biệt thự có người tại nói chuyện người khác tại nóc nhà xem báo chí kim sắc tiên nắng ban mai vẩy chiếu vào hắn thân thể đồng thời là quân thần niệm đem bên ngoài diệp phàm cùng khương sơ nhiên bao phủ lại nghe được khương sơ nhiên cùng diệp phàm trò chuyện là quân không khỏi nhịn không được cười lên bị khương sơ nhiên vị này bạn học nhỏ hiểu lầm thành thần côn điểm này là quân cũng không tức giận đổi lại là hắn hắn cũng sẽ cảm thấy đối phương là thần côn chỉ một lúc sau, Diệp Phàm thuận lợi mang theo Khương Sơ Nhiên tiến trong cư xá. Rất nhanh, Tống Nghiên Nhi đến mái nhà đến nói với La Quân, ca, Diệp Phàm đến, hắn chả mang cái nữ đồng học tới. Người nhanh phía dưới đi gặp một chút đi, chẳng lẽ là muốn gặp gia trưởng sao? Hiện tại tiểu hài tử, đều như thế thời thượng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, người cái này đầu, mỗi một ngày đều suy nghĩ cái gì nha. Về sau, La Quân đến lầu một phòng khách, diệp phàm cùng khương sơ nhiên trong phòng khách chờ đợi khương sơ nhiên tại ghế sofa ngồi diệp phàm thì cung cung kính kính đứng đấy chờ đợi la quân đến khương sơ nhiên đối diệp phàm bộ này nô tài tướng rất là khó chịu nhưng lại không thể làm gì tống nghiên nhi thì phao tốt cà phê còn chứa một ít ngon miệng điểm tâm lấy ra cho diệp phàm cùng khương sơ nhiên hưởng dụng khương sơ nhiên vốn là chuẩn bị đến vạch trần la quân thần côn này nhưng khi la quân một thân trắng như tuyết hy phục xuất hiện khuôn mặt Thanh Tú trầm ổn lộ ra như vực sâu nhạc đồng dạng tính khí lúc, nàng nhất thời cảm nhận được kính sợ hai chữ, thế mà không dám hổ ngôn loạn ngữ. Cái này một cái chớp mắt, Khương Sơ Nhiên có chút minh bạch vì cái gì Diệp Phàm tại La Quân trước mặt hội cung kính như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? La Quân một tay cầm lên chén cà phê, nhẹ lướt qua một miệng, sau đó mới hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức nói ra, "Sư phụ, đây là ban trưởng của ta, Khương Sơ Nhiên đồng học." nàng nghe ta nói ngài rất lợi hại đối với ngài đặc biệt sùng bái cho nên muốn tới gặp gặp ngài la quân nhất thời giống như cười mà không phải cười nhìn về phía khương sơ nhiên nói ra há là thế này phải không khương sơ nhiên nhìn về phía la quân nàng cảm thấy la quân nụ cười có loại ăn chắc nàng ý tứ nàng nhất thời dâng lên không chịu thua sức mạnh đến nói ra mới không phải ta chỉ là muốn tới vạch trần ngươi là thần côn sự thật a à, la quân cười cười Diệp Phàm lại là gấp, nói gấp, sư phụ, lớp trưởng nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Là Quân đưa tay chén cà phê gác qua bàn, sau đó nói, tiểu phàm, ngươi yên tâm đi. Sư phụ không có nhỏ mọn như vậy, chỉ là, vị này khương sơ nhiên đồng học, ngươi dự định làm sao vạch trần ta. Một bên tống nghiên nhi cũng là cảm thấy buồn cười, nàng một bộ xem kịch vui thần sắc. Khương sơ nhiên liền nói ra, diệp phàm nói ngươi biết bay, chỉ cần ngươi thực sẽ bay, vậy ta liền tin ngươi. Diệp Phàm lập tức cũng mong đợi, hắn biết, sư phụ khẳng định là biết bay. La Quân lại là nhìn về phía Diệp Phàm nói ra, ngươi thật như vậy nói. Diệp Phàm nhìn về phía La Quân, La Quân ánh mắt bình tĩnh không lay động, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cũng không biết La Quân đến cùng là ý tưởng gì. Diệp Phàm đối La Quân có loại thiên sinh kính sợ, hắn cô dám nói láo, nói ra, đúng, đệ tử xác thực nói như vậy khương sơ nhiên nói ra ngài không dùng để chỉ trích diệp phàm ta chỉ muốn hỏi ngài đến cùng phải hay không thật ngài đến cùng có thể hay không bay la quân nhìn khương sơ nhiên liếc một chút nói ra ta có thể chưa nói qua ta biết bay khương sơ nhiên lập tức bày làm ra một bộ biết thần sắc thế nào diệp phàm tin a diệp phàm nhất thời gấp nói sư phụ la quân từ tốn nói tiểu phàm xem ra ngươi đồng học đối với ta cũng không sùng bái a hiện tại nàng cũng nhìn thấy ta, nếu như không có khác sự tình, người để người đồng học trở về đi. Khương Sơ Nhiên đối La quân lòng kính sợ nhất thời hoàn toàn không có, nàng nhìn về phía Diệp Phàm nói ra, Diệp Phàm người thầy A. À, chúng ta đi, hắn là tên lừa đảo. Diệp Phàm vội vàng nói, không phải, lớp trưởng sư phụ ta tuyệt không phải lừa đảo. Hắn lại khó xử nói với La Quân, sư phụ, ngài. La Quân từ tốn nói, để người đồng học đi thôi, đương nhiên, người cũng có thể cùng với nàng cùng đi chúng ta đi diệp phàm khương sơ nhiên giữ chặt diệp phàm tay nói ra diệp phàm một chút hất ra khương sơ nhiên tay nói ra lớp trường ta không thể đi theo ngươi ngươi đi về trước đi khương sơ nhiên hoảng hốt nhìn về phía diệp phàm sau đó nàng tức giận nói ra ta nhìn ngươi thật sự là bị bị ma quỷ ám ảnh ta để ngươi theo ta đi ngươi nếu không đi về sau nhìn ta còn mặc kệ ngươi diệp phàm vì khó tới cực điểm nhưng hắn vẫn là thủ vững ở phòng tuyến cuối cùng nói ra lớp trưởng ngươi đi đi sư phụ ta không nguyện ý hướng ngươi chứng minh nhưng không có nghĩa là sư phụ ta là tên lừa đảo luôn có một ngày ta hội hướng ngươi chứng minh ngươi không có thuốc chữa khương sơ nhiên cả giận nói nàng theo rồi nói ra ngươi muốn chết muốn sống ta đều mặc kệ ngươi nàng nói xong bước nhanh rời đi diệp phàm đứng ngay tại chỗ cũng không có đi đưa tiễn tống Nghiên nhi ở một bên cảm giác được có chút xấu hổ nàng cũng không hiểu vì cái gì la quân nếu như vậy làm bất quá nàng trung quy là không nói gì đồng học hữu nghị quý giá nhất la quân nói với diệp phàm người vì cái gì không theo ngươi đồng học cùng đi người cái này đồng học tâm địa không tệ mặc dù có chút kiêu ngạo tự mãn nhưng không có xem thường ngươi dạng này tình cảm gì bảo quý diệp phàm trầm giọng nói ra bởi vì ta tin tưởng sư phụ bởi vì nếu như ta người hầu lớn lên đi như vậy ta đem lại không có cơ hội hướng lớp trưởng chứng minh ta nói là thật đúng sai thật giả trọng yếu như vậy sao la quân nói ra diệp phàm nói ra tại trước mặt người khác không trọng yếu nhưng là ở trước mặt nàng rất trọng yếu la quân cười ha ha một tiếng hắn nói ra người muốn nhìn vi sư có thể hay không bay vậy thì tốt vi sư lại bay một lần cho ngươi xem hắn đưa tay hư không duỗi ra một đạo hư không thủ ấn đem Diệp Phàm chết bắt lấy. Một giây sau, là quân thân hình lóe lên, liền dẫn Diệp Phàm hư không xuyên thẳng qua, xuất hiện tại bầu trời chi. Trời xanh mây trắng, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng. Sau đó, là quân thi triển ra đại kim đan tới. Đại kim đan sinh ra côn bằng cánh, là quân cùng Diệp Phàm đứng tại đại kim đan mặt. Đại kim đan chấn khởi hai cánh, ở trên không chi nhanh chóng rong ruổi. Sau một lát, liền đến vùng biển hư không. Diệp Phàm trước mặt là đoàn đoàn như sợi bông một dạng tầng mây, phía dưới thì là biển rộng mênh mông. Nhanh chóng ngược gió phá tại Diệp Phàm khuôn mặt, để hắn cảm thụ gương mặt đau nhức. Thế nào, vi sư có thể hay không bay?" La Quân trêu tức lấy hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm còn đang khiếp sợ chi, nghe vậy nói ra, đệ tử là biết sư phụ ngài có bản sự này, chỉ là không biết vì cái gì ngài không thể tại lớp trưởng trước mặt triển lãm. Rất đơn giản, thứ nhất thiên cơ không thể tiết lộ. Tiên gia sự tình thiếu cùng phàm nhân lấy, thứ hai, người muốn chứng minh, vậy chính người đi chứng minh. Một ngày nào đó, người cũng có thể dạng này mang theo nàng tại bầu trời chi rong ruổi. Bất quá, người muốn đạt đến một bước này, còn rất dài đường muốn đi. La Quân nói ra, Diệp Phàm nhất thời lòng tin mười phần, hắn gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Tốt, hiện tại ta mang người đi một nơi, La Quân cấp tốc thi triển ra đại na di thuật tới. Trong chớp mắt, không gian trận pháp ở trên không hình thành, bao phủ ở La Quân cùng Diệp Phàm. Một giây sau, La Quân cùng Diệp Phàm xuất hiện tại một cái hải đảo chi. Cái này cái hải đảo chính là hoang đảo, bên trong cây xanh râm mát, như rừng rậm nguyên thủy. La Quân mang theo Diệp Phàm tại một chỗ vách đá mặt đứng nghiêm. Hoang đảo này, xanh ngắt thanh sơn, hiểm trở hùng tráng. Dương quang phổ chiếu phía dưới, nhất thời làm cho lòng người sinh hào khí, phiến cổ càng có một chỗ tính mịch hạp gốc, khiến người ta sinh ra vô hạn liên tưởng. Diệp Phàm nói ra, sư phụ, đây là địa phương nào? La Quân nói ra, nơi đây cách Tân Hải đã có hơn 8.000 dặm, là vi sư tìm kiếm một chỗ rất có linh vận đại sơn. Một cái ý niệm trong đầu, thật 8.000 dặm, Diệp Phàm nói ra, sư phụ, đệ tử không có thể hiểu được, thần thông như vậy là như thế nào hình thành. La Quân nói ra, hiện tại ta giải thích với ngươi, ngươi khả năng không hiểu. Người về sau tại vật lý mặt, nhiều phía dưới chút công phu. Đối trùng động khiêu dược, lượng tử lý luận làm nhiều giải. Có lẽ liền không dùng vi sư giải thích, người cũng có thể hiểu cái này ảo diệu. Điện thoại di động cùng điện thoại di động ở giữa, có thể thực hiện ngàn dặm 10 ngàn dặm, trong nháy mắt thanh âm, hình vẽ có thể truyền đạt. Vi sư cái này đại na di thuật, cũng có tương đồng đạo lý ở bên trong. Vạn sự vạn vật, đều có tương đồng đạo lý. Nhưng đầu tiên, người muốn giải vạn sự vạn vật, cho nên, vi sư mới có thể muốn ngươi nhiều nghiêm túc đi tiết, ngươi nghiêm túc tiết, không phải vì cho ngươi đi thi cái đại học tốt, đi giấy rất nhiều tiền. Sách vở chất là vì thu hoạch được tri thức, ngươi muốn đem cái này bản chất cho ghi lại. Đệ tử minh bạch, Diệp Phàm bỗng cảm giác rộng mở trong sáng. Là quân nói ra, tốt, ngươi bây giờ ngồi xuống. Diệp Phàm tuy nhiên không hiểu, nhưng lại theo lời ngồi xuống. La quân nhìn Diệp Phàm là ngồi xếp bằng, không khỏi buồn cười, nói ra, người nào nói cho ngươi nhất định muốn ngồi xếp bằng diệp phàm khẽ giật mình sau đó thành thành thật thật nói ra trong tv sách chỉ cần là học công phu vào chỗ đều là như thế sư phụ chẳng lẽ không đúng không la quân nói ra không phải không đúng mà chính là người phải hiểu tại sao phải làm như vậy diệp phàm thành thành thật thật nói ra đệ tử chính mình tính tỏa qua đi đứng tê dại xác thực không bằng ngồi dễ chịu đệ tử cũng không hiểu tại sao muốn như thế? La Quân nói ra, vậy thì tốt, vi sư giải thích với người đi. Cái này tĩnh tỏa, đối tư thế, tâm cảnh đều là rất có chú trọng. Phật gia cùng đạo gia tư thế ngồi đều không cùng, Phật gia có kim cương tòa, đạo gia có thanh tâm tòa. Phật gia giảng ngũ tâm hướng thiên, tức đầu, hai tay, hai chân. Audio điện tử võ tấn bền. Là Quân tiếp tục nói, đạo gia giảng thanh tâm quả dục bất quá nói cho cùng đều là muốn lấy một cái tính chỉ có tính mới có thể nhập định bất cứ chuyện gì muốn thu hoạch được thành công đều cần chuyên chú điểm này người có thể tham khảo trường học các người học bá học bá từ trước đến nay là sẽ không cảm thấy học tập khổ hắn có thể tại học tập tìm tới khoái lạc cho nên mới có thể trở thành học bá hắn đón đến tiếp tục nói ta hiện tại dạy ngươi thuộc về ta cái môn này tính tỏa phương pháp ngươi không cần ngũ tâm hướng thiên nhưng thân thể không thể tại chân ngồi vững, eo muốn ủng hộ thẳng, lưỡi đến hàm. Muốn đạt tới miệng sinh Ngọc Tân, mới mới xem như tư thế chính xác. La Quân nói ngồi xếp bằng, từng bước một dậy bảo Diệp Phàm. Diệp Phàm là cái thông minh hài tử, một học hội. Tốt, rất tốt, La Quân thấy thế, nhất thời tán thưởng. Hắn còn nói thêm, bắt đầu ngươi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, đợi đến ngươi tránh thức có thể tùy thời nhập định, không biết mệt mỏi. Sau đó ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra. Sau đó, Diệp Phàm như vậy đánh ngồi xuống, ngay từ đầu, hắn xác thực cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hắn nhớ kỹ sư phụ nói chuyên chú, nhập định mình.